Siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập một Áo đen Tố Trinh tâm hướng xuống lặn xuống, nàng đột nhiên nói ra, "Tốt, ta Bạch Tố Trinh đã rơi đến nước này, cũng không phải một cái thua không nổi người. Hiện tại Diệu Thiện còn tại Ta Thiên Lôi Chi Thành bên trong, La Quân là vô tội. Ta dùng Diệu Thiện đến đổi La Quân bình an, như thế có thể thực hiện." Áo trắng tăng người nói, "Vị tiểu thí chủ này thân thể có bần tăng không cách nào nhìn thấu khí vận." Bần Tăng vốn không có ý định muốn làm khó vị tiểu thí chủ này. Hắn muốn ly khai, liền có thể lập tức rời đi. Ta không biết đi, La Quân mở miệng. Áo đen tố trinh không tiếp tục để ý cái kia áo trắng tăng nhân, mà chính là cùng La Quân ý niệm bắt đầu giao lưu. La Quân, chúng ta không cần thiết giả mồm, người tâm ý, ta biết. Nhưng người thật không cần thiết bồi tiếp ta ở chỗ này hao hết pháp lực mà chết. Đây là ta lựa chọn, người cũng không có cái này nghĩa vụ bồi ta chết ở chỗ này. Ta có thể làm được không hối hận, ngươi có thể sao? Tuy nhiên ta máu và nước mắt khả năng cho không ngươi, nhưng cái này không có nghĩa là về sau không có cơ hội. Ngươi muốn làm sự tình còn có rất nhiều, ngươi hiểu sao? Là quân nói ra, nếu như, ta hôm nay có thể đi. Trước đó có thể ở sau lưng đâm ngươi một đao, đã trước đó không có đâm ngươi một đao, hôm nay không biết đi. Ta biết cái gì là phải làm, cái gì là lý trí. Nhưng chính như ngươi một dạng người cảm thấy ngươi có ngươi nhất định phải làm sự tình ta cũng có ta tuyệt đối không thể làm sự tình đừng nói ngươi ta bây giờ tâm ý tương thông liền coi như ngươi là ta một người bạn bình thường ta cũng không có vứt xuống ngươi ở chỗ này một người gánh chịu sinh tử đạo lý áo đen tố trinh nói ra ta biết ta biết thế nhưng là ngươi trước tiên có thể ra ngoài sau đó tìm tới cứu ta biện pháp không có ta người âm dương pháp lực không thi triển ra được ta vừa đi người trong khoảnh khắc phải chết ở chỗ này la quân nói ra áo đen tố trinh nói ra người thật không sợ chết ta sợ chết có thể ta càng sợ cô phụ tín nhiệm cô phụ bằng hiếu cô phụ người yêu ta la quân tuy nhiên không tính là gì đại anh hùng nhưng từ đầu đến cuối ta không hề có lỗi với qua bất kỳ một cái nào bằng hiếu la quân nói ra nguyên tắc đây là la quân nguyên tắc áo đen tố trinh trầm mặc đi xuống thật xin lỗi Ta không nghĩ tới muốn hại ngươi." Áo đen Tố Trinh nói ra. "Không có cái gì có lỗi với, đây là ta tự mình lựa chọn." La Quân nói ra. Lúc này, bên ngoài áo trắng tăng người nói, Bần tăng liền đem hai vị đưa vào Phật giới, hết thảy cuối cùng đều muốn bụi về với bụi, đất về với đất. Hắn sau khi nói xong, cái kia đại thừa chân kinh kinh Hải Dương đem áo đen Tố Trinh bao khỏa. Sau cùng, cỗ này Hải Dương trở về đến đại thừa chân kinh bên trong. Áo trắng tăng nhân đem đại thừa chân kinh hợp, sau đó mở ra Phật giới Chi môn. Một giây sau, hắn tiến vào Phật giới Chi môn. Nguyên bản, chỉ cần có La Quân tồn tại, là rất khó tiến vào hắn thế giới. Chỉ là lúc này, La Quân đưa về đến đại thừa chân kinh bên trong, cái kia áo trắng tăng nhân tiến vào Phật giới, lại là không có một chút trở ngại. La Quân cùng áo đen tố trinh khi tiến vào đại thừa chân kinh một cái chớp mắt, liền cảm giác được đại thừa chân kinh bên trong Phật lý thâm hậu cuồn cuộn như vũ trụ thương khung. Mà lại cái này có tầng tầng cách trở, thiên trọng không gian. Là quân cảm giác được chính mình cách cái kia thế gian hết thảy chân thực vật chất cách 10 triệu trọng sơn. Chân áp tại địa ngục tầng 18 còn kinh khủng hơn. Đồng thời, khi tiến vào Phật giới về sau, là quân càng cảm giác tuyệt vọng, đó là một loại nói không nên lời cảm giác. Bốn phía đều là Phật quốc, nhưng đối là quân tới nói, lại là địa ngục bọn họ cách ra ngoài đường càng thêm xa. Điểm này, áo đen tố Trinh tâm lý vô cùng rõ ràng. Hối hận không? Áo đen tố Trinh hỏi La Quân. La Quân nói ra, sớm dự liệu được sự tình, lại có cái gì tốt hối hận. Nói đến, La Quân đột nhiên cười một cái, nói ra, ta đi cho tới hôm nay, giống hôm nay loại này tuyệt cảnh, không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Mỗi lần ta đều nhiều lần thoát chết, cho nên lần này, ta đột nhiên rất tốt. Ta còn nhiều lần thoát chết sao? người luôn luôn muốn chết ta sẽ chết tại một lần kia chi lần này là một lần cuối cùng sao áo đen tố trinh gặp la quân thần thái buông lỏng liền nói ra vậy ngươi cảm thấy này lại là một lần cuối cùng sao la quân nói ra phải nói tình huống là nhất không diệu há nói thế nào áo đen tố trinh nói ra la quân nói ra ta trước kia coi như có thật nhiều bằng hữu có lúc bằng hữu của ta sẽ đến cứu ta nhưng là ở cái địa phương này ta không có bằng hữu có thể tới. Vị kia đưa người qua đây tinh chủ không phải thần thông quảng đại sao. Áo đen tố trinh nói ra. Là quân nói ra, tinh chủ không sẽ chủ động cứu người, hắn đem hết thảy tất cả thuộc về trong trường hợp mệnh số. Huống chi, nơi này, hắn cũng tới không. Hắn là sử dụng thủy triều thời không đem ta đưa tới, lúc đó cũng là nguyên thần có tác dụng. Bây giờ thủy triều thời không còn chưa đến, hắn càng sẽ không tới. Trông cậy vào hắn, không có cái này khả năng áo đen tố trinh nói ra cái kia thật đúng là khéo léo người ở chỗ này không có bằng hiếu ta tựa hồ cũng không có bằng hiếu bằng hiếu không địch nhân ngược lại là thật nhiều xem như muội muội ta đều ngóng trông ta chết huống chi là người khác đây la quân nói ra cho nên ta mới nói đây là nhất không rượu hắn tự nhiên cũng biết không thể trông cậy vào cái kia áo trắng tố trinh cái kia áo trắng tố trinh liền giao chỉ cung cũng không dám đắc tội, mượn nàng 100 cái gan, nàng cũng không dám cùng Phật giới đối nghịch. Huống chi, nàng cho dù xuất thủ, cũng không có tác dụng gì. Đại thừa chân kinh là thế tôn Pháp bảo, lại có áo trắng tăng người thủ hộ, dạng này đội hình, ai có thể đến cứu giúp. Một bản đại thừa chân kinh, ẩn chứa thế gian rất nhiều Phật Pháp đạo lý. Cái này rất nhiều Phật Pháp chân kinh, đều là thuộc về đại thừa chân kinh một mạch. Cái này có đại thừa kim cương chân kinh, đại thừa thông huyền pháp hoa chân kinh. Vân vân, là quân cùng áo đen tố trinh bị chấn áp tại đại thừa chân kinh chi, hai người chỗ tại không gian là một mảnh hư vô. Cái kia đại thừa chân kinh bên trong giống như là minh mông bát ngát phố trụ, mà những cái kia kim sắc đã là từng viên tinh cầu. Những thứ này trải qua lưu động, đồng thời lúc nào cũng không lại trợ giúp áo đen tố trinh thể nội trải qua phản vệ áo đen tố trinh. Áo đen tố trinh cùng la quân muốn một mực không ngừng chấn áp những cái kia trải qua, cũng may mắn la quân long quả còn rất nhiều, còn có thể trèo chống không thiếu thời gian. Nếu như, ta chết ở trước mặt ngươi, tố tố, ngươi hội chảy xuống máu và nước mắt sao? La quân đột nhiên hỏi áo đen tố trinh. Áo đen tố trinh nói ra, vậy ta không biết, ta cũng không có trải qua. Bất quá ngươi cũng không cần nghĩ, ngươi chết ở trước mặt ta, vậy ta tính toán chảy ra máu và nước mắt, cũng là không có tác dụng gì. La Quân cười khổ, nói ra, vậy cũng đúng. Đến giờ này khắc này, thật chỉ có thể. Chờ chết sao, La Quân ngẩng đầu nhìn về phía chân kinh chi thương khung, hắn nói thầm, đi này thiên đạo nhiều như vậy đường, lại một lần đều không đoán hắn thói quen. Ta đã hết sức, như vậy lần này kết quả lại đến cùng là cái gì đây? La Quân đoán không ra, cũng nghĩ không ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Quân cùng áo đen tố trinh tại đại thừa chân kinh đảo mắt đợi một tháng. Cách La Quân rời đi Nam Tống thời gian đã chỉ có hơn 20 ngày. La Quân cùng áo đen tố trinh pháp lực trôi qua đã đến một cái khủng bố cấp độ. Long quả cũng toàn bộ sử dụng hết, lúc này áo đen tố trinh, nàng thân hình mờ mịt. Tùy thời tùy chỗ, đều có loại muốn tan thành mây khói cảm giác. La Quân cũng suy yếu tới cực điểm. Cái kia hắc bạch liên hoa dần dần muốn áp chế không nổi áo đen tố trinh thể nội trải qua. La Quân, chúng ta muốn cùng chết. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, với ta mà nói, kết quả này cũng không tệ. Chỉ là đáng tiếc ngươi, ngươi có nhiều như vậy ngươi thích hồng nhan chi kỷ, sau cùng lại phải bồi ta cùng chết. Là quần khe khẽ thở dài, nói ra, ta liệt diễm thần đan còn tại thân thể, chỉ tiếc, vẫn không có thể đưa ra ngoài cho Lam Tử Y. Hy vọng nàng có thể cắt nhân thiên tướng đi, còn có, Linh Nhi, ta cả đời này, lớn nhất có lỗi với còn là Linh Nhi. Nếu như, Linh Nhi có thể sống lại, Lam Tử Y có thể tỉnh lại, hôm nay ta nhất định sẽ đi không có tiếc nuối. Hắn đón đến, lại nói liên nguyên lại nhảy nói ra, ta kém chút quên, ta còn có một đứa con gái, một đứa con trai. Đáng tiếc, bọn họ đều còn không có gọi qua một tiếng ba ba, cũng không có hưởng thụ qua một chút xíu tình thương của cha. Ta còn cần phải, đi mẹ ta trước mộ phần lại nhiều đập mấy cái đầu. Tay ta còn có rất nhiều pháp bảo, cần phải phân cho ta đại ca, nhị ca. Ai, quá nhiều chuyện còn không có làm, nhớ qua làm xong lại cùng ngươi chết. Áo đen tố trinh nghe La Quân nói liên miên lại nhảy, nội tâm của nàng mềm mại triệt để bị đánh. Nam nhân này, hắn tuy nhiên rất nhỏ yếu, nhưng là hắn tựa hồ cho tới bây giờ không có vì chính hắn sống qua. Hắn vốn có thể rời đi nơi này, lại vì chính mình thủ tại chỗ này, tình nguyện cùng chết. Hắn đến cái này trước khi chết cấp độ, tâm lý đọc tất cả là hắn người yêu cùng bằng hiếu. Là quân, là quân, Áo đen tố trinh nhẹ nói nói. La quân nói ra, ừm, tố tố, làm sao? Hắn suy nghĩ có chút không thể tập hợp. Áo đen tố trinh nói ra, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta, cảm ơn ta cái gì? La quân quái nói ra. Áo đen tố trinh nhẹ giọng nỉ non nói ra, ta tại đời này, không có cái gì thân nhân. Sư phụ ta, là ta thân nhân duy nhất, nhưng sư phụ đợi ta, từ trước đến nay có chút khoảng cách. Nàng cũng rất là nghiêm khắc, tại 200 năm trước, nàng rất ít tại ta sinh mệnh bên trong xuất hiện qua. Nàng biết, ta là không an phận người, cũng biết ta hội xông ra đại hỏa tới. Vậy đại khái, cũng là nàng vắng vẻ ta duyên cớ. Ta không có bằng hiếu, không có thân nhân, không biết bị quan tâm là tư vị gì. Ta có một người muội muội nàng đối với ta, cũng không có cái gì cảm tình. Cho nên, ta cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi có thể xuất hiện tại ta sinh mệnh bên trong, có thể làm bằng hữu của ta. Chỉ là, thật xin lỗi, ta sau cùng lại làm hại ngươi cùng ta cùng chết tại cái này đại thừa chân kinh bên trong đây là ta lựa chọn a la quân nói ra không có cái gì hại hay không hại ta cũng phải cảm ơn ngươi ngươi là như thế đặc biệt như thế tuyệt thế vô song trong thiên hạ này lại có mấy người kia có thể có cái này vinh hạnh tới làm bằng hữu của ngươi ta bản lĩnh thấp lại có thể được đến dạng như ngươi cảm mến đối đãi ta la quân cũng nên là chết cũng không tiếc áo đen tố trinh mỉm cười nói ra Đáng tiếc a à, đáng tiếc, nếu là ta có thể còn sống, từ nay về sau, thiên nhân, ta đều sẽ để ngươi cảm thấy, có ta người bạn này, ngươi là cỡ nào vinh diệu. Nhưng hết thảy đều khó có khả năng. Ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Một huyết dịch theo hư không chi rơi xuống. Huyết dịch này thần diệu không, cấp tốc đem vô số trải qua xua đuổi. Sau đó, huyết dịch này hóa thành một mảnh huyết quang đem La Quân bao trùm. Ừm la quân cùng áo đen tố trinh lập tức cảm giác được tự do áo đen tố trinh thể nội trải qua trực tiếp bị dung thành cho tàn âm dương pháp lực hóa không rơi trải qua tại huyết dịch này phía dưới lại là không có chút nào sức chống cự đồng thời la quân cùng áo đen tố trinh còn cảm giác được không gian chuyển động đại na di thuật hoàn toàn có thể chuyển rời ra ngoài la quân cùng áo đen tố trinh đồng đều cảm giác ngạc nhiên nhưng bọn hắn cũng không kịp nghĩ nhiều trực tiếp thi triển đại na di thuật rời đi đại thừa chân kinh. A di đà Phật, cái kia áo trắng tăng nhân khoanh chân ngồi tại hư không chi. Đại thừa chân kinh tại hắn tay. Bốn phía tràn đầy màu trắng vân sơn. Một cỗ gió lạnh thổi qua đến, lại là đem một đám mây yama búc mở, kim sắc ánh sáng mặt trời lập tức chiếu dọi tại la quân cùng áo đen tố trinh thân thể. Áo đen tố trinh nhìn về phía áo trắng tăng nhân, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói, chúng ta chỉ có thể bị luyện hóa sao còn có đây là địa phương nào vì cái gì giống như đã không phải là tại phật giới áo trắng tăng nhân nhìn về phía áo đen tố trinh hắn cũng không đáp lời chỉ là khẽ vươn tay liền đem đạo thiên lôi này chi thành quan âm đại sĩ vồ bắt đi ra đa tạ sư huynh quan âm đại sĩ hướng áo trắng tăng người nói áo trắng tăng nhân hơi hơi gật đầu hắn sau đó nhìn về phía áo đen tố trinh nói ra việc nơi này này kết người về sau, nhiều từ trân trọng. Sau đó, áo trắng tăng nhân liền dẫn quan âm đại sĩ vỡ ra Phật giới chi môn, sau đó này rời đi. Chỉ còn lại có la quân cùng áo đen tố trinh một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Đến cùng chuyện gì phát sinh, áo đen tố trinh lòng sinh ra cảm giác cổ quái. Chúng ta đi trước lâm an thành, khôi phục nguyên khí lại nói. La quân nói ra, áo đen tố trinh gật gật đầu. Hai người cấp tốc thi triển đại na di thuật, tiến về Lâm An thành. Tại Lâm An thành đợi 3 ngày, 3 ngày sau đó, La Quân cùng áo đen Tố Trinh nguyên khí hoàn toàn khôi phục. Thiên Lôi chi trong thành, chỉ còn lại có chiến cuồng một mực tại bảo vệ đại bản doanh. Chuyện này sẽ không như thế đơn giản, ta muốn đi một chuyến Thanh Thành cung." Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân tâm chấn động, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Thanh Thành cung. Hắn cảm thấy Thanh Thành cung lấy áo trắng Tố Trinh cầm đầu, đều là chỉ biết là bo bo giữ mình. Cái kia một máu ta rất quen thuộc, áo đen tố trinh nói ra, trước đó chúng ta đem sơn hà xã tác đồ bên trong thần thú thả ra, về sau là một huyết dịch trợ giúp chúng ta phong ấn trận pháp. Lần này cứu chúng ta huyết dịch này, cùng sơn hà xã tác đồ trong kia huyết dịch rất tương tự. La quân nói ra, người nói có chút đạo lý, cái kia đại thừa chân kinh luyện hóa, áo trắng tăng đã sớm nói là không thể dừng lại. Xem ra, sự tình là thật cùng sơn hà xã tác đồ có quan hệ đi áo đen tố trinh cấp tốc tiến về thanh thành cung mấy cái chuyển rời liền lập tức đến thanh thành cung bên trong thanh thành cung vẫn là như cũ lúc này là muộn nguyệt đầu cành thanh thành sơn một mảnh tĩnh u áo đen tố trinh cùng la quân tới thanh thành cung bên trong lập tức có tiểu yêu nhìn thấy cái kia tiểu yêu vẫn là nhận biết la quân cùng áo đen tố trinh tiểu yêu thấy hai người thần sắc phức tạp Ta muốn gặp các người thánh nữ." Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra. Tiểu Yêu nói ra, "Thánh nữ ở bên trong mời." Nàng từ không dám ngăn trở Áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân thuận lợi tiến vào Thanh Thành cung. Nàng lập tức cảm ứng được Áo trắng Tố Trinh vị trí, sau đó cất bước mà đi. Áo trắng Tố Trinh tại nàng trong trạch tử, đó là nàng và Hứa Tuyên thành hôn về sau chỗ ở địa phương. Lúc này, trong sân hoàn toàn yên tĩnh khắp nơi đều lộ ra thanh u mà bên trong có yếu ớt ánh đèn lộ ra áo đen tố trinh cùng la quân không làm kinh động bất luận kẻ nào bọn họ đứng ở bên ngoài bằng vào pháp lực có thể đem bên trong thấy rất rõ ràng la quân thấy rõ ràng bên trong lúc nhất thời hoảng sợ đơn giản là hắn trông thấy hứa tuyên chính bồi tiếp một cái lão phụ nói chuyện lão phụ kia toàn thân áo trắng nằm ở giường đã là hấp hối bằng vào trực giác là quân biết lão phụ kia không là người khác, chính là áo trắng tố trinh. Nàng vì sao lại biến thành cái dạng này, chẳng lẽ là cùng chúng ta có quan hệ, đến cùng chuyện gì phát sinh, vô số nghi vấn tại là quân tâm bốc lên mà ra. Lúc này, lão phụ kia đột nhiên kịch liệt ho khan. Nàng ho khan, dường như khục đến người trong tâm khảm, để người vì thế mà choáng váng. Hứa tuyên hết lòng chiếu cố. Sau một hồi khá lâu, lão sao mới bình tĩnh trở lại thật xin lỗi tướng công lão phụ suy yếu mở miệng hứa tuyên lắc đầu nói ra đều đến lúc này đừng nói loại lời này người thật tốt dưỡng bệnh nhất định sẽ tốt lão phụ khoát khoát tay nói ra tướng công trong lòng ta rõ ràng ta là được không về sau người không muốn nhớ tới ta ta sau khi đi người nhất định muốn một lần nữa tìm người ưa thích cô nương ta không đáng người tốt hứa tuyên mắt lóe qua vẻ thống khổ hắn đột nhiên hai mắt huyết hồng quát ta không muốn ngươi nói với ta những thứ này cầu thí, ta hứa tuyên đời này là chỉ thích ngươi. Ngươi Mỹ cũng tốt, xấu cũng được, ta là ưa thích ngươi. Ta chỉ hận, ta hận ngươi vì cái gì nhẫn tâm nhiều lần như vậy, lại nhất định phải lần này vì nàng nỗ lực. Nàng chết, không phải vừa vặn sao. Một trăm, đây là nàng tự tìm. Nàng, nàng là tỷ tỷ ta a. À. Lão phụ run giọng nói ra, nàng theo rồi nói ra, trước kia mỗi lần, ta có thể nhẫn tâm, là bởi vì ta biết, nàng sẽ không chết nhưng lúc này đây ta như lại không quản nàng thực sẽ chết a là quân thân thể chấn động hắn không nghĩ tới áo trắng tố trinh thế mà lại là đen áo tố trinh nỗ lực nhiều như thế hắn cảm thấy cái mũi có chua sót mà lúc này hắn đột nhiên nhìn về phía áo đen tố trinh áo đen tố trinh sắc mặt bình tĩnh nàng một câu đều không nói cũng nhìn không ra nàng có bất kỳ tâm tình gì biến hóa la quân bỗng nhiên có chút bận tâm áo đen tố trinh ta không sao áo đen tố trinh sớm mở miệng nàng sau đó thân hình lóe lên tiến trong phòng kia la quân lập tức theo lách vào đi loại này khoảng cách gần hư không xuyên thẳng qua la quân tại bát trọng thiên thời điểm vận dụng thuần thục hiện tại càng không nói chơi làm áo đen tố trinh cùng la quân xuất hiện trong phòng lúc hứa tuyên cùng áo trắng tố trinh đều bị kinh ngạc áo trắng tố trinh nhìn về phía áo đen tố trinh nàng hai mắt nhiều bẩn không lại không trước đó thanh linh đôi mắt sáng nàng nhìn áo đen tố trinh liếc một chút sau đó thu hồi ánh mắt hứa tuyên nhìn về phía áo đen tố trinh lại là hai mắt tràn ngập cừu hận riêng là làm hắn nhìn đến áo đen tố trinh một mặt ngạo nghễ lúc lòng hắn hỏa khí càng thêm ức chế không nổi hứa tuyên nói thẳng nơi này không chào đón ngươi mời ngươi lập tức rời đi áo đen tố trinh mắt lóe qua sát ý nàng đột nhiên thân thủ như vậy hư không bóp lấy hứa tuyên cổ. Hứa tuyên có mạc đại pháp lực, nhưng ở áo đen tố trinh trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ. Hắn đỏ mặt lên một mảnh, rất nhanh cảm thấy hô hấp không đến. Người thì tính là cái gì, ở trước mặt ta, có người nói chuyện phần. Áo đen tố trinh đối hứa tuyên không chút khách khí. Tố tố, người mau buông ra hứa huynh, la quân sướng sờ một chút, lập tức ngăn cản áo đen tố trinh. Áo đen tố trinh vẫn còn là cho la quân mặt mũi nàng ngay sau đó thả Hứa Tuyên. Ta cùng ngươi liều, Hứa Tuyên đạt được tự do, giận không nhịn nổi. Hứa huynh, La quân lập tức ngăn trở Hứa Tuyên, hắn một phát bắt được Hứa Tuyên tay, sau đó cấp tốc triển khai Đại Na Di thuật. Hai người thân hình lóe lên, ra Thanh Thành Cung. Nàng quá phận, Hứa Tuyên tại Thanh Thành Sơn một chỗ đỉnh núi chi, hắn giận khí thông thông. Nơi đây yên lặng, gió núi phồng lên. Nơi xa lục lâm như hải, Minh Nguyệt làm nổi bật phía dưới một mảnh hoa dâm hải dương. La Quân nói ra, Tố Tố hiện tại tâm tình không tốt, hứa huynh, mời ngươi nhiều gánh vá một chút. Ta muốn làm sao đảm đương, ta toàn tộc nhân đều chết tại tay nàng. Bây giờ, thể tử của ta vì nàng, đã không còn sống lâu nữa. Ta chỉ hận ta bản sự không bằng nàng, không phải vậy lời nói, ta hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh. Hứa huynh, La Quân nói ra, người tộc nhân cái chết, ta rất bi thương, cũng rất tiếc hận nhưng là bút chướng này hoàn toàn tính tới đầu nàng không khỏi không đủ công bằng người tộc nhân là bởi vì ngươi muốn cứu người thê tử sau đó dẫn đến bị đạo pháp dạy người khống chế tại tử kim bát lúc đó ngươi cũng không thể lực cứu giúp mà tố tố đang đối chiến chi căn bản không rõ lắm bên trong tình huống cho nên mới trực tiếp đem tử kim bát cho hủy cũng dẫn đến người tộc nhân toàn bộ chết tại nếu như không phải tố tố tại chúng ta đều có thể chết la quân nói ra ta không phải muốn thiên vị người nào chỉ là đạo lý vẫn là muốn nói rõ hứa tuyên thân thể chấn động hắn trong lúc nhất thời một câu đều nói không nên lời đến mức lúc này thê tử ngươi sự tình ta cũng rất khó chịu nhưng nàng cùng tố tố chính là tỉ muội đây là các nàng tỉ muội tình đối với việc này mặt chúng ta đều là người ngoài la quân tiếp tục nói hứa tuyên nói ra không ta không thể hắn lộ ra đến thống khổ dị thường la quân có thể hiểu được hứa tuyên tâm tình lòng hắn làm sao không là bi thương sau một hồi khá lâu là quân hỏi hứa tuyên nói đến cùng là chuyện gì xảy ra hứa tuyên trầm mặc nửa ngày chi rồi nói ra tố trinh nàng và nữ nhân kia ở giữa có một loại nào đó vi diệu liên hệ nàng cảm giác được cái kia nữ nhân đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc sau đó nàng chạy tới phật giới tìm phật giới thả người phật giới tất nhiên là không thể tố trinh bất đắc dĩ tại đại lôi âm tự phía dưới, không sử dụng bất luận cái gì pháp lực, không ăn không uống, quỳ thiên thê. Cái kia lôi âm tự thiên thê thềm đá, cực sốc đứng, chừng 38,000 cấp. Nàng là như vậy quỳ một bước, đập một cái đầu, chỉnh một chút 10 ngày 10 đêm, mới đại lôi âm tự. Ta mấy lần muốn ngăn cản, nhưng nàng không thể, sau cùng dứt khoát đem ta khốn tiến sơn hà xã tắc đồ bên trong. Là quân thân thể chấn động, hắn có thể tưởng tượng đến đó là một loại như thế nào chan phong cách cổ xưa thê lương đại lôi âm tự thật cao tại, thiên thê thềm đá dốc đứng cùng cực, đứng thẳng vào mây trời. Bạch y nữ tử kia, giống như tín đồ thành kính, một bước một dập đầu, máu me đầm đìa. Hứa tuyên tiếp tục nói, sau cùng, tố trinh rốt cuộc cầu kiến cái kia thế tôn nguyên thần, thế tôn nguyên thần bị cảm động, đem tình hình thực tế nói cho tố trinh. Tố trinh vì cứu nữ nhân kia, đem toàn thân tinh nguyên thiêu đốt, Kích hoạt sơn hà xã tác đổ bên trong, nữ hoa nương nương lưu lại thánh người tinh huyết. Chính là cái kia một huyết dịch, đem bọn người theo đại thừa chân kinh bên trong giải cứu ra. Thì ra là thế, là quân nói ra. Hắn rốt cuộc minh bạch đây hết thảy. Nguyên lai, đời này rất nhiều thứ, đều không phải chúng ta mắt thường đoán gặp, tâm chỗ lý giải như thế. Là quân nói thầm, ta vốn cho rằng, nàng bất quá là cái nhu nhược, lại lương bạc người ta coi là, nàng đối tố tố không có bao nhiêu cảm tình. Có thể, là quân cảm động, sầu não, tâm nói không nên lời khó chịu. Hắn biết, lúc này, tâm càng thêm khó chịu chỉ sợ là tố tố. Nàng tuy nhiên thần thông quảng đại, tuy nhiên xem ra thật cao tại, băng lãnh vô tình. Khả la quân biết, trong nội tâm nàng thực bất quá là cái cực độ khát vọng được thích tiểu nữ hải A. Áo trắng tố trinh lần này đi đến nước này, hay là bởi vì áo đen tố trinh khư khư cố chấp mà dẫn đến kết quả như vậy. Có thể nghĩ, áo đen tố trinh tâm khó chịu. Không đúng, là quân nghĩ đến cái gì, nói ra, ta nhớ được chúng ta ra đến thời điểm, đã là tại Phật giới bên ngoài. Hứa tuyên nói ra, đại thừa chân kinh tại Phật giới bên trong, chính là thiên địa tổng cương, không người có thể phá. Cho nên về sau, chúng ta trước đem đại thừa chân kinh đưa ra Phật giới, không phải vậy lời nói, thánh nhân lưu lại tinh huyết cũng không phá nổi đại thừa chân kinh. Là quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Hứa tuyên tiếp tục nói, về sau, Tố Trinh biết các ngươi không có việc gì, lập tức rời đi. Nàng cũng không muốn nữ nhân kia biết nàng làm những gì. Cũng thỉnh cầu cái kia thế tôn nguyên thần cái gì cũng không cần nói. Thì ra là thế, là quân tâm đạo. Thanh thành cung trong nhà, căn phòng kia chi, áo đen tố trinh nhàn nhạt nhìn lấy áo trắng tố trinh vì cái gì phải làm như vậy áo đen tố trinh hỏi áo trắng tố trinh nhìn một chút nàng nói ra thế nào để ngươi cảm động cái này có thể quá lưa thưa ngươi không phải một cái không có cảm giác tình nhân sao áo đen tố trinh cười ha ha một tiếng nói ra chuyện cười ta sẽ bị ngươi cảm động có cái gì tốt cảm động ta lại không yêu cầu ngươi làm như thế là chính ngươi nhiều chuyện áo trắng tố trinh nói ra đúng vậy a à, là ta nhiều chuyện ngươi muốn là không có gì khác sự tình đi thôi nàng ngẫm lại nói ra sơn hà xã tắc đồ còn có tinh thần thạch ngươi đem đi đi về sau ta không tại ngươi muốn làm cái gì muốn như thế nào làm là đem ngày này đâm cái lỗ thủng đi ra vậy cũng đều tùy ngươi áo đen tố trinh nói ra ta muốn làm thế nào cần ngươi tới nói sao áo trắng tố trinh nói ra đi thôi đi thôi ta cũng không muốn nói cũng lười nói áo đen tố trinh lộ ra táo bạo lên, nàng trong phòng đi qua đi lại. Đột nhiên đưa tay chộp một cái, đem bàn kia ấm trà chộp vào tay, sau đó hung hăng ném trên mặt đất. Ai để ngươi nhiều chuyện, ta chính mình sửa tình, chính mình phụ trách, áo đen tố trinh nói ra, ta muốn ngươi tại căn này được người tốt lành gì. Ngươi bây giờ làm thành cái dạng này, ngươi cho rằng ta hội ái náy sao. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không vì ngươi rơi liếc một chút nước mắt. Áo trắng tố trinh nói ra, ta mệt mỏi, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Ngươi làm 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 việc tốt, rời đi, có thể sao? Áo đen tố trinh cắn răng. Ta lại không đi, áo đen tố trinh nói ra. Nàng sau đó đi vào áo trắng tố trinh bên người, nàng thân thủ đi dò xét áo trắng tố trinh thủ mạch. Trong chớp mắt, áo đen tố trinh cảm nhận được áo trắng tố trinh trong thân thể tình huống. Hết thảy tình huống, liền đều rõ ràng. Áo trắng tố trinh chỗ có sinh mệnh tinh nguyên đều bị thiêu đốt, Nàng chẳng khác gì là một bộ không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng thân thể. Chỗ có thân thể cơ năng đều không có. Tế bào cũng toàn bộ khô héo. Loại tình huống này, áo trắng Tố Trinh cần phải chết sớm. Có thể nàng hết lần này tới lần khác còn chưa chết. Tình huống này rất quỷ dị, cũng không có người có thể giải thích đi ra. Nhưng cho dù là như thế, áo trắng Tố Trinh cũng sống không bao lâu. Nhiều nhất còn có thể sống 3 ngày. Loại tình huống này không phải bất luận cái gì dược vật có thể vãn hồi. Dược thạch vô hiệu, nàng tình huống, lúc trước nguyên hạc tàn khốc gấp trăm lần. Lúc trước nguyên hạc đều là dược thạch vô hiệu, huống chi là hiện tại áo trắng tố trinh. Là quần nỗ lực cứu trở về nguyên hạc, hay là bởi vì dùng đại số mệnh thuật? Bây giờ, là quần đại số mệnh thuật cũng không có. Cho nên, chư thiên thế giới chi, không có có một loại biện pháp có thể cứu sống áo trắng tố trinh. Người không chi phí tâm, không cứu sống. Áo trắng Tố Trinh nói ra, ta tự mình biết chính mình sự tình. Áo đen Tố Trinh không nói một lời. Ngoài cửa sổ, là quân cùng hứa tuyên đều không có tiến đến. Trong gian phòng đó, là khó qua trầm mặc. Rất rất lâu về sau, áo đen Tố Trinh đột nhiên mở miệng, nói ra, ta nhất định là cái rất bá đạo người. Nhiều năm như vậy, người tại trong đầu của ta chiếm cứ một điểm nho nhỏ địa phương. Ta cho tới bây giờ đều không cho ngươi đi ra người đối với ta không có cảm tình, người hận ta đều là cần phải. Ta đại khái là thế giới này lãnh khốc vô tình nhất tỷ tỷ đi. Áo trắng tố trinh nói ra, tốt cũng được, xấu cũng được, ngươi đều là tỷ tỷ ta. Áo đen tố trinh nói ra, đúng vậy a, à, đúng a. À. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nóc phòng. Trong nháy mắt đó, nàng mắt có vũ khí ngưng tụ, nhưng nàng nỗ lực ngẩng đầu lên, không cho nước mắt rớt xuống. Sau đó áo đen tố trinh đứng lên nàng ra khỏi phòng sau đó thân hình lóe lên cũng không để ý tới la quân trực tiếp thi triển đại na di thuật rời đi la quân tâm lo lắng nhưng nhưng căn bản truy không áo đen tố trinh hắn hơi hơi thở dài đón lấy la quân cùng hứa tuyên tiến trong phòng tướng công la quân áo trắng tố trinh suy yếu nói ra hứa tuyên nỗ lực gạt ra nét mặt tươi cười tới áo trắng tố trinh nhìn về phía la quân nàng nói ra không nghĩ tới, chúng ta lần nữa gặp mặt, sẽ để cho ngươi nhìn thấy ta chật vật như vậy một mặt. Là quân tâm nhất thời chua sót không, bạch tỷ tỷ. Áo đen tố trinh tại bình minh tiến đến trước đó, lần nữa trở lại thanh thành cung. Một đêm này, không có người biết nàng đi nơi nào, làm cái gì. Nàng sau khi trở về, cũng là không nói một lời. Nàng không có tiến gian phòng, mà chính là một mực tại bên ngoài phòng nhìn lấy bên trong tình huống la quân đi ra bồi áo đen tố trinh áo đen tố trinh cũng không để ý tới la quân nàng đứng ở chỗ đó đứng thành một bức tượng điêu khắc một ngày này trôi qua rất nhanh không ai dám đến phản ứng áo đen tố trinh la quân bồi tiếp nàng cũng đi nhìn bên trong tình huống tình huống là áo trắng tố trinh tình huống càng ngày càng hỏng bét tại ngày thứ ba thời điểm áo trắng tố trinh đã là hơi thở mong manh ta không biết khóc la quân ta sẽ không vì nàng rơi một nước mắt. Người máu và nước mắt, không có. Áo đen tố trinh cười lên ha hả. Nàng tiếng cười tại toàn bộ thanh thành cung bên trong phiêu đáng, nghe, khiến người ta cảm giác sợ nổi da gà. Là quân không nói lời nào, hắn biết, trong nội tâm nàng khó chịu. Nàng là loại tính cách này, cho tới bây giờ đều sẽ không nói ra nàng tâm tư. Nàng tâm càng quan tâm, miệng càng không tha người. Tiểu thanh, còn có nguyên trưởng lão, hồng trưởng lão bọn người tại bảo vệ áo trắng tố trinh. Hứa tuyên cũng một mực tại. Lúc này lại là mặt trời chiều ngã về Tây. Cái kia chân trời tàn dương như huyết, liền đem đám mây cũng in nhuộm đến Mỹ lệ mà hùng vĩ. Cũng là vào lúc này, chư trưởng lão đi ra. Tiểu thanh hốc mắt hồng hồng đối hắc áo tố trinh nói ra, tỷ tỷ muốn gặp ngươi một lần cuối. Áo đen tố trinh lạnh lùng gật gật đầu. Tiểu thanh vừa nhìn về phía la quân, nói ra, cũng muốn gặp ngươi la quân gật đầu trong phòng hứa tuyên canh giữ ở áo trắng tố trinh bên giường áo trắng tố trinh ngồi xuống nàng khuôn mặt già nua đến làm cho đau lòng người áo đen tố trinh nhìn về phía áo trắng tố trinh nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác la quân bọn người nhìn về phía nàng liền gặp nàng ngẩng đầu lên rõ ràng là tại muốn tuôn ra nước mắt bước về đi tỉ tỉ áo trắng tố trinh hô áo đen tố trinh theo sau đó xoay người nàng đi vào áo trắng tố trinh trước mặt lúc này mặt nàng lại khôi phục lạnh lùng áo trắng tố trinh thăm thẳm nói ra ta muốn đi chẳng lẽ ngươi còn muốn một mực ở trước mặt ta mang theo mặt nạ sao áo đen tố trinh nhắm mắt nàng sau đó lại mở to mắt nàng đột nhiên bắt lấy áo trắng tố trinh tay nàng từng ngụm từng ngụm thở lên khí đến giống như là hô hấp không đến một dạng áo trắng tố trinh nhẹ nói nói không muốn vì ta khổ sở tỉ tỉ thật không muốn khổ sở nàng đứt quãng nói ra người biết không thực trong lòng ta người vẫn luôn là ta kiêu ngạo ta thật hâm mộ ngươi ta tốt kiêu ngạo bởi vì ngươi là ta tỉ tỉ ta là không dùng người ta chẳng làm nên trò chống gì cái gì đều học không tốt hiện tại thân tu vi đều là ngươi lưu cho ta ta biết thanh thành cung ngươi là để ý bởi vì đây là sư phụ ngươi lưu lại cho nên ta muốn thay ngươi thật tốt bảo vệ ta không dám chọc phiền phức Sợ để ngươi cảm thấy ta không dùng. Tỷ tỷ, ngươi không nên nói nữa." Áo đen Tố Trinh đột nhiên gào thét, nàng hai mắt huyết hồng, giống như là muốn nhắm người muốn nuốt một dạng. Nàng lui về phía sau mấy bước, điên cuồng hống nói, "Ngươi bây giờ nói với ta những thứ này, có làm được cái gì? Ta có thể làm cái gì? Ta cái gì đều làm không? Ta đi Phật giới tìm bọn hắn cứu ngươi, bọn họ đều nói cho ta biết, không có cách nào. Ta biết, ta biết không biện pháp." ta vốn phải biết là không có cách nào. Đều là ta, ta đáng chết. Nàng vung lên bàn tay, ba ba tay năm tay mười đập nện tại chính mình khuôn mặt. Ta đáng chết, ta giết người vô số, ta làm nhiều việc ác, là ta đáng chết. Áo đen tố trinh bạo giống một tiếng, nước mắt chảy đi ra, nói, người cái này lão tặc thiên, nên người chết là ta, vì cái gì ngươi muốn trừng phạt nàng. Tình cảnh này, nhìn đến là quân lòng chua xót chát chát đau thảm thiết, Hắn một câu đều nói không nên lời, lúc này, bất luận cái gì lời an ủi ngữ đều nói không nên lời. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, áo trắng Tố Trinh suy yếu hô. Nàng thật đã đèn cạn dầu, nàng chạy tới sinh mệnh cuối cùng. Áo đen Tố Trinh thấy thế, lập tức vọt tới áo trắng Tố Trinh trước mặt. Nàng đem áo trắng Tố Trinh ôm vào hoài. Áo trắng Tố Trinh nỗ lực vươn tay, nàng muốn đi xoa xoa áo đen Tố Trinh khuôn mặt. Áo đen Tố Trinh cúi đầu xuống, cảm thụ nàng đầu ngón tay tỷ áo trắng tố trinh mỉm cười, cứ việc cái nụ cười này là khó coi như vậy. Nhưng đây đã là áo trắng tố trinh cố gắng nhất nụ cười. tỷ thật, hiện tại là ta vui vẻ nhất thời điểm. Bởi vì, người rốt cục nhận ta cô muội muội này. tỷ ta vô dụng, thế nhưng là, người chưa có trách ta có được hay không, ta đã rất nỗ lực. Áo trắng tố trinh nói ra. Người rất tốt, áo đen tố trinh nước mắt từng viên lớn rơi, nàng nói ra, người rất tốt, rất tốt. Ngươi là lớn nhất hảo muội muội, là ta không biết chân quý. Ta cần phải đối ngươi tốt một chút, ta không cần phải một mực đối ngươi giữ như vậy, lạnh như vậy. La Quân, áo trắng Tố Trinh sau cùng nhìn về phía La Quân, nàng đã nói không lên tiếng. Nhưng La Quân theo miệng nàng hình bên trong nghe được nàng ý tứ, chiếu cố tốt nàng. Sau đó, áo trắng Tố Trinh ngẹo đầu, này tắt thở. Linh hồn nàng tản mát, hóa thành hư vô. Đây là tụ đều không thể tụ bởi vì lúc còn sống nàng đã tinh nguyên mất hết. Liền nguyên thần đều không có cách nào lưu lại. Áo trắng tố trinh, này chết. Hứa tuyên ở một bên che miệng, bắt đầu khóc toáng lên. Là quần nước mắt cũng nhịn không được nữa rơi xuống. Mà lúc này, áo đen tố trinh ngược lại không khóc. Nàng chỉ là ôm thật chặt ôm áo trắng tố trinh thi thể. Ta cần phải, đối ngươi tốt một chút, ta có thể đối ngươi tốt một chút, áo đen tố trinh nỉ non nói ra. Cái kia giọng nói chi, là vô tận hối hận. Muội muội, muội muội, ngươi không muốn đi có được hay không? Tỷ tỷ cầu ngươi lưu lại, chỉ cần ngươi lưu lại, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể a. À. Áo đen Tố Trinh nỉ non, không ngừng nói. Nàng giống như là đến bị điên. Tố Tố, La Quân nhịn không được mở miệng. Ngươi ra ngoài đi, áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra. Đều ra ngoài, ra ngoài, áo đen Tố Trinh huyết hồng hai mắt, lệ hống nói. La Quân cùng Hứa Tuyên biết nàng đau lòng, liền cũng không lại nói cái gì, quay người ra ngoài. Bên ngoài phòng, chư trưởng lão đều tại, bao quát còn lại đệ tử cũng đều tại. "Thánh nữ đã đi." Hứa Tuyên trầm thống tuyên bố. Nhất thời, phía dưới một mảnh buồn bã khóc thanh âm. Toàn bộ Thanh Thành cung liền đều đắm chìm trong dạng này bi thương chi. Mà trong phòng, áo đen tố trinh dùng kết giới phong tỏa. Trình một chút bảy ngày bảy đêm, Áo đen Tố Trinh đều chưa hề đi ra. La quân một đám người ở bên ngoài trọn vẹn đứng 7 ngày 7 đêm. Ngày thứ 8 sớm, ánh nắng tươi sáng. Căn phòng kia môn rốt cục mở ra. Áo đen Tố Trinh ôm áo trắng Tố Trinh thi thể đi ra. Mọi người lập tức nghênh đón. Áo đen Tố Trinh sắc mặt trắng bệch, hình dáng như tiểu tùy. Nàng đã đến tầng thứ sáu, luyện hồn thành thần cấp độ. Thân thể đã tu luyện tới cùng thực chất thân thể đồng dạng cấp độ thân thể nàng một khi biến hóa có thể hóa thành thân thể cũng có thể hấp thu long tinh khí lực lượng hóa thành cự long nàng có thể thiên biến vạn hóa đây là luyện hồn thành thần đại thần thông cũng là tương đương tái tạo thân thể cho nên giờ phút này nàng đau buồn quá độ thân thể biến hóa cùng chân thực thân thể áo đen tố trinh vốn là nguyên thần nhưng nàng tu luyện đến nước này đã sớm không thể lại trở lại cái kia thân thể ban đầu chi nàng có thể cùng la quân cùng một chỗ là bởi vì âm dương pháp lực dung hợp. Mà áo trắng tố trinh thân thể đã suy yếu đến tình trạng kia, nàng một khi đi vào trưởng khống thân thể, cỗ thân thể kia lập tức hội bạo chết. Giống như là vãng khí chảy bên trong nhét vào một cái cự hình bánh xe một dạng cảm giác. Mà lại, xem như áo đen tố trinh có thể trưởng khống áo trắng tố trinh thân thể, cái kia cũng không có ý nghĩa. Bởi vì áo trắng tố trinh vẫn là chết, áo trắng tố trinh đều không tồn tại, hắn hết thảy, có ý nghĩa gì đâu sau đó, chính là áo trắng tố trinh hạ táng. Táng tại thanh thành sơn một chỗ non xanh nước biếc địa phương. Hạ táng nghi thức rất dày đặc. Áo đen tố trinh một mực đứng ở một bên. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, nàng đứng yên tại chỗ, giống như là một bức tượng điêu khắc. Đến lúc cuối cùng đất đai đem quan tài che đậy kín thời điểm, áo đen tố trinh hốc mắt chi, nước mắt tuôn ra. Nước mắt chi, hai trong suốt máu và nước mắt cũng nảy rơi. Cái này một cái chớp mắt, cái kia máu và nước mắt bị hắc áo tố trinh chính mình lấy tay tiếp được. Nàng hư không nâng cái kia hai máu và nước mắt, sau đó đưa cho La Quân. La Quân sửng sốt, người muốn đồ, vật, cầm đi đi, nàng từ tốn nói. La Quân lấy lại tinh thần, đem ngọc bội lấy ra. Cái kia máu và nước mắt vào đến ngọc bội chi, lập tức hòa tan vào. Thuần bạch ngọc bội biến thành một khối huyết ngọc. Chúng ta đi thôi, áo đen tố trinh nói ra. La Quân gật đầu, ngay sau đó hai người này thi triển đại na di thuật rời đi địa phương tiếp theo trong nháy mắt là quân cùng áo đen tố trinh xuất hiện tại thái sơn đỉnh mặt trời chói chang trên gió núi phồng lên áo đen tố trinh nghênh phong đứng thẳng nàng quần áo tung bay sợi tóc thê lương ta linh lực tinh nguyên toàn bộ dung nhập vào cái kia hai máu và nước mắt chi từ nay về sau ta liền mất đi tu luyện thiên phú có lẽ cả đời này ngừng bước ở chỗ này Áo đen Tố Trinh nói ra, là quân, ngươi muốn đồ, vật, ta đã cho ngươi. Ngươi có thể an tâm trở về, về sau, ngươi phải thật tốt thích thê tử ngươi. Là quân nghe ra nàng lời nói tiêu điều ý vị, không khỏi giật mình, nói ra, ngươi sẽ không muốn không ra a. À. Áo đen Tố Trinh nói ra, trong bảy ngày này, ta muốn rất nhiều. Ta nghĩ tới, muốn liều lĩnh đi đem Phật giới diệt. Sau đó cho muội muội ta báo thù, thế nhưng là về sau, ta suy nghĩ lại một chút, đây hết thảy phát sinh đều là bởi vì ta chấp nhất, ta cố ý muốn trả thù, cho nên mới để muội muội ta đi đến nước này. nếu như ta thật nói muốn báo thù, cái thứ nhất nên giết người, chỉ sợ là chính ta. có thể ta cái mạng này là nàng dùng mệnh trả lại, ta làm sao có thể chết? là quần nhỏ khẽ thở vào một cái, nói ra, người có thể nghĩ như vậy, ta yên tâm. áo đen tố trinh nói ra, người biết vì cái gì ta lại đột nhiên chảy ra cái kia hai máu và nước mắt sao? Vì cái gì? La Quân không tự chủ được hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, tại quan tài bị thổ yểm chôn cái kia một cái chớp mắt, ta biết, từ nay về sau lại không có thể gặp nhau. La Quân tâm chấn động. Hắn biết, mất đi thân nhân thống khổ. Hắn cũng biết, áo đen Tố Trinh vì sao lại dạng này đau nhức. Không chỉ là đơn thuần bởi vì áo trắng Tố Trinh chết, mà chính là áo đen Tố Trinh có rất rất nhiều hối hận. Thái Sơn chi, phong cảnh là như thế tú lệ, hùng vĩ bàn long vân hải, ngũ nhạc độc bá. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, chân trời tầng mây mỹ lệ mà nhiều màu. Áo đen tố trinh một mực dạng này đứng đấy. Là quân hầu ở bên người nàng. Tới sau cùng, là quân nghe được áo đen tố trinh thì thảo nói nhỏ luôn luôn lật qua lật lại một câu như vậy. Ta cần phải đối nàng tốt một chút điểm, ta có thể đối nàng tốt một chút điểm. Tốt một chút, vậy cũng tốt ra. À. Là quân nghe được lòng chua xót đau nhức không, nhưng mà, hắn cái gì đều làm không. Người sống một đời, lớn nhất bất đắc dĩ chẳng lẽ tử muốn dưỡng mà thân không đợi. Lão nhân kết thúc yên lành, không sẽ có bao nhiêu tiếc nuối. Sợ là lão nhân không tại, người mới nhớ tới muốn đi đối với hắn tốt. Tại áo đen tố Trinh tâm lý, nàng vẫn cảm thấy, nàng cùng muội muội ở giữa không có cảm tình. Muội muội tâm cũng không có nàng tỉ tỉ này. Nàng cảm thấy, nàng không có thân nhân. Thế nhưng là nàng thực là cũng muốn nhận cô muội muội này. Không phải vậy lời nói, lấy nàng cái kia phách lối tính tình, nhưng xưa nay chưa nói qua muội muội một câu nói xấu. Cũng không đoạt muội muội Sơn Hà xã tắc đồ, càng là cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi tìm muội muội đem thân thể muốn trở về. Trong nội tâm nàng, đối muội muội là có cảm tình. Trong lòng nàng, muội muội vẫn luôn là có đặc thù địa vị. Chỉ là nàng cho tới bây giờ đều không biểu lộ ra cho nên tại đến sau cùng nàng mới sẽ như thế hối hận không hiểu cách la quân muốn rời khỏi thời gian càng ngày càng gần la quân tâm đã có cảm ứng làm thời không chi môn vì hắn phá vỡ thời điểm là hắn rời đi thời điểm bất chi bất giác hắn đã tại cái này nam tống đợi một năm một năm nay kinh lịch sự tình quá nhiều vô số lần trở về từ cõi chết la quân tâm trí cũng càng ngày càng cứng cỏi có người tại các loại đả kích hiểu ý chí tinh thần sa sút có người thì sẽ bị rèn luyện càng phát ra kiên cường. La quân là thuộc về cái sau. Một ngày này, là la quân rời đi thời gian. Hắn cùng áo đen tố trinh một mực đợi tại cái này Thái Sơn. Ta muốn đi, la quân nói ra. Áo đen tố trinh nhìn về phía la quân, nàng gật gật đầu, nói ra, lên đường bình an. Có lẽ, 800 năm về sau, chúng ta còn có thể gặp lại. La quân nói ra, người cũng muốn tỉnh lại một chút. Áo đen tố trinh từ tốn nói: Ta sẽ, ngươi yên tâm đi. Lẫn nhau ở giữa, không có quá nhiều lại nói. Nguyên bản có cái kia một tia tình cảm, chính là tại áo trắng tố trinh rời đi thời điểm, cũng này tựa hồ cũng tan thành mây khói. Là quần ngẫm lại, nói ra, ngươi không chỉ là có người muội muội, ta cũng coi là thân nhân ngươi. Áo đen tố trinh trầm mặc một cái trước mắt, nàng đột nhiên nói ra: Ngươi nói, ta có hay không có thể lại đối nàng tốt một chút? Nếu như có thể tốt như vậy một chút, tốt. Là Quân nào nào. Sau đó, hắn hốc mắt đỏ. "Ngươi đừng như vậy, Tố Tố." Là Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nước mắt lần nữa chảy xuống, ta cần phải đối nàng tốt một chút, ta quá xấu, nếu như ta đối nàng tốt một chút, nàng sẽ không như vậy tiếc nuối. Là Quân nói ra, "Ngươi đừng như vậy nghĩ, trong nội tâm nàng không có quái qua ngươi. Nàng là yêu ngươi. Có thể ta quái chính ta a?" À. Áo đen tố trinh khóc lên, nàng đột nhiên khóc lớn lên, giống như là cái mất đi âu yếm đồ chơi tiểu nữ hài, nàng khóc đến không thể chính mình, ta đối nàng không tốt, ta là tỷ tỷ xấu. Ta cần phải đối nàng tốt. Ta, là quân đột nhiên cũng muốn khóc lớn. Hắn nhớ tới Lạc Ninh. Hắn nhớ tới chính mình đã từng đem Lạc Ninh đuổi đi, mà gặp lại Lạc Ninh thời điểm, chỉ là nàng lưu lại một sợi tàn hồn. Khi đó, hắn cũng như lúc này áo đen tố trinh như vậy, Nghĩ đến nếu có thể đối lạc Ninh tốt một chút điểm, cái kia tốt. Thế nhưng là, cái này thế, không có thuốc hối hận a. À. Thời không chi môn rốt cục mở ra. La Quân muốn đi. Hắn đi vào cái kia thời không chi môn, quay đầu nói ra, "Tố Tố, 800 năm sau gặp." Áo đen Tố Trinh cũng không có ngẩng đầu. La Quân ẩn vào đến lúc đó trong không gian. Oanh. La Quân trước mắt oanh một cái. Hắn trong nháy mắt này cũng đã đặt mình vào đến thời Không Thông Đạo bên trong. Tại thời Không Thông Đạo chi, tinh chủ pháp lực lần nữa hiển hiện. hiện. La Quân lúc này rốt cuộc cảm giác được tinh chủ khủng bố. Hắn kiến thức quá nhiều cao thủ, cảm nhận được đến những cao thủ này cùng tinh chủ loại thần thông này lên, tựa hồ vẫn là kém một chút. Bây giờ, để La Quân cảm thấy nhất thần thông không ai qua được thánh nhân lực lượng, còn có tinh chủ lực lượng. La Quân suy nghĩ rất loạn, hắn vốn nên là hoan hỉ bởi vì mark lấy cứu tỉnh linh nhi nhưng là nhưng là hắn lại không yên lòng áo đen tố trinh nàng vốn là cái đặc biệt quái gở người chính mình cài này vừa đi nàng chẳng phải là lại muốn lâm vào cô đơn chi là quân muốn rất nhiều rất nhiều nhưng tất cả lo lắng cũng sẽ không tiếp tục có bất cứ tác dụng gì hắn cũng cải biến không cái gì rất rất lâu về sau là quân rốt cục trở lại quen thuộc địa phương chúng tinh điện vẫn là tại cái kia tinh nhất điện tinh chủ vẫn là tại ban đầu đến địa phương hắn tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có động qua cũng không gặp được hắn chân dung bái kiến tinh chủ là quân hướng tinh chủ hành lễ tinh chủ trầm giọng nói ra chúc mừng ngươi là quân hơi hơi ngạc nhiên nói ra ngài biết ta đã thành công tinh chủ nói ra bảy đại giới đã lại không cổ thế giới cái này há không phải nói rõ người đã thành công là quân bị kinh ngạc nói ra cái kia bảy đại giới nhiều cái gì thế giới. Thần nông thế giới, tinh chủ nói ra, là quân thân thể chấn động, thầm nghĩ, lại là thần nông thế giới. Hắn sau đó nghĩ đến cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút dùng mình. Hắn nói ra, như là đã bị cải biến, tại ngài trong trí nhớ, há không hẳn không có cổ thế giới xuất hiện. Vì cái gì ngài còn biết cổ thế giới? Tinh chủ từ tốn nói, vũ trụ tinh vực, quá khứ tương lai, thiên cơ không thể tiết lộ. La Quân nhìn nhiều tinh chủ, hắn càng tiếp xúc được nhiều, càng phát giác tinh chủ thâm bất khả chắc. Sau đó, La Quân đem ngọc bội giao ra. Tinh chủ tiếp nhận ngọc bội, hắn nói ra, tốt, bản tôn cái này liền sai người đem tư đổ linh nhi mang tới. La Quân tâm tình nhịn không được kích động lên. Nhiều như vậy chờ đợi, rốt cuộc các loại đến giờ phút này. Cùng bích lạc xuống hoàng tuyền, Linh Nhi, ta rốt cục đưa người cứu trở về. La Quân nói thầm tinh nhất điện chi, chống trải không. Đại điện bóng loáng, bốn phía đều tràn ngập một loại rét lạnh, cô tịch vị đạo. Là quân cảm nhận được lúc này là muộn, muộn 7-8 giờ chuông. Trái tim của hắn nhịn không được nhảy lên kịch liệt lấy, dù cho trầm ổn như hắn, cũng là kìm nén không được. Không có đợi bao lâu, tiếng bước chân liền truyền đến. Một tên hắc y tế ti trước khi đi tới. Cái kia hắc y tế ti bái kiến tinh chủ về sau, tiếp theo từ nhất pháp bảo bối đem tư đổ linh nhi mang ra. Hắc y tế thì đem tư đổ linh nhi ôm ngang, nói ra, tinh chủ, tư đổ linh nhi đã mang đến. Tinh chủ liền nói ra, tốt, đem nàng giao cho La Quân. Vâng, La Quân thân thể khẽ run lên, hắn theo hắc y tế thì tay tiếp nhận tư đổ linh nhi. Tư đổ linh nhi một thân áo trắng như tuyết, nàng dung mạo vẫn là như thế tuyệt mỹ, nàng nhắm mắt, giống như là chìm công chúa ngủ trong rừng, nàng móng tay cùng tóc đã kinh biến đến mức rất dài. là quân đem nàng kéo cái kia một cái chớp mắt, loại kia rét lạnh mà ôn nhu xúc cảm để hắn thần hồn run rẩy. cái này một cái chớp mắt, là quân suy nghĩ vượt qua ngàn dặm mười ngàn dặm. người khác tại sao hỏa tâm lại nghĩ đến tại địa cầu cái kia rất nhiều cùng linh nhi hết thảy. vô luận ta đi tới đó tâm hồn mãi mãi cũng sẽ ở viên kia gọi là địa cầu tinh cầu. bởi vì chỗ đó có ta căn, ta hết thảy linh nhi người rốt cục muốn tỉnh lại là quần ôm ấp lấy từ đồ linh nhi đi vào tinh chủ trước mặt tinh chủ lấy ra bình hành thế giới bên trong linh nhi não hạch sau đó cho ăn vào đến từ đồ linh nhi miệng bên trong cái kia não hạch tiếp xúc từ đồ linh nhi bờ môi lập tức hóa thành một cỗ pha trộn khí tức chảy vào đến nàng não vực chi sau đó tinh chủ lại đem cái viên kia huyết ngọc lấy ra hắn một chỉ điểm ra cái kia huyết ngọc nhất thời tách ra huyết mang tới rất nhanh một máu tươi từ, từ huyết ngọc bên trong ngưng tụ sau đó rơi ra tới cái kia huyết ngọc lộng lấy lập tức đại giảm mà máu này nước mắt vừa vặn rơi vào đến từ đồ linh nhi mi tâm chi oanh trong nháy mắt từ đồ linh nhi não vực chi quang mang lóa mắt tràn đầy huyết sắc quang mang từ đồ linh nhi não vực đột nhiên rõ ràng mắt trần có thể thấy cái kia máu và nước mắt đem từ đồ linh nhi não vực toàn bộ bao trùm sau đó bắt đầu biến hóa vô cùng hóa thành vô số tế bào, kinh mạch, vân vân, giống như là trùng tạo não vực. Đây là một cái ảo diệu như vũ trụ diễn hóa quá trình, nhìn La Quân nhìn không chuyển mắt, không nhúc nhích. Rất rất lâu về sau, huyết quang bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Hết thảy rõ ràng mạch lạc đều biến mất không thấy gì nữa. Tư đồ Linh Nhi vẫn là tư đồ Linh Nhi. Chỉ là, lại vẫn là không có tỉnh lại. La Quân không khỏi gấp, nói ra, tinh chủ, vì cái gì Linh Nhi, Tinh chủ nói ra, không cần phải gấp, thân thể nàng cơ năng đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Người có thể cảm thụ, hô hấp cũng khôi phục, về phần tại sao không có tỉnh lại, bản tôn muốn đến, hẳn là có chút tin tức còn không có hoàn toàn dung hợp, nàng cần thời gian nhất định đến thích ứng. Là quân nghe vậy, hơi hơi thở phào. Sau đó, là quân liền dẫn từ đồ linh nhi rời đi tinh nhất điện. Là quân trực tiếp hồi thính đào hiên hắn tạm thời còn không có thời gian đến muốn làm từ y sự tình thính đào hiên bên trong nha hoàn lâm nhã dung cùng lâm nhã tư vẫn luôn tại công tử ngài rốt cục trở về hai tên nha hoàn nhìn thấy la quân từ đáy lòng cao hứng la quân gật gật đầu hắn sau đó đem tư đồ linh nhi nhẹ nhàng phóng tới giường cũng vì nàng đắp chăn hắn có thể cảm nhận được tư đồ linh nhi bình ổn hô hấp khiến hắn rất là an tâm lâm nhã dung vào hỏi la quân lúc nào ăn cơm la quân nói ra không cần phải để ý đến ta lâm nhã dung nói ra đúng công tử sau đó lâm nhã dung lui ra ngoài la quân liền một mực bảo vệ tư đồ linh nhi thiên đầu vạn tự muốn chờ đợi la quân sự tình còn có quá nhiều hắn có quá nhiều ân oán cùng lo lắng nhưng lúc này la quân trong mắt chỉ có tư đồ linh nhi hắn nghĩ tới cái kia quái gở linh nhi cái kia vì hắn dâng ra não hạch linh nhi hắn sau đó lại nghĩ tới bình hành thế giới bên trong, cái kia trong trường học thư linh. Cái kia linh nhi, cùng hắn có càng nhiều hơn hơn hướng. Bọn họ còn có một đứa con gái. Hết thảy hết thảy đều đan vào một chỗ, cho nên tại La Quân có chút không làm rõ ràng được. Trước mắt Linh Nhi đến cùng là bình hành thế giới Linh Nhi, vẫn là trước kia Linh Nhi. Tuy nhiên, hai cái Linh Nhi đều là vợ mình, nhưng căn này, luôn cảm thấy có chút cổ quái cùng nói không nên lời cảm giác hỏa tinh khí trời luôn luôn tràn ngập khô giáo cùng cát bụi, nơi này bão cát địa cầu bão cát muốn hung hãn nhiều. Một khi dâng lên, già thiên tế nhật, ùn ùn kéo đến, tựa hồ chỉnh cái hành tinh đều bị dìm ngập tại bão cát chi. Cũng may mắn chúng tinh điện chính là không cách nào khí, sừng sững tại lửa này ngôi sao mặt, mặc cho các loại thiên tai buông xuống, nó từ sừng sững bất động. Đời này, có vô số tiên khí, bên trong thiên địa động một tí mấy vạn dặm vô cùng rộng lớn mà chúng tinh điện cùng những cái kia tiên khí lên, lại lại có bao nhiêu không bằng. Có thể chúng tinh điện có hắn chỗ đặc thù, đó là nó cho dù là đến ngoài vũ trụ, hoặc là hỏa tinh, y nguyên có thể bảo trì tự mình sinh thái thăng bằng. Mà hắn tiên khí, thì còn là rất khó thoát cách địa cầu vị trí đó. Đây cũng là chúng tinh điện vì cái gì không thể có mấy vạn giảm rộng nguyên nhân. Tiên khí vẫn là muốn mượn nhờ địa cầu sinh thái thăng bằng, mà chúng tinh điện là tự mình thực hiện sinh thái thăng bằng bên trong diện tích càng lớn, chỗ nỗ lực năng lượng càng thêm thật không thể tin. Đến mức tiên giới, tiên giới sinh thái thăng bằng là cùng địa cầu cùng loại, cho nên cũng có thể thỏa mãn những cái kia tiên khí phát triển cùng sinh tồn. La quân một mực trong phòng làm bạn tư đồ linh nhi, tư đồ linh nhi cũng thủy chung đều đang ngủ say chi. Nhưng loại này ngủ say, cũng để cho la quân rất là an tâm. Bởi vì nàng hô hấp đều đặn, thân thể cơ chế cũng cực tràn đầy, thậm chí thường nhân còn tốt hơn tỉnh lại bất quá là một cái thời gian vấn đề la quân có thể an tâm chờ đợi đang chờ đợi quá trình chi la quân rốt cục rút ra thời gian đi giải khát sự tình chuyện làm thứ nhất hắn giải đến đại ca cùng nhị ca vẫn luôn chưa có trở về tinh chủ cũng không có trách cứ cùng tìm tìm bọn hắn lúc trước lâm phong cùng tần lâm trợ giúp lam tử y ra ngoài bản thân không là một loại nhiệm vụ hình thức la quân cũng không có quá lo lắng lâm phong cùng tần lâm hắn luôn cảm thấy hai người này là có chính mình cơ duyên. Thiên mệnh giả, nhất định sẽ như thế tùy tiện ra chuyện. Đây là La Quân trực giác, hắn trực giác luôn luôn rất chính xác. Sau đó, La Quân muốn làm kiện sự tình thứ hai chính là khôi phục Lam Tử Y. Hắn tại ngày thứ hai đi tìm tinh chủ, tinh chủ cũng là không phiền chán, lại tiếp kiến La Quân. Tinh chủ tiền bối, tay ta đã có liệt diễm thần đan, ngài có phải không có thể đem Lam Tử Y cứu trở về? La Quân nói ra, tinh chủ nao nao, theo rồi nói ra, người thế mà tìm tới liệt diễm thần đan. La Quân đem liệt diễm thần đan giao ra, tinh chủ nắm vào trong hư không một cái, liền đem cái kia liệt diễm thần đan bắt vào tay. Sau một lúc lâu, tinh chủ nói ra, thật là liệt diễm thần đan, bất quá chỉ có liệt diễm thần đan không đủ. Còn cần ngươi đại số mệnh thuật, bản tôn nhìn ngươi đại số mệnh thuật, giống như có lẽ đã thành một quả nhỏ bé hạt giống, không cách nào khởi động. La quân tâm run lên, hắn lúc này mới nhớ tới cái này quan trọng sự tình tới. Thế mà đem cái này một gốc giả cấp quên, thật là đáng chết a. La Là quân hận không thể cho mình một bạt tai, hắn lập tức nói ra, tình chủ ngài có đại thần thông, bây giờ có liệt diễm thần đan, nhất định có thể cứu trở về Lam Tử Y, đúng hay không? Tình chủ nhìn một chút La Quân, nói ra, dù cho không có liệt diễm thần đan, bản tôn cũng có thể cứu về Lam Cô Nương. Bất quá người tựa hồ quên, bản tôn cũng đã nói, làm cô nương kiếp số, bản tôn không biết nhúng tay. Cho dù là tư đồ linh nhi, bản tôn cũng không có xuất thủ. Tư đồ linh nhi thức tỉnh, toàn là bởi vì ngươi tìm đủ tài liệu. Có thể đi đi về phía Nam Tống, lại là xuất từ ngài thần thông. Là quân lập tức nói ra, cái này nhân quả chi, ngài vẫn là xuất thủ. Tinh chủ nói ra, vô luận muốn đi hướng bình hành thế giới, vẫn là Nam Tống. Bản tôn tuân theo đều là thiên ý, thiên ý la quân thật sâu nhìn một chút tinh chủ hắn càng phát giác tinh chủ thâm bất khả chắc hắn lập tức nói ra ngài vì sao muốn tuân theo thiên ý ngài không phải muốn rèn đúc vĩnh sinh chúng tinh biện sao tinh chủ nói ra người hôm nay lời nói quá nhiều bản tôn nể tình ngươi có không ít công lao liền nhiều muốn nói với ngươi hai câu về sau ngươi đừng muốn lại sách la quân tâm run lên mặt cung kính nói ra vâng tinh chủ nói ra thể thiên tâm ừm la quân nói ra tinh chủ nói ra chính ngươi chậm rãi đi lĩnh hội đi la quân nói ra vâng hắn sau đó còn nói thêm có phải hay không chỉ cần ta khôi phục đại số mệnh thuật liền có thể cứu về lam tử y tinh chủ nói ra có lẽ đi la quân nói ra ngươi vấn đề quá nhiều đi xuống đi tinh chủ nói ra vâng la quân không dám dây dưa hắn chuẩn bị lúc rời đi nhớ tới một việc lập tức nói ra tinh chủ, linh tuệ hòa thượng. Tinh chủ trầm mặc đi xuống. La quân không khỏi hơi khẩn trương lên, bởi vì linh tuệ hòa thượng quá đặc thù. Sau một lúc lâu, tinh chủ nói ra, ngày mai, linh tuệ hòa thượng hội trở lại người thính đảo hiên bên trong. Nhiều tạ tinh chủ, La quân lập tức nói ra. Linh tuệ hòa thượng có thể trở về, La quân tâm quả thực cao hứng. Mặc kệ linh tuệ hòa thượng trước kia như thế nào, nhưng La Quân cảm thấy Linh Tuệ Hòa Thượng bây giờ đợi chính mình là chân tâm thực ý. Không có Linh Tuệ Hòa Thượng, La Quân cũng sớm đáng chết. La Quân trở lại thính đào hiên về sau, hắn một bên thủ hộ tư đồ Linh Nhi, một bên tu luyện đại số mệnh thuật. Cái kia đại số mệnh thuật hạt giống ở vào một loại trạng thái ngủ say, mặc cho La Quân như thế nào thôi động, đều không làm nên chuyện gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? La Quân có chút nghĩ không thông. Còn tốt, ngày mai linh tuệ hòa thượng hội trở về. Hắn hiểu rất nhiều, chờ hắn trở về, vậy dễ làm. Là quân ám đạo, là quân tu luyện một trận, đồng thời không tiến triển chút nào, dứt khoát cũng không nghĩ nữa việc này. Cũng là tại lúc này, dường tư đồ linh nhi đột nhiên mở to mắt. Cái này nhỏ bé biến hóa, là quân lại là lập tức cảm giác được. Hắn nhất thời vô cùng ngạc nhiên, một chút vào tới trước giường, hoan hỉ hô, Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân. Nàng lắc đầu, tinh thần ngẩn ngơ, ta đây là ở nơi nào? Nàng mở miệng nói chuyện. La Quân chính chuẩn bị trả lời, nhưng mà lại có chút đau đầu, chẳng lẽ nói đây là tại hỏa tinh sao? Linh Nhi, người cảm giác thế nào? La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi muốn ngồi xuống, nhưng lại có chút khó khăn. La Quân vội vàng vịn Tư Đồ Linh Nhi ngồi dậy. Tư Đồ Linh Nhi cảm giác có chút đau đầu, nàng ngủ say thời gian thật sự là quá dài là quân kiên nhẫn bồi tiếp từ đồ linh nhi. Hồi lâu sau, từ đồ linh nhi mới nhìn hướng là quân, là quân. Kêu một tiếng này, rất là nhẹ nhàng. Là quân lại lập tức biết, nàng là bình hành thế giới trong kia cái linh nhi. Hai cái từ đồ linh nhi đều là ngại ngùng tính tình, cho tới bây giờ cũng sẽ không hô lão công, hoặc là dương ca ca loại hình. Đều là hô la quân, nhưng ngữ điệu lại từ có sự khác biệt. Là quân kích động nói ra, là ta, Tư đồ Linh Nhi nói ra, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Ta nhớ được, ta giống như nhìn đến người tiến một đầu quái thông đạo, ta theo người cuốn vào. Đây là tại, người thế giới sao? La quân gật đầu, nói ra, không sai. Tư đồ Linh Nhi nhất thời vui đến phát khóc, nàng một tay lấy La quân ôm chặt lấy, nói ra, về sau, người cũng sẽ không lại rời đi ta, đúng không? La quân cũng ôm thật chặt ở tư đồ Linh Nhi, nói ra, đúng. Lòng hắn cảm giác, thực tế là phức tạp tới cực điểm dùng huyết tâm tư sau cùng phục sinh là bình hành thế giới linh nhi đối với dùng não hạch cứu vãn hắn linh nhi tới nói quá không công bằng lòng hắn lớn nhất độc vẫn là băng lãnh nhất tiểu thê tử a thế nhưng là cái này linh nhi cũng là hắn thích hắn lúc này có thể biểu lộ cái gì đâu rất rất lâu về sau hai người mới mới tách ra là quần cho từ đồ linh nhi giảng rất nhiều liên quan tới nơi này tình huống vân vân. Tư đồ Linh Nhi giải cái đại khái về sau, nhớ tới cái gì, nói ra, cái kia. Nàng đâu? Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ không có não hạch Linh Nhi. Là quần ánh mắt nhất ảm. Hắn thực năng đoán được kết quả này, thế nhưng là, hắn vẫn là lưu giữ tưởng tượng. Người có thể sống sót, đã rất tốt, là quần nói với tư đồ Linh Nhi. Tư đồ Linh Nhi vẫn là cảm thấy ái náy. Là quần chỉ có thể tận lực an ủi cái này luôn không khả năng quái đến nàng thân thể đi. Lại nói, cái này Linh Nhi cũng là hắn la quân thê tử, hay là hắn nữ nhi mụ mụ. Hắn đối nàng thích là tuyệt đối không ít, chỉ là la quân từ đầu đến cuối đều cảm thấy thua thiệt cái kia băng lãnh tiểu thê tử A. La quân nói với từ đồ Linh Nhi rất nhiều, cũng giảng hắn tại sau khi trở về kinh lịch một ít chuyện. Hắn tận lực không nói những cái kia nguy hiểm sự tình, chỉ kể một ít thú vị bộ phận. Vân vân. Là quân cũng giảng đi nam tống sự tình Hắn nâng lên áo đen tố trinh cùng áo trắng tố trinh lúc Giọng nói khó khăn miễn có nhớ nhung cùng lo lắng Đồng thời, là quân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện Vậy thì vì cái gì sẽ có bạch tố trinh bị trấn áp Tại lôi phong tháp phía dưới cố sự Cũng sẽ có hứa sĩ lâm nhân vật này đâu Thật thực sự tình lại là căn bản không có lôi phong tháp trấn áp Cùng hứa sĩ lâm xuất hiện Không hiểu nhiều, không hiểu nhiều Đại khái là nghe nhầm đồn bậy đi là quân cũng không đi nghĩ lại, luôn cảm thấy, chuyện thế gian, lại có bao nhiêu là thật đâu. Đêm đến đợi, có hắc y tế ti đến đây tuyên bố. Tư đồ linh nhi làm thiên mệnh giả, cũng bị đặt vào đến vĩnh sinh phong vân bảng bên trong. Từ tổ một đội, cũng muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Là quân nhất thời giật mình. Hắn kém chút quên chuyện này, quên tư đồ linh nhi cũng là thiên mệnh giả một trong A. Như vậy sao được, là quân vội hỏi tư đồ linh nhi, nói ra, Linh Nhi, người cảm giác được chính người não vực, có hay không pháp lực. Từ đồ Linh Nhi nhất thời mờ mịt, nàng lắc đầu, nói ra, cảm giác không thấy A. À. Là quân hoảng sợ. Vốn là, trước đó đã lạnh lãnh Linh Nhi pháp lực không cao. Mới thái hư thất trọng thiên, loại tu vi này đi chấp hành nhiệm vụ, một con đường chết A. À. Mà bây giờ, lúc này Linh Nhi càng là một tia pháp lực đều cảm giác không thấy. Là quân trong lòng như có lửa đốt cái này tinh chủ rốt cuộc là ý gì? Còn để Linh Nhi một người một đội, dạng này chẳng phải là muốn đưa Linh Nhi vào chỗ chết. Là quân ám đạo, sau đó, hắn bỗng nhiên mà lên, nói với tư đồ Linh Nhi, người chờ đợi ở đây, ta đi gặp tinh chủ. Tư đồ Linh Nhi có chút mộng, nàng theo thế giới của mình tới, trước mắt chỉ có La Quân một cái có thể dựa vào người. Nàng còn cũng không phải là quá rõ, trước mắt tinh chủ mệnh lệnh đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng là, nàng cũng có thể theo La Quân lo lắng cảm giác được sự tình đồng thời không tốt lắm. La Quân lập tức yêu cầu gặp tinh chủ. Tinh chủ đồng thời không có làm khó La Quân, vẫn là tiếp kiến La Quân. Tham kiến tinh chủ, La Quân tuy nhiên lo lắng, nhưng vẫn là thi lễ. Tinh chủ từ tốn nói, chuyện gì? La Quân nghe vậy, lập tức nói ra, tinh chủ, Linh Nhi sự tình, lấy ngài trí tuệ, cần phải minh bạch. Phẩm sách V0DT vạn. Co em mờ đừng nói nàng hiện tại liền pháp lực đều không cảm giác được. Liền coi như là có pháp lực tại thân, tu vi cũng bất quá là thái hư thất trọng. Dạng này pháp lực mức độ, ngài để một mình nàng tổ đội, chẳng phải là đang tự tìm đường chết sao. Tinh chủ từ tốn nói, là quân, bản tôn đối ngươi nhìn tới vẫn là quá mức dung túng một chút. Cho nên tại ngươi bây giờ có chút không rõ lắm ngươi thân phận của mình đi. Là quân tâm run lên, lập tức nói ra, là quân không dám. Tinh chủ nói ra, không dám lui xuống đi, đi xuống về sau, chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút. Đến cùng là người hồ đồ, vẫn là bản tôn hồ đồ. Người không nhìn thấy đồ vật, không có nghĩa là bản tôn cũng không nhìn thấy, bản tôn an bài bất cứ chuyện gì, đều có bản tôn cân nhắc cùng dự định. Cũng quả quyết không có muốn ai đi cố ý chịu chết đạo lý. Hết thảy đều là mệnh số, người tự giải quyết cho tốt. Mệnh số, là quần chấn động trong lòng. Sau đó, hắn lui ra ngoài mệnh số mặc kệ cái gì mệnh số có thể quan hệ đến linh nhi bảo ta làm sao chấn tĩnh linh nhi hiện tại cái này bộ dáng chỗ đó có thể tiếp nhận nhiệm vụ là quân hoang mang lo sợ hắn cũng không có trực tiếp hồi thính đảo hiên mà chính là đến chúng tinh điện bên ngoài lúc này ngôi sao đầy trời như họa cái kia chúng tinh điện nhiều chung quanh cát bụi trồng chất lại là bởi vì lúc trước vừa mới kinh lịch một trận bão cát là quân vận chuyển khí kinh, quanh thân liền có một cỗ vô hình khí kinh hộ thể. Những cái kia cắt bụi tạp chất, không cách nào tới gần. Là quân là muốn điều chỉnh tốt tâm tình lại đi gặp Linh Nhi. Linh Nhi vừa mới tỉnh lại, là quân không biết cần phải như thế nào đi nói cho nàng, dạng này một cái liên quan tới tàn khốc sự thật. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, tựa hồ bầu trời này cùng địa cầu đồng thời không có khác gì. Hắn có chút ngẩn ngơ, hoặc nói, trong khoảng thời gian này đến nay dịch chuyển không gian để hắn cảm thấy có chút không phân biệt được, cái gì là chân thực, cái gì là hư huyễn. Vẫn là nói, hết thảy đều là thế giới tinh thần. Cũng có lẽ, chính mình bất quá là cái si nhân, vẫn đang làm những thứ này là lạ mộng. Cũng có lẽ, đời này hết thảy sinh linh tồn tại, đều chẳng qua là tinh thần lực A. Cũng có lẽ, đời này hết thảy sinh linh tồn tại, bất quá là một cái nào đó đại hình thế giới bên trong khí tràng. Tinh thần lực. Nói không rõ ràng, dò xét không hiểu. Là quần duy nhất có thể minh bạch là vạn vật đều là hội mục nát. Duy nhất có thể trường sinh là tinh thần lực, nguyên thần tức là tinh thần, tinh thần lại là khí, cái gọi là tinh khí thần chính là có vô cùng chi thần diệu. Đạo gia giảng khí, Phật gia cũng giảng khí. Người sống là một hơi, cái này một hơi một khi đoạn, chính là khí tuyệt thân vong. Địa cầu có thể dung nạp sinh linh cũng là bởi vì có thể cung cấp nuôi dưỡng ra cái này giọng điệu tới. Tiên nhân miễn là còn sống, cũng cần khí. Giống áo đen tố trinh như thế, đem nhất tôn nguyên thần tu luyện tới tình trạng kia, thật sự là ít chi lại thiếu. Bây giờ La Quân cũng có thể trực tiếp chứa đựng ra 10 năm khí tới. Hắn có thể tại ngoài vũ trụ bên trong phiêu lưu 10 năm mà không chết. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn đột nhiên muốn thoát ly hỏa tinh. Hắn muốn thoát ly tinh chủ, hắn muốn đem Linh Nhi cứu đi. Hắn trải qua trăm cây nghìn đắng, tuyệt sẽ không để Linh Nhi lần nữa ra chuyện. Mặc dù là thiêu thân lao vào lửa, hắn cũng sẽ không tiếc. Hắn muốn hao tổn đem hết toàn lực, thủ hộ hắn muốn phải bảo vệ. Đang suy nghĩ gì, tại lúc này, đằng sau truyền tới một thanh âm. Cái thanh âm này, là Phó Thanh Trúc. Cái kia đến từ van xin thế giới thiên mệnh chi vương. Cùng la quân một dạng, đều là thiên mệnh chi vương mà lại Phó Thanh Trúc La Quân phải thật sớm đắc đạo, sáng sớm đến tầng 10 đỉnh Phong, đồng thời nắm giữ vô đạo khí thanh đồng tiên điện. Bất quá, La Quân cùng Phó Thanh Trúc ở giữa, tính toán không thoải mái. Hai người này ân oán dây dưa, vẫn là rất sâu. La Quân quay đầu nhìn về phía Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc một thân áo xanh, hắn là phiên phiên giai công tử, trầm ổn chi mang theo một tia lộng lẫy. Phó Thanh Trúc chỗ van xin thế giới, đạo pháp hưng thịnh vẫn là thuộc về đế chế, cho nên cách ăn mặc đều là cổ nhân hình tượng. Chúng tinh điện thần ở chỗ dung nạp bách xuyên, đem các loại không gian các loại thiên mệnh giả, toàn bộ nạp tại một lò. La Quân nói ra, Phó Huynh cũng có này rảnh rỗi. Phó Thanh Trúc cười nhạt một tiếng, nói ra, ta gần nhất không có nhiệm vụ, vừa mới gặp ngươi đi ra, liền muốn lấy đã lâu không gặp đến ngươi, cho nên muốn đến trò chuyện với ngươi một chút. La Quân nói ra, thì ra là thế. Phó Thanh Trúc dò xét La Quân, đột nhiên kinh ngạc nói ra, người tiến bộ rất nhanh. Lúc trước chúng ta lần thứ nhất lúc giao thủ, người mới cửu trọng thiên sơ kỳ tu vi. Ngắn ngủi một năm rưỡi, người thế mà tiến bộ như vậy. Thế giới bao la thiên mệnh chi vương, quả nhiên không tầm thường. La Quân nói ra, Phó Huynh mắt sáng như đuốc, chắc hẳn Phó Huynh cũng đã đột phá ràng buộc, đến hư tiên chi cảnh đi. Phó Thanh Trúc nói ra, nửa năm trước, ta xác thực đến hư tiên chi cảnh. Mà lại, còn hơi có gặp, đi thẳng đến hư tiên kỳ. Là quân bị kinh ngạc, phó huynh tiến triển, có thể ta khủng bố hơn nhiều. Phó Thanh Trúc nói ra, chúng ta lớn nhất chỉ có thể nhiều tính toán cái tám lạng nửa cân. Hắn đón đến, nói ra, tinh chủ bố cục, mỗi đi một bước, đều thâm ý sâu sắc. Chúng ta những cái này thiên mệnh người đến chúng tinh điện, chỉ cần là không chết, tu vi đều có trên diện rộng tiến bộ. Tới thiên mệnh chi vương nơi này, lại càng không cần phải nói. La Quân nói ra, "Tinh chủ, tinh chủ thật là tính toán không bỏ sót, chỉ là ta thường xuyên đang nghĩ, hắn thật sự là muốn rèn đúc Vĩnh Sinh cung điện sao?" Phó Thanh Trúc nói ra, "Thực ta cũng nghĩ qua vấn đề này, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ." "Tinh chủ tâm tư, không có người có thể suy đoán đi ra, thậm chí còn không ai thấy qua tinh chủ chân dung đây." "Ta trước đó là có lo lắng, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ đến, tinh chủ cũng không phải là vô cùng hung ác hạng người." giống như là một cái nắm giữ đại trí tuệ người. Hắn rất nhiều chuyện, đều là tại thuận theo thiên ý, đúng hay không? La Quân nói ra. Phó Thanh Trúc nhìn nhiều La Quân, nói ra, Trần Huynh quả nhiên tuệ nhãn. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, cái này tính là gì tuệ nhãn, chỉ bất quá coi như không ngốc mà thôi. Phó Thanh Trúc nói ra, sát kiếp mãnh liệt, nhưng là rất nhiều thiên mệnh giả tu là còn dậm chân tại chỗ. Tựa hồ là thiên đạo sợ hãi thời gian không đủ, sau đó thiên đạo cho chúng ta bắt đầu tăng tốc tiến trình. La Quân nói ra, không sai, là cái này Lý Nhi. Phó Thanh Trúc nói ra, cho nên, ta hiện tại ngược lại cũng không ghét tinh chủ. Huống chi, tinh chủ lại phía dưới quy định, hoàn thành 10 cái nhiệm vụ về sau, có thể giải phong đồng bạn. Ta đã hoàn thành 5 kiện nhiệm vụ, tiếp qua chút thời gian, đem lắng nghe cứu ra cũng không phải là không được. La Quân nói ra, vậy chúc mừng Phó Huynh, nói đến, lắng nghe cô nương ngày đó bị băng phong ta cùng ta nhị ca cũng là có chút trách nhiệm phó thanh trúc nói ra trần huynh không cần lo lắng cũng càng nói không trách nhiệm đúng sai ta phó thanh trúc vẫn là phân rõ ràng hắn đón đến còn nói thêm trước đó người ta tương đấu đó là nhiệm vụ người phản kháng là cần phải ta cũng nhất định phải đem hết toàn lực mà sau đó ta muốn đi tìm lâm phong cũng là nhiệm vụ mà các ngươi cùng lâm phong chính là kết bái huynh đệ không giúp ta, mà đứng tại lâm phong bên kia, chính là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên, ta không cảm thấy ta cùng Trần Huynh ngươi ở giữa có cái gì còn tan không ra ân oán Huống chi, Tần Lâm cùng Lão Điền vẫn là đồng đội. Là quân nổi lòng tôn kính, nói ra, là ta một mực lấy lòng tiểu nhân đến độ quân tử chi bụng. Phó Thanh Trúc mỉm cười. Là quân nghĩ đến cái gì, theo rồi nói ra, Phó Huynh, người đối Lan Đình Ngọc quen thuộc sao? Phó Thanh Trúc nào nào, hắn nói ra ta ngược lại thật ra nghe nói trần huynh ngươi cùng lan đình ngọc có chút ân oán la quân nói ra không sai phó thanh trúc nói ra không chết không thôi sao la quân nói ra không sai phó thanh trúc nói ra trần huynh thật sự là thẳng thắn la quân nói ra cái này không có gì tốt giấu giếm ngày xưa hắn vì đoạt một món pháp bảo giết ta nữ nhân phàm là ta la quân có một hơi tại bút chướng này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ Phó Thanh Trúc nói ra, Thiên Châu, Van Xin Thế Giới, đây đều là bảy đại giới trọng yếu tồn tại. Trần Huynh ngươi lai lịch, không cần nhiều lời. Mà bây giờ, tất cả thiên mệnh chi vương, ta xem là Lan Đình Ngọc tình thế thịnh nhất. Hả, dùng cái gì nói như thế, là quân tâm run lên. Phó Thanh Trúc nói ra, sĩ khí như Hồng A, Lan Đình Ngọc đã liên tiếp không xong thiếu nhiệm vụ, mà lại liên tục đạt được cơ duyên. Bây giờ hắn tu vi, đã đến hư tiên cảnh mà lại khác công pháp cực đặc thù, ta chính là cùng hắn giao thủ, cũng không có nắm chắc tất thắng. Là quân hoảng sợ, cái này Lan Đình Ngọc tu luyện tốc độ, không khỏi cũng quá mức khủng bố. Phó Thanh Trúc nói ra, cái này số trời, khiến người ta nhìn không thấu a. À. Vốn là ta cho rằng ngươi là bất quá cái này Lan Đình Ngọc, nhưng hôm nay nhìn ngươi, ngươi tiến triển cũng là như thế nhanh chóng. Nhưng thiên số lại để hai người các ngươi không chết không thôi. Không biết tương lai, cái này còn muốn ấp ủ ra cái gì tai họa tới. Mà lại, ta còn nghe nói, Lan Đình Ngọc thu phục không ít cao thủ, còn tại một kiện đạo khí ý kiến lập một cái môn phái. Hắn hiện tại đi ra ngoài, tùy thân đều mang một đám cao thủ đây. Chi ta thanh đồng tiên điện, không thua bao nhiêu. Là quân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vốn cho là mình đã đi được rất nhanh, có thể địch chân người bước lại là càng thêm cấp tốc. Tinh chủ chúng tinh điện, cũng không phải là một cái quảng nạp môn khách chỗ, cũng không có có thể đem bằng hữu đưa đến chúng tinh điện đến ở lại đạo lý cho nên lúc ban đầu làm tử y hoặc là rời đi hoặc là muốn vĩnh sinh trong kế hoạch tới nhưng là phó thanh trúc cùng lan đình ngọc đem một đám cao thủ trực tiếp đặt ở pháp khí chi để bọn hắn cùng pháp khí cùng nhau trông coi chính là tìm một cái đường tắt chỉ cần tinh chủ không truy cứu cũng coi như không làm trái quy tắc giống la quân cũng mang cái linh tuệ hòa thượng linh tuệ hòa thượng nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói cũng không tính là một người mà chính là pháp khí trần diệc hàn đâu la quân hỏi phó thanh trúc phó thanh trúc không khỏi cười khổ nói ra tựa hồ trần diệc hàn cùng trần huynh ngươi cũng ân oán rất sâu la quân nói ra không sai phó thanh trúc nói ra trần huynh ngươi cử nhân còn thật không ít la quân cũng là cười khổ nói ra ta cử nhân xác thực không ít cũng không biết là vì cái gì nhiều khi ta không có tận lực muốn đi kết thù nhưng những chuyện này đều là thân bất do kỷ. Giống như là Lan Đình Ngọc, Lan Đình Ngọc người này, cao ngạo tự lập, không tính đại gian đại ác người. Nếu không có Lạc Ninh chuyện kia, ta chưa hẳn không thể cùng hắn làm người bằng hữu Nhưng đã Lạc Ninh đã chết tại hắn tay, thù này nhất định phải lấy máu tươi đến rửa sạch. Audio điện tử võ tấn bền Là Quân tiếp tục nói, đến mức Trần Diệt Hàn, đây càng không có gì để nói nhiều. Theo ta xuất sinh, đã định trước cùng hắn ở giữa cừu hận. Phó Thanh Trúc khe khẽ thở dài, hắn ngược lại không phải là bát quái người, cũng không tỉ mỉ hỏi nguyên do. Hắn nói tiếp, Trần Diệt Hàn là cái mười phần ma tinh, tuy nhiên không phải thiên mệnh chi vương, nhưng hắn bây giờ đã bái nhập ma tôn môn hạ, thực lực cũng là hư tiên. Hư tiên, là quân lần nữa kinh hãi, hắn nói ra, hư tiên lúc nào, như thế không đáng tiền. Phó Thanh Trúc nói ra, khôn sống mống chết, tinh chủ bàn giao nhiệm vụ vô cùng cuồng bạo, hoặc là đạt được cơ duyên vô số, hoặc là trực tiếp chết. Hiện tại không có chết thiên mệnh giả, thực lực mới vào chúng tinh điện lúc, đều mạnh không chỉ một lần. Bao quát ta, càng bao quát ngươi, còn lão điền, hắn không phải thiên mệnh giả, ngược lại không có gì tiến triển. Ngươi nhị ca ra đi làm việc, hắn một mực tại nơi này nhàn rỗi. Là quân nói ra, xem ra, ta thời gian sẽ không quá tốt qua. Phó Thanh Trúc nói ra, Thực Trần huynh ngươi tiến triển mới hẳn là nhanh nhất, theo cửu trọng thiên sơ kỳ một đường đến tầng 10 đỉnh phong. Tuy nhiên ngươi bây giờ còn chưa đến hư tiên, nhưng ta cảm giác ngươi có vô cùng thủ đoạn. Xem như ta hiện tại muốn giết ngươi, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Thậm chí có khả năng bị ngươi cho giết, điểm này ta nói không sai chứ? La Quân cười một tiếng, nói ra, tất cả mọi người tại nhanh chóng tiến bộ, ta dù sao cũng nên có chút thủ đoạn mới được. Hắn cũng không có khiêng kỵ phó thanh trúc Hắn cái này nhân tính cách là như thế, người ta thành thật mà đối đãi, hắn tuyệt sẽ không dối trá hồi báo. Ma Tôn là ai?" La Quân sau đó trầm giọng hỏi Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc nói ra, "Ma Tôn, Thái cổ cao thủ. Tên đầy đủ là Thái Hoàng Ma Tôn, theo tiên giới chảy thả ra cao thủ, bị trấn áp tại một cái rất xa xôi không gian tuyệt trong đất." Trần Diệc Hàn chấp hành nhiệm vụ thời điểm cùng Thái Hoàng Ma Tôn đạt thành hiệp nghị. Bây giờ, Thái Hoàng Ma Tôn tuy nhiên còn bị nhốt nhưng cho Trần Diệc Hàn không ít chỗ tốt. Đây cũng là Trần Diệc Hàn tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân vị trí. Hắn tu vi tiến triển thật đúng là rất nhanh, ta nhanh nhiều. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, chẳng lẽ hắn không sợ căn cơ bất ổn, được trả bằng mất. Phó Thanh Trúc nói ra, có rất ít người tại có thể tu vi phi tốc tiến triển thời điểm, hội đi cân nhắc về sau sự tình. Đó là một cái to lớn dụ hoặc, hắn đón đến, nói ra, bất quá ta cảm thấy Trần Huynh ngươi thật giống như khác biệt, ngươi không chỉ là tiến triển nhanh, ta còn có thể cảm giác được ngươi căn cơ dị thường hùng hậu, có huyền môn chính tông cảm giác. Là quân khe khẽ thở dài, nói ra, ta so sánh may mắn, bên người thường xuyên hội có bằng hữu đề điểm. Phó Thanh Trúc cười một tiếng, nói ra, Trần Huynh là trách tâm nhân hậu người, tuy nhiên địch không ít người, nhưng bên người có thể tin lại bằng hữu càng nhiều. Là quân nói ra, Phó Huynh quá khen. Sau đó, là quân còn nói thêm, phó huynh, thực ta có một chuyện, lúc này rất đúng khó xử. Cho nên mới một mình đi ra đến, hôm nay chúng ta đã trò chuyện tận hứng, ta cũng muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, để ngươi tham mưu một chút. Phó Thanh Trúc nao nao, sau đó nói, Trần Huynh mời nói. Là quân ngay sau đó liền đem Linh Nhi tình huống nói. Hắn nói bình hành thế giới Linh Nhi còn có thế giới bao la Linh Nhi. Phó Thanh Trúc sau khi nghe xong trầm ngâm nửa ngày, nói ra, người ý là hiện tại tinh chủ để tư đồ cô nương đến vĩnh sinh trong kế hoạch đến cũng là làm thiên mệnh giả đúng hay không la quân nói ra không sai phó thanh trúc còn nói thêm mà lại tư đồ cô nương còn không có pháp lực la quân nói ra nàng tại bình hành thế giới bên trong vốn là cái bình thường cô nương chưa bao giờ tiếp xúc qua pháp lực phó thanh trúc nói ra tinh chủ khăng khăng phải làm như vậy la quân nói ra không sai hắn đón đến Nói ra, vô luận như thế nào, ta cũng bảo vệ Linh Nhi an toàn. Ta đi khắp Thiên Sơn Vạn Thủy, bây giờ thật vất vả để cho nàng sống tới, nói cái gì cũng không thể để cho nàng ra lại sự tình. Phó Thanh Trúc nói ra, Trần huynh, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Tinh chủ thần thông, người ta đều là rõ ràng, cái gọi là phản kháng, bất quá là chuyện Tiếu Lâm. Hắn đón đến, nói ra, có điều, Trần huynh ngươi không cần quá lo lắng. Đầu tiên thứ nhất người nói từ đồ cô nương không có có pháp lực ta nhìn không có khả năng nếu như ngay cả pháp lực đều không có cũng đại biểu ngay cả thiên mệnh người mệnh cách đều đã bị tước đoạt cái kia bình hành thế giới từ đồ cô nương bất quá là phổ thông cô nương mà bây giờ đã từ đồ cô nương vào vĩnh sinh kế hoạch bên trong cái kia đại biểu nàng mệnh cách vẫn còn ở đó có lẽ tư đồ cô nương thân thể còn có thật nhiều bí mật không có triển lộ ra bởi vì tư đồ cô nương kinh lịch quả thực không giống bình thường là quần hơi hơi run lên. Tinh chủ làm việc, thâm ý sâu sắc, lại đại trí giả ngu. Phó Thanh trúc nói ra, tư đồ cô nương chính là thiên mệnh giả, không phải là bình thường tiểu nữ nhi. Nàng tồn tại có nàng ý nghĩa đặc thù, cho dù nàng là Trần huynh thê tử ngươi, khả Trần huynh ngươi cũng đại biểu không để cho. Nàng vận mệnh vẫn là muốn dựa vào chính nàng đến đi. Lại là linh thể, lại là thiên mệnh giả, bằng vào hai điểm này, có lẽ về sau nàng thành chưa hẳn tại ngươi ta phía dưới a la quân bị kinh ngạc phó huynh lời nói thật sự là một câu bừng tỉnh mộng người la quân nói ra phó thanh trúc mỉm cười nói ra trần huynh từ đồ cô nương trải qua bách kiếp mà không chết lại có thần đế vi sư lúc này liền tại cái này chúng tinh điện thối luyện đây là chuyện tốt ngươi không cần phải quá bi quan la quân nói ra lời tuy như thế ta cái này tâm không thể không lo lắng a phó thanh trúc cười một tiếng nói ra sát kiếp phía dưới chứng có an toàn. Người ta, tương lai có lẽ vẫn là địch nhân, vận mệnh này khóa, ai có thể giải khai, vẫn là muốn thoải mái chút, sống dễ làm phía dưới, đây mới là chính đạo. Là quân nói ra, phó huynh thoải mái, ta không kịp phó huynh. Phó Thanh Trúc cười ha ha một tiếng. Là quân nói ra, hôm nay đa tạ phó huynh vì ta cung cấp rất nhiều tin tức, lại giải ta tâm lớn lao nghi hoặc. Tiểu đệ cảm kích. Phó Thanh Trúc nói ra, tiện tay mà thôi, cần gì khách khí. La Quân cười một tiếng. Phó Thanh Trúc nói ra, chúng ta tu đạo, không không muốn giữ thiên đồng thọ. Thiên không phải địa cầu, địa cầu có thể vỡ vụn, nhưng vũ trụ khó diệt. Cái này vô tận vũ trụ chi, chính là có vô cùng vô tận bí mật. Ta theo chúng ta van xin thế giới thái cổ trí từng nhìn đến một chút ghi chép. Nói là vũ trụ chi, còn có thật nhiều diệu chủng tộc, cùng tu tiên giả. Bọn họ không phải là đến từ địa cầu, có thể kiếm trảm tinh cầu. Có cổ minh, có thần diệu khoa học kỹ thuật, vân vân, chỉ là vũ trụ này quá tốt đẹp lớn, cho dù có thể thoáng qua ngàn dặm mười ngàn dặm, cũng khó có thể vượt qua vạn nhất. Là quần nào nào, hắn theo rồi nói ra, chỉ là một cái địa cầu, có quá nhiều thật không thể tin huyền sự tình. Ta tại Nam Tống thời điểm, cũng không nghĩ tới, cái kia nhất tôn tiên khí thần nông đỉnh còn có một cái thế giới tồn tại. Bên trong còn có tiên tiến khoa học kỹ thuật, thần nông thế giới sao phó thanh trúc nói ra la quân nói ra không sai phó thanh trúc nói ra thần nông thế giới ừm quả nhiên là có chút môn đạo tại ta trong trí nhớ thần nông thế giới vẫn luôn là bảy đại giới một trong nhưng cái thế giới này rất là khéo tựa hồ ngăn cách ta cũng cảm giác không thấy không cách nào vượt tới còn có cái này trí nhớ huyền diệu là tựa hồ là bị thay đổi giống là có người cải biến lịch sử muốn đến chuyện này cùng trần huynh ngươi hơi khô hệ a à. là quân kinh ngạc nói ra phó huynh quả nhiên là lợi hại phó thanh trúc là tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm ngày đó bài trừ đại mệnh vận thuật có thể thấy được lốm đốm phó thanh trúc nói ra đã chuyện phát sinh lại bị cải biến đây là một kiện liên lụy cực chuyện lớn còn tốt vị diện thế giới là người bình thường cũng không biết không phải vậy lời nói cái này công trình hội càng lớn mà có thể đi cải biến những thứ này không phải thiên mệnh chi vương đến làm việc này không thể. Người khác, lại đại thần thông, cũng không chịu nổi thiên đạo áp lực. Mà lại, người sở dĩ có thể cải biến, là bởi vì đây là đối thiên đạo hữu ích sự tình. Phó Thanh Trúc nhìn đến rất là thấu triệt. Là quân nói ra, không sai, đây cũng là tinh chủ ý tứ. Phó Thanh Trúc nói ra, vũ trụ quá mức huyền, Trần Huynh, không bằng chúng ta liền cùng đi thăm viếng một chút. Hiện tại, là quân kinh ngạc. Phó Thanh trúc cười một tiếng, nói ra, không sai, xem chúng ta có thể bay ra bao xa, có thể hay không đến gần nhất tinh cầu đi thăm viếng một chút. Cái này há không phải chúng ta người tu đạo, rất muốn nhất làm sự tình à. Cầu Trường Sinh, dò xét vũ trụ huyền diệu, La Quân cười ha ha. Đi, Phó Thanh trúc đột nhiên triển khai thân pháp, phóng lên tận trời. Hắn thân pháp cực nhanh, tia chớp tiến lên, trong nháy mắt chính là ở ngoài ngàn dặm là quân tình thông đại na di thuật nhưng cũng không lao lực chỉ chợt lóe thân thể đã truy phó thanh trúc hai người cấp tốc thoát ly sao hỏa dẫn lực sau đó trở về vũ trụ chi lúc này là ban đêm phải nói là còn tại thái dương hệ chi tại thái dương hệ bên trong ngày sáng đêm tối là phải bị mặt trời ước thúc muốn bay ra thái dương hệ đều rất khó khăn hư không chi thường xuyên sẽ có vẫn thạch phiêu đáng hơn nữa còn có thể gặp được đến các loại từ trường phong bạo tại hư không chi ngao du là cái cực nguy hiểm sự tình rất nhiều đám chân thần bọn họ cái gọi là ngao du hư không thực đều là tại địa cầu phụ cận dạo chơi không dám đi xa cũng đi không xa thần thông càng nhỏ càng chạy không xa thần thông càng lớn thì có thể đi được càng xa trần huynh người thân pháp thật là rất nhanh phó thanh chúc gặp mình vô luận như thế nào cũng không thể siêu việt la quân không khỏi cười to nói cái này vũ trụ chi, muốn há mồm nói chuyện rất khó. Mà lại, các loại khí áp lực cản vô cùng, mỗi thời mỗi khắc, cái này thân thể hai người đều muốn chống cự bốn phía khí lưu. Tại cái này hư không chi tiêu hao phi thường khủng bố. Chỉ có tại địa cầu, mới có thể chân chính trầm tĩnh lại. Đối mặt phó thanh trúc khích lệ, là quân cũng cười một tiếng, nói ra, ta bất quá là ỉ vào rượu thân pháp, phó huynh mới là bản lĩnh thật sự. Phó thanh trúc cười ha ha sau đó hai người liên tục phi hành cái kia hư không chi một vùng tăm tối bọn họ bay thẳng đến được ly hỏa ngôi sao càng xa liền phát hiện hư không lực cản càng lớn tốc độ bọn họ không thể không giảm xuống tới đoạn đường này bay ra ngoài đến sớm liền bay ra một triệu cây số một triệu cây số lại không có gặp đến bất kỳ tinh cầu vũ trụ này sự rộng lớn khiến người ta cảm thấy run rẩy tại địa cầu là quân cảm thấy toàn bộ địa cầu đều là địa cầu thôn, tới lui phút chốc đến. Nhưng đến vũ trụ chi, hắn mới phát hiện, hắn thần thông không đáng giá nhắc tới. Theo sao hỏa tới địa cầu, 55 triệu cây số. Là quân căn bản bay không đến, hắn tuy nhiên phút chốc mấy ngàn dặm, nhưng cũng là tiêu hao vô cùng pháp lực hoàn thành. a à, phía trước có tinh cầu, Phó Thanh Trúc bỗng nhiên nói ra. Đi, đi xem một chút, là quân lập tức nói ra hai người cấp tốc bay qua, đó là một khỏa tiểu hành tinh, cũng tại Thái Dương hệ chi. Thái Dương hệ gì to lớn, là quân cùng Phó Thanh Trúc trước mắt thần thông, căn bản không bay ra được. Lúc này trời sáng choang lên, toàn bộ Thái Dương hệ, xinh đẹp tới cực điểm. Viên này vô danh tiểu hành tinh chỉ có địa cầu một phần ba lớn. Là quân tại bình hành thế giới bên trong lúc, đối với thiên học rất có nghiên cứu. Tại nhân loại dò xét chi, cũng không có tìm đến cái hành tinh này hắn cũng minh bạch, đại khái là bởi vì cái hành tinh này quá nhỏ, cho nên mới không có bị phát hiện đi. Cái hành tinh này, đại bộ phận bị che phủ lên, chỉ có một phần nhỏ có thể hưởng thụ được ánh sáng mặt trời. Cũng là nói ba phần tư địa phương là ở vào đóng băng trạng thái. Tại vũ trụ chi, không có mặt trời bao phủ, đem về dị thường băng hàn. Là quân cùng Phó Thanh Trúc nhìn nơi này, viên tinh cầu này, không có nguồn nước, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh thể tồn tại. Mà lại, viên tinh cầu này không biết tự quay cùng quay quanh. Chẳng khác gì là một khỏa hành tinh chết. La Quân cùng Phó Thanh Trúc cảm nhận được viên tinh cầu này hàn khí, bốn phía tìm kiếm hỏi thăm, cũng không cảm giác được bất luận cái gì linh khí. Bất quá, vũ trụ chi từ trường vẫn là tồn tại. La Quân nói với Phó Thanh Trúc, nếu là có đại thần thông tại, đem viên tinh cầu này nội bộ tính mịch hàn sát luyện hóa, như vậy đối phó lên địch nhân đến, nhất định sẽ hữu hiệu. Chỉ tiếc, ta tuy nhiên luyện hóa địa sát chi tinh, nhưng là cái này chỉnh hành tinh đóng băng, lấy ta pháp lực, cũng vô pháp xâm nhập đến nội bộ chi. Phó Thanh Trúc nói ra, người ta pháp lực, cuối cùng đều vẫn là có hạn. Nhưng là đại thần thông giả, pháp lực càng sâu, đến lúc đó cùng giữa chúng ta khoảng cách càng phát ra không thể tính toán. Người ta cũng còn khai thác không tinh cầu này hạch tâm lực lượng. Mà những cái kia chân chính đã tu luyện tới thiên nhân cấp độ cao thủ, động một tí tại vũ trụ chi, luyện hóa một khỏa tinh cầu. Như thế lực lượng, không dám tưởng tượng." La Quân nói ra, không sai. "Chúng ta thủy chung vẫn là cực hạn tại địa cầu chi, cho dù là đến sao Hỏa cũng không có tại sao Hỏa an thân lập mệnh bản sự. Bây giờ chúng ta có thể đợi tại sao Hỏa chi, cũng là có nhịn tại tinh chủ." Phó Thanh Trúc nói ra. "La Quân nói ra, chúng ta muốn đi đường còn rất dài." Nếu như nói, tại tiểu trong hương thôn lớn lên đại hài tử, hắn nhìn đến thành thị nhỏ cũng sẽ giải đến kiến thức, cũng sẽ kinh ngạc. Mà tại trong thành thị nhỏ nhìn đại thành thị, lại có cảm giác chính mình giấy nhúi. Đứng tại là quần góc độ, hắn ngang dọc địa cầu, đi khắp quá khứ tương lai, xác thực rất là không tệ. Nhưng nói cho cùng, địa cầu tại vũ trụ chi, cũng bất quá là cái nhỏ nông thôn A. Là Quân cùng Phó Thanh Trúc đợi sau khi, ở cái tinh cầu này đồng thời không có cái gì phát hiện. Nơi này là hoàn toàn không bị khai thác cùng phát hiện qua tiểu tinh cầu, mặt đất phần lớn đều là đóng băng nham thạch các loại các thứ, liền một nước đều không có. Đi, Phó Thanh Trúc nói ra. La Quân nói ra, tốt. Tại xế chiều thời điểm, La Quân cùng Phó Thanh Trúc trở lại chúng tinh điện. Hai người kinh lịch lần này lữ trình, lẫn nhau ở giữa cảm giác đối phương đều thuận mắt rất nhiều. Đương nhiên, La Quân cũng không phải mới ra đời làm càn làm bậy, tâm cũng biết Phó Thanh Trúc không thể hoàn toàn tiến nhiệm. Chỉ là lúc này, lẫn nhau ở giữa đồng thời không thù oán nghiệp, thích hợp giao hảo, đây là đối với song phương đều có lợi sự tình. Nhưng một khi có cái gì xung đột lợi ích, cái kia lẫn nhau ở giữa điểm ấy hảo cảm, cũng là hoàn toàn trông cậy vào không. Là Quân trở lại chúng tinh điện về sau, liền trực tiếp trở lại thính đảo hiên bên trong. Một lần thính đảo hiên, liền trước gặp đến Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng đang cho tư đồ Linh Nhi biểu diễn biến lớn thụ bản sự, con hàng này trong sân, biến thành một gốc đại thụ che trời, về sau lại khôi phục nguyên hình nhanh nhạy la quân nhìn thấy ra hỏa này về sau không khỏi tâm tình thật tốt linh tuệ hòa thượng nhìn thấy la quân cũng là kích động đến vô cùng ai nha la quân đạo hiếu bần tăng có thể tính lại gặp được ngươi la quân cười một tiếng trước khi đi tới tư đồ linh nhi gặp la quân lập tức như yến non về rừng la quân ôm tư đồ linh nhi hắn cảm thấy có chút áy náy linh nhi vừa mới tỉnh lại ở chỗ này không chỗ nương tựa, chính mình thế mà ra ngoài lâu như vậy. Linh Nhi, ta ra đi xử lý một số chuyện, ngươi không có dọa sợ chứ. La Quân nói ra, Từ đồ Linh Nhi lắc đầu, nàng mỉm cười, nói ra, không, ngươi về là tốt. Vị này lớp trưởng đại nhân, cũng là La Quân tại bình hành thế giới thê tử, càng là nữ nhi hứa một lời mụ mụ. Nàng mãi mãi cũng là như vậy khéo hiểu lòng người. Sau đó, La Quân mang theo Linh Nhi cùng nhanh nhạy vào trong nhà linh tuệ hòa thượng biến thành thụ nhân hắn có vô số xúc tu đi trên đường cũng là rất nhanh tiến vào phòng về sau la quân trước cùng linh tuệ hòa thượng nói chuyện phiếm lâm nhã tư cùng lâm nhã dung hai tỷ muội dân trà nước la quân lại trước quan tâm phía dưới linh nhi ẩm thực biết nàng mọi chuyện đều tốt cũng mới hơi hơi yên lòng trong phòng khách lẫn nhau ngồi xuống tư đồ linh nhi ngồi tại la quân dưới tay nàng chỉ cần thấy được la quân cũng đã rất là thỏa mãn nhanh nhạy, một năm nay, người qua còn tốt đó chứ? La Quân hỏi trước. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, một năm nay, đều tại tinh nhất điện tu hành. Ai, thực bần tăng tu hành cũng không nhiều lắm tác dụng, thực lực không có gì tăng trưởng. Dù sao, bần tăng là như thế một bộ thân thể, như cũng không đủ linh dịch đến tưới tiêu, có thể có làm được cái gì? La Quân nói ra, ta cũng không biết tinh chủ là lúc nào đưa ngươi lưu lại. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng cũng coi là sinh linh mà lại lấy thiên đạo gút mắt rất nhiều tinh chủ là nhất định phải muốn đem bần tăng lưu lại không phải vậy lời nói bần tăng cùng đạo hữu ngươi cùng một chỗ tiến vào thời không thông đạo lúc đó xảy ra vấn đề lớn la quân nói ra là cái này lý nhi linh tuệ hòa thượng nói ra ngược lại là đạo hữu ngươi lần này nam tống chuyến đi xem ra là thu hoạch tương đối khá a bần tăng nhìn đạo hữu ngươi tu vi đã là trên diện rộng tăng trưởng mà lại căn cơ vững chắc, huyền môn chính tông A. La quân cười một tiếng, nói ra, người nhãn lực rất lợi hại. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đạo hiếu bây giờ đã đến nước này, như vậy chúng ta rất nhiều pháp bảo, còn có đạo thuật đều có thể đi tìm đi tìm tới. La quân nói ra, đúng, bất quá cũng phải đợi đến trước trở lại địa cầu. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cũng thế. La quân nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng, ta đã đi qua một chuyến mặt nhật phần tràng, cũng đem thái cổ liệt diễm thú nội đan lấy, đồng thời luyện thành liệt diễm thần đan. Chỉ là lúc này, ta đại số mệnh thuật xảy ra vấn đề, cứ như vậy, vẫn là không cách nào cứu tỉnh Lam Tử Y. Đại số mệnh thuật, xảy ra vấn đề, Linh Tuệ Hòa Thượng bị kinh ngạc, nói ra, xảy ra vấn đề gì. Trước đó Bần Tăng lo lắng nói bạn ngươi cái này đại số mệnh thuật, không ngừng tiêu hao thọ mệnh, chỉ sợ là muốn hình thành số mệnh kiếp hỏa. Cái kia số mệnh kiếp hỏa, không giống với thế gian bất luận cái gì kiếp hỏa. Một khi thiêu đốt, không chết không thôi. Bần tăng một mực đều đang nghĩ, muốn thế nào giúp đạo hữu người phá giải đây. Tư Đồ Linh Nhi ở một bên nghiêm túc nghe, nhưng mà, nàng hết thảy cũng không lớn hiểu. Nếu là đàm luận nhân gian sự tình, trong trường học sự tình, hoặc là sinh hoạt, địa lý, người chờ một chút, nàng đều tính được học thức uyên bác. Nhưng lúc này chỗ nói luận đông tây, thật là vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Có điều nàng tuy nhiên không hiểu, lại cũng sẽ không lung tung chen vào nói. Là quân thì nói ra, số mệnh kiếp hỏa đã thiêu đốt, nhắc tới cũng khéo léo, số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt về sau, không chỉ có là giải quyết cái này số mệnh kiếp hỏa. Ta cũng thở phào, hơn nữa còn cứu ta nhất mệnh. Ồ, người nào có thể cho ngươi ngăn trở số mệnh kiếp hỏa? Linh tuệ hòa thượng càng hào cảm. Là quân liền đem cái kia tổ thần sự tình nói. Linh tuệ hòa thượng nghe xong không khỏi nói ra. Thật sự là diệu quá thay a. À. Này Thiên Đạo chi đáng sợ, thật không thể tin, Bần tăng trước kia lại muốn không biết tự lượng sức mình cùng Thiên Đạo đối nghịch, bây giờ muốn đến, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. À. Cũng may mắn đạo hữu có thể làm cho Bần tăng lạc đường biết quay lại, không đến mức tiếp tục nhưỡng xuống sai lầm lớn. Là Quân vội ho một tiếng, hắn cảm thấy có chút đỏ mặt. Nói cho cùng, linh tuệ hòa thượng vẫn là bị chính mình đại lôi âm phổ độ pháp khống chế. Phần này hữu tình luôn luôn không có như vậy thuần túy. Nhưng La Quân cũng không thể nói cái gì. Sau đó, Linh Tuệ Hòa thượng lại tìm kiếm La Quân thể nội đại số mệnh hạt giống. La Quân cùng Từ Đồ Linh Nhi đều chăm chú nhìn Linh Tuệ Hòa thượng. Sau một hồi khá lâu, Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, Bần tăng năm đó đã từng tập luyện quá lớn số mệnh thuật, bần tăng huyết mạch đặc biệt có thể vô hạn sinh trưởng tế bào. Cho nên miễn cưỡng học một chút đại số mệnh thuật ra long nhưng cùng đạo hữu người đại số mệnh thuật lên, cái kia kém xa tít tắp. Bần tăng luyện đại số mệnh thuật, bất quá là sử dụng thuật pháp, cải biến cục bộ số mệnh. Mà đạo hữu ngươi là chân chính câu thông cùng điều động đến tối tăm chi chân thực số mệnh. Đây là không thể so sánh nổi. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp tục nói, cái này số mệnh thật cao tại, chính là xã tắc thần khí, phàm nhân một khi nhúng chàm, là phúc là họa, quả thực khó liệu. Bây giờ, đạo hữu người đem số mệnh kiếp hỏa giải quyết, chính là chuyện tốt cái này đại số mệnh hạt giống bị cướp lửa thiêu đốt, rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể hay không tỉnh, Bần Tăng cũng không biết. Bần Tăng duy nhất có thể xác định là, thiên đạo như cảm thấy đạo hữu người có thể lần nữa nắm giữ số mệnh, cái kia số mệnh hạt giống có thể tỉnh. Thậm chí đạo hữu người còn có thể nắm giữ đại mệnh vận thuật. Nhưng thiên đạo như không cảm thấy người có thể sử dụng, người không thể dùng. Hết thảy, đều muốn nhìn bầu trời đạo ý nghĩ. Cho nên, đạo hữu người là gấp không được. Còn cái này cứu tỉnh Lam Thí chủ sự tình, đã đạo hữu người đều có liệt diễm thần đan, như vậy còn lại cũng không phải việc khó. Đợi đến đạo hữu người tu vi đến thiên vị cảnh về sau, lại có liệt diễm thần đan phụ trợ, cái kia cứu tỉnh Lam Thí chủ, bất quá là sớm muộn sự tình. Bây giờ sát kiếp mãnh liệt, Lam Thí chủ tại tinh chủ nơi này, ngược lại an toàn nhất đây. Tốt a, à, là quân bất đắc dĩ. Hắn nói tiếp, đây là một trận đại thế, áo tím một mực ngủ say, tu vi sẽ bị bỏ xuống. Điểm ấy là ta thay nàng lo lắng, nàng vốn là tốt mạnh hơn người. Thế nhưng là đạo hữu người đừng quên, sát kiếp phía dưới, chết tỷ lệ là cao hơn. Linh tuệ hòa thượng nói ra, hết thảy tự có mệnh số, đạo hữu không nên cưỡng cầu. La quân nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Hắn sau đó miệng thuận miệng nói chút khác đề tài, như nói mang Linh Nhi đi xem sao hỏa phong cảnh. Vân vân nhưng trong đầu đột nhiên cùng Linh Tuệ hòa thượng ý niệm bắt đầu giao lưu. Nhanh nhạy, bây giờ tinh chủ để Linh Nhi cũng đến vĩnh sinh trong kế hoạch đến, cũng muốn chấp hành nhiệm vụ. Có thể Linh Nhi bây giờ, pháp lực hoàn toàn không có, đối với nơi này sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Là Quân nói ra, chuyện này, quá mức kỳ quặc, người giúp ta phân tích phân tích. Phân tích, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng hiện tại pháp lực nông cạn, có thể nhìn đến đồ vật rất ít. Rất nhiều thứ, đều là bằng vào kinh nghiệm, không sao chuyện này, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tinh chủ không có khả năng an hàng một cái không có pháp lực người tiến vào vĩnh sinh kế hoạch. Cho nên, Linh Nhi cô nương đến cùng là chuyện gì xảy ra, bần tăng cũng nói không rõ ràng. Là quân hơi hơi thở dài, tâm vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Đúng, còn có cái sự tình. Trước đó, tinh chủ nói qua, làm cổ thế giới biến mất về sau, sẽ có thiên vị thế giới xuất hiện bây giờ ta tại sao hỏa cũng không biết địa cầu tình huống nhưng tinh chủ nói địa cầu xuất hiện thần nông thế giới đến bổ khuyết biến mất cổ thế giới tinh chủ cũng có tính toán sai thời điểm sao tinh chủ không biết không vô nghĩa linh tuệ hòa thượng nói ra cái này còn có kỳ quặc chỉ là chúng ta vẫn không rõ mà thôi linh tuệ hòa thượng là tuyệt đối người thông minh kiến thức uyên bác đã từng là lực áp thiên quân tồn tại cho nên hắn là tuyệt đối bách khoa toàn thư La Quân nói cổ thế giới những thứ này, Linh Tuệ Hòa thượng chí nhớ thật là sinh ra hỗn loạn, nhưng hắn vẫn là có thể đem cái này muốn cái rõ ràng. Đây là Linh Tuệ Hòa thượng thông minh. La Quân là đuổi tại cổ thế giới hình thành trước đó, đến Nam Tống. Mà sau đó tiếp được máu và nước mắt, liền khiến cổ thế giới biến mất. La Quân cũng dần dần minh bạch vì cái gì lúc trước cổ thế giới sẽ hình thành, bởi vì đó là áo đen tố trinh chấp nghiệp, nàng đi ra không được đoạn này bi thương mà la quân đem máu và nước mắt mang đi, liền cũng tạo thành tại tất cả mọi người trong trí nhớ, cho tới bây giờ đều không có cổ thế giới xuất hiện qua. Đây là một cái huyền diệu vị trí. Người bình thường, xưa nay không biết cổ thế giới những chuyện này. Mà tu tiên giả, người tu đạo, tuy nhiên không tồn tại trí nhớ, nhưng cũng có thể hiểu được loại này huyền diệu. Cho nên La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng không cần quá nhiều lắm mồm. La Quân cũng nói, ta càng phát giác, tình chủ thâm bất khả chắc có lẽ, hắn đến cùng phải hay không một người đâu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, a di đà Phật, nên minh bạch thời điểm, từ sẽ minh bạch. Hiện tại đạo hữu ngươi như thế nào ước đoán, đều là uổng công, cho nên không bằng không muốn. La Quân nói ra, nói cũng thế, bất quá, tinh chủ hẳn phải biết ngươi lai lịch a. À. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, sớm biết, chỉ bất quá, hắn cũng biết bần tăng hiện tại không có cái uy gì. Cho nên cũng giữ lấy bần tăng. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, nhanh nhạy, người tâm trách ta sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, a di Đà Phật, Bần Tăng chưa bao giờ quái qua đạo hiếu. Trước kia Bần Tăng, tràn ngập dục vọng, thế nhưng loại dục vọng, phải dùng vô số hủy diệt lai đạt thành. Bần Tăng chưa bao giờ thỏa mãn, chưa bao giờ trải nghiệm quá nhanh vui hai chữ. Mà bây giờ, lại là an vui tự mãn, Bần Tăng theo đáy lòng nói cảm tạ bạn. La Quân nhìn nhiều Linh Tuệ Hòa Thượng hắn thật có chút không rõ lắm. Linh tuệ hòa thượng đến cùng là thật thỏa mãn, vẫn là hết thảy đều bắt nguồn từ cái kia đại lôi âm phổ độ pháp. Nếu như một khi có Phật giới cao thủ thi pháp lệnh hắn hoàn tục, hắn có phải hay không cũng sẽ cùng giả lam điện những người kia một dạng, lập tức rời đi đâu. Điểm này, là quân không nghĩ ra. Hắn cũng không muốn nghĩ, buồn giàu sự tình, còn có rất nhiều. Đêm đến đợi, là quân cùng tư đồ linh nhi ngủ cùng một chỗ. Bọn họ vốn là chính thức phu thê, cho nên cái này không có gì tốt kiêng kỵ. Đêm đó, La Quân cũng không có cùng Tư Đồ Linh Nhi làm khoái lạc sự tình. Gần đây chuyện phát sinh quá nhiều, cũng có nói chi không hết lời nói, cho nên loại kia dục vọng ngược lại là không có. Tư Đồ Linh Nhi yên tĩnh nằm tại La Quân trong ngực, nàng là người thông tuệ, minh bạch sự tình khó giải quyết. Nhưng nàng gặp La Quân không nói, cũng cái gì cũng không hỏi. Đây là thuộc về nàng trí tuệ tư đồ linh nhi chỉ là tại sắp sửa trước hỏi la quân nói ra có thể hay không rất tưởng niệm nàng la quân hơi hơi ngẩn ngơ một loại cực hạn tận xương tủy đau đớn vào tới hắn còn nhớ rõ một lần cuối cùng gặp nàng dung nhan nàng luôn luôn như thế thanh lãnh ánh mắt chính là như thế thanh tịnh nàng là như thế kiên định không thay đổi tin tưởng mình mà tại sao cùng tại chính mình hôn mê thời điểm nàng đem não hạch dâng ra sẽ không còn được gặp lại nàng sao. Là quân cảm giác hô hấp không thông, tim cứng lại, kịch liệt xoắn đau. Linh Nhi, ngươi biết không? Là quân nói ra. Tư đồ Linh Nhi nói ra, ừm. Là quân nói ra, đời này, một người mặc kể có lại đại thần thông, hắn đều sẽ có không thể làm gì sự tình. Có thể là bất kể lại đau, chúng ta đều cải biến không đã chuyện phát sinh. Nếu như khả năng, ta tình nguyện ngươi cùng nàng thế giới bên trong không có ta tư đồ linh nhi ngơ ngẩn nàng trong nháy mắt cảm nhận được la quân loại kia thâm nhập cốt tủy thống khổ sau đó nàng ôm chặt lấy la quân một đêm này dạng này đi qua la quân sớm khi tỉnh dậy đột nhiên phát hiện tư đồ linh nhi tại bình tĩnh nhìn lấy hắn la quân nao nao hắn nhìn về phía tư đồ linh nhi cười một tiếng nói ra nghĩ gì thế tư đồ linh nhi không có trả lời nàng chỉ là như vậy nhìn lấy la quân la quân cảm thấy quái nhưng là rất nhanh, lòng hắn mãnh liệt nhảy lên. Ngươi là, là ta, tư đồ linh nhi nhẹ nói nói. Là cái kia, băng lãnh linh nhi, là cái kia thế giới bao la linh nhi. Trong nháy mắt, là quần nước mắt dũng mãnh tiến ra. Ta không phải đang nằm mơ chứ, linh nhi, là quần một chút ngồi xuống, bưng lấy nàng thanh lãnh khuôn mặt, kích động không nói ra. Nàng thân thể, quả nhiên trước đó muốn lạnh lạnh rất nhiều. Nàng toàn bộ khí chất, cũng thanh lãnh rất nhiều. Tại bình hành thế giới bên trong Linh Nhi, Trung Quy là khoái lạc rất nhiều, cho nên cùng thế giới bao la Linh Nhi là có rất lớn khác biệt. Lúc này, băng lãnh Linh Nhi nói ra, người không phải đang nằm mơ. Là quân mắt đỏ nói ra, ta coi là, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Băng lãnh Linh Nhi yên tĩnh tùy ý là quân ôm. Nàng lời nói, động tác rất ít, cho dù là đang ngủ say lâu như thế sau trùng phùng, cũng không có cách nào biểu hiện được rất nhiệt liệt la quân nhịn không được đến hôn nàng môi nàng nhưng cũng không né tránh chỉ là khuôn mặt hồng hồng sau một hồi khá lâu la quân nắm chặt tay nàng nói ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta coi là băng lãnh linh nhi bình tĩnh nhìn về phía la quân nàng tổ chức phía dưới lời nói nói ra lúc trước sư phụ nói muốn cứu ngươi chỉ có ta não hạch mới có thể bởi vì ta là linh thể có thể đem thân thể ngươi thiếu thốn tất cả tế bào toàn bộ bổ đủ về sau sư phụ đem ta tất cả trí nhớ đều bước đến ta con mẹ nó tế bào não bên trong. Cái kia rất tán loạn, mà ta cũng vẫn luôn rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến gần nhất, nàng mỗi chữ mỗi câu, nói rất chậm, giọng nói thanh lãnh, nhìn như không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng là quân minh bạch, nàng là một cái cảm tình nội liếm người. Mà lại, băng lãnh linh nhi cùng áo đen tố trinh rất giống, nhìn như vô tình. Chỉ khi nào động tình, nàng bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm kiên định cùng không tiếc hết thảy. Là quân là may mắn, một mình hắn, đến gần áo đen tố trinh cùng băng lãnh linh nhi tâm lý. Cũng có thể nói, là quân là có chính mình chỗ hơn người. Người trong thiên hạ, ngàn ngàn vạn, lại có mấy người có thể làm được hắn tình như vậy sâu không phụ đâu. Băng lãnh linh nhi tiếp tục nói, ta một mực tại ngủ say, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết. Gần nhất đột nhiên cảm thấy một mảnh huyết quang, huyết quang chi, ẩn chứa rất nhiều thâm ảo đồ vật cùng dinh dưỡng. Loại này huyết quang đem ta toàn bộ trí nhớ dẫn vào đến não hạch chi. Cái kia não hạch sở hữu trí nhớ đều bị ta hiểu, nhưng là ta cùng nàng ở giữa, không cách nào dung hợp. Ta có thể hiểu nàng, nàng nhưng lại không biết ta tồn tại. Bây giờ, ta não hạch tuy nhiên vẫn là bình thường não hạch, nhưng ở huyết quang dung hợp phía dưới, đã người bình thường não hạch phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ gấp 10 lần. La Quân không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Băng lãnh Linh Nhi tiếp tục nói, tiểu muội cùng ngươi tại bình hành thế giới hết thảy, ta đều biết. Tiểu muội, La Quân nói ra, ta cảm thấy, nàng là ta tiểu muội. Băng lãnh Linh Nhi nói ra, La Quân nhịn không được nói, thật xin lỗi, Linh Nhi, ta làm quá nhiều chuyện hoang đường. Băng lãnh Linh Nhi lắc đầu, nói ra, không trách ngươi. La Quân nhịn không được thở dài, nói ra, nếu như không có nhiều chuyện như vậy, hai người chúng ta, đến thiên hoang, tới đất lão, thật là tốt biết bao. Đối với băng lãnh linh nhi, là quân thích đến cốt tủy. Hắn cũng thích hắn nữ nhân, nhưng cuối cùng, nàng là vị thứ nhất. Hắn suy nghĩ nhiều cho nàng độc nhất vô nhị thích, nhưng bây giờ, lại là không thể nào làm được. Băng lãnh linh nhi nắm chặt la quân tay, nói ra, dạng này, rất tốt. La quân đem nàng ôm vào hoài. Giờ khắc này, là quân tâm rốt cục an ổn xuống đời này, đáng sợ nhất không phải mất đi, mà chính là hối hận, hối hận lúc trước ly biệt lúc, vì cái gì không nói nhiều một điểm. Hối hận nàng tại thời điểm, vì cái gì không đúng nàng tốt một chút. Hối hận, hối hận không tiếp tục đi đền bù cơ hội. Là quân nhiều sợ hãi hội lại không có cơ hội ôm nàng, nói cho nàng, chính mình có bao nhiêu yêu nàng. Cho nên, giờ khắc này, là quân ôm thật chặt ở băng lãnh linh nhi. Hắn nhẹ giọng nỉ non, nói ra, Linh Nhi, ta yêu ngươi. Ta biết buồn nôn như vậy lời nói, không thích hợp ta cái tuổi này tới nói. Nhưng là ta không muốn lại muốn có tiếc nuối. Linh Nhi, Linh Nhi, về sau đều không muốn lại rời đi ta. Băng lãnh Linh Nhi cảm thụ được la quân bành trướng nội tâm, nàng lại thoải mái dễ chịu mà thỏa mãn co quắp tại trong ngực hắn. Tựa hồ giờ khắc này, hết thảy hết thảy đều đã thỏa mãn. Rất rất lâu về sau, la quân nhớ tới cái gì, nói ra, cái kia nàng đâu cái này nàng dĩ nhiên là chỉ ôn nhu linh nhi đó cũng là hắn không cách nào dứt bỏ phía dưới thích băng lãnh linh nhi nói ra ta có thể đem nàng ngăn chặn hiện tại nàng hẳn phải biết ta tồn tại ta đi ra lúc nàng hội lâm vào một loại trạng thái ngủ say mà nàng thanh tỉnh thời điểm ta cũng có thể biết bên ngoài hết thảy la quân bừng tỉnh đại ngộ dạng này một mực cứ tiếp như thế đối thân thể ngươi la quân hỏi Băng lãnh Linh Nhi nói ra, ta cần đầy đủ dinh dưỡng, bất quá cái này không liên quan nàng sự tình. Đây là bởi vì bây giờ ta não hạch dung lượng không giống bình thường đưa đến. Cho nên, nếu như ta một mực không ra, não hạch không chiếm được đầy đủ dinh dưỡng bổ sung, sẽ từ từ khô héo. La quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói ra, ta chỗ này còn có không ít đan dược. Hắn cũng còn dư lưu lại một chút long quả. Hẳn là có thể tạm thời thỏa mãn băng lãnh linh nhi nhu cầu. Băng Lãnh Linh Nhi gật gật đầu, nàng nói ra, ta cần bắt đầu tu luyện, không phải vậy thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Nàng đón đến, nói ra, có cần thời điểm, ta sẽ thả tiểu muội đi ra. La Quân gật gật đầu. Băng Lãnh Linh Nhi cùng Ôn Nhu Linh Nhi có thể ở chung hòa thuật, đây là La Quân rất vui vẻ một việc. La Quân cảm thấy may mắn, bởi vì hắn còn có thể gặp lại Băng Lãnh Linh Nhi, có thể nhìn thấy cái này để linh hồn hắn run rẩy nữ tử. Mấy năm qua này, rất nhiều thời điểm hắn sở dĩ có thể như thế kiên cường rất lớn nguyên nhân là bởi vì lòng hắn có một cái chấp niệm cùng hy vọng đó là hắn còn có thể gặp lại linh nhi nếu như cái này hy vọng triệt để sụp đổ như vậy đây đối với la quân tới nói là vĩnh viễn khó để bù đắp tiếc nuối đây là la quân chính mình sự tình chính mình tiếc nuối không quan hệ hắn không quan hệ vĩ đại chỗ lấy tại mấy ngày nay la quân không có nhìn thấy băng lãnh linh nhi hắn còn không có phát cuồng đây là bởi vì, hắn hy vọng còn chưa hoàn toàn dập tắt, mà lại ôn nhu Linh Nhi vừa tỉnh, hắn còn không có quá nhiều thời gian suy nghĩ cái này khắc sâu vấn đề. Cũng may là, băng lãnh Linh Nhi trung quy là tỉnh lại. Chính là lấy dạng này phương pháp kỳ diệu kiểu, trở về. Hai cái Linh Nhi đều tại, đây đối với La Quân tới nói, là tốt nhất kết cục cùng hồi báo. Băng lãnh Linh Nhi bắt đầu khoanh chân vận công, La Quân đem còn thừa một chút long quả lấy ra cho băng lãnh Linh Nhi phục dụng là quần tay long quả chỉ có hơn ngàn mai, mà lại toàn bộ cất giữ trong huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí ôn dưỡng long quả, ngược lại là có thể bảo trụ long quả không biết ăn mòn rơi. Bất quá, hạt giống bên trong không gian có hạn, để đặt quá nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Là quân ngược lại là nghĩ lấy đi thế giới bao la yến kinh một chuyến, nhìn có thể hay không hấp thu chỗ đó tổ long chi khí. Băng lãnh linh nhi nhắm mắt ngưng thần, Nàng một hơi ăn 10 cái long quả. La Quân ở một bên lo lắng cực kỳ, bởi vì Băng Lãnh Linh Nhi hiện tại tu vi còn thấp, như thế cái phục dụng pháp có phải hay không quá mạnh. Bất quá Băng Lãnh Linh Nhi ánh mắt chắc chắn, nói ra, ta biết. Nàng kiểu nói này, La Quân cũng không thể nói gì hơn. Băng Lãnh Linh Nhi thôn phệ 10 cái long quả về sau, chỉ vận công một lát, liền đem toàn bộ dinh dưỡng tiêu hóa. Cho ta 100 mai băng lãnh linh nhi bình tĩnh nhìn về phía la quân nhẹ nói nói há tốt la quân nói ra trong lòng của hắn có chút líu lưỡi cảm thấy trước mắt băng lãnh linh nhi cái này phong cách có vẻ giống như cùng áo đen tố trinh một dạng a hoàn toàn không phải người bình thường tiến độ băng lãnh linh nhi thôn phệ một trăm mai long quả nàng toàn thân phía dưới liền đều tắm rửa tại thuần dương chi khí trong cơ thể nàng thuần dương chi khí bành trướng mãnh liệt Yêu kiều kim quang theo nàng toàn thân phía dưới lộ ra tới. Băng Lãnh Linh Nhi tu vi cũng tại nhanh chóng kéo lên, theo Thất Trọng Thiên trong nháy mắt nhảy lên tới Bát Trọng Thiên, sau đó đến Cửu Trọng Thiên. Người khác muốn tân tân khổ khổ, cùng cả đời vô số cơ duyên mới có thể tới đột phá tu vi. Tại Băng Lãnh Linh Nhi nơi này, nhưng đều là như một loại trò đùa. Cái này, quá kinh khủng đi, là quân ngầm líu lưỡi, thật sự là tố tố thân thể a. À. Hắn nhưng lại không biết linh thể tu luyện, vốn là làm ít công to. Huống chi, băng lãnh linh nhi bây giờ còn hấp thu áo đen tố trinh linh lực tinh nguyên. Áo đen tố trinh linh lực tinh nguyên, nắm giữ hùng hậu căn cơ còn có thiên phú. Cái này linh lực tinh nguyên, xem như đến chư thân. Cái này heo cũng có thể nhất phi trùng thiên, biến thành tuyệt thế mới. Cái kia càng đừng đề cập băng lãnh linh nhi bản thân cũng là cùng áo đen tố trinh một dạng linh thể. Không thể không nói, đời này là có thiên tài tồn tại. La Quân không thuộc về thiên tài phạm trù. Có thể băng lãnh Linh Nhi là loại kia 6 tuổi liền có thể đem tiểu học chương trình học học xong, 10 tuổi đại học chủ. Tuyệt thế thiên tài, hình dung là băng lãnh Linh Nhi loại này. Trước kia băng lãnh Linh Nhi là không có đan dược, không có dẫn đạo. Mà bây giờ, áo đen tố trinh linh lực tinh nguyên, thì là để băng lãnh Linh Nhi như hổ thêm cánh. Giống như là tuyệt thế thiên tài tiến vào quốc tế trường học ưu tú một dạng. Lại thêm, là quân Long quả còn có rất nhiều. Đây là ba thứ kết hợp. Băng lãnh linh nhi đến đón lấy tiếp tục thôn vệ long quả, một nghìn mai long quả, trong vòng một ngày toàn bộ bị băng lãnh linh nhi thôn vệ sạch sẽ. Trong vòng ba ngày, băng lãnh linh nhi tu vi đã đạt tới tầng 10 kỳ. Khiến La Quân cảm giác muốn thổ huyết. Hắn nhiều lần liều mạng, vô số cơ duyên, tân tân khổ khổ mới đến tầng 10 đỉnh phong. Băng lãnh linh nhi ngủ một giấc, sau đó tỉnh tới tu luyện ba ngày, lập tức đuổi người người, tức chết người. Như là quân bên này, mỗi lần tấn thăng, đều cần đem căn cơ đánh tốt, dạng này về sau mới tốt tiếp tục tu luyện. Không phải vậy hội dẫn đến tâm ma xâm nhập, mà băng lãnh linh nhi tựa hồ không có cái này lo lắng, nàng là thật đem các loại đạo lý thông hiểu đạo lý. Cái kia áo đen tố trinh linh lực tinh nguyên chi, càng có rất nhiều phức tạp cuồn cuộn chi đạo ý. Băng lãnh linh nhi cũng có thể hiểu. Thậm chí, băng lãnh linh nhi pháp lực chi, cũng ẩn chứa lôi điện chân lý nàng tựa hồ cũng đụng chạm đến đại hỗn độn lôi kiếm ảo diệu. Đương nhiên, băng lãnh linh nhi nếu như không có tiếp tục nói thánh nhân hỗn nguyên chi lực, đó cũng là không cách nào thi triển ra cường hãn đại hỗn độn lôi kiếm. Là quân cùng băng lãnh linh nhi lẫn nhau xác minh pháp lực, đồng thời, là quân đem đại thôn phệ thuật, đại phong ấn thuật, đại hỏa diễm thuật. Đại lục việt thuật, đại na di thuật đều dạy cho băng lãnh linh nhi. Cái này pháp thuật chi đạo, không cận thân vật lộn. Cận thân vật lộn, nói nhiều kinh nghiệm, linh cơ ứng biến. Mà pháp thuật biết, phức tạp như chưa phức tạp hơn phương trình thức. Mà băng lãnh linh nhi thông tuệ vô địch, rất nhanh có thể dung hội quán thông. Nàng có thể đem phức tạp phần tử, từ trường các loại rất nhiều đồ vật ở trong lòng đến rõ ràng, như thế nào đem pháp lực phát huy đến lớn nhất công hiệu, nàng cũng là vừa nhìn thấy ngay. Đây mới thực là thiên tài. Độc nhất vô nhị thiên tài. Kể từ đó, la quân đối với băng lãnh linh nhi chấp hành nhiệm vụ cũng có càng lớn lòng tin la quân ngẫm lại dứt khoát đem lục tiên kiếm đưa cho băng lãnh linh nhi hắn thậm chí muốn đem linh hồn bổn nguyên rời đưa cho băng lãnh linh nhi nhưng là cái này linh hồn bổn nguyên cùng hắn một thể sinh trưởng xem như liền hạt giống đều trồng không ra sau đó la quân chỉ có thể coi như thôi bất quá la quân vẫn là đem thân thể viên kia tử điện thần mãng linh hồn đan hoàn đưa tặng cho băng lãnh linh nhi viên này từ điện thần mãng linh hồn đan hoàn chi, không có có pháp lực tinh nguyên. Nhưng mảnh vụn linh hồn, cũng có vô cùng giá trị. Từ điện thần mãng, phóng tới thiên châu chi, tuyệt đối là có thể đánh giết hư tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Băng lãnh linh nhi muốn cự tuyệt, nhưng la quân khăng khăng. Sau cùng, băng lãnh linh nhi rơi vào đường cùng, cũng chỉ có tiếp nhận. Đối với băng lãnh linh nhi, la quân không giữ lại chút nào. Liền đem tánh mạng cho nàng, hắn cũng là không chút nào nhíu mày, mà băng lãnh linh nhi trưởng khống lục tiên kiếm thì là càng thêm phù hợp. nàng khí thức cùng lục tiên kiếm vô cùng ăn khớp. ban đêm thời điểm là quân nói với băng lãnh linh nhi hôm nay không tu luyện, ta dẫn người đi bên ngoài đi dạo một vòng, có được hay không? băng lãnh linh nhi là tốt tâm không cường nhân, bất quá là quân đã nói đến, nàng cũng không cự tuyệt, gật gật đầu nói tốt là quần ngày sau đó mang băng lãnh linh nhi ra chúng tinh biệt. Sao hỏa ban đêm, cách ngoại hàn lãnh. Ngàn dặm cát vàng phong cùng bụi, không khí mỏng manh đến cơ hồ không có. Bầu trời tầng mây rủ xuống. Ở chỗ này nhìn cái kia ánh trăng, lại là càng có một phen phong tình. Là quân tâm đáng tiếc, đáng tiếc điện thoại di động đã sớm không có điện. Không phải vậy lời nói, cũng có thể chiếu xuống sao hỏa cảnh tượng, một khi truyền trở lại địa cầu, chính là tuyệt mật tư liệu A. Bất quá, hắn cũng biết, cho dù truyền trở lại địa cầu. Tư liệu cũng chỉ có thể tại quốc an bảo khố chi, không biết đối ngoại công khai. Rất nhiều thứ, tin tức, là không thể để dân chúng biết. Như ba nghìn thế giới, pháp lực thần thông, đây đều là tuyệt đại bí ẩn. Là quân hóa ra đại kim đan, đại kim đan mấy cái biến hóa, liền hóa thành côn bằng bộ dáng. Một đôi to lớn kim sắc cánh, phá lệ lóa mắt. Là quân cùng băng lãnh linh nhi ngồi đi, côn bằng triển xí, nhất phi trùng thiên. Tại tầng mây kia chi, ngược lại để người quên chiều nay hà tịch. Sông phá tầng mây, liền nhập hư không. Là quần mang theo băng lãnh linh nhi cấp tốc tiến vào minh mông bát ngát hư không chi. Sông phá tầng mây nháy mắt, chính là một cái tân thế giới. Giống như là đẩy ra trước mắt mê vụ, nhìn với bản thân bản chất. Minh mông hư không, hảo hãn vô biên danh giới. Nhân loại tại, liền hạt bụi đều tính toán không hư không chi, vô cùng áp lực đè ép tới, là quân pháp lực hộ thân, lại không có gì đáng ngại. Nơi xa, một chút vẫn thạch ở trên không phiêu động, giống như là liễu nhứ. Có lúc, vẫn thạch chịu đến va chạm, lại hội giống cự thạch tập kích tinh cầu. Mà lại, tại hư không chi, còn có thật nhiều không muốn người biết, không cách nào hiểu thấu đáo diệu vật chất. Các loại bão tác từ trường, lôi từ phong bạo, mặt trời bão táp từ trường. Có nhiều chỗ, như trùng động, hắc động. Ở bên trong, có vặn vẹo thời gian, không gian chi huyền diệu. Cái vũ trụ này, quá tốt đẹp lớn, cuối cùng nhân loại trí tuệ, cũng vô pháp hiểu thấu đáo một hai. Ta cùng với sư phụ lúc, từng tại bỉ ngạn các, thấy qua loại này hư không cảnh tượng. Băng lãnh linh nhi bỗng nhiên nói ra. Là quân nắm chặt băng lãnh linh nhi mềm di, nói ra, về sau, chúng ta sẽ sống rất dài năm tháng, chúng ta hội vĩnh viễn cùng một chỗ. Chúng ta có thể đi khắp địa cầu bất luận cái gì nơi hẻo lánh, cũng có thể thăm dò tinh không nơi hẻo lánh." Băng Lãnh Linh nhi trọng trọng gật đầu, nàng sau đó còn nói thêm, "Nếu có cơ hội, chúng ta lại đi một lần bình hành thế giới tốt." Nàng đón đến, nói ra, ta cũng ưa thích hứa một lời." La Quân trong lòng run lên, hắn trọng trọng gật đầu. Trong lòng của hắn còn một mực mong nhớ là Trần Nhất ưng, còn có cùng Trầm Mặc Nùng nhi tử. Cái đứa bé kia, chỉ sợ đều nhanh một tuổi còn có tiểu nhất ưng, tiểu nhất ưng bây giờ cần phải rất là đáng yêu có một tuổi nửa đi muốn gặp nhi tử cái kia còn nói được muốn gặp hứa một lời cả đời này xem vận khí la quân cảm thấy làm hắn thần thông càng lớn thời điểm hắn thân bất do kỳ sự tình ngược lại càng nhiều tiếc nuối cũng càng nhiều vì sao lại như vậy chứ đây là cái gọi là mệnh số sao băng lãnh linh nhi là nhạt lạnh tính tình nàng không gặp qua hỏi la quân cùng hắn nữ nhân sự tình mà lại cũng là thật không quan tâm trong lòng nàng nàng minh bạch la quân tâm có thể nàng cũng chỉ có thể ái la quân một cái đến ngày thứ hai sớm la quân cùng băng lãnh linh nhi trở lại chúng tinh điện băng lãnh linh nhi nói với la quân ta muốn nghỉ ngơi một hồi để tiểu muội đi ra la quân nói ra ừm nếu như ta muốn thấy ngươi thời điểm băng lãnh linh nhi nói ra có lúc khi tối hậu trọng yếu ta sẽ ra ngoài Ta vẫn luôn sẽ tu luyện cùng nghỉ ngơi, đối với ngoại giới sự tình đều sẽ chú ý. Không phải vậy lời nói, tiểu muội bản sự ứng phó không được. La Quân gật gật đầu. Băng Lãnh Linh Nhi ở giường nằm xuống về sau, liền nhắm mắt. Bất quá lập tức, nàng mở to mắt. Lần này tỉnh lại, chính là Ôn Nhu Linh Nhi. Ôn Nhu Linh Nhi có chút không rõ ràng cho lắm, nàng nhìn về phía bên người La Quân. Ta giống như ngủ thời gian rất lâu, Ôn Nhu Linh Nhi giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại mang theo đối la quân không muốn xa rời. Nàng có chút ảo não, nói ra, ta làm sao như vậy tham ngủ. La quân nắm chặt tay nàng, hôn xuống nàng môi, sau đó cười cười nói, không phải ngươi ngủ lâu, mà chính là phát sinh một việc. Bất quá là chuyện thật tốt đây. Ôn nhu linh nhi nao nao, nói ra, cái gì chuyện thật tốt. La quân ngay sau đó liền đem băng lãnh linh nhi sự tình nói. Ôn nhu linh nhi nghe xong, lập tức đại hỉ nói ra thật sao vậy quá tốt nàng là thật tâm hoan hỉ nàng một mực biết là quân là cỡ nào tưởng niệm vị kia băng lãnh linh nhi nàng lần này tỉnh lại tổng cảm giác áy náy nhưng bây giờ đã vị kia băng lãnh linh nhi thật tỉnh lại vậy nói rõ nàng theo tới là có chỗ giá trị kể từ đó nàng cũng tránh thức yên tâm lại nàng có thể hay không giận ta sau đó ôn nhu linh nhi có chút tâm thần bất định hỏi la quân la quân nói ra đương nhiên sẽ không nàng đem ngươi trở thành làm muội muội ôn nhu linh nhi lập tức kinh hỉ nói ra thật đương nhiên a à, la quân nói ra ta như thế nào gạt ngươi chứ ôn nhu linh nhi liền thở phào một hơi la quân tiếp lấy còn nói thêm linh nhi ta biết trong lòng ngươi còn cố ý bệnh lúc trước ngươi theo ta tới lại là vứt bỏ phía dưới con gái chúng ta nhưng ngươi yên tâm về sau ta và chị gái ngươi nhất định sẽ tìm cơ hội trở về ôn nhu linh nhi thân thể mềm mại run lên. Cái kia thật là nàng không dám nhắc tới cùng tâm bệnh. Lúc trước theo tới, là nhất thời xúc động, là sợ hãi vĩnh hằng mất đi. Mà thanh tỉnh sau đó, thì là đối nữ nhi vô tận tưởng niệm. Bây giờ là quân nói tương lai có khả năng trở về, nàng tâm tự nhiên là cao hứng. Sau đó, như vậy, là quân tại cái này chúng tinh điện Ryan vững vàng vượt qua một tháng. Băng lãnh Linh Nhi thỉnh thoảng sẽ đi ra cùng La Quân cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhưng lâu dài liền tại tu luyện, nàng tiến triển thật nhanh, trong một tháng vào tới tầng 10 đỉnh phong. La quân thân thể rất nhiều đan dược, phần lớn đều cho băng lãnh Linh Nhi. Mà muốn xông ra hư tiên bích trướng, cần càng nhiều đan dược. Trong lúc nhất thời, la quân cũng không có cách nào thỏa mãn băng lãnh Linh Nhi. Không thể không nói, tinh chủ vẫn là có phần chiếu cố la quân. Biết la quân cùng tư đồ Linh Nhi xa cách từ lâu trùng phùng, cho nên căn bản không có an bài nhiệm vụ bất quá, tinh chủ không biết một mực không an bài nhiệm vụ. Là quân cùng băng lãnh Linh Nhi nói rất nhiều liên quan tới nhiệm vụ sự tình, hắn quả thật có chút lo lắng băng lãnh Linh Nhi tính tình quá mức lãnh đạm bên ngoài làm việc không tốt lắm xử lý. Mặt khác, đáng giá nói chuyện là, băng lãnh Linh Nhi khuyên bảo qua La quân một lần. Đó là, không thể cùng phòng. Nàng là linh thể, linh lực tinh nguyên vẫn luôn là tinh khiết không tỉ vết. Một khi cùng phòng, tương đương với một hơi tiết ra đi lúc đó đối nàng tu vi tiến triển 10 phần không ổn. Tuy nhiên, sẽ không tạo thành đả kích rất lớn, nhưng nếu là một mực bảo trì tấm thân xử nữ, nàng sẽ làm ít công to. Đối với điểm này, là quần tự nhiên sẽ biểu thị tôn trọng. Hắn cùng băng lãnh linh nhi ở giữa, sớm đã là siêu việt nhục dục. Bất quá, tuy nhiên cùng phòng không thể được, nhưng là linh tu lại là có thể. Là quân cùng băng lãnh linh nhi cũng thử qua linh tu, nhưng không có thành công về sau La Quân suy nghĩ kỹ một chút, lập tức minh bạch quan trọng vị trí. Bởi vì băng lãnh Linh Nhi trong não vực vẫn còn ấm mềm Linh Nhi tồn tại. Cứ như vậy, hai người làm sao cũng không thể làm đến vật ngã lưỡng vong. Bởi vậy, Linh Tu không thể thành công. Cùng áo đen tố trinh Linh Tu thành công là bởi vì áo đen tố trinh là đơn thuần linh thể. Mà tại năm đó, Hoa Đại Đế đã từng vào tay qua máu và nước mắt. Bất quá khi đó máu và nước mắt chủ nhân là cái không có tu vi nữ tử, cho nên cái kia máu và nước mắt uy lực cùng áo đen tố trình uy lực không thể so sánh nổi. Nhưng linh thể trung quy là không tầm thường, tại nữ tử kia trong não vực, có muội muội an như làm tồn tại. Bây giờ an như làm trở thành hoa đại đế vị thứ ba nguyên thần, uy lực tuyệt luân. Một ngày này sớm, hắc y tế ti đến đây. Hắn tuyên bố hai chuyện. Là quân cùng băng lãnh linh nhi đều tiếp vào mỗi người nhiệm vụ. Bằng lãnh linh nhi nhiệm vụ là tiến về thần nông thế giới, tìm kiếm tinh thần thạch. Nhiệm vụ này, là quân sau khi nhìn thấy, thân thể chấn động. Tinh thần thạch không phải tại áo đen tố trinh thân thể sao? Là quân ám đảo. Cái này nhiệm vụ thứ nhất, lại là đi tìm áo đen tố trinh muốn tinh thần thạch. Là quân cảm giác đến đau đầu, cái kia tinh thần thạch có thể là tuyệt đối tốt pháp bảo A. Tinh chủ làm như thế, chẳng phải là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A bởi vì ta quan hệ cho nên ta mặt dày mày dạn để tố tố giao ra quý giá như vậy pháp bảo cái này tuyệt không phải hành vi quân tử có thể linh nhi bản sự tuy nhiên mạnh nhưng cùng tố tố lên vẫn là không thể so sánh nổi cho dù hai người pháp lực tương đương hai người này thật đánh lên ta cũng không nguyện ý nhìn thấy la quân càng nghĩ vẫn cảm thấy không có cách nào chỉ có thể để áo đen tố trinh đem sao trời thạch giao ra la quân liền nói với băng lãnh linh nhi cái này tinh thần thạch, ta biết là chuyện gì xảy ra. Như vậy đi, ta viết một phong thư tín, người mang theo. Người đi tìm. Hắn đem áo đen tố trinh giới thiệu sơ lược dưới. Cho tới nay, băng lãnh Linh Nhi vẫn chưa hỏi La Quân đi qua sự tình. Cho nên La Quân rất nhiều thứ đều là có một câu không có một câu giảng dưới. La Quân rất nhanh lấy thần thức thư tín một phong, sau cùng cái kia đem một cái thần thức phong ấn thành một khỏa đan hoàn. Nếu là nhìn thấy Bạch Tố Trinh, đem viên này đan hoàn cho nàng nàng từ sẽ minh bạch la quân nói ra tuy nhiên áo đen tố trinh trước đó cũng không tại thần nông thế giới nhưng lúc này tinh chủ đã nói tinh thần thạch tại thần nông thế giới người như vậy chắc hẳn áo đen tố trinh muốn đi thần nông thế giới đi tinh chủ có thiết quy đó là cùng là vĩnh sinh trong kế hoạch người không thể cùng đi trợ giúp đồng bạn cho nên la quân cũng không thể đi giúp băng lãnh linh nhi không phải vậy lời nói hắn theo băng lãnh linh nhi đi cái kia không có vấn đề gì la quân sau đó còn chú ý tới một việc đó là băng lãnh linh nhi chấp hành nhiệm vụ này thời gian là một năm đây là rất cổ quái cũng rất đáng giá tinh tế tinh chủ bố trí nhiệm vụ luôn luôn coi trọng nhanh chuẩn hung ác ba tháng đều xem như thời gian dài mà băng lãnh linh nhi nhiệm vụ này xem ra tựa hồ không có nhiều khó khăn lại cho thời gian một năm thật là quái là quần hướng huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đợi linh tuệ hòa thượng nói ra. Quái cái gì, linh tuệ hòa thượng hỏi. Là quần nói ra, linh nhi nhiệm vụ thời gian, lại là một năm. Này cũng không trách, linh tuệ hòa thượng lập tức nói ra. Làm sao không trách, là quân hỏi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, tinh chủ rất nhiều nhiệm vụ, thực tế là cho các người sáng tạo cơ duyên. Tuy nói cơ duyên cũng là hung hiểm, nhưng một khi vượt qua hung hiểm, là tiên duyên. Linh Nhi cô nương cùng với các người đều không giống nhau, nàng là trời sinh linh thể, thực tế, tìm tới phù hợp cơ hội, đạt được đầy đủ đan dược, có thể vùng đất bằng phẳng. Cho nên, nàng nhiệm vụ thời gian dài, cũng rất bình thường. Là quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cũng cảm thấy Linh Tuệ Hòa Thượng nói tới không phải không có lý. Thời gian một năm, ta ngược lại là có thể thở phào, các loại tới địa cầu, ta cũng có thể đi thần nông thế giới nhìn một chút, nhìn một chút tố tố. Là quân thầm nghĩ, tình chủ nhân vật chi, là không cho phép thiên mệnh giả lẫn nhau hiệp trợ, ta đi gặp tố tố, không thêm hiệp trợ là đủ. Tình chủ chế định quy tắc, cũng không có quá mức nghiêm mật. Cùng thế giới bao la bên trong có màu xám khu vực một dạng, vẫn còn có chút khe hở có thể tìm ra. Giống như là phó thanh trúc thanh đồng tiên điện bên trong, còn ẩn tàng không ít cao thủ một dạng. Đồng thời, là quân cũng cảm thấy mình là không thể lười biếng. Địch nhân tốc độ phát triển, vượt quá tưởng tượng sát kiếp phía dưới, này lại là không thể tưởng tượng thảm liệt. Chính mình muốn bảo vệ người nhà, cái kia nhất định phải càng thêm cường đại. Và lại, Linh Nhi tu luyện tốc độ nhanh như vậy. Chính mình làm sao cũng không thể bị Linh Nhi xa xa đánh ở phía sau. La Quân vẫn có chút thuộc về mình tiểu tự tôn. Sau đó, La Quân xem xét chính mình nhiệm vụ. Hắn nhìn đến nhiệm vụ lúc ngốc ngẩn ngơ. Tề tụ tam thập tam thiên trí bảo, nhiệm vụ thời gian, một năm, đáng nhắc tới là, tinh chủ tay, đã có 18 kiện trí bảo. Những thứ này trí bảo, đều tại chúng tinh điện một chút trưởng điện làm tay. Như cái kia chấn thiên hoàn tại yên sung điện trưởng điện làm cắt huyền tay. La quân tay thì cũng có mấy món trí bảo, theo thứ tự là xuyên thiên toa hận thiên bản chiến thiên kích. Mà La Quân đã từng còn có mấy món trí bảo là cho nhị ca tần lâm, theo thứ tự là thôn thiên đình, bá thiên đao, diệt thiên kiếm. Mà La Quân còn cho trầm mặc nùng một kiện trí bảo, chính là thâu thiên trảo. Tinh chủ có 18 kiện trí bảo, ta bên này đã tính toán đi ra có 7 kiện. Tổng cộng là 25 kiện trí bảo, ta trong năm ấy còn cần tìm đủ là còn lại 8 cái trí bảo. Một tháng tìm một kiện, cũng còn có có dư thời gian. Là quân như thế một bàn tính toán, hơi hơi thở phào. Hắn yên lặng tính toán, phát hiện mình còn muốn tìm tám cái trí bảo theo thứ tự là sát thiên giản đạo thiên thê băng thiên nhận oanh thiên trùy tàn thiên đổ hóa thiên giáp hám thiên trung trí thiên môn nhiệm vụ này là quân âm thầm tính toán linh tuệ hòa thượng nói ra nhiệm vụ này nói khó cũng khó nói không khó cũng không khó há nói thế nào là quân lập tức hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra những thứ này chí bảo chính là có vi diệu liên hệ một khi tham phá, có thể bằng một món pháp bảo chậm rãi đem hắn pháp bảo tìm tìm ra. Hỏng bét là, vạn nhất có chút pháp bảo tại lợi hại nhân thủ, hoặc không tại địa cầu, lưu lạc đến tiên giới chi. Một khi lưu lạc đến tiên giới chi, cái kia nhiệm vụ này là kết thúc không thành. Là quần sở mũi một cái, nói ra, kết thúc không thành cũng còn tốt. Bây giờ Lam Tử Y cũng đã giải thoát đi ra, ta có thất bại một lần tư cách. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia càng dễ làm hơn, cũng là nói đạo hữu người cái này thời gian một năm, không dùng khẩn trương như vậy. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta còn có mấy ngàn năm thọ mệnh, nhưng lại muốn vì một năm nhàn rỗi thời gian mà mừng thầm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hết thảy đều là hư, chỉ có sức mạnh mới là thực, sát kiếp càng diễn càng mạnh, đạo hữu ngươi không cần thiết không thể thư giãn. La Quân nói ra, ừm, ta biết. Nhiệm vụ xác định về sau, La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi muốn trước đi hướng địa cầu hai người đều không có một mình đi địa cầu bản sự, vẫn là muốn dựa vào tinh chủ bàn nhược thiên chu. Cái kia Phó Thanh Trúc từ lâu đi chấp hành nhiệm vụ, là quân trước khi đi nhìn thấy đường lăng theo ngoài cửa tiến đến. Đường huynh, là quân ôm quyền. Đường lăng chính là muốn tới thính đảo hiên tìm La Quân đây. Đường lăng chính là ngày đó La Quân tại âm diện thế giới bên trong gặp qua nghe thường cô nương đam chiêu đọc người. La Quân gặp đường lăng, mỉm cười, nói ra, mấy ngày trước đây ta đi tìm đường huynh, nói là đường huynh đi chấp hành nhiệm vụ. Đường huynh đây là hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đường lăng nhất thân thể màu trắng trường sam, có chút nho nhã lạnh nhạt. Hắn nói ra, Trần huynh, một năm nay ngươi đều không tại, ta có thể đến nhìn người mấy lần. Hai người gặp mặt, đều là có chút hưng phấn. Sau đó, đường lăng ánh mắt lại rơi xuống băng lãnh linh nhi thân thể. Hắn thấy một lần băng lãnh linh nhi, chính là giật nảy mình dạng này khí chất cùng mỹ lệ, quả thực là thế gian hiếm thấy. Vị này là, đường lăng tốt hỏi. La quân cũng không kiêng kỵ, nói ra, cái này là thê tử của ta, tư đổ Linh Nhi. Đường lăng lập tức nói ra, Linh Nhi muội muội người tốt. Băng lãnh Linh Nhi nhàn nhạt, nhạt gật đầu. Nàng có vẻ hơi lãnh đạm nhưng đây là nàng nhất quán tính cách. Như không phải là bởi vì la quân quan hệ, nàng quả thực là không biết để ý tới đường lăng. Đường lăng nao nao, là Quân lập tức nói ra, Linh Nhi nàng tính tình luôn luôn lãnh đạm, Đường huynh xin đừng trách. Đường Lăng bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, không có trách hay không, rất tốt rất tốt. Là Quân sau đó liền dẫn Đường Lăng vào nhà, băng lãnh Linh Nhi không thích xã giao, liền về phòng trước. Trong phòng khách, là Quân cùng Đường Lăng nhất vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm. Đường huynh tu vi tiến triển, tựa hồ cũng có chút thần tốc a. À. Bây giờ đã là tầng 10 kỳ la quân chúc mừng nói nói đường lăng không khỏi cười khổ nói ra một lời khó nói hết cửu tử nhất sinh a à. bất quá còn tốt sau cùng cũng phải không ít chỗ tốt ta lần này bị vây ở một cái tận thế phế tích chi mấy lần đều kém chút chết may mắn là mệnh ta không có đến tuyệt lộ sau cùng không chỉ có không chết còn được đến một vị tiên tôn còn sót lại truyền thừa há thật sao vậy nhưng thật muốn chúc mừng đường huynh la quân từ đáy lòng cảm thấy cao hứng đường lăng nói ra làm sao ta nhìn trần huynh ngươi thật giống như càng là bất phàm a à. trước đó ta nhìn trần huynh còn tại ta phía dưới bây giờ ta tiến triển mặc dù nhanh lại tại trần huynh trước mặt ngươi để cha ta có cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác ta còn nói chính mình là được trời yêu ái cùng trần huynh lên thật sự là hổ thẹn hổ thẹn a à. la quân nói ra đường huynh có thể đừng nói như vậy hai người khách sáo lấy nhưng lời nói này nếu như tại khác tu sĩ trong tay nghe được Đoán chừng đều muốn phun máu ba lần. Loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Tốt là người bình thường tiền lương Tân Tân khổ khổ năm 3 ngàn Kết quả mấy cái này hàng, người một năm giấy 200 triệu, cái kia hàng một năm rẫy 1 tỷ. Sau đó hai cái lão bản tại khiêm tốn, ai nha, ta kiếm tiền thiếu a, à, không được a. À. Vẫn là huynh đệ ngươi lợi hại a. À. Hắn tu sĩ, phần lớn cả đời đều dừng lại tại bát trọng thiên phía trước. Càng nhiều là thần thông chi môn cũng không đánh mở. Chúng sinh, phần lớn đều là không có tiếp xúc võ học, không biết thần thông chi môn. Mà nắm giữ thần thông chi môn, nhưng lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại Thái Hư Trọng Thiên Chi là một cái ngưỡng cửa, tại Bát Trọng Thiên lúc là cử đại môn hạng. Tại Cửu Trọng Thiên lúc là vô cùng lớn khoảng cách, đến tầng 10 lúc, càng là khó thêm khó. Trong này mấy cái khảm, là phổ thông tu sĩ, cả đời đều khó mà với tới cùng tưởng tượng nhưng ở la quân bọn họ những người này thân thể những thứ này khảm lại là như vậy trong lúc lơ đãng đi qua đây thật là người người tức chết người la quân cùng đường lăng hàn huyên sau một lúc đường lăng sau đó nói đến chính để hắn nói ra ta đi xem qua nghe thường cũng cùng với nàng chính thức thành thân đây hết thảy nói đến thật đúng là phải cảm ơn trần huynh ngươi la quân nói ra đây bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi đường huynh không cần phải khách khí Đường Lăng nói ra, ta thiếu Trần Huynh một cái người lớn tình, nhân tình này, ta vĩnh viễn ghi lấy. Là Quân nói ra, Đường Huynh, người thật quá khách khí. Nếu là coi ta là bạn, không cần nói những thứ vô dụng này lời nói. Tốt, Đường Lăng nói ra. Sau đó, Đường Lăng thừa dịp băng lãnh linh nhi không tại, nhẹ giọng nói, Trần Huynh tựa hồ hồng nhan chi kỷ rất nhiều a, à, ta ở bên kia còn nhìn thấy tống cô nương. Nàng đối người vẫn luôn tưởng niệm cực kỳ đây. La Quân nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, nói ra, có cơ hội ta sẽ đi gặp nàng. Đường Lăng vỗ vỗ La Quân, nói ra, Trần Huynh như thế ưu tú, nhiều một ít hồng nhan chi kỷ, ban đầu cũng bình thường. Hắn sau đó thấp giọng nói ra, thực không dám giấu giếm, thực tiểu đệ cũng có mấy vị hồng nhan chi kỷ, chỉ bất quá phân bố tại mỗi cái địa phương. La Quân không khỏi khẽ giật mình, sau đó nhịn không được cười lên. Thực cái này cũng bình thường, thiên mệnh giả nha, lưu lãng tứ xứ, chấp hành nhiệm vụ. tổng sẽ đụng phải một chút để tâm động nữ tử, sau đó kinh lịch một chút khắc cốt ghi tâm sự tình. người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình a? À? đường lăng đến đây chính là muốn ngỏ ý cảm ơn. về sau đường lăng cáo từ. là quân cùng băng lãnh linh nhi thì phải thực sự hành trình tiến về thế giới bao la. hai người có thể cùng đi, chỉ cần không phải cùng đi hỗ trợ chấp hành đối phương nhiệm vụ, liền không tính làm trái quy tắc tiến vào bàn nhược thiên chu về sau bàn nhược thiên chu rất nhanh khởi động la quân cảm thụ bàn nhược thiên chu lần nữa cảm nhận được loại này pháp khí chỗ lợi hại cái này pháp khí nhằm vào là trùng động khiêu dược hư không xuyên thẳng qua một ngày sau đó la quân cùng băng lãnh linh nhi đến địa cầu chi địa điểm đặt chân thì là quen thuộc thế giới bao la sau đó bàn nhược thiên chu trở về địa điểm xuất phát băng lãnh linh nhi tuy nhiên lãnh đạm nhưng đối yến kinh nhà vẫn là rất tưởng niệm. Năm đó từ đồ lão gia tử đột nhiên qua đời, băng lãnh linh nhi vốn đang chuẩn bị đi bái tế lão gia tử. Nhưng là về sau lại vì la quân dâng ra não hạch, một mực hôn mê. Lần này trở về, băng lãnh linh nhi làm sao cũng đều muốn đi bái tế một phen lão gia tử. Tại băng lãnh linh nhi tâm lý, không có ba ba cùng mụ mụ. Chỉ có lão gia tử. Lão gia tử sau khi chết, la quân là nàng thân nhân duy nhất, nàng lúc trước khăng khăng muốn bái thần đế vi sư, một mặt là để tránh thụ làm nhục. Mà thực trong lòng nàng có càng đại trí chí nguyện, chính là muốn bảo vệ La Quân cùng Gia Gia. Nhưng hôm nay, Gia Gia đã không tại. La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi trực tiếp chuyển rời đến Yến Kinh. Yến Kinh hư không, tổ long chi khí tràn đầy tới cực điểm. La Quân tại Nam Tống Lâm An thành tổ long chi khí muốn tràn đầy không chỉ gấp 10 lần. La Quân cũng biết, Nam Tống cái kia thời điểm đã là nỏ mạnh hết đà. Mà bây giờ Yến Kinh quật khởi với thế giới, chính là cường thịnh nhất thời điểm. Cái này tổ long chi khí, cũng là quốc vận chi khí. Quốc vận hưng thịnh, tự nhiên kinh lâu không suy. Yến Kinh nơi này, gánh chịu La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi quá nhiều trí nhớ. La Quân là cái bốn biển là nhà người, Yến Kinh nơi này. Hắn ở chỗ này cùng Băng Lãnh Linh Nhi kết hôn, cùng Trầm Mặc Nùng có hai tử. La Quân một mực không có cùng Băng Lãnh Linh Nhi nói Trầm Mặc Nùng sự tình cũng không có nói con trai mình. Băng lãnh Linh Nhi là cái rất thuần túy đơn giản người, những cái kia phức tạp đồ vật, băng lãnh Linh Nhi minh bạch, nhưng lại không muốn biết. Cho nên, là quần tự mình xử lý tốt liền có thể. Mà lúc này, là quân tâm đã bay đến Nhi tử chỗ đó. Nhưng hắn vẫn là muốn trước bồi băng lãnh Linh Nhi hồi tư đổ ra một chuyến. Những thứ này, đều là nhà hắn người, đều là hắn muốn chân quý. Tư đồ ra công quán lại lần nữa dựng lên, là quân cùng tư đổ linh nhi lấy sĩ tiến về, bọn họ đến không có không một tiếng động, cho nên cho dù là yến kinh quốc an cũng phát giác không. Lúc này là muộn, đèn hoa ngọn ngọn, đèn neon lấp lóe, vô số nhà cao tầng, nơi này để la quân cảm thấy lạ lẫm lại quen thuộc. Bất quá theo trong đáy lòng tới nói, hắn vẫn là thích nhất dạng này địa phương. Có quán ba có thể phao, mỹ tử có thể quát, không có tàn khốc như vậy luật rừng băng lãnh linh nhi tay bị la quân nắm bất kể thế nào nắm mặc kệ khí trời cỡ nào nóng tay nàng vĩnh viễn là băng băng lành lạnh lúc này chính là đầu mùa hè băng lãnh linh nhi ngơ ngác nhìn lấy bên ngoài mấy năm này chuyện phát sinh đối với nàng mà nói cũng là một cái to lớn phá vỡ băng lãnh linh nhi tâm là một khỏa cố định tâm bên trong thiên địa bất kể như thế nào biến hóa chỉ cần bên người la quân không có đổi vẫn là như thế yêu nàng như vậy hết thảy biến hóa đối với nàng tới nói đều là không quan trọng la quân cơ hồ là toàn bộ hành trình nắm băng lãnh linh nhi tay vẫn luôn không có buông lỏng hắn cô dám buông ra sợ buông ra về sau nàng hội không thấy đó là một loại như thế nào không muốn xa rời cùng yêu say đắm đâu cũng không cần nói ra băng lãnh linh nhi tâm cũng cảm nhận được la quân tâm xe taxi một đường lái đi ra ngoài sau cùng rốt cục đi vào tư đồ công quán phía trước mới tinh tư đồ công quán quản gia ngô bá vẫn luôn còn ở nơi này cái này công quán cũng là ngô bá cùng một chút hạ nhân ở chỗ này tư đồ công quán một lần nữa xây dựng là tư đồ lão gia tử lâm trung nguyện vọng ngô bá trung thực quán triệt chấp hành là quần chỗ lấy biết trọng kiến cũng là theo trầm mặc nùng miệng bên trong biết tư đồ lão gia tử chỗ lấy muốn một lần nữa xây dựng tư đồ công quán vì là chờ đợi linh nhi phụ mẫu trở về cái này tòa nhà tại chính là nhà vị trí. Nhà cũ muộn, chỉ có từng điểm từng điểm ánh đèn. Bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh. Mảnh này nhà cũ chỗ địa phương, có rất ít ngoại nhân có thể tới. Lúc này xe taxi đột nhiên đến, lại là có vẻ hơi đột ngột. Là quân cùng băng lãnh linh nhi xuống xe. Hai người đứng ở bên ngoài, trong lúc nhất thời, lại là không có muốn đi vào ý tứ. Bởi vì cái gọi là, gần hương tình càng e sợ, không dám hỏi người tới. Rất nhanh, trong phòng đi tới một lão giả. Vị lão giả này tóc hoa dâm, rõ ràng là Ngô Bá. Ngô Bá tại Tư Đồ gia làm cả một đời quản gia, cả đời chưa lập gia đình, cũng không có con gái. Hắn đem cả đời đều dâng hiến cho Tư Đồ gia. Ngô Bá bản thân là có tu vi, nhưng bây giờ, ngắn ngủi mấy năm hắn lại già nua đến đã không tưởng nổi. Đây đại khái là bởi vì hắn thủy chung chưa từng mở ra thần thông chi môn, mà lại năm gần đây, tinh thần không có ký thác đưa đến ngô bá mặc lấy trường sam màu xám ánh mắt của hắn vốn là ngốc trệ không ánh sáng nhưng khi hắn nhìn đến đứng ở cửa một đội nam nữ lúc cái kia một cái chớp mắt ngô bá toàn bộ thân thể đều run rẩy lên hắn mắt lóe ra nước mắt tôn thiếu gia linh nhi ngô bá run giọng nói ra la quân cùng băng lãnh linh nhi cấp tốc ninh đón ngô ra ra băng lãnh linh nhi vùi đầu vào ngô bá hoài nàng đối mặt la quân lúc đều bảo trì nhất định rụt rè nhưng lúc này nhìn thấy ngô bá, lại là kềm nén không được nữa. Trọng yếu là, cái này còn có ra ra qua đời mang đến một tầng bi thương. Ngô bá nước mắt tuôn đầy mặt. La quân ở một bên cũng là vui mừng không thôi. Khó khăn, ngô bá tâm tình mới ổn định lại. Hắn đem la quân cùng băng lãnh linh nhi dẫn tới trong trạch tử. Tối tăm ngọn đèn vàng phía dưới, ngô bá tự mình pha trà. Băng lãnh linh nhi giúp đỡ ngô bá cùng một chỗ cầm chén trà. Ngô bá nói liên miên lại nhảy, không ngừng cùng băng lãnh Linh Nhi nói chuyện. Ngô bá để hạ nhân chuẩn bị bữa tối, bữa ăn tối này phần lớn đều là một chút ăn chay. Người già, đối những cái kia giàu ăn mặn chi vật không có gì muốn ăn. Sau đó, ngô bá lại tìm ra ủ lâu năm hảo tử. Rượu kia là trôn dưới đất nữ nhi hồng, dư vị kéo dài, hậu kinh 10 phần. Ngô bá cùng la quân uống rượu, băng lãnh linh nhi cũng uống một chút la quân đồng thời xuất ra mấy cái phổ thông tụ linh đan sau đó nói ngô gia gia ngài thân thể tựa hồ không quá như ý ta cái này có mấy cái viên thuốc ngài thử nhìn một chút ngô bá lại là không nhiều hứng thú lắm nói ra người tuổi tác đến có thể như vậy đây là thiên đạo luân hồi cải biến không tôn thiếu gia đừng ở lão đầu tử thân thể lãng phí quý giá đồ vật la quân nói ra ngô gia gia lời nói không nhưng này nói gì lại nói những đan dược này là ta chỗ này bình thường nhất cùng không đáng tiền đồ vật. Bởi vì tốt đan dược, ngài thân thể không chịu nổi. Hắn đón đến, nói ra, bây giờ ta cùng Linh Nhi, đều đã tập được đại thần thông. Giúp ngài kéo dài cái mấy chục năm thọ mệnh, đồng thời không thành vấn đề. Đại thần thông, ngô bá hơi hơi ngẩn ngơ, cái gì gọi là đại thần thông? La quân nói ra, thoáng qua ở giữa, ngàn dặm mười ngàn dặm. Cưỡi mây đạp gió, một ý niệm, ngàn dặm đóng băng, đây đều là đại thần thông ngô bá không khỏi líu lưỡi nói ra tôn thiếu gia chẳng lẽ đang nói đùa chứ la quân nói ra ngô gia gia ngài là trưởng bối ta sao dám tại trước mặt ngài càn rỡ ngô bá nói ra thật la quân mỉm cười hắn đột nhiên liền thi triển ra đại na di thuật ngô gia gia chuẩn bị tốt đón lấy hắn đại na di thuật đem băng lãnh linh nhi ngô bá toàn bộ bao phủ lại tiếp theo trong nháy mắt là quân bọn người xuất hiện tại Thái Sơn Chi Đình. Cái kia Thái Sơn Đình, còn có không ít du khách chi lều vải, nghĩ đến muốn xem ngày mai mặt trời mọc đây. Thanh phong minh nguyệt, ngũ nhạc độc tôn, dạng này rồi rào rung động xuất hiện tại ngô bá trước mắt. Ngô bá sửng sốt, thật lâu, hắn đều chưa tỉnh hồn lại. Rất rất lâu về sau, hắn xoa xoa con mắt, nói ra, cái này, đây là thuật thôi miên sao. Là quân sướng sờ, ngay sau đó có loại muốn phun một miệng lão huyết xúc động ngô gia gia ngài cẩn thận cảm thụ còn có tuần này bị người cái này thế nào lại là thuật thôi miên đâu la quân nói ra ngô bá cả lâm nói ra cái này thế nhưng là cái này cái này sao có thể a à? linh nhi chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngô bá ngơ ngác hỏi băng lãnh linh nhi băng lãnh linh nhi nói ra ngô gia gia đây là đại thần thông cái này người năng lực làm sao có thể đến tình trạng này khoa học kỹ thuật đều đến không nhân lực làm sao có thể không có khả năng không có khả năng a la quân liền đem tụ linh đan lấy ra nói ra ngô ra ra ngài ăn trước đan dược này sau đó thật tốt vận công ngô bá ngơ ngác tiếp nhận tụ linh đan sau đó nuốt đi vào hắn sau đó khoanh chân vận công bắt đầu hấp thu tụ linh đan công hiệu la quân cùng băng lãnh linh nhi ở một bên bảo vệ ngô bá lần này vận công ít nhất phải đến hừng đông Tính tỏa thời điểm thời gian qua rất nhanh la quân cũng cùng băng lãnh linh nhi ngồi cùng một chỗ linh nhi ngươi biết không tại bình hành thế giới bên trong ta cùng nàng đã từng đến qua nơi này la quân nói ra băng lãnh linh nhi giúp vào la quân trong ngực nói ra ta biết nàng trí nhớ ta đều dung hợp la quân nói ra nàng cùng ngươi thực rất giống nếu như cha mẹ ngươi không có cái kia đợt hiểu lầm một mực tại bên cạnh ngươi ngươi cùng nàng là một dạng băng lãnh linh nhi nói ra ừm nàng đón đến nói ra ta trước kia hận bọn hắn nhưng bây giờ vẫn là muốn gặp lại bọn họ la quân nói ra ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới bọn họ băng lãnh linh nhi gật đầu sau đó la quân cùng băng lãnh linh nhi không có quá nhiều lời nói hai người vô cùng chân quý cùng một chỗ thời gian bọn họ cùng một chỗ lúc có thể một ngày không nói một câu nhưng lại lại hạnh phúc không, như thế hạnh phúc khiến người ta say mê. La Quân đột nhiên hôn băng lãnh linh nhi môi, băng lãnh linh nhi lập tức khuôn mặt ửng đỏ, lại không tách ra. Đây là một cái nồng hậu dày đặc không hôn, giống như là ấp ủ 10 năm mỹ tửu, nồng đậm mà an côn say. Hồi lâu sau, rời môi, La Quân ôm băng lãnh linh nhi. "Linh nhi, ta yêu ngươi." La Quân đột nhiên nói ra. Băng lãnh linh nhi hơi kinh ngạc nhìn về phía La Quân có chút không rõ hắn đột nhiên vì cái gì dạng này buồn nôn. La Quân mỉm cười, nói ra, như thế tới nói, dù cho ngày đó ta chết, cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Bởi vì, ta đem nên nói, nói hết ra. Hắn gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, cho nên đặc biệt sợ hãi lưu lại tiếc nuối. Băng Lãnh Linh Nhi có chút không hiểu nhìn về phía La Quân, nàng từng chữ nói ra, người sẽ không chết, không cho phép ngươi chết. Nàng không biết hiểu La Quân cảm giác nhưng nàng hiểu la quân thích tương lai ta bảo vệ ngươi băng lãnh linh nhi còn nói thêm la quân cười một tiếng hắn có thể cùng nàng ngồi bất động đến trời sáng hầu ở băng lãnh linh nhi bên người lúc la quân cả người đều sẽ rất an tĩnh bởi vì đây là băng lãnh linh nhi ưa thích ở chung hình thức la quân yêu nàng thích đến phát cuồng hận không thể đem nàng vò đến chính mình đầu khớp xương mặt đi cho nên chỉ cần là nàng không thích hắn cũng sẽ không đi làm hắn rất muốn nhất làm, lại là cho nàng duy nhất thích. Chỉ là, đây là đã định trước làm không được, cho nên, nhiều khi, là quân ngược lại cảm thấy lớn nhất thua thiệt là băng lãnh linh nhi. Tại cái kia vòng hồng nhật còn chưa theo đông phương vân tầng bên trong nhảy ra thời điểm, ngô bá tĩnh tỏa kết thúc. Cả người hắn thần thái sáng láng, tinh thần không ít. Ngô bá đứng lên, nói ra, thật sự là thần, tôn thiếu gia ta hiện tại cảm thấy cả người phá lệ có lực, cùng 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa tử một dạng. Ngô bá tinh thần trạng thái tốt vô cùng, hồng quang đầy mặt, khí mười phần. Là quân mỉm cười, nói ra, Ngô ra ra, ta sẽ cho ngài lưu thêm điểm tụ linh đan. Ngài cần luyện công, thuận tiện nuốt tụ linh đan, sống thêm cái 50 năm, giống như chơi đùa. Ngô bá cười ha ha, nói ra, tôn thiếu ra, đây thật là người đại ân đại đức A. À. Hắn đón đến, lại thở dài, nói ra, đáng tiếc A. À đáng tiếc lão gia tử không tại nếu là lão gia tử vẫn còn thật là tốt biết bao a à. la quân cùng băng lãnh linh nhi nhất thời ánh mắt nhất ảm ngô bá thấy thế lập tức nói ra ai nha nhìn ta cái miệng này hắn nói ra không nói những thứ này không vui sự tình tôn thiếu gia linh nhi các ngươi nếu có thể sinh đứa bé cái kia tốt lão gia ta nhất định cho các ngươi mang trắng trắng mập mập la quân cùng băng lãnh linh nhi khẽ giật mình băng lãnh linh nhi có chút đỏ mặt. La quân thì cười ha hả, nói ra, hiện tại còn không phải lúc. Ngô bá cũng biết hai người bây giờ không phải thường nhân, cho nên cũng không dễ chịu nói thêm cái gì. Về sau, quan sát bàn Long Vân Hải, Thái Sơn mặt trời mọc. Cái kia hùng vĩ cảnh tượng để ngô bá nhìn đến nhìn mà than thở, tâm thần chập chờn. Thưởng thức hết Thái Sơn bàn Long Vân Hải về sau, là quân cùng băng lãnh linh nhi mang theo ngô bá trở lại nhà cũ bên trong, về sau, là quân cùng băng lãnh Linh Nhi đi tư đổ lão ra tử trước mộ bia tế bái. Tế bái xong, là quân rốt cuộc rút ra thời gian đi gặp Trầm mặc Nùng. Trầm mặc Nùng gần đây đem công tác rất nhiều chuyện đều đẩy ra đi, đại bộ phận tinh thần đều là đặt ở hài tử nhà mình thân thể. Nàng cũng không có ở tại nơi khác, ở tại Man City trong cư xá. Trong khu cư xá xanh sạch hóa rất tốt, đây là một cái lúc tiểu khu. Lúc này chính là buổi trưa bát cửu điểm bộ dáng một chút ra ra nãi nãi, chỉ cần không mua thức ăn, hội mang theo chính mình tiểu bảo bối dưới lầu lắc lư. Còn có thật nhiều là sữa bảo bảo. Là quần có thể thông qua trầm mặc nùng khí thức tìm kiếm được trầm mặc nùng, cho nên, hắn rất nhanh tại dưới bóng cây mặt nhìn đến trầm mặc nùng. Trầm mặc nùng mặc lấy bằng bông quần áo thể thao, nàng lộ ra tịnh lệ mà ôn nhu, tóc cuốn lại tới. Tại trầm mặc nùng trước mặt, là một chiếc Mercedes đồ chơi xe điện bên trong ngồi cái mười mấy nguyệt đại bé trai, cái kia bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh, trước miệng treo nước bọt. Ở một bên còn có mấy cái bác gái cũng tại mang theo em bé, một đám người cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trầm mặc nùng vẫn là xinh đẹp như vậy, nhưng nàng thân thể không còn trước kia loại khôn khéo, già dặn. Càng nhiều là một loại ôn nhu, từ ái. Làm mẫu thân người, thân thể biến hóa, quá tốt đẹp lớn. Là quân nhìn không khỏi ngốc, Lúc này La Quân cũng là ý lấy đầu đinh, hắn mặc lấy rất đơn giản màu trắng bằng bông lo lắng, giày thể thao. Cả người hắn rất nghỉ dưỡng, nhưng cùng lúc, thân thể cũng lộ ra một loại trải qua ma luyện về sau trầm ồn, kiên nghị. Cho dù hắn mặc đơn giản, nhưng hắn cũng cho người một loại cơ trí, đại khí cảm giác. Không có người sẽ cảm thấy, hắn là cái nhỏ điều ti. Trầm mặc nùng tay cầm khăn tay nhỏ, nàng đang cho cái kia tiểu bảo bối lau nước bọt thời điểm, Đột nhiên trông thấy ở một bên yên tĩnh nhìn lấy La Quân. Cái kia một cái chớp mắt, Trầm Mặc nùng thân thể mềm mại run lên. Nàng mắt lóe qua cực độ hoan hỉ, cái kia một cái chớp mắt, hốc mắt nhất thời đỏ. La Quân bước nhanh đến đây. Trầm Mặc nùng ôm lấy bé trai, nàng nói với bé trai, "Nhanh, kêu ba ba." Đáng thương tiểu gia hỏa mới 10 tháng lớn, từ nơi nào biết kêu ba ba a? À. Hắn chỉ là mở to hai cái mắt nhỏ, bình tĩnh nhìn lấy La Quân chung quanh mấy cái bác gái cũng nhìn về phía La Quân, các nàng xì xào bàn tán lên. Nhưng mà bốn phía hết thảy, La Quân đều đã không quan tâm. La Quân nhẹ nhàng ôm lấy Trầm Mặc Nùng cùng hài tử. Trầm Mặc Nùng yên tĩnh giúp vào La Quân đầu vai, giờ khắc này, nội tâm của nàng tránh thức được an bình. Về sau, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân về đến nhà. Trong nhà mời hai cái bảo mẫu, cho nên Trầm Mặc Nùng cũng sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi. Bất quá rất nhiều chuyện, nàng đều là tự thân đi làm hai cái bảo mẫu cho la quân châm trà nước trầm mặc nùng hỏi la quân ăn điểm tâm sao không ăn lời nói ta để a di làm cho ngươi la quân lắc đầu nói ra không ăn hắn muôn ôm phía dưới con trai mình có thể là tiểu gia hỏa lớn như vậy đã có chút sợ người lạ hắn núp ở trầm mặc nùng trong ngực là không chịu qua tới la quân vừa muốn mạnh ôm tiểu gia hỏa nước mắt rưng rưng lên la quân không khỏi bất đắc dĩ trầm mặc nùng mỉm cười nói ra hắn lần thứ nhất gặp ngươi ngươi đừng nóng lòng la quân gật gật đầu mà chỉ cần la quân không mạnh ôm tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa thò đầu ra bình tĩnh đánh giá la quân bộ dáng kia chi đáng yêu làm cho lòng người đều muốn đi theo hòa tan la quân nhìn đến yêu thích không buông tay nhịn không được hỏi hắn kêu cái gì đặt tên sao chỉ lấy nhũ danh gọi bánh bao nhỏ đại danh còn sẽ chờ ngươi đến lấy đây trầm mặc nùng nhỏ khẽ cười nói la quân trầm ngâm một cái trước mắt nói ra gọi trần niệm từ đi niệm từ trầm mặc nùng ngốc ngẩn ngơ nàng cảm thấy cái tên này có chút nữ tính hóa bất quá nàng rất nhanh minh bạch hàm nghĩa đây là la quân đối mẫu thân hắn tưởng niệm trầm mặc nùng nghĩ đến la quân thân thế không khỏi trong lòng mềm mại lên tốt nàng nói ra La quân cảm động đem trầm mặc nùng cùng nhi tử kéo vào trong ngực mặc nùng ta lần này trở về có thể hơi chờ lâu một chút thời gian ta muốn tìm cái thời gian mà người cùng nhi tử đi mẫu thân của ta trước mộ phần tế bái một phen trầm mặc nùng nói ra tốt nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt thậm chí là cao hứng bởi vì đây là một phần lớn lao tán thành la quân thỉnh thoảng đùa với tiểu niệm từ không lâu sau tiểu gia hỏa bắt đầu tiếp nhận la quân La Quân cùng Nhi Tử chơi đến hết sức vui mừng. Tiểu niệm từ về sau ăn một bữa sữa mẹ, sau đó ngủ thật say. Đến lúc này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng mới có nói riêng cơ hội. La Quân đem một năm này kinh lịch nói cho Trầm Mặc Nùng nghe, cũng nói hai cái linh nhi đều sống tới. Trầm Mặc Nùng nghe, chính là vì La Quân vui vẻ. Trầm Mặc Nùng chưa chắc rộng lượng đến mức nào, nhưng là nàng cũng sẽ không đi của trách oán trách cái gì. Bởi vì nàng cùng với La Quân lúc, la quân là hiện tại cái này bộ dáng lúc đó la quân có rất nhiều do dự là chính nàng nói không quan tâm nàng cũng là người tu đạo cái này là tự mình lựa chọn lựa chọn con đường này lúc biết gặp phải thứ gì linh nhi là cái rất thuần túy người nàng biết không nhiều hỏi đến ta sự tình ta cũng không có nói qua với nàng trong nội tâm nàng minh bạch nhưng cũng không muốn nghe ta nói la quân nói với trầm mặc nùng ta minh bạch trầm mặc nùng cười một tiếng nói ra ta lại sao lại không biết nàng tính cách nói đến ta không bằng nàng rất nhiều nàng có thể vì ngươi nỗ lực đánh mạng ta đối với ngươi lại là rất nhiều ngờ vực vô căn cứ ta tại ngươi nơi này vẫn luôn tại đòi lấy đừng nói như vậy mặc nùng là quân ôm nàng mềm mại thon thả vòng eo nàng là tu đạo cao thủ dù cho sinh con dáng người da thịt đều bảo trì rất tốt mà tiểu niệm từ cũng cực khỏe mạnh bởi vì mặc nùng sữa mẹ chính là chân phẩm La Quân tiếp tục nói, Mặc Nùng, ngươi là dạng gì tính cách? Cỡ nào kiêu ngạo, ta há lại không biết. Ngươi vì ta, dạng này ủy khuất chính ngươi, chỉ có ta thiếu ngươi. Trầm Mặc Nùng tâm hỉ vui mừng, đây là bởi vì La Quân lý giải cùng bao dung. Nàng nói ra, giữa chúng ta, không nói thiếu cái chữ này. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Ngươi muốn ta đi tìm một cái hắn nam nhân, ta làm không được. Ta tình nguyện theo ngươi, mà lại hiện tại chúng ta còn có đáng yêu như thế Nhi Tử lão thiên đối ta đã vô cùng trọng thường, la quân tâm cảm động vô hạn. hắn cảm kích, hắn những nữ nhân này đều là hiểu như vậy hắn. không phải vậy lời nói, hắn tâm cảnh rất khó thông suốt. những nữ nhân này, từng cái đều là ưu tú như vậy, nhưng từng cái đều đối với hắn lý giải cùng khăng khăng một mực. la quân cảm thấy mình thật sự là có tài đức gì a? À? mấy ngày nay ta còn trước muốn đi bồi linh nhi, linh nhi về sau cũng muốn đi chấp hành nhiệm vụ nàng làm thiên mệnh giả, cũng bị tinh chủ đặt vào đến vĩnh sinh trong kế hoạch. La Quân nói với Trầm Mặc Nùng, hắn đón đến, có chút xin lỗi nói ra, ta cần phải nhiều bồi tiếp ngươi cùng hài tử. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta minh bạch, không sao cả. Nàng sau đó cười một tiếng, nói ra, người khác tổng nghĩ ta là đồng dạng nữ nhân, điểm ấy khi phách ta vẫn là có. Ta nếu là mỗi ngày tại ngươi phía sau một phen u oán, vậy ta không phải Trầm Mặc Nùng. La Quân mỉm cười, la quân bồi trầm mặc nùng mãi cho đến buổi chiều lại lưu không ít đan dược cho trầm mặc nùng trầm mặc nùng tu vi vẫn là tại bát trọng thiên sơ kỳ một mực không có quá tiến nhanh phát triển nàng không phải thiên mệnh giả tiến triển vốn không vui đây là bình thường ngươi nói niệm từ tương lai muốn giống như chúng ta học tập đạo thuật sao trầm mặc nùng đột nhiên hỏi la quân la quân khe khẽ thở dài nói ra ta con đường này đến cùng có bao nhiêu khó đi trong lòng ta rất rõ ràng Ta có thể sống tới ngày nay, không phải ta có bao nhiêu tài giỏi, mà là ta vận khí đủ tốt. Ta không biết hắn tương lai là không phải sẽ có vận khí tốt như vậy. Cho nên, ta không quá hy vọng hắn đi chúng ta con đường này. Nhưng là, chúng ta cũng muốn tôn trọng hắn tự mình lựa chọn, tương lai, xem bản thân hắn đi." Trầm mặc nùng nói ra, cũng thế, ta vốn là không quá nghĩ hắn đi chúng ta con đường này. "Đã ngươi nói như vậy, ta cảm thấy ngươi vẫn là có đạo lý một chút." La Quân cười một tiếng. Sau đó, La Quân rời đi. La Quân trở lại nhà cũ về sau, Băng Lãnh Linh Nhi cũng không có hỏi La Quân đi làm nha. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi đến những thứ này. Đêm đến đợi, Băng Lãnh Linh Nhi giúp vào La Quân trong ngực. La Quân cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng, dục hỏa thẳng lui. Hắn hôn Băng Lãnh Linh Nhi, tay tại nàng thân thể tìm tòi. Băng Lãnh Linh Nhi nhất thời khuôn mặt ửng hồng, nàng nhỏ giọng nói ra: muốn là người thực sự nhẫn không, đừng quản ta tu luyện. La Quân nhất thời thanh tỉnh, hắn nói ra, như vậy sao được? Sau đó hắn cười một tiếng, nói ra, đi, chúng ta đi một nơi. Ừm, đi nơi nào? Băng lãnh linh nhi hơi hơi ngoài ý muốn. Đi biết, La Quân nói ra. Băng lãnh linh nhi đồ ngủ bị La Quân xoa có chút lộn xộn, nàng rất nhanh đổi một kiện quần áo, vẫn là váy dài. Bất quá nàng cũng không có kiêng kỵ La Quân tại la quân trước mặt cởi áo ngủ lộ da trắng như tuyết hoàn mỹ thân thể mềm mại la quân nhìn nhìn không chuyển mắt băng lãnh linh nhi khuôn mặt hơi đỏ lên rất nhanh mặc váy nàng đi vào la quân trước mặt nhẹ nhàng nắm chặt xuống la quân lỗ tai lấy đó kháng nghị bộ dáng kia lại là có chút hồn nhiên đáng yêu la quân ôm chặt lấy băng lãnh linh nhi sau đó chuyển cái vòng nói ra linh nhi ta làm sao như thế không thể rời bỏ ngươi thì sao băng lãnh linh nhi nhẹ nói nói, ta cũng là đây. Về sau, là quân mang theo băng lãnh linh nhi thi triển đại na di thuật rời đi tòa nhà. Yến kinh bên trong, cửu trọng thiên lấy cao thủ, hết thảy đều là vào không được. Tổ long chi khí kháng cự loại cao thủ này. Bất quá, tại yến kinh cao tầng cho phép trạng thái dưới, những cao thủ này là có thể tiến đến. Nhưng là như là quân cùng băng lãnh linh nhi loại này thiên mệnh giả, thì là căn bản không bị khống chế la quân mang theo linh nhi là đi thẳng đến hư không hắn nhìn chính xác tổ long chi khí nồng nặc nhất địa phương sau đó xông vào cái này tổ long chi khí không có chút nào bài xích la quân cùng băng lãnh linh nhi la quân ở trên không ngồi xếp bằng sau đó hấp thu tổ long chi khí ừm làm sao hấp thu không sau đó la quân kinh ngạc cái kia trốn ở la quân huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong linh tuệ hòa thượng lập tức mở miệng đương nhiên hấp thu không vì cái gì, La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu người đã nói ban đầu ở Nam Tống bên kia, hấp thu tổ long chi khí vô cùng thuận lợi. Bần Tăng lúc đó có chút nghĩ không thông, nhưng bây giờ, Bần Tăng lại là nghĩ thông suốt. Há, nói thế nào? La Quân trong lòng trầm xuống. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tổ long chi khí, chính là thiên địa tinh hoa. Loại vật này, không nên làm người lực vốn có. Đạo hữu người trước có thể hấp thụ, đại khái thứ nhất là bởi vì là đạo hữu mạng ngươi cách vị trí. Thứ hai là bởi vì Nam Tống vốn suy nhược, mà bây giờ, chính là quốc vận hưng thịnh, tổ long chi khí bị ngươi hấp thu càng nhiều, như vậy quốc vận càng yếu. Quốc vận mạnh cùng yếu, không phải tu sĩ có thể khống chế. Cho nên, ngươi hấp thu không, cái này rất bình thường. Thì ra là thế, là quân nói ra, đã cùng quốc vận có quan hệ, đừng nói ta không có thể hấp thu. Cho dù có thể hấp thu, cũng không thể như vậy làm bừa. La là Quân người này, tuy nhiên không tính có đại nghĩa, nhưng tâm vẫn là có nước nhà. Cho nên, hắn bỏ đi tiếp tục tiếp tục tổ Long chi khí suy nghĩ. Tính toán, La Quân nói với Băng Lãnh Linh Nhi, vốn đang dự định nhiều hấp thu một chút long quả cho ngươi tu luyện, hiện tại xem ra là không được. Băng Lãnh Linh Nhi chăm chú lôi kéo La Quân tay, nàng lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Mà ngươi lại đi một nơi la quân còn nói thêm băng lãnh linh nhi nói ra tốt nàng căn vốn không thế nào hỏi đây là một cái hoàn toàn không có hảo tâm cô nương la quân mang theo băng lãnh linh nhi thi triển đại na di thuật đi thẳng đến hà bắc minh vũ huyện cảnh nội xa xôi sơn thôn về sau hắn mang theo băng lãnh linh nhi đến mẫu thân trước mộ phần vẫn là cái kia lẻ loi trơ trọi đỉnh núi dưới ánh trăng mẫu thân mộ phần cũng lộ ra lẻ loi trơ trọi bốn phía đều có cỏ hoang nhưng một phần trước cỏ hoang đều bị trừ rơi đây là bởi vì sư phụ vương thanh vẫn luôn đang bảo vệ la quân cảm thấy mình rất không hiếu thuận những năm gần đây đều không sao cả đến thăm sư phụ linh nhi đây là mẫu thân của ta một phần la quân bỗng nhiên nói ra băng lãnh linh nhi hơi hơi ngẩn ngơ nàng xem thấy cái kia một phần sau đó quỳ đi xuống nàng là cái cao ngạo nữ tử đối mặt tinh chủ cũng sẽ không quỳ xuống cũng là may mắn tình chủ không tính toán với nàng. Mà lúc này, băng lãnh linh nhi cam tâm tình nguyện hướng cái này lẻ loi chơi trọi mộ phần quỳ xuống. La quân cũng quỳ đi xuống. Mẹ, hài nhi bất hiếu. La quân một dập đầu lại ba cái liên tiếp, nói ra, đến giờ này ngày này, vẫn không thể đem Trần Thiên Nhai đưa đến ngài trước mộ phần tới. Bất quá ngài yên tâm, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Mẹ, đây là con trai ngài tức, chúng ta tới nhìn ngài. La Quân nói lần nữa. Dập đầu hoàn tất về sau, La Quân mang theo Băng Lãnh Linh Nhi xuống núi. La Quân có La Quân chính mình dự định. Băng Lãnh Linh Nhi ưa thích thanh tĩnh, cho nên đơn độc mang đến bái tế phụ mẫu. Mà Trầm Mặc Nùng cùng hài tử, hắn muốn nồng nặng một chút tới. Hắn muốn cho phụ cận người biết, Lâm Thiến, cái này từng để cho người xem thường nữ nhân, có một cái đặc biệt xuất sắc, đặc biệt thành dụng cụ nhi tử. Năm đó các ngươi chỉ trỏ nữ nhân kia trong bụng của nàng hoài đứa bé kia, hiện tại. Thành công! Sư phụ Vương Thanh vẫn luôn còn ở tại chỗ cũ. Đó cũng là la quân mẫu thân nơi ở địa phương, lúc này nhà hư cũ kia bên trong, không có nửa điểm ánh đèn. Lúc này là muộn 10 giờ, muốn đến Vương Thanh cũng đã chìm vào giấc ngủ. La quân đến trước cửa, hắn chả không có gõ cửa, bên trong Vương Thanh đã tỉnh táo nói, người nào? Sư phụ, là ta! La quân trầm giọng nói ra. Ở trong đó người xứng sờ, tiếp lấy kích động nói ra, tiểu dương. Rất nhanh, vương thanh liền rời giường đến đây mở cửa, hắn là chạy nhanh tới. Vừa mở cửa, là quần cùng băng lãnh linh nhi nhìn đến vương thanh. Vương thanh mặc lấy đơn giản cũ nát quần áo, hắn mặt đã có 5 tháng dấu vết. Bây giờ vương thanh cũng đã hơn 60 tuổi, mà lại những năm này, hắn công phu lui bước rất nhanh. Vương Thanh trước kia là Trần Thiên Nhai tài xế, hóa kình tu vi nội gia công phu đến hóa kình về sau, liền có thể để thể lực bảo trì đến thất mười mấy tuổi y nguyên tràn đầy. Nhưng đáng giá nói chuyện là, hóa kình đối tính cách yêu cầu rất cao. Nội gia công phu khí, là dựa vào lấy tâm ý để duy trì. Tâm ý nhất động, lông tơ nổ lên, nguyên khí đóng chặt. Hóa kình càng đem cái này giọng điệu vận dụng đến suốt thần nhập hóa. Chỉ là vương thanh tại la quân sau khi đi, đã nản lòng thoái chí. Vô luận là thân thể vẫn là công phu, Hắn lui bước đều là tương đương dọa người. Bây giờ Vương Thanh, không chỉ là công phu không được, ngược lại thường nhân còn muốn lộ ra giả yếu. La Quân nhìn thấy Vương Thanh cái kia một cái chớp mắt, nước mắt liền trượt xuống. Trước kia sư phụ, tại hắn trong ấn tượng là cường đại mà nghiêm khắc, mà bây giờ, sư phụ lại thành một cái lão nhân. Vương Thanh nhìn đến La Quân cùng băng lãnh linh nhi lúc, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. "Tiểu Dương," Vương Thanh run giọng nói ra sư phụ, là quân quỷ đi xuống, nói ra, đồ nhi bất hiếu. Vương Thanh vội vàng đỡ dậy La Quân. Về sau, Vương Thanh đem La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi dẫn vào trong nhà. Sư phụ, nàng là thê tử của ta. La Quân hướng Vương Thanh giới thiệu. Băng lãnh Linh Nhi lại băng lãnh, lúc này cũng nhu thuận hô, sư phụ. Vương Thanh tuy nhiên không hiểu gì tu vi, nhưng cũng nhìn ra băng lãnh Linh Nhi bất phàm tới. Hắn vui mừng gật đầu, nói ra, tốt, tốt, tiểu dương, người thật trưởng thành. Hắn đón đến, nói ra, nếu như mẹ ngươi vẫn còn, nhìn đến ngươi hiện tại cái này bộ dáng, nhất định sẽ rất vui vẻ. Là quần ánh mắt nhất thời nhất ảm. Sư phụ, ngài thân thể, làm sao trở nên kém như vậy? Không cần phải a, à, là quần theo rồi nói ra. Vương thanh nào nào, hắn theo rồi nói ra, tu vũ chi đạo, không tiến tắc thối. Sư phụ người ta hiện tại cũng dạng này, cũng không có khả năng còn có cái gì càng triển vọng lớn. Là quân nói ra, không, sư phụ, ta cảm thấy ngài không nên dạng này qua, mẹ ta đã đi nhiều năm như vậy, ngài cần phải đi ra ngoài. Người sống một đời, có thể còn sống đi một lần, là chớ đại may mắn. Ngài mới 60 tuổi, còn trẻ, nhân sinh mới qua một nửa. Không cần phải dạng này tiêu cực. Tiểu Dương, người đang nói đùa gì vậy? Vương Thanh nói ra, sư phụ ta năm nay hơn 60, đại khái còn sống tầm 10 năm, không sai biệt lắm. La Quân nói ra, không không không, sư phụ, Trần Thiên Nhai còn có ngàn năm vạn năm thọ mệnh, hắn tuổi tác, không ngài nhỏ bao nhiêu đây. Vương Thanh sững sờ, theo rồi nói ra, ta làm sao có thể cùng hắn tướng. La Quân nói ra, không thể cùng hắn, nhưng sống trăm thanh nhiều tuổi, tổng là có thể. Ta chỗ này có một ít đan dược, ngài chỉ muốn ăn, siêng năng tu luyện, rất nhanh thân thể sẽ khôi phục như lúc ban đầu, mà lại, ta thân thể còn có không ít tiền, cho sư phụ ngài cái mấy trăm triệu không là vấn đề. Ngài rời đi nơi này, hưởng thụ phía dưới tân sinh hoạt. Số tiểu tử, ngươi là tại mở sư phụ ngươi trò đùa đi. Vương Thanh có chút không tin. Là quần nói ra, ta lúc nào, dám mở sư phụ ngài trò đùa đâu. Hắn đón đến, còn nói thêm, đến giờ này ngày này, chính là Trần Thiên Nhai, hắn muốn tùy ý nhào nặn ta đều đã không có khả năng. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem hắn đưa đến mẫu thân trước một phần, để hắn dập đầu nhận lầm. Tiểu Dương, Vương Thanh căn bản không tin, nói ra, ngươi cũng đừng nói cái này khoác lác, ta biết ngươi bây giờ khả năng võ đạo siêu phàm. Nhưng là ngươi không biết, Trần Thiên Nhai đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn lực lượng, đã siêu việt nhân loại gây nên phạm trù. Như là như vậy sao? La Quân đột nhiên vung tay lên, liền đem Vương Thanh cùng Linh Nhi bao lấy, đại na di thuật mang theo hai người cấp tốc đến hoàn toàn yên tĩnh nơi hẻo lánh. Hư không chi, vương thanh nhìn đến dưới chân chính là tầng mây phiêu miểu, hắn không khỏi xanh cả mặt. Dạng này thủ đoạn, sư phụ, ta cũng biết, là quân tiếp lấy lại bắt pháp quyết. Nhất thời, ngàn nói kim sắc kiếm quang xuất hiện, đây là tạo hóa kiếm quyết. Hắn đại hắc đan hóa thành kim đan về sau, kiếm quang chính là kim sắc. Một nghìn đạo cử đại vô cùng kiếm quang tại bầu trời chi bầy biện ra đến, ngàn đạo kiếm quang lẫn nhau diễn luyện, nói đạo kiếm quang đều là uy lực vô cùng. La quân sau đó lại một vận chuyển, lập tức đại hỏa diễm thuật triển khai, phương viên chăm dặm địa ngục chi hỏa cuồn cuộn chạy bốc lên. Cái này là một bộ cực hùng vĩ tràng diện, giống như là cả tòa bầu trời đều bị bốc cháy lên. La quân vận chuyển đại pháp lực, đem vương thanh bảo vệ. Không phải vậy, lời nói, lấy hàn yếu ớt thân thể đều không thể thừa nhận ở địa ngục chi hỏa khí tức la quân thấy hiệu quả đạt tới về sau liền đem đại hỏa diễm thuật thu sau đó hắn mang theo vương thanh cùng băng lãnh linh nhi trở lại trong phòng vương thanh thật lâu chưa tỉnh hồn lại hồi lâu sau vương thanh mới ngơ ngác nói ra nói như vậy người đã vượt qua trần thiên nhai cái kia thật không có la quân nói ra ta cùng hắn ở giữa còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ vương thanh giật mình nói ra trần thiên nhai kinh khủng như vậy La Quân nói ra, sẽ chỉ ngài tưởng tượng càng khủng bố hơn. Vương Thanh khiếp sợ không thôi. La Quân nói ra, bất quá những chuyện này, ngài đều không cần quan tâm, đây là ta cái này làm nhi tử cần phải vì mẫu thân làm sự tình. Ta hy vọng ngài có thể đi hưởng thụ một chút cuộc đời mình. Vương Thanh nhìn nhiều La Quân, hắn nói ra, ta đến suy nghĩ thật kỹ. La Quân liền đem một trăm mai tụ linh đan lưu lại, hắn đem những đan dược này chứa ở một cái bình xứ bên trong sư phụ đan dược này ngày một ngày ăn một viên trăm ngày sau ngài biết hai mươi tuổi tiểu hòa tử còn cường tráng hơn gấp trăm lần về sau chỉ cần ngài cần ta chỗ này đan dược cho ngài bao no la quân nói ra ta cùng linh nhi đi trước qua mấy ngày ta sẽ còn lại đến vương thanh gật đầu hắn tiếp lấy còn nói thêm đợi một chút hắn lại là theo dưới mặt giường tìm ra một cái ngân tủ ở bên trong lại tìm ra một cái ngọc bội đây là ta tổ lưu lại một khối ngọc bội cũng không biết có đáng tiền hay không nhưng hôm nay ta gặp được linh nhi không thể không có biểu thị linh nhi người thu cất đi vương thanh nói ra băng lãnh linh nhi liền nhìn về phía la quân la quân nói ra thu cất đi băng lãnh linh nhi lúc này mới đem nhận lấy về sau la quân cùng băng lãnh linh nhi rời đi ngày thứ hai buổi trưa la quân lần nữa lại đi xem trầm mặc nùng trầm mặc nùng biết la quân muốn tới cũng đã để bảo mẫu chuẩn bị tốt một bàn phong phú đồ ăn. Trầm mặc nùng để bảo mẫu mang theo tiểu niệm từ ra ngoài dạo chơi, nàng và la quân thì uống rượu lên. Cái kia tiểu niệm từ thân thể lưu lại la quân cùng trầm mặc nùng dấu ấn tinh thần, người nào cũng không thể đem bắt cóc. Cái này yến kinh chi địa, như long đàm hổ huyệt, là chư thiên vạn giới chỗ có thần thông người cũng không dám đến cản rỡ địa phương. La quân đều cảm thấy mình cần phải suy nghĩ một chút, để đinh hàm đến yến kinh kiếp sau sống. Trầm Mặc Nùng còn tại nuôi nấng sữa mẹ, chính là dùng thuần sữa bò thay thế tử. La Quân quát là rượu vang đỏ, hắn luôn luôn đối cái kia rượu trắng không thích. Mặc Nùng, ngươi chuẩn bị cho ta một chút, ta muốn thanh thế to lớn một điểm trở về bái tế ta phụ mẫu. Tổng phải cho ta mẫu thân một chút vinh quang, cũng nên để cái kia một bọn người biết Lâm Thiến có một cái không tệ nhi tử. La Quân nói với Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra yên tâm đi, ta đến an bài la quân nói ra đến lúc đó chuẩn bị thêm điểm tiền mặt đi áo gấm về quê nếu là vắt chảy ra nước cũng không có người sẽ đến thích ngươi trầm mặc nùng nói ra tốt cái này ta hiểu la quân nói ra tiền đủ sao trầm mặc nùng trợn mắt chừng một cái nói ra ngươi chớ xem thường người ngươi cho ta thẻ ngân hàng ta có thể không động tới ta điểm ấy kiếm tiền thủ đoạn vẫn là có la quân cười ha ha một tiếng không phải nói trầm mặc nùng đang dùng phạm pháp thủ đoạn quyên tiền. Bọn họ toàn cả gia tộc, đứng tại vị trí này, tổng là có thể sử dụng tư nguyên kiếm tiền. Trầm mặc nùng chưa từng có vì tiền phát qua sầu. Sau khi cơm nước xong, là quân bồi tiếp nhi tử chơi mấy giờ, sau đó rời đi. Hắn không có cùng trầm mặc nùng phát sinh quan hệ. Tuy nhiên phát sinh quan hệ cũng không sao, nhưng hắn cảm thấy Linh Nhi còn ở nơi này, chính mình luôn luôn muốn tôn trọng nàng một chút. Biến hóa rất nhỏ, chưa chắc là giấu giếm được linh nhi trở lại nhà cũ lúc la quân lần này nhìn thấy lại là ôn nhu linh nhi băng lãnh linh nhi tuy nhiên đối với hắn không thèm để ý nhưng vẫn là đau lòng cái này tiểu muội luôn luôn muốn thả nàng ra để hô hấp phía dưới không khí mới mẻ ôn nhu linh nhi cũng minh bạch tình huống bây giờ cho nên cũng không kinh ngạc la quân thì vừa vặn bồi ôn nhu linh nhi bốn phía thưởng thức ôn nhu linh nhi lời nói nhiều một ít cũng sẽ y như là chim non nép vào người kéo la quân cánh tay. Cái kia ngược lại là có chút phu sướng phụ tùy ý vị. La quân mang ôn nhu linh nhi đi một chuyến Đông Giang thành phố. Đông Giang thành phố nơi này là tại bình hành thế giới bên trong, la quân cùng ôn nhu linh nhi cùng một chỗ sách địa phương. Ở chỗ này, còn có thể tìm tới rất nhiều quen thuộc kiến trúc. Ôn nhu linh nhi rất là ưa thích nơi này, thậm chí lưu luyến quên về. Đêm đó, ôn nhu linh nhi lựa chọn tại đông giang thành phố ở lại la quân theo nàng đi đông giang học lý dạo chơi sau cùng lại trực tiếp đi vòng đi thái sơn thái sơn cái chỗ kia luôn luôn để cho người ta lưu luyến quên về ôn nhu linh nhi đối nơi này càng là cảm thấy khắc cốt ghi tâm đó là tràn ngập mỹ hảo cùng thanh xuân trí nhớ địa phương một lần kia nàng la quân tống linh san đồng giai văn cùng một chỗ trèo lên thái sơn thậm chí rất nhiều chi tiết đều còn nhớ tinh tường như đêm đó ánh trăng, ánh trăng chiếu rọi tại núi bộ dáng. Như còn nhớ rõ, đêm đó rất nhiều cùng một chỗ leo núi người. Như tại thiên môn chỗ đó mua nước khoáng vị đạo, còn có mì ăn liền mùi thơm. Đời này, có bốn cái tàn nhẫn chữ. Cảnh còn người mất, vĩnh viễn không thể quay về là ngây ngô tuổi tác. Tại ngây ngô tuổi tác bên trong, hết thảy mỹ hảo, lại lại khiến người ta không chân quý. Nó mỹ hảo ở chỗ khi đó thuần túy, đơn thuần, lờ mờ mà tại kinh lịch xã hội rất nhiều hiện thực, tàn nhẫn về sau, luôn luôn khiến người ta muốn trở lại thỏa thiếu thời đợi. Tại Thái Sơn đợi hồi lâu sau, là quân mang theo ôn nhu linh nhi trở lại Đông Giang thành phố. Bọn họ vào ở tại Đông Giang một nhà tứ tinh cấp đại trong tử điếm. Chỗ lấy không phải cấp 5 sao, là bởi vì Đông Giang thành phố. Không có khách sạn 5 sao. Tiếp đó, tỷ ngươi có nhiệm vụ muốn đi chấp hành. Trong thế giới kia, phần lớn là chém giết thảm liệt, người ứng phó không được. Cho nên, người ngủ say thời gian hội lâu một chút. La Quân nói ra, không có việc gì, ôn nhu linh nhi nói ra, dù sao ngủ say thời điểm, ta cái gì cũng không biết. Cũng không có cảm giác đến qua bao lâu thời gian, giống vừa nhắm mắt lại. Sau đó tỉnh lại lại nhìn đến ngươi một dạng. La Quân cười một tiếng, hắn ôm nàng vòng eo, cùng nàng cùng một chỗ đứng tại trước cửa sổ. Theo bốn khách sạn cấp sao 30 tầng lầu hướng phía trước nhìn, Đông Giang thành phố đèn đuốc sáng trưng, đã rất có đại đô thị hình dáng cùng khí tức. Ôn Nhu Linh Nhi nói ra, ta nhớ được trước kia chúng ta tại Đông Giang lúc, Đông Giang muộn một đến 10 điểm, cơ hồ đều không có gì ánh đèn. La Quân cười cười, nói ra, khi đó đều vẫn là tivi trắng đen máy đây. Thời gian qua thật nhanh. Ôn Nhu Linh Nhi ánh mắt bỗng nhiên nhất ảm, nói ra, hứa một lời hiện tại cũng nhanh hai tuổi đi, nhất định đã sẽ bước đi. Ta là từ tư nữ nhân. Đừng nói như vậy, La Quân nói ra, nhất thời xúc động quyết định nói không rõ không cái gì, và lại, người giúp ta đại ân. Người không đến, tỷ người vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Mà bây giờ, hai người các người đều còn sống, đây là kết quả tốt nhất. Chúng ta đã có hay không thần thông, có lẽ về sau, hết thảy nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thật sao, ôn nhu linh nhi tràn ngập mong đợi. La Quân nói ra, chúng ta đều có thể tải vũ trụ ngao du, tại sao hỏa dừng chân dạng này thật không thể tin sự tình đều có thể phát sinh hắn sự tình lại có cái gì là không thể nào đâu vậy cũng đúng ôn nhu linh nhi nói ra thời gian không còn sớm chúng ta thiếp đi đi la quân theo rồi nói ra ôn nhu linh nhi gật gật đầu ôn nhu linh nhi đi tắm trước cái kia tắm rửa trong phòng tắm thông qua pha lê có thể nhìn đến mông lung cảnh tượng tựa hồ cũng có thể mơ hồ nhìn đến ôn nhu linh nhi thon thả thướt tha dáng người La quân tại bình hành thế giới bên trong lúc, cùng ôn nhu linh nhi không ít điên cuồng qua. Nhưng bây giờ tại một thế này, còn thật không có qua. Mà lại, là quân giống như đã cấm dục hơn một năm, trong lòng của hắn quả thực là có một đám lửa. Chỉ là, băng lãnh linh nhi bàn giao, hắn là một mực nhớ kỹ. Nếu không phải băng lãnh linh nhi bàn giao, lúc này là quân có thể vọt thẳng tiến trong phòng tắm, sau đó tới cái tắm nguyên ương. Ôn nhu linh nhi rất nhanh tắm rửa xong đi ra, Nàng quấn một đầu màu trắng khăn tắm lớn, bộ dáng kia muốn nhiều dụ hoặc, liền có bao nhiêu dụ hoặc. Về sau, La Quân cũng đi tắm rửa. Hắn sau khi tắm xong đến giường, Ôn Nhu Linh Nhi chủ động hiến hôn nồng nhiệt. Ôn Nhu Linh Nhi không giống với băng lãnh Linh Nhi, nàng và La Quân ở giữa là hưởng thụ qua không ít phu thê tình thú. La Quân chỗ đó trải qua chịu được a, hắn vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một gái ngồi xuống. "Làm sao?" Ôn Nhu Linh Nhi nhất thời không hiểu. La Quân không khỏi cười khổ, liền đem băng lãnh Linh Nhi bàn giao nói ra. Ôn nhu Linh Nhi nghe vậy lập tức mặt đỏ tới mang tai, nàng đem đầu che tiến trong chăn, sau đó nói, ta ngủ trước. Muốn đến vừa mới chủ động lại không thể đổi lấy một trận kích tình, khiến nàng rất là thẹn thùng A. À. La Quân cái này thở dài thở ngắn A. À. Tiếp đó, La Quân cùng ôn nhu Linh Nhi tại Đông Giang đợi ba ngày. Tiếp lấy đi lệ giang, đi cửu trại câu các loại các loại rất nhiều nơi cùng một chỗ ước chừng chơi chừng 10 ngày. Về sau, băng lãnh Linh Nhi đi ra lại cùng la quân đợi 3 ngày. Như thế một phen về sau, băng lãnh Linh Nhi quyết định muốn đi thần nông thế giới tìm kiếm tinh thần thạch. Nhiệm vụ thời gian có một năm, cũng không thể một mực chơi lấy. Các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại đến hưởng thụ, đó mới hội an tâm. Dù sao cái này là sinh tử đại sự. La Quân không có ý định cùng băng lãnh Linh Nhi cùng đi thần nông thế giới, bởi vì cùng đi, luôn luôn có cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ hiểm nghi. tuy nhiên tinh chủ không có nói rõ nhưng cái này trung quy là làm trái quy tắc. la quân là dự định đơn độc đi thần nông thế giới cũng không tham dự băng lãnh linh nhi cùng áo đen tố trinh ở giữa sự tình. cứ như vậy liền không tính làm trái quy tắc. băng lãnh linh nhi rất nhanh đi thần nông thế giới. la quân đưa đi băng lãnh linh nhi về sau tâm một mảnh hưu quạnh tiêu điều. a à, tại băng lãnh linh nhi sau khi đi La Quân cũng muốn cảm thụ thần nông thế giới. Hắn nhớ lại Phó Thanh Trúc nói tới, là thần nông thế giới tựa hồ ngăn cách. Ta cũng không cảm giác được thần nông thế giới. La Quân cao mày nói. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nhảy ra, nói ra, thật lại có chuyện như vậy. Nhưng Linh Nhi cô nương không là đi qua sao? La Quân nói ra, ta có thể cảm giác được thần nông thế giới tồn tại nhưng cũng có thể cảm giác được cái này tận lực ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài. Cho nên, ta cũng vô pháp đi vào. Linh Tuệ hòa thượng nói ra, cái kia Linh Nhi cô nương, chẳng lẽ Linh Nhi cô nương là bởi vì tinh chủ cho nàng ngọc giản? La Quân nói ra, có lẽ đi. Linh Tuệ hòa thượng nói ra, đạo hữu cũng không cần phải lo lắng, thiên mệnh giả có thiên mệnh giả đường. Ngươi không thể thay nàng đi nàng đường. La Quân nói ra, ừm, um, ta minh bạch. Linh Tuệ hòa thượng sau đó còn nói thêm, Bần tăng còn có vài chỗ bảo tàng không biết còn ở đó hay không đạo hữu người chừng nào thì có thời gian bồi bần tăng cùng đi lấy ra. Là quân nói ra, hiện tại đi, nếu là vẫn còn, liền lấy, nếu là không tại, cũng tốt tuyệt vọng nghĩ. Linh tuệ hòa thượng cười một tiếng, nói ra, đúng là nên như thế. Ba nghìn thế giới, ba nghìn số lượng là một cái ảo diệu con số, đem địa cầu rất nhiều đồ vật tầng tầng quy kết. Ba nghìn số lượng, suy cho cùng, cửu ngũ trí tôn, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật vân vân, những vật này đều là có rất thâm ảo đạo lý. Giống như là tinh vi ảo diệu phương chính thức, mảy may, đều rối loạn không được. Địa cầu có thể hưng thịnh như thế, mà lại đâu vào đấy, cùng cái này huyền bí có không thể chia cắt liên hệ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hắn theo rồi nói ra, tại ba nghìn thế giới chi, cũng có thật nhiều thế giới là đại thần thông giả sáng tạo ra tới. Như Hy Lạp giới, nhưng là bất kể như thế nào, địa cầu chi, không thể vượt qua ba nghìn số lượng. Cái này giống như là yến kinh người mua xe một dạng, người chỉ có tiền mua xe, nhưng là cũng không nhất định có bảng số xe cho ngươi. Đại thần thông giả tính toán có sáng tạo thế giới năng lực, nhưng nếu như không có đạt được cái kia vị phân, cũng là sáng tạo bất thế giới. Cái này tốt mạng người cách một dạng, không có cái kia mệnh, sáng tạo không suốt thế giới. Cũng có rất nhiều đại thần thông giả sẽ đi đánh giết hắn cao thủ, đem thế giới chiếm thành của mình càng có đại thần thông giả tại vô hạn trong vũ trụ tìm kiếm tinh cầu thích hợp sáng tạo thế giới. Kepler tinh cầu bên trong lại là một phen cảnh tượng, cũng có 3.000 thế giới số lượng. Là quân bừng tỉnh đại ngộ. Linh tuệ hòa thượng nói ra, huyền thiên giới là 3.000 thế giới một cái tiểu thế giới, hiện tại chúng ta là muốn đi huyền thiên giới. Cái này huyền thiên giới tại 3.000 thế giới chi xem như vắng vẻ. Cùng thế giới bao la bên trong vô số quốc gia một dạng, Huyền Thiên giới bất quá là cái chỉ có mấy trăm ngàn nhân khẩu tiểu quốc gia. Huyền Thiên giới là một cao thủ sáng tạo, cao thủ kia tu vi là thiên vị cảnh, sáng tạo thế giới của mình. Bất quá cái thế giới này rất yếu, những cái kia chân chính thần thông cao thủ đều khinh thường tại đến cùng Huyền Thiên đạo nhân đến đoạt. Bần tăng đem một bộ phận bảo tàng giấu ở Huyền Thiên giới bên trong. Là quần nói ra, sẽ không bị Huyền Thiên đạo nhân lấy cho người đi thôi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, Huyền Thiên đạo nhân cũng không biết đến đó. Hắn có thể tại bất kỳ địa phương nào hấp thu huyền thiên giới thế giới chi lực. Nhưng là người khác không có ở huyền thiên giới bên trong. a à, là quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, là quân bắt đầu vận công. Hắn tại hư không chỉ đứng yên, tiếp lấy lấy lớn lao huyền công cảm giác chu thiên thế giới. Đây là tầng 10 cao thủ độc có bản lĩnh. Đến tầng 10 mới có thể lấy vô pháp lực khám phá vô cùng hư ảo, minh bạch 3.000 thế giới ảo diệu chỉ có tại cảm giác minh bạch ba nghìn thế giới, mới có thể đi vào được xuyên thẳng qua. Giống người tại địa cầu, không biết cảm giác được địa cầu là một cái vòng tròn. Cũng không hội biết mình là đứng tại bóng cao su phía dưới lăng không, vẫn là đứng tại hư không, hoặc là nghiêng. Những thứ này bởi vì sức hút trái đất, người là không có cảm giác này. Nhưng khi là quân đến nước này, địa cầu tất cả mọi thứ, bao quát vật chất cũng sẽ ở hắn não vực rõ ràng. Là quân tại ba nghìn thế giới chi tìm kiếm, sau cùng rốt cuộc tìm được huyền thiên giới. Đây là một cái mười phần hao phí pháp lực quá trình. Cho nên cho dù là đại cao thủ, cũng không có khả năng không hạn chế xuyên thẳng qua mỗi cái thế giới. Một giây sau, là quân xé mở huyền thiên giới lỗ hổng, mang theo linh tuệ hòa thượng trực tiếp bước vào đến huyền thiên giới chi. Cái này một bước vượt qua, chính là ngàn dặm mười ngàn dặm. Có chút tiểu thế giới, trực tiếp có thể thông qua lỗ hổng đi vào. Có chút thế giới, khoảng cách cực xa, giống đến Thiên Châu, đó là rất không dễ dàng, nhất định phải có truyền tống trận mới có thể đi qua. Không phải cái gì thế giới đều có thể tùy tiện đi qua. Là quần cùng linh tuệ hòa thượng một giây sau xuất hiện tại huyền thiên giới hư không chi. Cái này huyền thiên giới quả nhiên cũng không tính lớn, chỉ có phương viên 200 dặm lớn nhỏ. Nhân khẩu không đến một triệu. Mà lại, nơi này ở vào một loại đóng băng trạng thái, bách lý băng phong. Keo kiệt, cái thế giới này cũng quá keo kiệt. Là quân cũng nhịn không được đậu đen rau muống. Thói quen các loại đại thế giới nguy nga cuồn cuộn. Đột nhiên đi tới nơi này sau một cái tiểu thế giới. Là quân cũng nhịn không được khinh bỉ lên. Cũng không bằng một kiện pháp khí nội bộ không gian đại A. À. Là quân nói với Linh Tuệ Hòa Thượng. Pháp khí là pháp khí. Thế giới là thế giới. Cái xe này bài vị có thể cái gì pháp khí, đạo khí, thậm chí tiên khí đều lợi hại hơn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Huyền Thiên đạo nhân bằng vào thế giới chi lực, là có thể chống lại không có thế giới tạo hóa cao thủ. La Quân nói ra, hắn vì cái gì không đem cái thế giới này làm lớn một chút? Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, cùng chính phủ phê địa một dạng, chỉ có nhiều như vậy địa cho hắn a. À. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, trong này không có cao thủ gì, đoán chừng đều không có thần tích xuất hiện. Chúng ta không nên xuất hiện dân chúng trong mắt, trực tiếp đi tìm bảo tàng. La Quân nói ra, ừm, như thế cái chim không thèm ị địa phương, đoán chừng người bảo tàng hẳn không có bị cướp đi. Linh Tuệ Hòa Thượng cười khan một tiếng, nói ra, đạo hữu nói giỡn. Hiện tại làm sao chạy? La Quân hỏi. Hướng Tây 30 dặm, chỗ đó có tuyết phong, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Tốt, La Quân theo rồi nói ra, cũng là buồn bực, người ở đây ăn cái gì, uống gì. Loại này địa lý khí hậu, không thích hợp trồng cho thứ gì. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cạnh tranh sinh tồn, có thể còn sống sót, khẳng định có tồn tại đạo lý. Cái này không dùng chúng ta quan tâm. Là quân thân thể nhoáng một cái, nhân tiện nói linh tuệ hòa thượng nói tới tuyết phong phía trước. Phía trước chính là 10 tòa tuyết phong đứng vững, băng tuyết minh mông, tuyết lông ngỗng một mực chưa từng ngừng. Theo cái này núi hướng xuống mặt nhìn qua, càng là một mảnh không rõ. Là quân nói ra, nơi này cùng ghi Lạp giới có chút giống nhau, xem ra người bảo tàng giấu, đều ưa thích tìm tuyết rơi địa phương A. Băng tuyết khí trời, lại càng dễ che giấu thiên cơ, ẩn tàng khí tức. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra. Audio điện tử võ tấn bền. Linh Tuệ Hòa Thượng bảo tàng giấu ở 10 tòa tuyết phong một tòa trong lòng đất. Trong lòng đất trăm mét chỗ, Linh Tuệ Hòa Thượng chỉ một ngọn núi tuyết, nói với La Quân. Trăm mét, La Quân nói ra, ta còn không có học hội đào đất thuật đâu, chẳng lẽ ngươi muốn ta đem tuyết này ngọn núi trực tiếp nổ nát?" Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, đó là đương nhiên không được. Nếu là ngươi hội đại ngũ hành thuật, cái kia đào đất thuật cũng đơn giản. Bất quá dưới mắt, đạo hữu ngươi trực tiếp đánh một đầu thông đạo ra không đi được. Vậy cũng đúng, La Quân lập tức đem đại kim đan thi triển đi ra. Cả người hắn giấu vào đại trong kim đan, sau đó Đại kim đan tại hắn pháp lực vận chuyển phía dưới hóa thành một miệng to lớn lợi kiếm. Đón lấy, kim sắc lợi kiếm hướng mặt đất cơ sở chui vào. Cái kia kim sắc cửa kiếm đỉnh đầu điên cuồng xoay tròn, là quần một đường mà đi, chính là thế như trẻ tre. Chỉ một lúc sau, trăm mét khoảng cách đã đạt tới. Vốn là lòng đất nham thạch rất nhiều, nhưng lúc này phía trước bỗng nhiên rộng mở trong sáng, xuất hiện cự đại không gian. Bảo bối vẫn còn ở đó. Linh Tuệ Hòa Thượng bỗng nhiên vui vẻ nói ra. Ừm, La Quân nhìn về phía trước, phát hiện không gian hư vô, có một cái to lớn phòng bị tu di nổi lơ lửng. Cái này không gian hư vô là bần tăng thiết trí trận pháp, vì là không bị người phát hiện nơi này chỗ. Tất cả bảo bối đều tại cái kia phòng bị tu di bên trong. Cái này phòng bị tu di cũng là bần tăng thân thủ chế tạo, bên trong là một tòa cự đại tàng bảo khố. Bất quá nơi này bảo bối cùng ghi lạp giới tòa kia tàng bảo khố vẫn không thể tướng. Linh Tuệ Hòa thượng tiếp tục nói, là quân trận mắt chừng một cái, nói ra lại là trận pháp mà lại ngươi bây giờ lại không phá nổi. Bà nội ngươi cái bóng a, à, ngươi là chuyên môn đến đùa sao? Linh Tuệ Hòa thượng cười khan một tiếng, sau đó còn nói thêm trận pháp này chủ yếu công hiệu là ẩn nấp lấy đạo hữu người bản sự muốn phá vỡ không khó. Trận pháp này chỗ lợi hại là phát giác không đến nơi đây huyền diệu, mà lúc này đã đến, hắn hẳn không phải là vấn đề trận pháp này muốn chút ở chỗ. La quân đột nhiên khẽ vươn tay, liền lăng không đem cái kia phòng bị tu di bắt vào tay. Đồng thời, không gian hư vô toàn bộ biến mất, nham thạch lập tức đem không gian này trật ních. La quân cấp tốc thi triển đại na di thuật, một giây sau rời đi huyền thiên giới, trở lại thế giới bao la chi. Cái này, linh tuệ hòa thượng nghẹn họng nhìn chân chối, nói ra, đạo hiếu, bần tăng trận pháp vẫn là rất huyền diệu, ngươi là làm sao làm được huyền diệu sao, là quân nói ra, loại này tiểu trận pháp cũng ở trước mặt ta ban môn lộng hổ A. Người lời nói rất đúng, người trận pháp này lớn nhất đại diệu dụng là ẩn tàng khí tức, như là đã tìm tới, cái kia muốn phá vỡ, căn bản không phải sự tình. Tốt A, linh tuệ hòa thượng nói ra, đạo hữu người thật sự là phá trận cao thủ, bần tăng kém xa A, phục. Là quân cười hắc hắc, linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng tại địa phương khác, còn có hai tòa bảo tàng đây. Bất quá một tòa bảo tàng khoảng cách rất xa, muốn đi qua có phần phí chắc trở. La Quân nói ra, có phần phí chắc trở cũng không cần gấp, tổng bị người khác cướp đi muốn tốt. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, cái đó là. Hắn còn nói thêm, còn lại tòa tiếp theo bảo tàng tại Van Xin trong thế giới. Van Xin thế giới, La Quân nói ra, đi Van Xin thế giới cũng rất phiền phức. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, cái kia trước không đi Van Xin thế giới. La Quân nói ra Ừm, trước không đi, đi mặt khác một tòa đi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, ách, mặt khác một tòa phiền toái hơn, tại thần mộ giới. Thần mộ giới cũng cần truyền tống trận, nhưng bần tăng cũng không rõ lắm cái này chỗ đó có đi thần mộ giới truyền tống trận. Bảy đại giới, mỗi một cái đại giới đều là không giống bình thường. Điểm này, là quân là biết được. Là quân tức giận nói ra, người còn không bằng không nói đây. Tính toán đâu, các loại bên này sự tình xử lý xong rồi nói sau. Ta xem trước một chút trong này có cái gì tốt bảo bối. Hắn trong lúc nói chuyện, liền trước tìm trống trải rừng rậm, sau đó hạ xuống. La quân đến rừng rậm thực là một tòa nhiệt đới rừng rậm nguyên thủy, nơi này hi hữu không có dấu người, không người khai quật. La quân sau khi đi vào, lập tức cảm nhận được nóng bức khí tức, còn có cái kia già thiên tế nhật nhiệt đới rừng cây. Hắn đi khắp tinh không vũ trụ, đương nhiên sẽ không đối những vật này cảm thấy mới tìm một chỗ ngồi xuống về sau hắn tiện tay bố trận đem phương viên trăm mét bao phủ lại đây là vì không bị ngoại lai sự vật quấy dày cái kia trong vòng trăm thước nhất thời bị la quân pháp lực màu vàng bao phủ chính là một cái quân đội tới cũng là đem oanh sát không ra trừ phi là vận dụng nguồn nhiệt truy tung đạn đạo cái kia mới có thể đem la quân cái này tiện tay thiết trí trận pháp oanh mở nhanh nhảy cái này mai phòng bị tu di, phổ thông phòng bị tu di muốn lớn gấp 3. Mà bên trong không gian phổ thông phòng bị tu di trọn vẹn đại gấp 10 lần. Cùng một tòa tiểu cung điện giống như, bất quá bên trong vẫn là không có không khí lưu thông. Là quân đối cái này phòng bị tu di cảm thấy rất hứng thú, một người nói, đợi chút nữa ta đem cái này phòng bị tu di chế tạo một phen, để không khí lưu thông. Như thế về sau, lại đem bên trong tu một phen. Dạng này đến đó, đều tính toán có cái nhà. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, nói ra, làm tiếp một cái tiểu lôi ao đến cung cấp điện, sau đó tương đạo bạn ngươi rất nhiều phu nhân toàn bộ cất vào tới. Vậy sau này đạo hữu người ở đâu đều có thể hưởng thụ niềm vui gia đình. Vậy không được, La Quân nói ra, ta là thoải mái, các nàng cùng ngồi tù giống như. Mà lại, cái kia được nhiều xấu hổ, thật sự cho rằng ta đều có thể tam thê tứ thiếp, còn có thể làm cho các nàng cùng một chỗ tương kính như tân cái này tính là gì? Linh tuệ hòa thượng chẳng thèm ngó tới, nói ra, đạo hữu không phải bần tăng nói ngươi, ngươi nha, vẫn là bố cục không đủ a à. Lời này nói thế nào? La quân nói ra. Linh tuệ hòa thượng nói ra, người tu đạo, khí có thể nuốt thiên. Một ý niệm, ngàn dặm mười ngàn dặm, quảng đại thần thông, trường khống sinh tử, đều là tại chỉ trong bàn tay. Nữ nhân này nha, càng là phàm gian những cái kia tu vi thấp nữ tử, đều không phải là cùng chúng ta một cái chuỗi sinh vật tầng thứ. Ngươi như vậy thương tiếc làm cái gì? Bần tăng gặp qua không ít yêu tộc đại thánh, còn có phong lưu cao thủ, cái kia thê thiếp đều là năm ba ngàn cái, mà lại toàn bộ dưỡng trong cung, chăn lớn cùng ngủ, tốt không vui. Bọn họ thê thiếp chi, cái gì thần nữ, tiên nữ, yêu nữ, hết thảy đều có, cái kia không phải nhân gian tuyệt sắc a. À? Chưa thấy qua giống như ngươi, vì một hai nữ nhân, hơi một tí chết đi sống lại. Muốn theo bần tăng nói, cùng Lan Đình Ngọc ở giữa, lại có bao nhiêu đại thu hận. Bất quá là nữ nhân sự tình. Nhanh nhạy, là quần ánh mắt lạnh đi xuống. Hắn nói ra, ta mặc kể cái khác người tu đạo là cái dạng gì, ta cũng biết, lớn nhiều người tu đạo, trong mắt chỉ có lợi ích hai chữ. Nhưng là, ta là ta, ta đau lòng ta nữ nhân, tôn trọng ta nữ nhân. Cho nên, người tốt nhất cũng muốn tôn trọng. Không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Linh Tuệ Hòa Thượng sướng sờ, hắn sau đó lập tức nói ra, đạo hữu chớ giận, bần tăng lỡ lời. La Quân nói ra, người tu đạo, vì lợi ích, bằng hữu gì thân nhân cũng có thể bán. Nhưng ta nếu là như thế người, người sẽ còn nguyện ý giúp giúp ta sao? Linh Tuệ Hòa Thượng ngốc ngẩn ngơ. Nếu như người gặp nguy hiểm, liền để cho ta đem chưa nhiều bảo bối cầm lấy đi đổi, ta cũng sẽ không do dự. La Quân theo rồi nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng ánh mắt trở nên phức tạp, hắn theo rồi nói ra, đạo hiếu, người có thể đem bần tăng xem như bằng hiếu, bần tăng. Bần tăng hổ thẹn, bần tăng cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Là quân nói ra, ta thủy chung cho rằng, người chỗ lấy là người, mà bay xúc sinh. Là bởi vì, người không ngừng tàn nhẫn, nhưng cũng có tình. Tình một chữ này, mới là người chân lý. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng không hiểu nhiều chuyện này chứ. Là quân nói ra, có lẽ ngươi sẽ từ từ hiểu, cái gì là hữu tình tình cũng không phải là chỉ có ái tình, cũng có thân tình, hữu tình. Vân vân, Linh Tuệ Hòa Thượng có chút hiểu được. Lúc trước hắn tuy nhiên là cao quý trùng hoàng, bản sự ngập trời. Nhưng muốn đến là độc lai độc vãng, không có bằng hữu thân tình người. Mà một thế này, là quân thật là cho hắn không giống nhau đồ vật. Là quân sau đó không lại cùng Linh Tuệ Hòa Thượng nói nhảm, mà chính là bắt đầu thăm dò cái kia phòng bị tu di bên trong bảo bối hắn trực tiếp mang theo linh tuệ hòa thượng tiến phòng bị tu di bên trong cái kia phòng bị tu di bên trong gian phòng hết thảy có thập ở giữa còn có một cái đại sảnh bất quá bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì sửa sang cùng thiết kế là vì lưu giữ bỏ đồ vật muốn trùng tu xong còn cần phí chút công phu nếu như để cho la quân đau đầu là làm sao tìm được thợ sửa chữa tới lắp đặt thiết bị để công nhân bình thường tiến đến nhìn đến thứ như vậy không phải dò dỉ thiên cơ sao La Quân tạm thời không muốn những thứ vô dụng này đồ vật, mà chính là tìm tòi nghiên cứu lên bảo bối tới. Linh Tuệ Hòa Thượng giới thiệu, nói ra, trong này phần lớn là thuần dương đan thuốc, còn có một số thần đan, tụ linh đan, các loại đan dược. Mà nhiều nhất là thuần dương đan thuốc, thuần dương đan chính là bần tăng trước kia hấp thu nguyên khí của tiên giới, lấy nguyên khí của tiên giới luyện ra đan dược. Loại này thuần dương đan, người bình thường ăn một khỏa hội tự thiêu mà chết. Mà người tu đạo ăn, chính là vô bổ phẩm, rất nhiều pháp khí thôi động, cũng có thể dùng thuần dương đan đến thôi động. Trong này thuần dương đan đại khái là một tỷ hai bên đi, hết thảy thất cái gian phòng mới đưa chứa đựng. Vậy ta còn tạo cái gì nhà? La quân có chút buồn bực. Linh tuệ hòa thượng càng là phiền muộn, nói ra, thuần dương đan thuốc là người tu đạo thích nhất đồ vật, một viên thuốc có thể mua xong mấy cái tòa nhà A. La quân nghe vậy cười ha ha một tiếng, cũng cảm thấy mình tựa hồ là ánh mắt thiển cận A. Linh Tuệ Hòa Thượng nói tiếp, đến mức pháp khí, cũng không ít. Bất quá không có có cái gì đặc biệt lợi hại bảo bối, duy kiện không tệ bảo bối, là cái kia lưu ly bình ngọc. Lưu ly bình ngọc là hạ phẩm đạo khí, cửu trọng thiên cao thủ miễn cưỡng có thể phát huy ra một điểm lực lượng tới. Bất quá lại thêm thuần dương đan, cũng là có thể đem tầng 10 cao thủ vây chết hòa tan ở bên trong. Nhưng là, lưu ly bình ngọc khí linh sớm không, cũng không có tấn thăng khả năng, khốn không được chân chính có tiên duyên cao thủ, cho nên bần tăng đề nghị bạn ngươi đem cái này lưu ly bình ngọc đưa cho trầm mặc nùng có thể. Dạng này nàng năng lực tự vệ tăng nhiều. La quân nói ra, vậy cũng được. Linh tuệ hòa thượng nói ra, trong này quý giá nhất là 3.000 đại đạo đại bản nguyên thuật cùng đại thiên nhãn thuật thần thông. Ngươi nhìn, ở chỗ này. Hắn nói xong đem hai cái thần thông bản nguyên cầm ra tới. La quân tiếp nhận chiếc này mai thần thông bản nguyên, sau đó nuốt đi vào, Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên vì La Quân hộ Pháp, La Quân thì ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện cái này hai môn thần thông. Dưới đáy chữ liền quảng bá vị. Đại bản nguyên thuật thần thông là cố bản căn nguyên, môn thần thông này cũng không có thực chất tính uy lực. Mà chính là tu luyện về sau, cường đại não vực, đem não vực trở nên không thể phá vỡ. Người tu đạo, một thân bản sự toàn ở não vực chi. Nhưng não vực lại là thân thể chi tướng đối yếu kém địa phương hứa bao nhiêu lợi hại cao thủ, lớn nhiều đều là chỉ có thể đem thân thể tu luyện được như tường đồng vách sắt, nhưng đến não vực nơi này, liền rất khó. Đại bản nguyên thuật, chính là vì não vực mà sinh. Là quần trước tu đại bản nguyên thuật, hắn rất nhanh minh bạch đại bản nguyên thuật lợi hại. Chỉ cảm thấy đại bản nguyên thuật thần thông lực lượng lan tràn tiến não vực chi, não vực tế bào tại bắt đầu trở nên cứng cỏi. Mà lại một cỗ thanh quang tại não vực bên trong lưu chuyển đồng thời dung hợp, đại bản nguyên thần thông không ngừng hấp thu pháp lực, sau đó chuyển hóa thành thanh quang. Thanh quang lại cơ hồ dung hợp não vực, cường hóa tế bào não. Cái kia thanh quang lưu chuyển, dần dần để não vực trở nên không thể phá vỡ. Thật là thần thông, là quân hưng phấn nói với linh tuệ hòa thượng, nếu là tu luyện lâu dài đi xuống, chỉ sợ đến lúc đó, ta đầu này cũng là tường đồng vách sắt, không người có thể phá. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đại bản nguyên thuật không chỉ là đem não vực cố bản, cường đại hơn nữa còn có thể đem đạo hữu người rất nhiều thần thông, căn cơ đánh vững vàng, vững như bản thạch. Bất quá môn thần thông này cũng sẽ tạo thành một cái tệ nạn. Đó là đạo hữu người muốn tấn thăng hội rất khó khăn. Ừm, La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đại bản nguyên thuật để ngươi não vực kiên cố, đạo hữu người muốn xung kích cảnh giới lúc, cái này bích chướng hội cực kiên cố. Bất quá, người sẽ rất ít gặp phải tâm ma, mà lại một khi đột phá, lúc đó cùng cảnh giới người lợi hại quá nhiều hắn đón đến nói ra thực tế trần thiên nhai là đạo hữu người tình huống này hắn mặc dù không có tu luyện đại bản nguyên thuật nhưng tu luyện thiên biến vạn hóa cùng thái ất huyền kim chân kinh hắn não vực đại bản nguyên thuật còn kinh khủng hơn cơ bản không có người có thể giết hắn hắn tiến độ tu luyện cũng là cực chi chậm có thể trong thiên hạ tính toán là các người thần đế cũng bắt hắn không thể làm gì la là quân gật gật đầu nói ra, tốt, ta minh bạch. Đại bản nguyên thuật cùng hắn thần thông khác biệt, cũng không cần đi hấp thu bất luận cái gì tinh khí. Nó thần ở chỗ đem pháp lực chuyển hóa làm thanh quang, thanh quang phụ trợ não vực tu luyện, đồng thời cường đại não vực. Tiêu hao là pháp lực, mà pháp lực dựa vào thuần dương đan có thể bù lại. Về sau, là quân lại tu luyện đại thiên nhãn thuật. Đại thiên nhãn thuật, tên như ý nghĩa là có thần nhãn, thiên nhãn. Là quân vốn là coi là, cái này đại thiên nhãn thuật là thiên lý nhãn, thấu thị nhãn bên trong. Là quân cũng không có gì ác thú vị, không muốn dùng đại thiên nhãn thuật đi nhìn lén thiếu phụ cái gì. Tuy nhiên trước kia, hắn là có cái này ác thú vị. Nhưng bây giờ, hắn không có loại này yêu thích. Tính toán không có thấu thị nhãn, lấy hắn thần thông muốn nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Ừm, đại thiên nhãn thuật là ngưng luyện hai mắt la quân dần dần cảm nhận được đại thiên nhãn thuật uy lực hắn vận chuyển thần thông bản nguyên cảm giác cái này thần thông bản nguyên lập tức chui vào hai mắt chi la quân cảm thấy hai mắt nhói nhói không thôi cái này đại thiên nhãn thuật linh tuệ hòa thượng nói ra muốn tu luyện thành công còn cần canh kim chi khí còn có đạo hữu người đại hỏa diễm thuật địa ngục chi hỏa cũng có thể đem ngâm luyện ra đại thiên nhãn thuật là thối luyện ngươi hai mắt ngươi hấp thu canh kim chi khí còn có các loại tinh hỏa càng nhiều như vậy ngươi hai mắt hội càng phát ra thần đại thiên nhãn thuật tu luyện thành công về sau liếc một chút xem thấu ở ngoài ngàn dặm sự vật đó cũng không phải hư huyễn mà quan trọng hơn là đạo hữu ngươi sẽ hình thành thần đồng thần đồng nở rộ liệt diễm này bằng với là đem đại hỏa diễm thuật ngưng luyện đến cực hạt hơn nữa là ngươi ánh mắt chiếu tới địa phương ngươi có thể trực tiếp đem ở ngoài ngàn dặm địa phương ngươi còn mắt nhìn tới chỗ đốt đốt thành cho bụi hắn đón đến, tiếp tục nói, bần tăng trước kia tu luyện đại thiên nhãn thuật, liếc một chút xem thấu mười ngàn dặm. Thần đồng có thể trực tiếp đem cái gì động thiên cảnh cao thủ liếc một chút giết chết. Liếc hắn một cái, lập tức tự thiêu mà chết, quản hắn có cỡ nào thần thông đạo lý, cho nên đạo hiếu, người không cần thiết còn coi thường hơn cái này đại thiên nhãn thuật A. La quân gật gật đầu, hắn nói ra, ta biết, mỗi một môn ba nghìn đại đạo tu luyện tới cực hạn, cũng có thể xưng bá chư thiên thế giới. Bất quá muốn tu luyện tới cực hạn cũng là rất khó. Ta hiện tại tu luyện cái này Đại Thiên Nhãn thuật, còn không thấy uy lực gì. Từ từ sẽ đến, Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, không có khả năng có một học bá nói vô cùng thần thông. Nếu có, đây không phải là thần thông, mà chính là kể chuyện xưa. Đương nhiên, muốn là giống Linh Nhi cô nương như thế, đó là không lời nói. Nhưng trong thiên hạ, giống nàng như vậy tư chất, cũng là độc nhất vô nhị. La Quân cười một tiếng hắn cũng rất tự hào bởi vì linh nhi là vợ hắn mà sau đó la quân cũng không có lại tiếp tục tu luyện những thứ này thần thông mà là tiếp tục kiểm kê linh tuệ hòa thượng bảo tàng đại linh dịch thuật cũng không có la quân nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra đại linh dịch thuật tại van xin thế giới bên kia la quân nói ra các loại bên này sự tình xử lý đến không sai biệt lắm ta lại đi van xin thế giới nói cái gì cũng đem đại linh dịch thuật chuẩn bị cho ngươi tới Ngươi trước kia xưng bá chư thiên thế giới, hiện tại cũng không thể để ngươi một mực như vậy uất ức a. À. Linh tuệ hòa thượng nói ra, thế thì không quan trọng, trước kia muốn xưng bá là bởi vì dục vọng. Dục vọng vừa diệt, chư pháp đều là biểu tượng. La quân cười ha ha một tiếng. Hắn tiếp lấy kiểm kê linh tuệ hòa thượng bảo tàng, trong này đan dược không đếm hết, là quân biết mình lại phát tài. Bản thân hắn còn có rất nhiều đan dược và bảo bối. Bây giờ có cái này bảo tàng, cái kia càng là giàu có hình dung như thế nào những bảo vật này đâu trong này bảo vật mỗi một kiện cầm tới thế giới bao la bên trong đi đấu giá đều có thể đấu giá giá trên trời tới xem như đặt ở thiên châu cùng tu đạo thế ra chỗ đó cũng là giá trị liên thành mà để la quân có chút xấu hổ là trong này bảo vật mặc dù không tệ có thể lại không có để lòng hắn động đồ vật cảm giác đều vẫn là kém một chút như vậy la quân ngẫm lại lưu ly bình ngọc cho trầm mặc nùng lục tiên kiếm cho linh nhi vậy mình cũng không thể bất công làm sao cũng phải đưa kiều ngưng một điểm đồ tốt hắn ngược lại là rất ít nghĩ đến chính mình tính toán bên này xử lý xong về sau rồi nói sau la quân thầm nghĩ cái này hơn nửa tháng đều đi qua la quân lại là không nghĩ tới nhiệm vụ sự tình phản chính thời gian còn rất dài mà bên này giải quyết về sau la quân đi gặp trầm mặc nùng khí trời càng phát ra nóng bước lên. Bất quá tại Trầm Mặc Nùng trong nhà cũng rất mát lạnh, đây là Trầm Mặc Nùng thi triển pháp thuật. Mở điều hòa đối tiểu bảo bảo luôn luôn không tốt lắm. Buổi trưa đợi, La Quân đến Man City tiểu khu. Mặt trời chính mạnh, La Quân đi thẳng đến Trầm Mặc Nùng trước cửa, hắn có chìa khóa, xuất ra trực tiếp mở cửa. Sau khi vào cửa, liền nhìn thấy hai cái bảo mẫu đang xem truyền hình. Hai tên bảo mẫu nhìn thấy La Quân, lập tức đứng dậy. La quân mỉm cười. Cái kia bảo mẫu lưu mụ nhỏ giọng nói ra, là tiên sinh, trầm tiểu thư cùng bánh bao nhỏ ngay tại ngủ trưa. Là quân nói ra, ừm, um, cái kia làm cho các nàng trước tiên ngủ đi. Hắn đổi dép lê, sau đó cũng đến trước sofa ngồi xuống. Lưu mụ cho La quân pha trà. Một tên khác bảo mẫu triệu mẹ thì nói ra, là tiên sinh, ngài ăn cơm xong sao. La quân nói ra, ăn rồi, ngài không cần phải để ý đến ta hắn sau đó còn nói, Lưu Mụ, triệu mẹ, các người ngồi. Vừa vặn chúng ta cũng có thể tâm sự. Lưu Mụ đem một chén trà đậm phóng tới La Quân trước mặt bàn trà, sau đó ngồi tại La Quân đối diện. Lưu Mụ cùng triệu mẹ cũng không có quá câu thúc, bảo mẫu là công tác, lại không phải loại kia phong kiến thời đại hạ nhân. Cho nên nên có địa vị là muốn có. La Quân nâng chung trà lên uống một ngụm trà, hắn nói tiếp, mặc nùng người nhà bên kia, có hay không tới nhìn qua nàng. Lưu Mụ cùng triệu mẹ nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó Lưu Mụ nói ra chưa từng tới. La Quân nghe vậy hơi hơi nhíu mày, hắn nói tiếp một người đều chưa từng tới sao? Lưu Mụ nói ra không có. Triệu mẹ thì nói ra chúng ta biết trầm tiểu thư thân phận rất tôn quý, tựa hồ nàng sinh con chuyện này, đồng thời không có đạt được người trong nhà tán thành. Nàng đón đến, nói ra là tiên sinh, trầm tiểu thư là cô nương tốt a. À. Nàng một người mang hài tử cho tới bây giờ chưa nói qua ngài một câu nói xấu chúng ta có lúc đều sẽ bất bình trầm tiểu thư đều nói ngài có rất chuyện trọng yếu phải bận rộn lưu mụ nói ra nhưng là la tiên sinh ngài bận rộn nữa thê tử hài tử mới là vị thứ nhất a à. không phải vậy lời nói ngài kiếm lời nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì đâu nàng tiếp lấy còn nói thêm lời này a à, chúng ta vốn không nên nói dù sao chúng ta là tại vì ngài cùng trầm tiểu thư làm thuê nhưng trầm tiểu thư thật sự là người tốt, chúng ta cũng hy vọng nàng có thể hạnh phúc, vui vẻ. Càng hy vọng bánh bao nhỏ tương lai có thể có cái đường đường chính chính thân phận. Là quân như có điều suy nghĩ. Lưu mụ, triệu mẹ, cảm ơn các người đối mặt nùng cùng bánh bao nhỏ quan tâm cùng bảo vệ. Là quân hít sâu một hơi, nói ra, hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, nói tiếp, ta sẽ xử lý tốt những chuyện này hắn hiển nhiên cũng không có cách nào cùng lưu mụ cùng triệu mẹ tới nói những cái kia phức tạp đồ vật đang khi nói chuyện trầm mặc nùng theo trong phòng đi ra lưu mụ triệu mẹ những lời này về sau đều không nên nói nữa trầm mặc nùng nhàn nhạt lạnh lùng lưu mụ cùng triệu mẹ nghe vậy bỗng cảm giác xấu hổ trầm mặc nùng sau đó lại đối la quân nở nụ cười xinh đẹp nói ra ta từ khi sinh bánh bao nhỏ về sau có chút thích ngủ ngươi tới đây sau một hồi ta mới phát giác. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta cũng mới vừa tới. Lưu mụ, triệu mẹ, các ngươi ra đi vòng vòng đi. Trầm mặc nùng sau đó phân phó các nàng. Lưu mụ cùng triệu mẹ gật đầu nói tốt, hai cái này bảo mẫu là rất có tố chất, mới vừa rồi là muốn thay trầm mặc nùng kêu không xuống được bình, cũng để cho La Quân biết một nữ nhân mang hài tử gian khổ. Nhưng các nàng cũng sẽ không bởi vì trầm mặc nùng như thế hai câu nói lòng sinh oán niệm tăng trầm mặc nùng để quốc an người tìm bảo mẫu, tự nhiên là cao tố chất. Cái này điểm tâm ngực như đều không có, không có khả năng bị đi tìm tới. Mà lại, trầm mặc nùng cho các nàng tiền lương là giá thị trường gấp 10 lần. Lưu mụ cùng triệu mẹ sau khi ra ngoài, trầm mặc nùng đi vào la quân ngồi xuống bên người. La quân nắm chặt trầm mặc nùng tay, hắn lần nữa cảm thấy áy náy. Ngươi không cần nghe các nàng nói mò, trầm mặc nùng ngược lại trước khi nói ra, các nàng bất quá là chút không có kiến thức bác gái, không biết hiểu người ta tinh thần tầng thứ cùng thế giới. La Quân nói ra, yên tâm đi, ta biết, nhưng là các nàng kể một ít lời nói, cũng là có đạo lý. Nếu như ngươi gia tộc vẫn luôn không đồng ý ngươi, hoặc nói về sau có người đối nhi tử ta chỉ trỏ, như vậy. La Quân không có tiếp tục nói hết, nhưng là hiển nhiên, hắn là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ có người đối hắn nhi tử chỉ trỏ. Ta sinh ra tới là con riêng, La Quân tiếp tục nói, ta minh bạch loại kia cảm thụ. Ta hy vọng, nhị tử là lấy ta cái này lão tử tự hào mà không phải lấy làm hổ thẹn. Trầm mặc nùng thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, người muốn làm sao làm. La Quân nói ra, vốn là dự định hai ngày này đi một chuyến hà bắc nhà. Nhưng là hiện tại, ta muốn gặp mặt ngươi gia tộc bên này người. Hắn nói xong lại nói, lần ta không phải nói phục ra ra ngươi sao. Trầm mặc nùng nói ra, Gia gia chỉ là không phản đối. Nhưng cha mẹ ta ý kiến rất lớn, còn có bên ngoài người cũng sẽ không lý giải, xem như chế diễu. Khiến người trong nhà cảm thấy rất mất mặt. Là quân nhíu mày, người trước nói người bây giờ tu vi tăng trưởng, trong nhà quyền nói chuyện biến lớn, hiện tại xem ra. Trầm mặc nùng cúi đầu, nói ra, ta lừa ngươi. Là quân nói ra, tối nay ngươi ước một chút, ta muốn gặp ra ra ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Trầm mặc nùng bị kinh ngạc. La Quân nói ra: "Yên tâm đi, gia gia ngươi là niệm từ thái gia gia, ta làm sao lại làm loạn?" Trầm Mặc Nùng cũng biết La Quân nói cho cùng đều là trách tâm nhân hậu người. "Tốt, ta ước gia gia của ta." Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra: "Như vậy đi, ngươi gọi điện thoại, ta tới nói. Ta hy vọng là gia yến, không phải chỉ gặp gia gia ngươi một người. Các ngươi gia tộc người không phải đều muốn nhìn một chút, ngươi Trầm Mặc Nùng tuyển nam nhân là dạng gì sao?" ta để bọn hắn nhìn một chút. Trầm mặc nùng đáy lòng ngọt ngọt. Nàng lại có chút lo lắng, nói ra, sẽ có hay không có chút quá rêu rao. Vạn nhất Linh Nhi. La Quân nói ra, Linh Nhi không phải không biết, không sao cả. Trầm mặc nùng sau đó lấy điện thoại di động ra, cho ra ra Trầm Quân đánh tới. Điện thoại rất nhanh thông. Trầm mặc nùng nói ra, ra ra. Trầm Quân bên kia mỉm cười, nói ra, mặc nùng nghĩ như thế nào cho ra ra gọi điện thoại trầm mặc nùng nói ra ừm um, là la quân tìm ngài la quân trầm quân có vẻ hơi kinh ngạc trầm mặc nùng liền đưa điện thoại di động cho la quân ra ra tốt la quân tiếp quá điện thoại di động về sau bài trước khi nói ra hắn tiếp lấy đến ban công chỗ nói chuyện trầm quân trầm giọng nói ra người tìm ta la quân nói ra ta không nghĩ tới chính là mặc nùng sinh con người chắt trai ở chỗ này ngài đều có thể làm đến không nhìn một chút. Ta coi là, ra ra không phải là thường nhân, làm minh bạch ta cùng mặc nùng ở giữa, cũng không phải thường nhân ở chung hình thức. Trầm quân thanh âm lạnh xuống, nói ra, ngươi là để giáo huấn ta sao? Là quân hít sâu một hơi, nói ra, ngài là trưởng giả, ta nên tôn kính. Giáo huấn hai chữ, quả quyết không dám, ta coi là, ta cùng ra ra ngài ở giữa đã có ăn ý, hiện tại xem ra, là ta tự mình đa tình. Trầm quân nao nao. Trong lòng của hắn có thể cảm giác được la quân bất phàm. Trầm quân thân ở cao vị, thân thể uy nghiêm khí thế cực chi nồng. Tính toán là con của hắn nhóm ở trước mặt hắn, cũng là không dám thở mạnh. Mà cái này la quân, không chút nào không nhận những thứ này ảnh hưởng. Trầm quân trầm giọng nói ra, la quân, người không tại trong thế tục. Nhưng chúng ta tại, người có thể không quan tâm đồ vật, mặc nùng cũng có thể không quan tâm. Nhưng trầm ra quan tâm, ta sở dĩ một ngực không nhìn tới mặc nùng, là có chính ta cân nhắc. Chuyện này, trọng yếu nhất là ngươi, ngươi nhất định phải xuất ra một cái thái độ tới. Ngươi nhất định phải thuyết phục trầm ra tất cả mọi người, không phải vậy lời nói, ta không có khả năng đến cổ vũ cái này bầu không khí. Mặc nùng phụ mẫu vẫn luôn không thể tiếp nhận chuyện này. Chẳng lẽ bởi vì ngươi bản sự cao, cho nên bọn họ phải tiếp nhận nữ nhi vô danh không có phân theo ngươi sao? La quân nói ra, danh Phật. Trầm quân nói ra, lúc trước người cùng tư đồ ra cô nương đại hôn, việc này cũng không bí ẩn. Người bây giờ còn có thể như thế nào? Tuyên bố cùng tư đồ Linh Nhi ly li hôn, tái giá mặc nùng. Là quân trầm giọng nói ra, phàm tục sửa tình, lại là khiến người ta quả thực tâm phiền. Cũng được, việc này ta sẽ cho ngài, cho trầm ra một cái hài lòng bàn giao. Tối nay, phiền phức ngài triệu tập một chút gia tộc mọi người, đến lúc đó ta sẽ dẫn mặc nùng còn có nhi tử ta tới tham gia trầm quân trầm giọng nói ra, người muốn làm cái gì? La quân nói ra, "Già yến nha, tự nhiên là ăn cơm uống rượu, còn có thể làm cái gì? Trầm quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, tốt. La quân nói ra, 7 giờ tối, chúng ta người một nhà hội đến đúng giờ. Trầm quân nói ra, tốt. Sau đó, La quân tắt điện thoại. Trầm mặc nùng một mực tại phòng khách ghế sofa đợi, nàng cũng không có nghe lén La quân lời nói. La Quân quay người tiến phòng khách. Hắn nhìn xem phòng, nói ra, phòng này còn là tiểu nhất điểm. Trầm mặc nùng mỉm cười, nói ra, không thích lớn như vậy, quá trống trải. Dạng này rất tốt. La Quân nói ra, như vậy đi, ta minh nhi cái mua cho ngươi một dãy biệt thự. Ngươi muốn là hiểu rõ tính lời nói, tùy thời đều có thể tới ở. Trầm mặc nùng nói ra, không dùng, ta cũng không nghĩ rằng chúng ta nhi tử từ nhỏ có quá lớn cảm giác yêu việt hắn dạng này bình bình phàm phàm rất tốt la quân nói ra người khác nhìn con trai mình có thể thành long thành phượng ngươi lại chỉ hy vọng hắn bình bình phàm phàm trầm mặc nùng cười một tiếng nói ra hy vọng nhi tử thành long thành phượng là bởi vì cha mẹ bình thường ta chỉ hy vọng nhi tử có thể rất nhanh nhạc bình bình thường cả đời ta đối với hắn yêu cầu duy nhất chỉ có hai chữ thiện lương la quân cười ha ha một tiếng trầm mặc nùng nhận biết cùng la quân nhận biết là một dạng cũng có thể nói, hai người giá trị quan là giống nhau. Đây là một gia đình hài hòa nhân tố chủ yếu. Bất quá, trầm mặc nùng sau đó có chút lo lắng, nói ra, người còn nhớ rõ trước đó sự tình sao. Ừm, La Quân nói ra. Trầm mặc nùng nói ra, nhị tử tại trong bụng ta lúc liền có thể hướng ta cảnh báo. Hắn cũng là trời sinh linh thể. La Quân nói ra, ta gặp qua linh thể đều là nữ tử, mà hắn. Ta minh bạch người ý tứ, chúng ta nghĩ hắn bình thường chỉ sợ hắn đã định trước không biết bình thường a à. trầm mặc nùng nói ra chuyện này thuận tự nhiên đi la quân nói ra ừm hắn sau đó còn nói thêm đúng ta đã hẹn xong tối nay chúng ta mang nhi tử phó gia yến trầm mặc nùng nao nao nàng thật không có cỡ nào hoảng hốt nàng dù sao cũng là tu vi đến nước này người điểm ấy bình tĩnh vẫn là có đến lúc đó người muốn làm sao xử lý trầm mặc nùng hỏi la quân nói ra người đều yên tâm đi ta hội thích đáng xử trí bọn họ không là địch nhân điểm này ta minh bạch có thể ta càng phải để bọn hắn minh bạch là chúng ta không là phàm nhân phàm nhân trầm mặc nùng nói ra la quân nói ra phàm tục chi nhân ánh mắt phàm tục ta muốn để bọn họ biết đời này có người cùng bọn hắn không giống nhau trầm mặc nùng nói ra tốt ga việc này ta không quan tâm La Quân mỉm cười, hắn nói tiếp, ta nhìn ngươi gần nhất tu vi giống như không có gì tiến bộ. Trầm Mặc Nùng nói ra, có hài tử về sau, nơi đó còn có nhàn dỗi quản tu vi. Không lui lại đã là tốt. La Quân nói ra, ừm, ta chỗ này có không ít thuần dương đan. Rất thích hợp pháp lực tu luyện, ta cho ngươi một chút. Ngươi cho ta đan dược đã đủ nhiều, Trầm Mặc Nùng nói ra. Đan dược đối với chúng ta mà nói, mỗi một cái giai đoạn đều là đại lượng cần lại nhiều cũng chê ít, người thu đi. La quân không cho trầm mặc nùng cự tuyệt, còn nói thêm, ừm, ta chỗ này còn có một cái bảo bối muốn tặng cho ngươi. Hắn tiếp lấy đem cái kia lưu ly bình ngọc lấy ra. Cái này, trầm mặc nùng quái nhìn về phía lưu ly bình ngọc. La quân nói ra, bảo bối này uy lực phi phàm, bất quá người pháp lực còn chưa đủ thôi động. Tối thiểu muốn chờ ngươi đến cửu trọng thiên về sau mới có thể sử dụng ra 10% uy lực. Mà lại, còn phải phối hợp thuần dương đan mới được. tuy nhiên phiền phức điểm nhưng uy lực không thể tưởng tượng. là quân nói ra, nếu là như thế bảo bối, cái kia càng cần phải lưu trong tay ngươi. trầm mặc nùng nói ra, ta tại kinh thành có tổ long chi khí bảo hộ, không có nguy hiểm gì. là quân nói ra, ha ha, cùng ngươi hãy thành thật nói đi. bảo bối này đối với ngươi mà nói tính được quý giá, nhưng cùng ta tới nói, vẫn là phẩm cấp kém một chút ta lười nhắc cùng nó hao tâm tổn trí máu. Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tốt, ta hiện tại cùng ngươi khoảng cách là càng lúc càng lớn. Trầm Mặc Nùng vừa cười vừa nói. La Quân mỉm cười, tiếp mà còn nói thêm, ừm, bảo bối này cho ngươi, ta cho ngươi cái kia thâu thiên chảo còn tại ngươi nơi này đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, còn tại a, à, làm sao? Là Quân nói ra. Cái kia Thâu Thiên Trảo chính là Tam thập Tam Thiên Chí Bảo một dạng, ta nhiệm vụ lần này có thời gian một năm, chính là muốn vì tinh chủ tìm đủ Tam thập Tam Thiên Chí Bảo. A, à, Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này không dễ tìm cho lắm a. À. La Quân nói ra, tinh chủ tay có 18 kiện, tại ta nhị đệ nơi đó còn có 3 kiện, người nơi này một kiện, tay ta vốn có 3 kiện. Cho nên, thật đang muốn chỉ có 8 cái, nên vấn đề không lớn trầm mặc nùng đem cái kia thâu thiên trảo theo phòng bị tu di lấy ra nói ra người trước thu la quân cũng không khách khí đem tiếp nhận trầm mặc nùng nói ra ta vẫn còn có chút lo lắng la quân nói ra ta biết ngươi tâm tình có thể nói ta mỗi lần nhận nhiệm vụ đều nhiệm vụ lần này muốn khó cơ hồ mỗi lần đều là cử tử nhất sinh nhưng sau cùng ta vẫn là sông tới ta không thể nói ta muốn điệu án hận tinh chủ bởi vì tinh chủ có tinh chủ đại phương hướng, mà lại, chỉ có dạng này, ta tiến bộ mới sẽ như thế thần tốc. Ta dù cho muốn nhàn hạ, nhưng đối thủ của ta nhóm lại sẽ không. Cái kia Lan Đình Ngọc, Trần Diệp Hàn, còn có Trần Thiên Nhai, bọn họ tiến bộ càng khủng bố hơn. Coi như bọn họ buông tha ta, này thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, rất nhiều thứ ta đều đã thành thói quen. Trầm mặc nùng nói ra, ta chỉ sợ, người sẽ có vận khí sử dụng hết ngày đó. La Quân nói ra, vấn đề này ta nghĩ tới, cho nên ta hy vọng ngươi cũng có thể tiến bộ càng mau một chút. Thực đi, cũng nghĩ thoáng, rất nhiều sinh linh sinh mệnh có hạn, nhận biết có hạn. Ta cả đời này, cũng coi như đến đặc sắc, thuận tự nhiên, nỗ lực qua tốt mỗi một ngày, đây là ta duy nhất có thể làm. Trầm mặc nùng ân một tiếng. Cũng ngay vào lúc này, trong phòng ngủ truyền đến tiểu niệm từ khóc nghỉ non thanh âm. Trầm mặc nùng lập tức siêu một tiếng đứng lên, nói ra, nhi tử tỉnh tiểu niệm từ mập mạp rất là đáng yêu là quân hiện tại ôm tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa cũng không phản kháng ngược lại sẽ lộ ra rất là thân mật khiến la quân rất vui vẻ trầm mặc nùng lại có đề nghị nói ra hôm nay còn có thời gian chúng ta đi đập điểm ảnh chụp đi thân tử chiếu một nhà ba người loại kia là quân đương nhiên không có ý kiến nói ra tốt sau đó cả một buổi chiều là quân đều đang bồi lấy nhi tử chụp ảnh hắn bồi nhi tử thời điểm Khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới nữ nhi hứa một lời. Đáng tiếc, quan sơn cách trở, cho dù lấy hắn thần thông pháp lực, cũng là khó có thể đến cái kia thần khó lường bình hành thế giới A. Là quân nhìn đến nhi tử lúc, cũng sẽ nghĩ tới chính mình thân thế. Hắn ban đầu là nghĩ đến, mình vô luận như thế nào cũng sẽ không đi đi trần thiên nhai đường xưa. Nếu như mình có nhi tử, nhất định sẽ liều mạng đối với hắn tốt. Để hắn lấy chính mình cái này lão tử làm ngạo. La Quân cuối cùng sẽ như có điều suy nghĩ, đó cũng không phải hắn đa sầu đa cảm, mà chính là hắn vị trí thân phận, hoàn cảnh thật là tràn ngập nguy cơ. Trầm Mặc nùng kéo lại La Quân cánh tay, nhẹ nói nói, La Quân, người yên tâm đi, ta hội chiếu cố thật tốt Nhi Tử, mặc kệ tương lai như thế nào, người cũng sẽ là Nhi Tử kiêu ngạo. Ta hội nói cho Nhi Tử, cha của hắn là lớn cỡ nào anh hùng, cỡ nào yêu hắn. La Quân nhẹ nói nói, cảm ơn. Hắn ngừng một lát lại mỉm cười nói ra ta còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn khi thấy ngươi tình cảnh khi đó ngươi khí chất chắc nhóm thâm bất khả chắc ta gặp được ngươi đều có loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác trầm mặc nùng nở nụ cười xinh đẹp nói ra đúng vậy a à, thời gian qua thật nhanh chỉ chớp mắt đều có 3 bốn năm đi hiện tại ta lại là muốn đối ngươi cao sơn ngưỡng chỉ la quân nói ra người biến rất nhiều ta trước kia còn có chút bận tâm ngươi làm không tốt mẫu thân. Bởi vì ngươi là người nào nha, quốc an sáu sử sử trường, thủ đoạn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, nữ cường nhân. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi làm lên mẫu thân đến, cũng sẽ làm tốt như vậy. Nữ nhân một khi có hài tử, là hội biến, trầm mặc nùng cười một tiếng, nói ra, nàng sau khi nói xong, kìm lòng không được hôn một cái hoài tiểu niệm từ. Đêm đến đợi, trầm mặc nùng để quốc an an bài một chiếc xe là một cỗ điệu thấp đại chúng nhanh đằng. Từ quốc an an bài tài xế lái xe. Là quân ôm hài tử, trầm mặc nùng cùng ở bên cạnh, sau đó cùng một chỗ xe. Trầm mặc nùng lấy màu đen liên y váy dài, trắng như tuyết chỗ cổ mang bảo thạch màu lam dây chuyền, tóc cuốn lại. Cả người ung dung hoa quý, quang mang bắn ra bốn phía. Là quân cổ tay mang giá chỉ một triệu Rolex danh quý đồng hồ, người mặc nước anh thủ công chế tác áo sơ mi trắng, Chân một đôi giày da cũng là giá trị chừng 100 ngàn. Phật dựa vào kim trang, người dựa vào y phục, điểm này hai người vẫn là hiểu. Đến mức xe, Trầm Mặc Nùng không nghĩ làm quá xa xỉ, dù sao hôm nay chủ đề là ở bên trong gia yến. Xe một đường chạy ra ngoài. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng có chút vội vàng, dù sao chụp ảnh, sau đó lại ăn mặc cách ăn mặc cũng phải cần thời gian. La Quân y phục đều là Trầm Mặc Nùng sớm cho La Quân định tốt là quân vốn là cũng có thật nhiều rất không tệ y phục nhưng đều không có trầm mặc nùng chuẩn bị muốn được thể phù hợp mà lúc này đi ra ngoài thì hơi chậm một chút trầm mặc nùng cũng cân nhắc đến có thể sẽ kẹt xe chuyện này có thể cũng không thể lấy thịnh trang mang hài tử sau đó đi tàu địa ngầm đi đương nhiên là quân đại khái có thể thi triển đại na di thuật hoặc bay thẳng đi qua nhưng thân ở cái này phồn hoa đô thị chi vẫn là muốn tuân thủ quy tắc. La Quân cũng muốn thể nghiệm phía dưới không cách dùng thuật, như phàm nhân một dạng loại cảm giác này. Xe bình ổn mở ra, tới 6 giờ rưỡi lúc, xe còn bị ngăn ở cầu vượt không thể động đậy. Trầm mặc nùng có chút lo lắng, nói ra, xem ra là bị muộn rồi. Tiểu niệm từ khách khách cười một tiếng, lại là không ngừng tại trong xe khắp nơi tìm tòi. La Quân đùa lấy tiểu ra hỏa, hắn ngược lại là không quá để ý, nói ra, nhà các ngươi địa chỉ, ta là không rõ ràng lắm bất quá, người có thể cho ta cái đại khái phương vị. Trầm mặc nùng cười khổ, nói ra, siêu phàm ba ba muốn làm siêu phàm sao? La quân nói ra, ta là không muốn làm như vậy, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt, tổng không thể tới trễ nha. Trầm mặc nùng nói ra, tốt ha, à? nàng liền nói một cái phương vị. La quân ngay sau đó một chỉ điểm ra, đại na di thuật cấp tốc hình thành. Ta dựa vào, cái kia đằng sau xe cộ bên trong mấy người trẻ tuổi lập tức nhìn đến một màn kinh người đó là phía trước đột nhiên long quyển phong la cái kia cỗ quái long quyển phong đem phía trước vw xe bao trùm lại yêu phong a nhanh cầm điện thoại vỗ xuống sự kiện linh dị a cả đám cấp tốc móc điện thoại di động oanh một tiếng bốn phía mặt đất bỗng nhiên chấn động sau đó phía trước xuất hiện một chiếc xe lớn nhỏ chỗ trống hư không tiêu thất chơi ạ à không có vỗ xuống đến A. À. Mẹ, sớm biết, lắp đặt cái chạy máy ghi âm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta là gặp quỷ sao? Nghị luận ẩm ý. Cái kia cho la quân cùng trầm mặc nùng lái xe tài xế gọi là tiểu lưu. Tiểu lưu là quốc an bên trong chuyên nghiệp tài xế, còn là có không tệ công phu. Cũng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật cùng giữ bí mật quy tắc, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhưng là giờ này khắc này, tiểu lưu cũng là một mặt mộng hòa rung động. Hắn ngốc ở nơi đó. Bởi vì hắn rõ ràng mới vừa rồi còn tại cầu vượt kẹt xe, lúc này lại đột nhiên xuất hiện tại Nguyên Khánh Đường, phía trước còn một mảnh trống trải. Chiếc này thì ở giữa, cách nhau 10 dặm đường trình A. Tiểu lưu xoa xoa con mắt, hắn quay đầu ngây ngốc nhìn về phía trầm mặc nùng cùng la quân. Trầm chỗ, ta là đang nằm mơ sao, tiểu lưu nói ra. Trầm mặc nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, lo lái xe đi, cái gì cũng không cần đối ngoại nói lung tung. Há, tốt tốt tốt, tiểu lưu lập tức minh bạch một ít gì đó. Dù sao, tại quốc an người, vẫn là biết một ít chuyện. Trầm gia gia yến, luôn luôn đều là bầy ở thanh tuyển trong trang viên. Thanh tuyển trong trang viên có độc lập biệt thự nhóm, nơi này chỗ ở người không phú thì quý. Tiến vào thanh tuyển trang viên thời điểm, là quân nhìn thấy phía trước có một cái bể phun nước, bể phun nước bên trong bọt nước chính cao, bên trong cột đèn tản mát ra yêu kiều quang mang, trông rất đẹp mắt. Mà ánh mắt tùy ý quét bắn xuyên qua, liền nhìn thấy chỗ đậu xe ngừng thuần một sắc xe sang trọng. Hoa sơ đều xem như kém cỏi nhất. Cho nên là quân cùng trầm mặc nùng ngồi chiếc xe này cùng cái này thanh tuyển trang viên lộ ra không hợp nhau. Trầm ra biệt thự làm độc lập đình viện, là quân cùng trầm mặc nùng sau khi xuống xe, liền đi vào đình viện. Tiểu lưu trực tiếp lái xe đi. Cái kia trong đình viện, trầm ra thế hệ trẻ tuổi mấy cái huynh đệ tỉ muội chính đang tán gẫu Đám người này, ăn mặc lộng lẫy, ăn nói bất phàm. Bọn họ vốn là vừa nói vừa cười, nhưng khi La Quân cùng trầm mặc nùng xuất hiện thời điểm, bọn họ lập tức đình chỉ nói chuyện phiếm, mà chính là đem ánh mắt phóng tới La Quân cùng trầm mặc nùng thân thể. Thậm chí cái này, có thật nhiều chiêu tức cùng không có hảo ý ánh mắt. La Quân là bực nào mẫn cảm người, cho nên vừa tiến đến, hắn đem mọi người tâm tình đều bắt được trầm mặc nùng cũng cùng la quân tán gẫu qua vấn đề này nàng lén lút là nói như vậy hiện tại ta cha mẹ cảm thấy không ngẩng đầu được lên trước kia ta tại gia tộc bọn ta là thiên tri kiêu nữ ta quang mang để thế hệ trẻ tuổi huynh đệ tỉ muội ở trước mặt ta toàn bộ đều muốn ảm đạm phai mờ mà bây giờ ta chưa kết hôn mà có con sinh con bọn họ liền đều cảm thấy ta chán nản sau đó lớn nhiều đều là muốn nhìn ta trò vui bất quá ta tiểu đường đệ trầm vân còn có nhỏ nhất đường muội trầm tuyết đối với ta vẫn luôn cũng khá. Các nàng vẫn là đến xem qua ta rất nhiều lần, cũng cho bánh bao nhỏ mua không ít thứ. Một chút, ta đều ghi lấy đây. Là Quân nói ra, ừm, ta tâm lý nắm chắc. Nha, ta mặc nùng biểu tỷ tới. Một cái trầm gia phi thường trẻ tuổi tiểu thanh niên hí ngược nói nói. Hắn gọi là trầm hồng, trầm hồng cười tiếp tục nói, mặc nùng tỉ, vừa mới ta giống như trông thấy ngươi là ngồi một gỗ VW xe tiến đến. Ai nha, nói sớm đi, ta lái xe đi tiếp các ngươi. Mặc nùng tỉ, người thế nhưng là chúng ta trầm ra kiêu ngạo a, à, loại kia mua thức ăn xe tại sao là ngươi loại thân phận này người ngồi. La quân nghe vậy, khẽ nhíu mày. Quả nhiên, chỉ cần có chỗ sơ suất, sẽ có người công kích. Hắn không có lập tức lên tiếng. Trầm mặc nùng thì là cười nhạt một tiếng, nói ra, số một thủ trưởng đều ngồi qua Santana, hồng biểu đệ, thân phận của ngươi đến cùng là có bao nhiêu tôn quý, mới sẽ cảm thấy ngồi mua thức ăn xe là sỉ nhục. Trầm hồng nao nao, hắn lập tức chuyển biến đầu mâu, nhìn về phía La Quân, nói ra, mặc nùng tỷ, vị này là ta đường tỷ phu A. Ai nha, rốt khục hiện thân, cô dưỡng hôm nay nhất định là thật cao hứng A. Trầm mặc nùng nhíu mày. La Quân tâm nổi nóng, tên oát con này vừa thấy mặt châm chọc khiêu khích. Dựa theo La Quân bạo tính khí, cái kia trực tiếp hai cái tát phung đi qua. Nhưng là hôm nay lại là không được. Bạo lực là đối phó ngoại nhân, mà trầm ra bất kể nói thế nào, đều là trầm mặc nùng người nhà. Tỷ, ngay vào lúc này, một người 15-16 tuổi tiểu cô nương bước nhanh chạy tới. Tiểu cô nương này tinh linh đáng yêu, thanh thuần lộ ra đơn thuần. Nàng mặc lấy trắng như tuyết quần áo thể thao, mái tóc qua tai. Nàng hoan hỉ trước, một cái kéo lại trầm mặc nùng cánh tay. Trầm mặc nùng mỉm cười, nói ra, Tiểu Tuyết. Đây cũng là trầm Tuyết. Trầm Tuyết lập tức lại nói với La Quân, La Quân ca ca tốt. La Quân cười một tiếng, nói ra, tiểu tuyết tốt. Bánh bao nhỏ, Trầm Tuyết lại vui vẻ đến ôm La Quân hoài nhi tử. Tiểu niệm từ lại là không kháng cự Trầm Tuyết, hoan hỉ đi qua. Lúc này, cái kia tiểu đường đệ Trầm Vân cũng tới chào hỏi. Đồng thời, Trầm ra con em trẻ tuổi cầm đầu Thẩm Ngọc Đường, Trầm Phượng cũng đi tới. Thẩm Ngọc Đường cùng Trầm Phượng vẫn luôn rất xuất sắc. Thẩm Ngọc Đường vẫn là nội gia cao thủ, tu vi đến kim đan đỉnh phong. Hắn vốn là thiên tri kiêu tử, chỉ là đáng tiếc, danh tiếng vẫn luôn bị trầm mặc nùng đem đẻ ép. Mà Trầm Phượng thì là tài chính cao thủ, chủ quản Trầm ra rất nhiều sinh ý. Trầm Phượng cùng Thẩm Ngọc Đường là hai huynh muội. Trầm Phượng bây giờ 27 tuổi, dung mạo rất mỹ lệ rung động lòng người, bất quá đồng thời cũng là ngạo khí 10 phần. Trầm Phượng cùng Thẩm Ngọc Đường đều đã kết hôn, bất quá còn đều không có hài tử bọn họ một nửa khác cũng tại trong nhà này thẩm ngọc đường đi tới lãnh lãnh đạm đạm nhìn một chút trầm mặc nùng liền nói ra mặc nùng hôm nay là gia yến người mang ngoại nhân tới làm cái gì trầm mặc nùng lạnh lùng nói ra nơi này không có người ngoài thật sao trầm phượng ở trên cao nhìn xuống nàng cười lạnh một tiếng nói ra bên cạnh ngươi vị tiên sinh này giống như không phải nhà chúng ta người a trầm mặc nùng không khỏi nghẹn lời nàng vốn không phải không giữ được bình tĩnh người nhưng giờ phút này đối mặt là người nhà nàng lại là có chút phập phồng không yên trầm mặc nùng trầm giọng nói ra trầm phượng hắn là nam nhân ta là nhi tử ta phụ thân hôm nay chúng ta tới là ra ra mời chúng ta đến làm sao người có ý kiến ý kiến trầm phượng lại là cười một tiếng nói ra đương nhiên không có ý kiến nguyên lai like vị này là nam nhân của ngươi a à ai nha có vẻ giống như không có nhìn thấy các ngươi xử lý hôn lễ a à. ta còn nghe nói a à, người nam nhân này là có thê thất a à. ai nha ta mặc nùng đại tiểu thư ngươi nên không phải đang cho người làm tiểu tam a à. trầm phượng người muốn chết trầm mặc nùng mắt phát lạnh trầm phượng cười ha ha một tiếng nói ra mặc nùng làm sao ở bên ngoài uy phong đùa nghịch không đủ hiện tại đối người nhà cũng muốn đùa nghịch lên uy phong đến ngươi, trầm mặc nùng tức giận đến toàn thân phát run. La quân ở một bên một mực không nói một lời, hắn lúc này dắt trầm mặc nùng tay, nói ra, đi vào đi. Hắn từ đầu đến cuối, không có nhìn nhiều trầm phượng nhất mắt. Trầm mặc nùng hít sâu một hơi, gật gật đầu. Về sau, từ trầm tuyết ôm tiểu niệm tư, một đoàn người tiến trong biệt thự. Biệt thự trong đại sảnh ánh đèn sáng tỏ, tráng lệ. Người trầm ra cơ bản có thể tới đều tới. Trong đại sảnh, có thế hệ trước thúc bá, cũng có chính là hào hoa phong nhã trầm gia đệ nhị con cháu. Như trầm mặc nùng chính là đệ tử đời thứ ba. Cái này trầm gia đệ nhị con cháu chính là trầm gia kiên lực lược, lược, xưng là chảy để trụ, không có chút nào quá phận. Tựa như trầm mặc nùng phụ thân trầm kinh lược là quốc an tổng cục dài. Tuyệt đối quyền cao chức trọng. Trầm quân thì là trầm gia đại gia trưởng, hắn bây giờ tuy nhiên đã về hưu, nhưng hắn tại yến kinh cao tầng bên trong, địa vị vẫn còn rất cao nhiều ít đại nhân vật gặp trầm quân, đều muốn kêu một tiếng trầm lão. Trầm gia tại Yến Kinh, chính là là chân chính danh môn quý tộc. Dạng này danh môn quý tộc, chính là cực yêu quý vũ mau. Đừng nhìn trầm hồng, trầm phượng bọn họ vẫn là rất ưa thích cùng trầm mặc nùng xé bức. Nhưng là bọn họ ở bên ngoài, đây tuyệt đối là cực giảng lễ phép, chất nho nhã. Danh môn quý tộc, đến có tên môn quý tộc giảng. Trầm mặc nùng một nhà, trước kia tại trầm gia chi, thực sự quá loa mắt. Cha trầm kinh lược, tu vi cao thâm mà chắc, chính là hóa thần cảnh cao thủ. Mà lại là quốc an tổng cục dài. Mà trầm mặc nùng, chính là quốc an sáu sử sử trưởng, tuổi còn trẻ chính là ngồi ở vị trí cao. Mà lại cực thụ cao tầng coi trọng. Bọn họ quang mang đem trầm ra người khác ép tới quả thực là không thở nổi. Cho nên bây giờ, trầm mặc nùng phạm phải dạng này sai lầm lớn, toàn cả gia tộc đều nghĩ đến muốn nhìn trầm kinh lược bọn họ chuyện cười loại này sai lầm, cũng không phải thương cân động cốt, hư hao gia tộc căn cơ sự tình. Cho nên mọi người không có có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục cảm giác. Hôm nay người tới như thế đủ, rất lớn một phần là mọi người muốn muốn đến xem trầm kinh lược một nhà chuyện cười. Đây cũng là trầm kinh lược cùng thê tử ngô lệ như thế tức giận trầm mặc nùng nguyên nhân. Đại gia tộc kết hôn, coi trọng nhất là một cái môn đăng hộ đối. Cái gì cô bé lọ lem, tiểu tử nghèo chờ một chút, đó là đại gia tộc tuyệt đối cấm kỵ. Cũng chỉ có một ít kịch mới có thể biên soạn ra như thế đổ vật tới. Thí dụ như trầm ra con cháu ánh mắt, chỗ đó có thể đi xem những người bình thường kia. Giờ này khắc này, trong đại sảnh, mấy cái đời ông nội thúc bá đều đang bồi lấy trầm quân nói chuyện. Đệ nhị đám tử đệ cũng ở một bên tự thoại, đồng thời tổ hai bàn mặt trược. Còn có tại hạ lấy cờ vây, vân vân. Kinh lược, người con rể tới, đang đánh mặt trước tam bá phụ trầm mỉm cười, hướng bên cạnh biết cờ vây trầm kinh lược nói ra. Ngô lệ đang cùng trầm đánh mặt trược, nàng nghe vậy cũng nhìn về phía chính tiến đến la quân cùng trầm mặc nùng. Sắc mặt nàng lập tức âm trầm xuống. Trầm kinh lược cũng là khẽ nhíu mày. Ngô lệ thì nói ra, cái gì con rể, ta làm sao không biết ta có con rể. Người bất tranh cãi, trầm kinh lược ở một bên nghe ngô lệ lời nói, rất là nổi nóng. Trong đại sảnh bầu không khí nhất thời trở nên trở nên tế nhị đệ tử đời thứ ba cũng đều tiến đến. Trong đại sảnh người vốn là đều nhìn về trầm mặc nùng cùng La Quân. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại rất có ăn ý tiếp tục đánh chính mình mặt trược, trò chuyện chính mình thiên. Dù sao, tới là vãn bối, các trưởng bối cũng không thể còn đi nghinh đón đi. Trầm mặc nùng trước lôi kéo La Quân đi vào trầm kinh lược trước mặt. Cha, trầm mặc nùng hô một tiếng. Trầm kinh lược cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là thản nhiên nói, tới rồi trầm mặc nùng khí nhất thời không đánh một chỗ đến, nàng muốn nói cái gì lúc, là quân ngăn cản hắn. Bất quá là quân cũng không có nói nhiều, thậm chí không có cùng trầm kinh lược chào hỏi. Hắn quay người hướng trầm quân đi đến. Cùng trầm kinh lược cùng một chỗ đánh cờ lão tứ nhà con rể triệu quốc hoa không khỏi lắc đầu, nói ra, nhị ca, hàn môn tử đệ, tự ngạo lại tự ti. Quả nhiên vẫn là, ai, ngươi là cha vợ, bầy chút phổ, tình lý chi. Người con rể này lần thứ nhất gặp mặt, cũng cùng người sĩ diện hờn dỗi thật sự là tối thiểu lễ nghi cũng đều không hiểu gia giáo này vẫn là rất trọng yếu a ầm trầm kinh lược một bàn tay đập đi xuống đem cái kia quân cờ đập đến bay đầy trời trầm kinh lược là thật giận ngô lệ cũng là xanh mặt trầm ra phía dưới lớn nhiều đều là ôm xem kịch vui thái độ lặng yên thưởng thức đây hết thảy mà lúc này là quân cùng trầm mặc nùng đi vào trầm quân trước mặt rất nhiều thúc bá tại cùng trầm quân nói chuyện phiếm, cũng cố ý không để ý la quân cùng trầm mặc nùng. Không khí hiện trường, muốn nhiều xấu hổ, liền có bao nhiêu xấu hổ. Ngay vào lúc này, trầm quân ngẩng đầu, hắn nhìn về phía la quân, mỉm cười, nói ra, la quân, người tới rồi. La quân hơi hơi gật đầu, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tới. Bất quá xem ra, ta đến, cũng không quá được hoan nghênh. La quân nói chuyện, nhàn nhạt nhiên nhiên, cũng không có loại kia đối mặt trưởng giả khiêm cung. Thái độ này, nhất thời để rất nhiều thúc bá bất mãn. Người người này, thật đúng là không có gia giáo. Trầm Phượng ở một bên lập tức nói ra, gia gia của ta chủ động đánh với người bắt chuyện, người liền một cái tôn sưng đều không có. Ta sớm nói với Mạc nùng qua, tìm nam nhân muốn tìm môn đăng hộ đối. Như người loại này không có gia giáo người, quả thực là gia tộc chúng ta tai nạn. Trầm mặc nùng răng ngà thầm cắm, các ngươi cút ra ngoài cho ta. Tại lúc này, trầm kinh lược đứng người lên đến, giận không nhịn nổi nói ra. Hắn cảm thấy hôm nay thật sự là quá tệ, hắn bản nhất ngàn cái mười ngàn cái không nguyện ý tới. Nhưng là lão gia tử nghiêm lệnh hắn nhất định phải tới. Và lại, hắn cũng lưu giữ hy vọng xa vời, hy vọng có thể có cái chuyển cơ. Chỉ là hiện tại xem ra, trầm kinh lược cảm thấy mình quả thực là ngu ngốc. Cái này là quân biểu hiện, để hắn mất hết mặt mũi hắn tưởng tượng còn bết bát hơn gấp trăm lần. Đầu tiên là vấn đề gia giáo, Trầm Kinh Lược cảm thấy La Quân không có gia giáo, không có có lễ phép, không có bản lãnh, hơn nữa còn thái độ ngạo mạn. Một người trẻ tuổi, có bản lãnh đi nữa, đều muốn làm đến rất mực khiêm tốn, khiêm tốn cẩn thận. Đây mới là ông cụ non. Có thể cái này La Quân đâu. Cái thứ hai, không cho hắn cái này cha vợ mặt mũi. Thứ ba, lần thứ nhất môn, thế mà tay không môn, liền tối thiểu lễ tiết cũng đều không hiểu. Hắn nhìn lấy la quân thân thể danh quý y phục tức giận, không cần phải nói, những vật này đều là nữ nhi của mình cho hắn hóa trang. Trầm kinh lược không nghĩ ra, nữ nhi của mình như thế ưu tú, lần này vì sao lại làm ra như thế chuyện hồ đồ tới. Trầm kinh lược tức giận đến toàn thân phát run, hô hào muốn trầm mặc nùng cùng la quân lăn ra ngoài. Trầm mặc nùng nhất thời sắc mặt trắng bệch, nàng có lẽ cũng không nghĩ tới, hôm nay thương tổn nàng ẩn sâu nhất không sai là phụ thân. Phụ thân ngay cả mình cháu trai ruột cũng không nguyện ý nhìn nhiều, điểm này đã thương tổn thấu trầm mặc nùng tâm. Đi, cái này một cái chớp mắt, trầm mặc nùng nước mắt cũng nhịn không được nữa, nàng quyết định, vĩnh viễn không muốn lại tiến trầm ra. Nàng liền muốn đi đem nhi tử ôm trở về đến, sau đó mang theo la quân rời đi nơi này. La quân lại là mỉm cười, nói ra, chớ vội đi nha. Trầm mặc nùng ngốc ngẩn ngơ, nàng không hiểu nhìn về phía La Quân. La Quân lại là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào động khí. Có lẽ, là không có người nhìn ra hắn đang động khí. Trầm tuyết ở một bên cũng là lo lắng không thôi, nàng không muốn đường tỷ dạng này rời đi. La Quân vốn là nhìn về phía Trầm Kinh Lược, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ngài muốn chúng ta lăn. Không sai, Trầm Kinh Lược nói ra, oát con, người còn chưa cút. La Quân nói ra, ta cũng không tính lăn, cũng không có người làm cho ta lăn. Người cần phải may mắn, may mắn ngươi là mặc nùng phụ thân, là nhi tử ta ra ra. Không phải vậy lời nói, bằng cái này một cái lăn chữ, người khả năng đã không tại nhân thế. Nhất thời, toàn trường ồn ào. Nói gì vậy, đây là cỡ nào đại nghịch bất đạo lời nói a? À? Trầm kinh lược sắc mặt tái xanh, chỉ kém không có nhô lên một ngụm máu tới. Hắn mắt bốc lửa, nghiêm nghị nói, oát con, người thật cản rỡ càn dỡ đến ta trầm mỗ trong nhà người ta tới, hắn bỗng nhiên truyền trưởng muốn bổ về phía la quân kiểm môn khuôn mặt trầm kinh lược quyết định thật tốt giáo huấn la quân, hắn là hóa thần cảnh cao thủ tại thân thể tầng thứ đã là tuyệt đối cao thủ trầm kinh lược không phải là không có lòng dạ người, thế nhưng là sự tình lần này đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, hắn triệt để nổi giận hết thảy đều không lo được tất cả mọi người là xem kịch vui không thể không nói Hôm nay kịch thật sự là quá đẹp đẽ. Mà lại, lớn nhiều đều là cười trên nỗi đau của người khác. Mọi người gặp Trầm Kinh Lược xuất thủ, liền đều có thể tưởng tượng đến La Quân thảm trạng. Bởi vì bọn hắn đều quá rõ ràng nhị bá Trầm Kinh Lược lợi hại. Cái này không có giáo dưỡng nông dân, thật sự là quá không biết nói trời cao đất rộng. Có lẽ, hắn là cái tên du thủ du thực, nông thôn đánh nhau đấu hung ác rất lợi hại, không kiến thức, cho nên mới dám ở nhị bá trước mặt nói như vậy chỉ là lập tức, chúng người ngây ngốc. Bởi vì La Quân không có xuất thủ, chỉ là nhìn trầm kinh lược nước một chút. Sau đó, lấp kín băng tường xuất hiện tại La Quân trước mặt. Phanh một tiếng, trầm kinh lược một bàn tay đánh vào băng tường mặt. Đạo môn tài mọn, trầm kinh lược là kiến thức rộng rãi người, lập tức minh bạch điểm này. Hắn lạnh hừ một tiếng, nhất quyền bảo hướng băng tường. Oanh! Chỉ là, cái kia băng tường không nhúc nhích tí nào. Trầm Kinh Lược đây không phải đạo môn tài mọn mà chính là quảng đại thần thông. La Quân Từ Tốn nói, hắn sau đó còn nói thêm, bây giờ mặc nùng năng lực tại toàn bộ quốc an có một không hai thứ nhất. Ngươi là cao quý quốc an tổng cục lớn lên, không tin mình cũng được, thế mà cũng không tin mình nữ nhi ánh mắt. Thật sự là cha không biết nữ, thật đáng buồn thật đáng buồn. La Quân tại nhiều khi cũng không muốn thật cao tại, cũng không muốn giống những cái kia thành danh người tu đạo chân thị chúng sinh như con kiến hôi. Đây đại khái là bởi vì la quân đáy lòng là thiện lương, có lẽ là bởi vì hắn đắc đạo còn không tính quá lâu, cùng nhân gian gút mắc tình nguyện còn chưa lại. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ những cái kia như là run dế người để trả đạp hắn tôn nghiêm. La quân cả người khí chất ngay vào lúc này sinh ra biến hóa, hắn liếc nhìn mọi người tại đây, chậm rãi mà nói, nói ra, tại chỗ chư vị, đều là kinh thành quyền quý. Nhà quyền quý nha, thiên tri kiêu tử, từng cái chính là tự cho mình siêu phàm. Như cái kia đường phố người đi đường, kẻ làm thuê, tại trong mắt các ngươi, cũng bất quá là con kiến hôi. Một con kiến hôi, thế mà vào các ngươi cung biệt, các ngươi nhìn không ta, cũng là tự nhiên. Ngươi nói những lời nhảm nhí này làm cái gì, tứ thúc bá trầm cháy lạnh lùng quát lớn. Là quân nhìn về phía trầm cháy, hắn mỉm cười, nói ra, có lẽ đi, trong mắt ngươi, ta nói là nói nhảm có thể nếu không phải mặc nùng ở chỗ này, ngươi liền nghe ta nói nói nhảm tư cách đều không có. Các vị, tại trong mắt các ngươi, người bình thường là con kiến hôi. Trong mắt ta, các ngươi con kiến hôi cũng mạnh không bao nhiêu. Nói khoác mà không biết ngượng, trầm phượng cười lạnh một tiếng. Là quân nói ra, người nữ nhân này, tuy nhiên lớn lên mỹ lệ, nhưng sắc mặt quả thực khiến người ta chán ghét. Ta tuy nhiên không thích đánh nữ nhân, nhưng cũng phải để ngươi biết miệng nhiệt vô cùng đạo lý hắn sau khi nói xong, liền lạnh giọng nói ra, quỳ xuống, phả miệng. Cái này một cái chớp mắt, là quần thanh âm nhiếp hồn đoạt phách. Trầm phượng cả người ngẩn ngơ, sau cùng tựa như tượng gỗ đồng dạng quỳ đi xuống, đồng thời tay năm tay mười vả miệng lên. Trầm phượng phụ thân, còn có ca ca của nàng thẩm ngọc đường thấy thế giật này cả mình. Trầm phượng phụ thân trầm tuyền lập tức đến đây ngăn cản, đồng thời quát lên, người hỗn đản này, đối với con gái ta làm cái gì? Thẩm Ngọc Đường cũng lập tức đến vịn Trầm Phượng. La Quân nhạt quát nói, đứng lại. Lập tức, Trầm Tuyền cùng Thẩm Ngọc Đường liền ngẩn ngơ tại chỗ, không nhúc nhích. Bọn họ trong nháy mắt như bị thi triển định thân thuật một dạng. Mà Trầm Phượng còn tại và miệng, nàng Mỹ lệ khuôn mặt đã một mảnh xương tấy. Toàn trường nhất thời yên tĩnh. Chỉ còn lại có thanh thúy và miệng âm thanh. La Quân, Trầm mặc nùng cuối cùng không đành lòng, nói ra. Dừng lại đi, La Quân nói ra, Trầm Phượng lập tức tỉnh táo lại, nàng hoảng sợ nhìn về phía La Quân. La Quân liếc nhìn mọi người, sau cùng ánh mắt lại đến Trầm Kinh Lược thân thể, ngươi mặc dù là mặc nùng phụ thân, nhưng ngươi phải biết, nói cho cùng, ngươi vẫn là phàm phu tục tử. Mà ta, là thần. Trầm Kinh Lược nói ra, ngươi. La Quân không tiếp tục để ý Trầm Kinh Lược, hắn lãnh đạm nói ra, sau 10 ngày, ta hội cử hành một trận hôn lễ. Nếu như, cái này là các ngươi muốn, ta cho các ngươi hắn sau khi nói xong, liền kéo trầm mặc nùng tay, đồng thời một tay ôm qua nhi tử, nói ra, chúng ta đi. Trầm mặc nùng gật gật đầu. Một giây sau, là quân liền dẫn trầm mặc nùng biến mất ở đại sảnh chi. Cái kia bên trong đại sảnh, ngừng lại thì an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trầm quân mày nhăn lại, hắn một mực biết là quân có thần thông. Hắn chỉ là không nghĩ tới, hắn thần thông là khủng bố như thế. Mà lại, hắn cũng không nghĩ tới, người thanh niên này lần này đến, lại là như thế phong mang tất lộ. Trong lời nói, bế nghế thương sinh, để hắn đều cảm thấy có chút kìm lòng không được kính sợ lên. La Quân cùng trầm mặc nùng trở lại Man City tiểu khu nhà. Bảo mẫu lưu mụ cùng triệu mẹ tiếp nhận tiểu niệm tư. La Quân mang theo trầm mặc nùng thi triển đại na di thuật, rất nhanh tới một chỗ non xanh nước biếc địa phương. Thanh phong minh nguyệt, sơn lâm dày đặc. La Quân cùng trầm mặc nùng đứng tại núi. La Quân nói ra, mặc nùng, hôm nay ta đối với người người nhà đồng thời không khách khí, ta hy vọng người chớ có trách ta. Trầm mặc nùng trầm giọng nói ra, chỉ là như vậy, cuối cùng không phải giải quyết con đường. Nàng đón đến, nói ra, còn có, ngươi nói sau 10 ngày, cử hành hôn lễ là tình huống như thế nào. La Quân nói ra, sau 10 ngày, ta định đem Đinh Hàm, Tống Ninh, còn có người cùng đi xử lý cái hôn lễ. Đây là ta thiếu các ngươi, dứt khoát cùng một chỗ xử lý ta thần phục cái này thế tục quá lâu, hiện tại bắt đầu, ta muốn dựa theo ta yêu thích, phương thức đến hành sự. Người ta không phải là phàm nhân, tuy nhiên thân ở thế tục chi, nhưng muốn mọi việc đều bảo vệ cái này phàm nhân quy củ, thật sự là gọi người không được khoái hoạt. Đã như vậy, cái kia trực tiếp tới cái kinh hãi thế tục tốt. Cái này, trầm mặc nùng nói ra. Ngươi không nguyện ý, là quân nhìn về phía trầm mặc nùng. Là quân, ta minh bạch ngươi tâm tình, nhưng là, dạng này ta thật không quen, trầm mặc nùng nói ra. Là quân tâm lý đúng là nổi nóng, hắn cũng minh bạch sự tình mấu chốt vị trí. Đó là, hắn đã không phải là phàm nhân, có thể phàm nhân rất nhiều lễ tiết, nhân tình thế thái lại tại yêu cầu lấy hắn. Cho nên, hắn cảm thấy tình thế khó xử, nửa bước khó đi. Cũng để cho trong lòng của hắn vẫn luôn không quá nhanh sống. Hôm nay trầm ra sở tác sở vi, ngược lại để hắn làm quyết định. Chỉ là, trầm mặc nùng lại không quá đồng ý La Quân cái phương án này. La Quân không khỏi có chút nổi nóng, nói ra, ngươi không nguyện ý, ta không miễn cưỡng ngươi. Ngươi sinh khí, trầm mặc nùng trong lòng run lên, nhẹ giọng hỏi. La Quân nói ra, là ta sai, lúc trước chúng ta không nên bắt đầu. Trầm mặc nùng thân thể mềm mại run rẩy lên, nói ra, ngươi hối hận. Ta không phải hối hận, La Quân nói ra, ta hy vọng ngươi có thể hài lòng, cũng hy vọng nhi tử ta có thể được người tôn trọng. Nhưng là bây giờ làm thành cái dạng này. Nhưng là, người đồng thời cùng chúng ta cùng một chỗ cử hành hôn lễ. Cái kia đối với nhi tử tới nói, là một chuyện tốt sao? Trầm mặc nùng nói ra. Là quân nói ra, cuộc hôn lễ này, ta có thể cho người trầm ra, toàn bộ ngậm miệng. Từ nay về sau, bọn họ cũng không dám nữa tại nhi tử ta sau lưng chỉ trỏ. Hắn đón đến, nói ra, đinh hàm cùng Tống Ninh, ta cũng không thể quá hà khắc đợi các nàng. Các ngươi đều là ta nữ nhân, điểm này, mặc nùng ngươi sớm biết. Trầm mặc nùng trầm mặc sau một lát, mới nói, chỉ sợ tại trong lòng ngươi, Linh Nhi vĩnh viễn là đệ nhất đẳng. Chúng ta bất quá là đệ nhị đẳng đi. Đúng, không sai, là quân triệt để bạo phát, hắn nói ra, tại trong lòng ngươi, không có bài vị sao. Nhi tử mới là vị thứ nhất đi, ta sớm nhất là cùng Linh Nhi kết hôn, nàng là thê tử của ta. Ta về sau cùng với các ngươi, không phải nàng chen chân các ngươi. Không phải nàng có lỗi với các ngươi, những vấn đề này ta không muốn nói, nói ra cũng không có ý nghĩa. Nếu như ta chỉ là người bình thường, ta không có khả năng cùng với Linh Nhi, cũng không có khả năng đi nhận biết Tống Ninh, Tống Ninh cũng sẽ không bởi vì phải cứu ta mà không tiếc tự mình hại mình chính nàng. Ta cũng không có khả năng tại dưới tình huống như vậy tiếp nhận nàng. Ta thậm chí cũng sẽ không nhận biết ngươi người cũng sẽ không bởi vì ta cho ngươi nội đan tinh hạch mà ổ hỏa nhập ma. Lúc trước ngươi quyết định cùng ta ở chung một chỗ lúc, ta là hiện tại cái này bộ dáng, ta không có đối ngươi giấu giếm được một phần, lừa gạt qua một phần. Trầm mặc nùng nhìn về phía có chút nóng nảy la quân, nàng tâm run lên. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ cũng lâm vào một cái lầm lẫn. Mà lại, chính mình đủ loại hành vi tựa hồ tại đem la quân đẩy hướng một cái nguy hiểm ở mép. Nàng nếu là không hiểu tu đạo huyền ảo cũng được. Có thể đã hiểu cái này huyền ảo, liền biết nếu là La Quân tâm ý không thông, suy nghĩ không thông suốt, này sẽ là một kiện cỡ nào nguy hiểm sự tình. Trầm mặc nùng trầm mặc. Nàng muốn rất nhiều, nghĩ đến cùng La Quân nhận biết đến nay một chút. Tựa hồ thật, hết thảy đều là tự mình lựa chọn, mà lại, La Quân cho tới nay đều là tại nỗ lực. Tính toán đến bây giờ, hắn cũng chỉ là muốn để cho mình cùng nhi tử qua được thể diện thụ gia tộc tán thành. Cứ việc, hắn phương thức nàng không quá tán đồng. Tại lựa chọn cùng với La Quân lúc, Trầm Mặc Nùng rất rõ ràng tương lai đường. Có thể Trầm Mặc Nùng cảm thấy mình bây giờ lại là thật đem chính mình xem như phàm phu tục tử. Trầm Mặc Nùng rộng mở trong sáng lên, nàng đột nhiên theo La Quân theo sát phía sau ôm lấy La Quân. La Quân ngay tại nóng nảy đột nhiên bị Trầm Mặc Nùng dạng này nhu tình cho đánh mộng. Ừm, La Quân ngốc ngẩn ngơ, trầm mặc nùng nhẹ nói nói thật xin lỗi la quân la quân lập tức rất là cảm động chỗ của hắn thực sẽ cùng trầm mặc nùng sinh khí hắn lập tức quay người ôm trầm mặc nùng sau đó nói hẳn là ta nói xin lỗi mới là là ta quá phức tạp cho nên không thể cho ngươi thuần túy thích ta để ngươi cùng nhi tử thụ hủy khuất trầm mặc nùng nói ra không phải ngươi nói đúng người có người thân bất do kỷ người vốn là không là phàm nhân nếu như ta kiên chỉ phải dùng phàm nhân điều khung tới yêu cầu ngươi, đó là ta tại cố tình gây sự. Là ta lựa chọn cùng với ngươi, lúc đó ngươi là cái dạng này. Bây giờ ta lại phải dùng phàm nhân đồ vật để ước thúc ngươi, là ta không đúng. Là quần bỗng cảm giác thể xác tinh thần thư sướng. Cái gì cũng không tới tự ái nhân lý giải a. À. Ta hết thảy đều nghe ngươi an bài, trầm mặc nùng sau đó nhẹ nói nói. Cảm ơn ngươi, mặc nùng, là quân tâm tình đột nhiên không tốt đang quyết định tùy ý làm bậy thời điểm, tâm tình của hắn là thoải mái. Nhưng khi trầm mặc nùng không hiểu thời điểm, hắn cảm thấy biệt khuất không. Loại kia trạng thái nếu như tiếp tục kéo dài, là quân tu vi sẽ biến rất tồi tệ, thậm chí sau đó lui. Nhưng bây giờ, trầm mặc nùng đã lý giải, cái kia la quân lại sướng nhanh lên. Đây cũng không phải nói là quân tính cách bất định, mà chính là cho tới nay, là quân có khối tâm bệnh. Lòng hắn bệnh là tới từ mấy vị này hồng nhan chi kỷ hắn luôn cảm thấy tại tâm hổ thẹn, nhưng lại không biết nên như thế nào đi giải quyết vấn đề này. Mà bây giờ, La Quân là tương đương dũng cảm đến trực diện mặt đối với vấn đề này. Nếu là La Quân chính là cổ nhân, ở vào xã hội phong kiến. Như vậy hắn có mấy cái này thê tử, không có chút nào nhiều. Hắn cũng sẽ không có phiền não. Nếu là La Quân là thuần túy tu đạo cao thủ, như vậy nạp thê thiếp năm ba ngàn, tại tu đạo giới bên trong cũng là bình thường sự tình hắn đạo hiếu sẽ chỉ hâm mộ đồng thời nói ra huynh thật bản lãnh khả la quân một không là cổ nhân hai không là thuần túy tu đạo cao thủ hắn sớm nhất tiếp nhận giáo dục là chế độ một vợ một chồng cho nên đây là mâu thuẫn mấu chốt nơi mấu chốt la quân nếu là người bình thường cũng sẽ không có nhiều như vậy cơ duyên và phiền phức cũng sẽ không trêu chọc nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ hắn về sau cùng kiều ngưng đã là đủ kiểu khắc chế Động lòng người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình a. À. Người chỗ lấy là người, là bởi vì người hữu tình a. À. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi." Lúc này, Trầm Mặc Nùng nói với La Quân. La Quân nói ra, "Niệm từ muộn là cùng ngươi ngủ." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Đúng vậy a, à. không có ta lời nói, hắn rất khó ngủ, làm sao, ngươi cũng không phải là muốn." Khuôn mặt nàng hơi đỏ lên. Một cách tự nhiên Trầm Mặc Nùng là muốn đến chuyện nam nữ mặt. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, "Không phải, ta chuẩn bị đi đem hôn lễ sự tình chủ bị một phen." Nói cái gì lần này cũng muốn đến cái tuyệt thế vô song hôn lễ. Như thế mới tốt làm cho tất cả mọi người im miệng. Thời gian 10 ngày, có chút gấp, ta muốn trước giúp ngươi tăng lên một phen tu vi. Ngươi chỉ có đến Thái Hư Cửu Trọng Thiên mới có thể thôi động Lưu Ly Bình Ngọc." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Thế nhưng là Bát Trọng Thiên cùng Cửu Trọng Thiên ở giữa, chính là là có một đạo cửa đại khoảng cách. Tính ngươi muốn giúp ta, cái này trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng rất không có khả năng a." À. La Quân nói ra, không có cái gì là không thể nào. Hắn đón đến, nói ra, thực ta cưỡng ép giúp ngươi, cũng có tệ nạn. Chính ngươi lĩnh ngộ quá ít, căn cơ bất ổn, cho nên ngươi bây giờ muốn tấn thăng, mỗi lần đều rất khó khăn, nhất định phải để ta tới trợ giúp. Mà lại người gặp phải tránh thức từng bước một tu vi đi cùng đẳng cấp cao thủ, người cũng rất khó đối phó. La Quân nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói, có điều, người lần này tu vi tại thế giới bao la bên trong còn là rất không tệ. Người vốn cũng không có quá dã tâm lớn, dạng này cũng có thể. Trầm mặc nùng nói ra, tốt ha, à, vậy người bây giờ muốn làm gì? Tối nay ta đem thời gian cho ngươi. La Quân xuất ra cái viên kia to lớn phòng bị tu di, sau đó mang theo trầm mặc nùng đi vào đồng thời là quân đem huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong linh tuệ hòa thượng phong kín. Hắn có thể không muốn làm cái gì xấu hổ sự tình lúc bên cạnh có người tại quan sát. Vừa vào, trầm mặc nùng bị cái này to lớn tàng bảo khố cho kinh sợ, trong này lại có lớn như vậy không gian. Còn có nhiều như vậy đan dược và pháp bảo. Là quân mỉm cười, nói ra, người nhìn cái gì, đều có thể cầm. Trầm mặc nùng nói ra, có không có gì có thể pháp khí hộ thân ta muốn cho niệm từ mang một cái, dạng này cũng tốt bảo hộ hắn. La Quân nói ra, cái này được thật tốt tìm xem. Hắn vỗ xuống đầu, nói ra, vẫn là người muốn chu đáo, ta sớm nên nghĩ đến cái này một gốc giả. Ừm, cũng tốt, La Quân theo rồi nói ra, đến lúc đó, tham gia hôn lễ người, mỗi người đều có lễ vật đem tặng. Nếu như ta là thần tiên, sao tốt tặng chút phàm tục đồ vật. Ta liền trong này tìm chút thuần ngọc đi ra, sau đó khắc chút trận pháp phù đi. Trầm mặc nùng cười một tiếng, nói ra, ân uy cùng làm, nghĩ không ra, chúng ta với người nhà cuối cùng cũng còn muốn sử dụng thủ đoạn. Người nhà ngươi a, đều là tự cho là đúng hạng người. Cho là mình tại cái này kinh đô trọng địa, liền cảm giác thế giới này vũ trụ trong mắt bọn hắn không gì hơn cái này. Nhưng lại không biết, chính mình kiến thức hiển cận buồn cười. Là Quân nói ra, thôi, đành phải lộ ra chút thủ đoạn. Trầm mặc nùng nói ra, được rồi, nói chính đề chúng ta không phải nói muốn cho nhi tử pháp khí sao la quân nói ra việc này giao cho ta ta đến xử lý trầm mặc nùng nói ra tốt la quân trong lòng suy nghĩ cũng nên cho đinh hàm tống ninh đều đến một chút pháp khí sau đó la quân mang theo trầm mặc nùng đi vào một ở giữa trong phòng ngủ cái này phòng ngủ la quân ở bên trong hơi bố trí có chương rộng lớn thoải mái dễ chịu giường đến giường đi thôi la quân nói ra Trầm Mặc Nùng khuôn mặt đỏ lên, nói ra, người cái này không phải là việc này sao? La Quân chứng chạc đàng hoàng, nói ra, muốn tăng lên ngươi, âm dương song tu là nhanh nhất. Trầm Mặc Nùng mặt đỏ mắng, lưu manh. La Quân cười ha ha. Về sau, La Quân liền cùng Trầm Mặc Nùng ôm cùng một chỗ, hai người lâm vào nồng hôn chi. Đây là hai người cái này lần gặp gỡ về sau cái thứ nhất hôn. La Quân rất nhanh kìm nén không được. Hắn đem trầm mặc nùng đặt ở giường. Đây là một đợt kịch liệt thủy triều, tạm thời trước không thèm quan tâm tu luyện sự tình, liền thỏa thích tại cái này thích hải dương vùng vẫy đi. Phát huy vô cùng tinh tế, kịch liệt triều dâng. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng triệt triệt để để giải phóng tự mình, nếm khắp các loại tư thế cùng tư vị. Trong phòng, mỗi một chỗ đều lưu lại hai người thích dấu vết. Rất rất lâu hồi lâu sau, Trầm Mặc Nùng không đến mảnh vài nằm tại La Quân trong ngực. La quân cảm thấy hơn một năm nay tà hỏa rốt cục toàn bộ phóng xuất ra. Thể xác tinh thần thư sướng, không thư sướng. Sảng khoái tinh thần. Người tên Lưu Manh này, người là Lưu Manh, còn nói cái gì là giúp ta tăng cao tu vi. Trầm mặc nùng nhịn không được nện la quân lồng ngực hai lần. Ha ha, ngươi vừa mới có thể ta còn chủ động đây. La quân diễu cợt trầm mặc nùng. Trầm mặc nùng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nàng nói ra, ta cắn chết ngươi. Sau đó liền cắn một cái vào La Quân cánh tay. La Quân cười lên ha ha. Khuê phòng rất vui, luôn luôn để cho người ta lưu luyến quên về. Hồi lâu sau, La Quân nói ra, cái này chúng ta muốn bắt đầu. Linh tu vốn là tốt nhất, nhưng cũng càng thêm khó. Chúng ta trước theo thịt tu bắt đầu. Ngươi lại tới đây nhận, Trầm Mặc Nùng nói ra. Lần này là thật, Trầm Mặc Nùng nói ra, ta không tin ngươi. Không tin cũng phải tin la quân cười hắc hắc trầm mặc nùng tu vi vẫn một mực đang bát trọng thiên sơ kỳ la quân rất nhanh cùng trầm mặc nùng tại thịt tu chi tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong từ la quân dẫn đạo trầm mặc nùng khí trong thân thể hành tẩu đồng thời la quân hấp thu một cái thần đan sau đó trợ giúp trầm mặc nùng tu luyện ngưng thần an tâm vận chuyển dinh dưỡng trùng kích não vực tế bào la quân dạy bảo trầm mặc nùng trầm mặc nùng nói ra tốt một cái thần đan lực lượng có hay không thần công hiệu. Trầm mặc nùng vẫn luôn có thật nhiều thần đan cùng thiên đan, nhưng nàng bởi vì chiếu cố hài tử, liền không dám tùy tiện tu luyện. Bây giờ tại La Quân trợ giúp phía dưới, ngược lại là an tâm rất nhiều. La Quân đem rất nhiều huyền ảo đạo lý biểu thị cho Trầm mặc nùng nhìn. Vốn là, tu vi chi đạo, càng là hướng, người khác liền càng không cách nào đến dạy bảo cái gì. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đến ngộ, ngộ thiên địa chi rằng giặc, vũ trụ sự minh mông. Nhưng cái này phương pháp song tu, lại là có thể thông qua nam nữ tình ý dày đặc nhất lúc, đến lẫn nhau lý giải đối phương đạo lý. Đây là một cái đường tắt, cũng chỉ có lớn nhất phù hợp người yêu mới có thể làm đến. Trầm mặc nùng bắt đầu minh ngộ. Tại thần đan trùng kích vào, nàng tu vi rất nhanh tới đạt bát trọng thiên đỉnh phong. Theo bát trọng thiên sơ kỳ đến đỉnh phong, chỉ cần đan dược đầy đủ, có người hộ giá hộ tống, muốn muốn vọt qua đến cũng không phải là rất khó chỉ là bình thường bát trọng thiên tu sĩ đến đó có thể lấy được thần đan a cái kia hiên viên tộc đại thiên sư lâm hảo hiên là bởi vì không có thần đan dừng lại tại bát trọng thiên trăm năm lâu dài hiện tại cũng vẫn là bát trọng thiên đây la quân ngược lại là chuẩn bị sau đó đi thành toàn một phen lâm hảo hiên lúc này trầm mặc nùng đến bát trọng thiên đỉnh phong cái kia thần đan hiệu lực liền cũng bị hấp thu đến không sai biệt lắm La Quân lập tức lần nữa thôn vệ ba viên thần đan, liền đem cái này ba viên thần đan hiệu lực đều hướng trầm mặc nùng độ đi. Nếu như hắn phát hiện trầm mặc nùng không thể thừa nhận, hắn có thể lập tức tự mình tiêu hóa. Đây là cơ hội tốt nhất. Trầm mặc nùng vốn là đều vừa lòng thỏa ý, nàng tế bảo não khai phát mai đếm tới đạt tiếp cận 30 triệu mai cấp độ. Đây là nàng trước kia không dám tưởng tượng một vài theo. Loại này tài phú tăng trưởng, giống như là nặng kho cổ phiếu liên tục kéo 30 chúng liền một dạng. Thế nhưng là lúc này, La Quân vẫn còn tiếp tục vì trầm mặc nùng khai phát. La Quân nhãn giới cùng trầm mặc nùng nhãn giới bây giờ khác nhau quá lớn. Trầm mặc nùng đại khái cảm thấy 30 triệu mai tế bào não khai phát lượng rất lợi hại. La Quân nói thẳng, người biết ta hiện tại tế bào não khai phát tới trình độ nào sao? Trầm mặc nùng nói ra, ừm. La Quân nói ra, ta tế bào não khai phát đến 3 tỷ mai cấp độ, mà lại mỗi một mai tế bào não người tế bào não phải cường đại gấp 10 lần. Người cái này điểm lực lượng ở trước mặt ta, cùng con kiến tại con voi trước mặt một dạng. Người vẫn rất thỏa mãn đúng không? Ta cho người biết, ta để trầm phượng quỳ xuống đến và miệng, lúc đó tay ta đều không động, là tâm ý nhất động. Mà ta muốn người quỳ xuống đến, cũng chỉ là đơn giản như vậy sự tình. Cái này, trầm mặc nùng tâm kinh hãi nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được La Quân bây giờ rất là lợi hại, có thể lại không nghĩ rằng, chính mình cùng La Quân tranh lệch đã là như thế như thế không thể tính toán. Cho nên, người khác thỏa mãn, thật tốt, lần này trùng kích đi qua, tu vi tăng gấp đôi. Ngươi là 60 triệu mai lực lượng, cái này cũng có thể miễn cưỡng thôi động lưu ly bình ngọc. La Quân nói ra, trầm mặc nùng tâm rung động không thể chính mình. Nàng và La Quân là thuộc về ý niệm giao lưu, nàng không khỏi nói ra, Ta vốn là cho là mình đã coi như là không tệ, mà lại nhãn giới cũng là muốn trong nhà những người kia cao nhiều. Hiện tại xem ra, ta tại trình độ nào đó vẫn là ếch ngồi đáy giếng a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nào chỉ là ngươi. Ngươi nhìn ta hiện tại giống như có lẽ đã là thế lực bá chủ, thực tế tại một ít thần thông giả trước mặt, ta còn kiến hôi còn muốn không bằng. Trầm mặc nùng lại lần nữa giật mình. Ngươi cũng không nên giật mình, là Quân nói ra thân thể là có ràng buộc, nhưng nguyên thần, thế giới tinh thần là vô hạn. Bởi vì tinh thần là cùng vũ trụ tương liên, vũ trụ lớn bao nhiêu, tâm có thể lớn đến bao nhiêu. Trầm mặc nùng như có điều suy nghĩ. Tiếp tục trùng kích, la quân thét ra lệnh một tiếng. Vô hạn tinh nguyên, dinh dưỡng bắt đầu lượng lớn xông vào đến trầm mặc nùng não vực chi. Ngươi là ta la quân nữ nhân, liền cái cửu trọng thiên đều không có, làm sao có ý tứ. La quân nói ra, Trầm Mặc Nùng lập tức hăng hái. Cái này cùng một cái người bình thường có ngàn thanh vãn nhất dạng vốn là cho là mình rất có tiền, có thể lập tức cùng đại phú hào một bữa cơm ăn đến, lập tức biết mình nguyên lai cũng là nghèo bức. Lực lượng trùng kích nhất trọng nhất trọng sóng biển trợ giúp Trầm Mặc Nùng trùng kích cái kia đỉnh phong bình chướng. Là quân vô số lần vì Trầm Mặc Nùng diễn luyện huyền ảo, này bằng với là siêu cấp gian lận, cũng chẳng khác gì là cung điện cấp giáo sư tại học sinh khảo thí lúc không ngừng cho nhắc nhở. Mà lại, loại này khảo thí còn không phải khó khăn nhất. Tầng 10 đỉnh phong, đó mới là cung điện cấp giáo sư đều không có biện pháp giúp trợ gian lận khảo thí. Mà lúc này bất quá là thi mà thôi. ầm ầm tại lần thứ 100 trùng kích lúc, cái kia đạo cứng rắn bình chướng rốt cuộc oanh một tiếng sụp đổ. Trầm mặc nùng pháp lực rốt cuộc tiến quân thần tốc. Như hải như đào pháp lực lao nhanh, vô số tế bào diễn hóa, tiến hóa pháp lực không ngừng tăng trưởng. 40 triệu mai, 50 triệu mai, 60 triệu mai. Oanh! Giờ khắc này, trầm mặc nùng rốt cục trở thành cửu trọng thiên cao thủ, nhất phương cao thủ. Chính là ở trên trời châu chi, cũng là một phương nhân vật. Trầm mặc nùng tu vi tăng vọt. Nàng khoái lạc, kinh hãi, không thể tin. Hết thảy sau khi bình tĩnh, trầm mặc nùng mới chú ý tới, nàng và la quân vẫn là một thể sau đó nàng hoan hỉ kích động hiến hôn nồng nhiệt đồng thời lại thật không thể tin một cái xoay người đem la quân áp dưới thân thể cái này tự nhiên lại là một khúc kịch liệt mà mỹ diệu hoan ca kích tình sau đó hết thảy quy về gió êm sóng lặng la quân cùng trầm mặc nùng mặc quần áo tử tế sau đó đến đại sảnh chỗ la quân nói ra hiện tại ngươi đến cửu trọng thiên rất nhiều thứ đều sẽ đơn giản rất nhiều Ta có mấy môn pháp thuật truyền cho ngươi, đầu tiên là Đại Na Di thuật. Nắm giữ Đại Na Di thuật, về sau ngươi hành động sẽ rất thuận tiện. Thứ hai là Đại Phong ấn thuật, thứ ba là Đại Bản Nguyên thuật, thứ tư là Đại Thôn Phệ thuật. Đến mức Đại Lục Việt thuật, Đại Thiên Nhãn thuật thậm chí Đại Hỏa Diễm thuật, là Quân cũng không tính dạy Trầm Mặc Nùng. Dạy, cũng không nhiều lắm dùng. Dạy bốn loại đại đạo, đối Trầm Mặc Nùng đối địch cùng tự thân đều là có trợ giúp. Sau đó La Quân truyền tìm Trầm Mặc Nùng bốn loại đại đạo. Trầm Mặc Nùng bây giờ gặp chứng đại đạo, nhất thời biết cái này bốn loại đại đạo lợi hại. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, người tu vi vẫn là đơn bạc một chút. Nếu không có bị bất đắc dĩ, không muốn trước mặt người khác hiển lộ, miễn cho đưa tới hỏa sát thân. La Quân lại bàn giao Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng vật đầu, nói ra, ta biết. La Quân nói ra, còn tốt, cái này yến kinh bên trong, tổ long chi khí bảo hộ. Là ma ngoại đạo cũng không dám cản rỡ. Trầm mặc nùng nói ra, được rồi, là quân, ta cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử, người cũng không cần quá khẩn trương ta. Bây giờ ta tu vi tại thế giới bao la chi, cũng coi là đỉnh phong cao thủ. Không có người muốn khủng bố như vậy. Là quân nói ra, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Trầm mặc nùng nói ra, tuy nhiên người đại na di thuật rất lợi hại, nhưng ta vẫn là muốn học biết bay liệng chi thuật. Là quân nói ra, người mới vừa mới bắt đầu, phải bay liệng có hai loại biện pháp. Một là mượn nhờ pháp khí, hai là luyện tạo nguyên thần. Đợi đến công lực càng thâm hậu hơn về sau, có thể trực tiếp ngự pháp lực mà đi. Trầm mặc nùng nói ra, ta vẫn là trước luyện nguyên thần. La quân nói ra, cái kia đều tùy ngươi. Lúc này, thiên lại đều đã sáng. La quân cùng trầm mặc nùng ra phòng bị tu di. La quân đem phòng bị tu di cất kỹ về sau, liền nói với trầm mặc nùng, chúng ta đi về trước đi. Ta nhìn một chút nhi tử về sau, liền đi làm việc. Trong vòng 10 ngày, ta chắc chắn trở về một chuyến. Trầm mặc nùng nói ra, tốt, ta chờ ngươi. La quân nói ra, ừm. Um. Sau đó, La quân mang theo trầm mặc nùng trở lại Yến Kinh Man City trong cư xá. Sớm 8 giờ, tiểu niệm từ còn đang ngủ. Bảo mẫu lưu mụ nói ra, bánh bao nhỏ tối hôm qua tỉnh rất nhiều lần, nhìn không thấy mụ mụ một mực tại khóc đứt quãng ngủ không ngon bất quá lúc này giống như ngủ được rất quen trầm mặc nùng cùng la quân nghe nhất thời cảm thấy đau lòng về sau la quân vào xem tiểu niệm từ một hồi lại thân ái tiểu ra hỏa cái chán như thế một phen về sau la quân cùng trầm mặc nùng tạm biệt thời gian thật rất gấp la quân lúc này đều không có thời gian đi quản tinh chủ nhiệm vụ cũng may mắn nhiệm vụ thời gian là một năm không phải vậy lời nói còn thật không có cái gì thời gian đến xử lý mặc nùng cùng nhi tử sự tình. Nhưng nếu một mực lấy bận rộn công việc vì lý do, để chầm mặc nùng cùng nhi tử tiếp nhận dạng này phi nói phi ngữ, đó cũng là la quân không thể tiếp nhận. La quân đầu tiên để linh tuệ hòa thượng tại trong bảo khố tìm kiếm thuần ngọc 100 mai. Hắn muốn rèn đúc thành pháp khí. Loại pháp khí này là vì phối hợp thế giới bao la, thoạt nhìn không có quá lớn ra chỗ. Nhưng đem trận pháp phù khác ở bên trong, đồng thời quán chú thần niệm pháp lực. Kể từ đó, đeo người có thể cảm nhận được mưa thuận gió hòa. Này sẽ là cực dễ chịu phong thủy từ trường. Đồng thời, một khi đụng phải công kích, cũng có thể đem thuần ngọc xúc động, từ đó bảo hộ chủ nhân. Loại pháp khí này, tại thế giới bao la bên trong đồng thời không phải là không có. Nhưng rất thưa thớt, mỗi một mai thuần ngọc pháp khí một khi xuất hiện, giá cả kia đều là ức. Là quân cũng tin tưởng đến lúc đó những vật này đưa ra ngoài, những cái kia người trầm ra, tuyệt đối là có biết hàng người. La Quân vốn là không cần làm những chuyện này, trong mắt hắn, người trầm ra xác thực cùng hắn ở giữa, đã không phải là một cái ngang nhau thế giới. Hắn trong lúc nhấc tay, phúc vũ phiên vân, mà người trầm ra, đều là phàm nhân. La Quân có thể làm những thứ này, có thể đi đến trầm ra ra bên trong đi, là bởi vì trầm mặc nùng cùng nhi tử tồn tại. Không phải vậy lời nói, đổi lại hắn tu đạo cao thủ tới chỉ trong bàn tay để người trầm ra biến thành cho bụi tu đạo cao thủ đại chiến lúc động một tí dự âm liền có thể hủy diệt một tòa thành trì cái kia thành trì chi, chi thương sinh không phải con kiến hôi lại là cái gì cho nên đến giờ này ngày này la quân là đoạn không có khả năng còn tại người trầm ra trước mặt ăn nói khép nép có thể tôn trọng nhưng tôn trọng điều kiện tiên quyết là đối phương muốn trọng lượng la quân quyết định đi trước hướng thiên châu một chuyến lần này cần xử lý hôn lễ La Quân quyết định đến một trận tiên gia thịnh thế hôn lễ. Muốn làm đến là chấn nhiếp, rung động, để người trầm ra biết bọn họ bất quá là con kiến hôi mà thôi. Nhưng muốn làm đến điểm này, La Quân một người lực lượng còn chưa đủ. Cho nên La Quân muốn tới Thiên Châu đến tìm kiếm bằng hữu trợ giúp. La Quân cùng Kiều Ngưng ở giữa, tình ý sâu nặng. Có thể nhưng không nghĩ qua cùng nhau cưới Kiều Ngưng, cái này cũng không phải bởi vì La Quân không thích Kiều Ngưng, hoặc là có chỗ cố kỵ mà là bởi vì kiều ngưng đồng thời không phải phàm tục chi nhân nàng không quá cần cuộc hôn lễ này mà lại kiều ngưng cũng không có thân thể ở thế tục người nhà nàng không cần cố kỵ bất luận kẻ nào ánh mắt cái gọi là môn đăng hộ đối thực tế la quân bây giờ cùng kiều ngưng là môn đăng hộ đối mà la quân cùng trầm mặc nùng đều là có chút môn không đăng hộ không đối cùng đinh hàm tống ninh lại càng không cần phải nói nhưng hắn cùng đinh hàm tống ninh sớm đã như thế cái kia cũng không có hiện tại nói muốn vứt bỏ đạo lý. Trầm mặc nùng tu vi là đến, này bằng với là la quân là yến kinh người. Trầm mặc nùng là dựa vào chính mình nỗ lực tại yến kinh lấy được không tệ thành tích nông dân. Tuy nhiên trầm mặc nùng thoạt nhìn là xứng đôi đến la quân, nhưng trầm mặc nùng còn có một nhóm lớn nông thôn thân thích. Đây là thực tế nhất khắc họa, trầm mặc nùng không thể không đi chiếu cố bọn họ. Đây là liếc không ra. Trầm mặc nùng tại xế chiều thời điểm, ngoài ý muốn nghênh đón ba cái khách nhân. Theo thứ tự là phụ thân nàng, mẫu thân, còn có gia gia. Bảo mẫu triệu mẹ mở cửa thời điểm sướng sở thật lâu, sau đó mới lên tiếng, các ngươi tìm ai. Trầm mặc nùng ngay tại bồi nhi tử trên mặt đất chơi đùa, cái kia mộc sàn nhà tiệm mì nhi đồng bò bò lót. Trầm mặc nùng không dùng dương mắt, có thể cảm giác được tới là người nào. Nàng nhạt vừa nói nói, triệu mẹ, để bọn hắn vào đi trầm mặc nùng là có oán hận một là oán niệm hận bọn hắn không hiểu nếu như là người bình thường nhà nữ hài tử làm chuyện này không hiểu cũng được nhưng nàng trầm mặc nùng là phổ thông nữ hài tử sao nàng nhiều năm như vậy chấp trưởng quyền vị là cái loại người này sao cái thứ hai oán hận là oán niệm hận bọn hắn lạnh lùng oán niệm hận bọn hắn đối con trai mình lạnh lùng như vậy đây là trầm mặc nùng không thể nhất tiêu tan nhi tử là nàng tâm can bảo bối Trầm mặc nùng cũng tự nhiên hy vọng nhi tử ra ra nãi nãi, thậm chí thái ra ra là yêu hắn. Dù sao, mặc kệ như thế nào, hài tử là không có sai. Đây là trầm mặc nùng lớn nhất để ý. Giờ này khác này, trầm kinh lược, ngô lệ, trầm quân đi tới. Trầm mặc nùng cũng không có ngẩng đầu, mà là tiếp tục bồi tiếp hài tử chơi. Cái kia triệu mẹ cùng lưu mụ ở một bên liền có chút xấu hổ, không biết nên thế nào làm việc. Triệu mẹ, lưu mụ, các người mang bánh bao nhỏ ra ngoài đi dạo sẽ đi. Trầm mặc nùng nói ra. Triệu mẹ cùng lưu mụ vội vàng hẳn là. Sau đó liền dẫn bánh bao nhỏ ra khỏi phòng tử. Sau đó, trong phòng này chỉ còn lại có trầm mặc nùng cùng trầm kinh lược bọn họ. Trầm mặc nùng đứng dậy, nàng nhìn về phía trầm kinh lược cùng ngô lệ. Sau đó cười cười, nói ra, thế nào, cha, mẹ, ra ra, các người đây là cùng một chỗ muốn để giáo huấn ta ý nghĩ sao? nàng quay người tại sofa ngồi xuống, nói ra, ta hiểu rõ rất nhiều kịch vui, trong tivi rất buồn cười. Thiên kim tiểu thư nhìn tiểu tử nghèo, sau đó xuống chàng thê thảm. Riêng là ta loại này chưa kết hôn mà có con, càng là không chịu nổi. Ta không phải nói, ta là cỡ nào người biết chuyện, nhưng ta là các người cháu gái, nữ nhi, các người dù sao cũng nên đối với ta có chút tín nhiệm. Tính toán không tín nhiệm ta, bánh bao nhỏ là ta thân sinh, là các người cháu trai, chắt trai. Đây là không thể mà sát huyết thống, thật có thể như thế chuyện đương nhiên lạnh lùng như vậy sao? Sau đó dùng cái này đến biểu dương các người cao quý sao? Nàng một hơi đem cái này hận nói ra. Không đợi trầm kinh lược bọn họ nói chuyện, trầm mặc nùng nói ra, các người thật sự cho rằng, các người giải ta sao? Một giây sau, trầm mặc nùng đem lưu ly bình ngọc tế ra tới. Nàng pháp lực vận chuyển, cái kia lưu ly bình ngọc nhất thời biến lớn, trong nháy mắt thể hiện ra một cái to lớn cửa vào tới đón lấy nàng thân hình lóe lên liền đem trầm kinh lược ba người bao phủ lại sau đó trầm kinh lược ba người thấy hoa mắt đi vào một cái khác diệu thế giới cái kia lưu ly li bình ngọc chi nắm giữ trời xanh biển xanh đằng đẵng rừng đào còn có một vùng biển rộng giống như là đào hoa hải đảo hơn nữa còn có một vành mặt trời ở trên không lưu ly li bình ngọc chính là đạo khí mặc dù không có khí linh nhưng cũng là vô đạo khí trầm mặc nùng tuy nhiên còn không thể phát huy uy lực to lớn có thể khống chế lưu ly bình ngọc là không có vấn đề cái này ngô lệ kinh ngạc đến nói không ra lời trầm kinh lược cùng trầm quân cũng ngây người đây là ảo giác ngô lệ thì thào nói ra không không thể nào là ảo giác trầm kinh lược nói ra không có ảo giác có thể mê hoặc đến ta hắn ngồi xổm xuống bắt một nắm cát nơi tay là nước biển vị đạo trầm kinh lược rất khẳng định nói ra cái này sao lại có thể như thế đây trầm kinh lược rung động nói ra long hồn tổ cao thủ cha cùng ra ra các ngươi đều được chứng kiến a trầm mặc nùng nói ra trầm kinh lược nói ra được chứng kiến làm sao trầm mặc nùng nói ra lúc trước có thần linh câu thông chúng ta sau đó trợ giúp chúng ta thành lập long hồn tổ vị kia thần linh là cao tầng đều cực kỳ coi trọng chỉ là về sau tổ long chi khí bảo hộ cái kia thần linh hoảng sợ đi. Ngươi là muốn nói cho ta biết, là quân là vị kia thần linh. Trầm kinh lược nói ra. Dĩ nhiên không phải, trầm mặc nùng nói ra, ta là muốn nói cho các ngươi, là quân bản sự là tại cái kia thần linh chi. Lên, trầm mặc nùng thi triển thuật pháp. Sau đó cái kia phía trước nước biển đột nhiên điên cuồng tuôn ra động, cấp tốc hình thành một cỗ hải dương chi long, sau đó quyển giết tới. Cái này hải long gào thét, còn giống như là biển gầm cuốn tới. Thiên, Ngô Lệ nhất thời sắc mặt trắng bệch. Trầm Kinh Lược cùng Trầm Quân cũng là giật nảy cả mình, hoảng sợ thất sắc. Tại Trầm Kinh Lược cùng Ngô Lệ còn có Trầm Quân thất sắc thời điểm, cái kia Hải Long liền vây quanh bọn họ xoay tròn. Cảm giác này tựa như là tại đáy biển tâm, mặc cho bốn phía sóng biển ngập trời, nhưng ở giữa lại là nhất hải nước đều không có. Đây là quảng đại thần thông. Thế mà như vậy khủng bố, Trầm Kinh Lược nhịn không được nói ra. Về sau trầm mặc nùng mang theo phụ mẫu cùng ra 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 lưu ly bình ngọc. Mọi người ngồi xuống một lần nữa nói đến tới. Trầm kinh lược trầm giọng nói ra, mặc nùng, ta biết trong lòng người oán niệm chúng ta. Ta cũng từ sáng sớm biết, là quân người này không đơn giản. Nhưng là, ta xác thực cũng vẫn là đánh giá thấp hắn. Có thể trong lòng ta, người cũng không hắn kém tí tẹo teo. Nếu như hắn không có cưới vợ, ta và mẹ của ngươi sẽ không như thế phản đối với chuyện này. Ngươi là cha mẹ kiêu ngạo, Hiện tại làm ra dạng này sự tình, ta nói thật với ngươi. Trong lòng ta thống hận nhất là La Quân, cũng hận người bất tranh khí. Cái này nhiều ít thiên tri kiêu tử xếp hàng mặc cho ngươi tới chọn, ngươi lại muốn. Trầm kinh lược sau đó còn nói thêm, hắn có bản lĩnh lại như thế nào, là trai nhiều năm như vậy, chỗ tại vị trí này, cái gì có bản lĩnh người chưa thấy qua. Hôm qua hắn thái độ ngươi cũng nhìn đến, đại nghịch bất đạo. Loại người này, bản sự càng lớn, độc hại càng lớn. Ngô lệ nói ra, không sai. Mặc nùng, có phải là hắn hay không tại ép buộc ngươi? Ngươi cùng cha mẹ nói, cha mẹ nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nơi này là Yến Kinh, Yến Kinh cho tới bây giờ đều không phải là tà ma cản rỡ địa phương. Không có, Trầm Mặc Nùng nói ra, hắn không có ép buộc ta. Nàng đón đến, tiếp tục nói, ta cũng biết, hắn hôm qua xác thực biểu hiện rất vô lễ, rất cản rỡ. Cha nói không sai, dạng này người, bản sự càng lớn, độc hại càng lớn. Có tài vô đức mà. Trầm mặc nùng khe khẽ thở dài, theo sau tiếp tục nói, nhưng hắn tình huống bây giờ, không phải là các ngươi chỗ lý giải như thế. Hắn bản sự này, không là phàm gian loại bản lãnh này rất lớn mà thôi. Mà chính là đi qua vô số sinh tử thối luyện, lĩnh ngộ thế gian cuồn cuộn pháp tắc. Trong mắt hắn, phàm nhân chỉ là con kiến hôi, là chân chính con kiến hôi. Cho nên, dùng bình thường người ánh mắt để cân nhắc hắn, cái này là không được. Thực, ta ở chỗ này giải thích, cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Ta rất khó đem cái này khác nhau nói để cho các ngươi minh bạch. Con đường tu luyện, càng đi đi, tâm cảnh càng phải thông suốt. Còn có, cha ngươi nói ta có thể tìm tới rất tốt người. Nhưng đầu tiên, không có la quân, ta đã chết mấy lần. Ta sở dĩ cùng hắn đi đến một bước này, là bởi vì ta đang luyện công thời điểm tẩu hỏa nhập ma, kém chút chết là hắn sử dụng một loại âm dương song tu thuật pháp đem ta theo kề cận cái chết bắt trở lại. Mà lại, ta phải thừa nhận, trong lòng ta chỉ có hắn cái này một người nam nhân. Ta quyết định lựa chọn hắn thời điểm, biết hắn tình huống. Nhưng là những thứ này, người chưa từng có nói qua. Ngô lệ nói ra, trầm mặc nùng nói ra, cho tới nay, chúng ta đều là dương cung bạt kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. Loại chuyện này, ta khó mà nói. Lúc này, trầm quân mở miệng hắn nói ra, trước kia ta nhìn cái này tiểu trần, còn tính là khiêm cung. Lần này gặp mặt, hắn cùng trước kia, có khác biệt lớn. Chẳng lẽ một người bản lãnh lớn, có thể đem người nhà ngươi đều không để vào mắt sao? Mặc nùng, người đây cũng có thể khoan nhượng hắn. Ngươi là ưu tú như vậy hài tử, ngươi có thể khoan nhượng cùng khác nữ nhân đến phân hưởng hắn. Ngươi có thể khoan nhượng hắn đối cha mẹ ngươi người nhà bất kính. Hắn cũng không phải là có chủ tâm bất kính, chỉ là hắn dạng này người, không thể chịu nhục, cũng không phải nói không thể chịu nhục, mà là không thể thụ phàm nhân nhục. Thần có thần tôn nghiêm, trầm mặc nùng tiếp tục nói, ta nói như vậy, ta biết các ngươi còn là rất khó lý giải. Vậy đại khái chính là môn không thích đáng, hộ không đúng duyên cớ. Bọn họ hộ là chư thiên chi thần, chúng ta tại nhân gian hiển quý, có thể cùng hắn ở giữa, vẫn là có to lớn khoảng cách. Hắn thọ mệnh có mấy ngàn năm chi lâu đời, ta hiện tại cũng có một ngàn năm thọ mệnh. Ta càng hướng xuống tu luyện, thọ mệnh hội càng dài. Cho nên, không phải ta không đi tìm những cái kia các ngài cho rằng nam nhân tốt đến sinh hoạt, mà chính là ta căn bản không có khả năng tìm như thế phàm phu tục tử. Bởi vì, không xứng. Trầm mặc nùng thở dài. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng chính mình cảm giác, nhưng lại rất khó đi thuyết phục phụ mẫu cùng ra ra. Là quân cách làm, thả tại người bình thường thân thể, thật là rất quá đáng nhưng đặt ở một cái tầng 10 đỉnh phong thần thông giả thân thể, hắn đã coi như là rất nhẫn nại. Tại địa phương khác, những người kia ở giữa quý tộc đem nữ nhi đến như la quân loại cao thủ này trong nhà, vậy thật là đến bồi tiếp cẩn thận. Cha vợ cho con rể dập đầu đều không hiếm thấy. Mà lại, thậm chí, mẫu nữ cùng thu đều là có. Cái này tại tu tiên một đạo chi, thật sự là quá tầm thường cực kỳ. Thần, trầm kinh lược có chút thất thần. Sau đó, hắn nói ra cái gì là thần hắn chẳng lẽ đại biểu thần vậy ta muốn trước hỏi phụ thân ngài tâm thần là dạng gì trầm mặc nùng hỏi lại trầm kinh lược nói ra không có thần ta tại quốc an nhiều năm như vậy rất nhiều hy cổ quái sự tình đều gặp những cái kia ẩn núp hư không xa thời cổ thần ngã cũng có giải nhưng bọn hắn cũng không có can đảm này đến làm loạn bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày e sợ cho thiên đạo trừng phạt cho nên phụ thân ngươi mới có thể không đem la quân để vào mắt bởi vì vì phụ thân ngươi cảm thấy hắn cùng những người kia là một dạng trầm mặc nùng nói ra trầm kinh lược nói ra chẳng lẽ không đúng sao trầm mặc nùng trầm ngâm một cái trước mắt nói ra có lẽ là một dạng đi có thể phụ thân ấn tượng thần là tránh tại hư không chi hoảng sợ không chịu nổi một ngày nhưng thực tế bọn họ là có thể vừa nghĩ hủy diệt một tòa thành trì người tại khác vị diện chi nhiều ít hoàng đế quý nhân, gặp bọn họ đều muốn dập đầu hạ bái. Còn có, phụ thân, ta biết, ta biết các người ý nghĩ, có thể các người không biết ta ý nghĩ cùng tình cảnh, ta không có cách, ta không có cách nào các người biết không. Hắn tại tu vô thần đạo, nhất niệm tinh tiến, hắn là thiên mệnh chi vương, hắn cửu địch vô số. Hắn nếu là bị chúng ta những thứ này thế tục đồ vật trói buộc, đó là một con đường chết. Đây là ta một sớm biết đường, cũng là ta lựa chọn đường nếu như ta mang theo các ngươi đến trói buộc hắn đến lúc đó hắn thân tử đạo tiêu ta hội hận chết chính ta nhi tử ta cũng sẽ không tha thứ ta huống chi đến bây giờ ta cũng trói buộc không hắn trầm kinh lược cùng trầm quân nhìn nhau cái này hai nam nhân cuối cùng là phải ngô lệ có kiến thức nhiều sau một hồi lâu trầm kinh lược nói ra cho nên đây là ngươi lựa chọn đường ngươi cũng không hy vọng chúng ta đến can thiệp ngươi trầm mặc nùng nói ra đúng nàng đón đến nói ra ta đường các ngươi lý giải không ta cũng không có cách nào giải thích rõ ràng lần này chỗ lấy là quân muốn cử hành cái này hôn lễ gặp cái này mặt hắn không phải muốn khao khát các ngươi lý giải cùng tiếp nhận bản này cũng lý giải không không chịu nhận hắn sáng sớm chuẩn bị dùng uy hắn hy vọng bánh bao nhỏ không muốn nhận chỉ trỏ chí ít đừng có người dám ở trước mặt hắn đối với hắn chỉ trỏ trầm quân nói ra hôm nay ta đem lời để ở chỗ này sau này người trầm ra không cho phép lấy thêm mặc nùng sự tình tới làm chương cái này chắc trai ta nhận các ngươi có nhận hay không ta mặc kệ hắn đón đến nói ra mặc nùng ta hôm nay chỗ lấy ở chỗ này thỏa hiệp không phải là bởi vì ta sợ ngươi nam nhân này ta là nhanh muốn vào đất người không có gì đáng sợ ngươi tổng nói chúng ta lý giải không các ngươi chúng ta tuy nhiên không thể toàn bộ lý giải nhưng cũng có thể hiểu được một chút đã đây là ngươi lựa chọn, ta tôn trọng. Trầm kinh lược nói ra, ta cũng tôn trọng, đứa cháu ngoại này, ta nhận, về sau ai dám lại đối với hắn chỉ trỏ, ta tuyệt không nhân nhượng dễ tha. Trầm mặc nùng nhỏ khẽ thở phào một cái. Cho tới nay, nàng đều không muốn bị ý những thứ này phức tạp đồ vật. Bây giờ là quân giải quyết dứt khoát, chung quy là để cho nàng đối mặt, cũng coi như có kết quả. Chỉ là, mấy ngày nay sau hôn lễ, như vậy kinh hãi thế tục, đến cùng lại sẽ là như thế nào khoảng chừng đâu. Trầm mặc nùng chính mình cũng có chút không dám tưởng tượng. Là quân tại Đại Hương An lĩnh thuận lợi tìm tới truyền tống trận, sau đó vận chuyển không cách nào thuật. Sau đó, hắn liền hướng lên trời châu xuất phát. Một tiếng ầm vang, sau một lát, là quân đi vào thiên châu một chỗ khác trong tầng hầm ngầm. Cái truyền tống trận này là thuộc về thiên trì các thiết lập. Là quân là đi vào hoàng thành thiên trì các trong mật thất dưới đất. Thế mà tiêu hao pháp lực khủng bố như thế, khó trách lúc trước thiên châu kế hoạch như vậy khó có thể thi hành. Một người tới, còn liền thôi, nếu là muốn đem cái kia rất nhiều vật chất chuyển di, thật là cần lượng lớn cao thủ đến hoàn thành. Đó là một cái tuyệt đối cự đại công trình, mà lại, hiên chính hạo còn theo cản trở, ngày này châu kế hoạch đến giờ này ngày này, là không cần nghĩ, chỉ có thể mắc cạn. Là quân âm thầm nói, thần đế xuất hiện, còn có chúng tinh điện xuất hiện làm cho thiên châu cao thủ người người cảm thấy bất an, cho nên thiên châu kế hoạch này mắc cạn. Đây đại khái là thiên đạo một lần đánh trả đi. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì thiên châu kế hoạch hội dễ dàng như vậy mắc cạn. Là quân liên tục nuốt đại lượng thuần dương đan. Một chút nuốt một nghìn mai thuần dương đan, sau đó, đại lượng thuần dương chi lực như giống như du long xuyên thẳng qua tại trong thân thể của hắn. Rất nhanh, là quân khôi phục toàn bộ thực lực. Hắn hiện tại có một tỷ thuần dương đan, đại phú hào một cái cho nên tài đại khí thô lắm đây. Ngày đó ao các chi, cũng lập tức phát hiện truyền tống trận dị động. Lập tức có người đến đây xem xét. Đối với thiên trì các tới nói, là quân hiển nhiên cũng không phải là là người xa lạ. Vậy đến xem xét trưởng lão gặp La Quân, vô cùng khách khí. La Quân mỉm cười, liền đưa 100 mai thuần dương đan. Nhân tình lão luyện tức trương, nhiều ít phi diệu sử tình, đều tại loại này biết làm người diệu dụng chi la quân chính là tuyệt sẽ không keo kiệt trưởng lão kia gặp cái này phẩm chất tuyệt hảo thuần dương đan lập tức biết cái này là đồ tốt hắn cười đến miệng đều nhanh không đóng lại được la công tử ngài quá khách khí trưởng lão nói ra la quân thì nói ra tôi yên nhiên đâu trưởng lão nói ra há tô cô nương ra đi làm việc la là công tử ngài muốn tìm tô cô nương sao la quân nói ra cái kia thật không có bất quá tổng là quen biết cũ đã đến tự nhiên cũng nên nhìn một chút. Bất quá dưới mắt nàng không tại, vậy coi như. Trưởng lão nói ra, là công tử, không bằng lưu lại ăn bữa cơm lại đi. Có lẽ đợi chút nữa, tô cô nương trở về. Không dùng, ta muốn trước hồi thiếu uy phủ, là quân nói ra. Về sau, là quân rời đi thiên chỉ các. Là quân đối với người luôn luôn đều là hiền lành. Đến mức cùng người trầm ra như vậy, cũng không phải là xem thường hắn phàm nhân. Vừa đến, hắn biết đạo lý khó có thể thuyết phục. Lấy hắn cùng trầm mặc nùng tình huống, thế tục vốn khó có thể lý giải được. Đi chịu thua thỉnh cầu lý giải, căn bản là nằm mơ. Hắn bản tâm lưu giữ uy suy nghĩ. Thứ hai, đối phương châm chọc khiêu khích, hắn chính là không có có thần thông cũng đoạn khó nhịn thụ. Huống chi bây giờ, tay cầm kinh thiên chi lực, sao lại làm tiếp nhẫn nại. Người kính ta một thước, ta kính người một trường. Là quân về sau hướng thiếu uy phủ đi đến, tại Hoàng Thành Chi là có lệnh cấm bay. La Quân bây giờ tuy nhiên thần thông lợi hại, cũng không muốn đến xấu Hoàng Quy Củ. Không có cái kia tất yếu. Bất quá, La Quân đi bộ tốc độ cũng là rất nhanh. Hắn tại sau 5 phút đi vào thiếu uy phủ bên trong. Cũng đồng thời, La Quân trở về tin tức truyền đến Hoàng mà thôi. Thiếu uy phủ tại rất bất cần nghĩa, cũng là La Quân một ngôi nhà. La Quân tại thế giới bao la bên trong, không có một cái nào tránh thức nhà vô luận là đinh hàm chỗ đó vẫn là trầm mặc nùng chỗ đó hay là tại bác nhĩ châu hoàng kim trong huyết tộc hắn đều không có một loại tránh thức kết cục cảm giác ngược lại là thiếu uy phủ nơi này để hắn cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu tự tại hắn biết nơi này là an toàn không cũng biết nơi này không cần đi cố kỵ hắn bất luận kẻ nào ánh mắt hắn lần này lớn nhất nổi nóng cũng là cho tới nay hắn đều bị những cái kia thế tục ánh mắt tra tấn lần này là muốn vung tuệ kiếm, chảm cắt hết thảy. Cũng là đến đối mặt hết thảy. Là quân vẫn luôn có chút khiêng kỵ đinh hàm, tống ninh giữa các nàng sự tình. Cũng khiêng kỵ mấy cái này nữ nhân tới gặp mặt chờ một chút, giống mỗi lần đi gặp một cái, đều có loại thật xin lỗi mấy cái khác cảm giác. Là quần biết, chuyện này như không giải quyết, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành chính mình tu hành đại ma đầu. Khi đó, đem về vạn kiếp bất phục. Vô luận kết quả như thế nào, tu sĩ chúng ta, đều không thể trốn tránh, nhất định phải trực diện mặt đối với mình bất luận cái gì khuyết điểm cùng tâm ma. Đây là thuộc về la quân minh ngộ. Thiên châu khí trời cùng thế giới bao la tương tự. Tại ba nghìn thế giới chi, thiên châu cùng van xin thế giới cùng thế giới bao la là thứ nhất tương tự. Cho nên, thiên châu cũng mới muốn thay thế thế giới bao la. Không có cái kia căn cơ cùng điều kiện, không biết động như thế một cái ý niệm trong đầu. Thế giới bao la bị tức vận bao phủ, vì ba nghìn thế giới chi tổng cương. Nếu là đem thiên châu biến hóa thành thế giới bao la, có thể triệt để xáo trộn thiên đạo. Từ đó tu sĩ chúng ta, có thể bao trùm thiên đạo chi. Nhưng làm như thế về sau, thương sinh bình minh đều là đại nạn. Có lẽ sẽ giao động địa cầu căn bản. Thiên đạo khí vận là các tu sĩ đại địch, các tu sĩ muốn muốn đối phó thiên đạo, mà thiên đạo hai mắt khó gặp, lại tại vô hình chi tướng thiên châu kế hoạch bức ngừng. Đây là thiên đạo uy lực to lớn. Mà lại, lần này, thiên đạo đại ngôn nhân cũng có rất nhiều. Rất nhiều thiên mệnh giả, là siêu cường phần mềm diệt virus. Chính vào viêm hạ, mặt trời trói trang trên. Thiếu uy phủ viện tử đại thụ che trời, vì thiếu uy phủ che chắn ra một mảnh dâm mát tới. Là quân đến về sau, phủ gia đình lập tức chào. Càng có nha hoàn tiến đến thông báo quản gia lâm bá còn có nhiếp nghị nương, nói là công tử ra trở về. Là quân tuy nhiên lâu không tại thiếu uy phủ, nhưng nhiếp mị nương cùng quản gia lâm bá gọi trở về đến gia đinh, nha hoàn chuyện thứ nhất là muốn đem la quân nhận rõ ràng nhiếp mị nương có la quân bức họa la quân thiếu uy phủ cùng lan đình ngọc trấn viễn phủ tại hoàng thành chi chính là là có đặc thù địa vị tuy nhiên la quân cùng lan đình ngọc một mực không tại nhưng hoàng đối cái này hai tòa phủ đệ đều cố ý trông nom ân sủng không ngừng cho nên chiếc này phủ hạ nhân đều sẽ cảm giác đến mặt có vinh quang hướng rất nhiều đại thần quý tộc liền cũng biết La Quân cùng Lan Đình Ngọc hai người này tuy nhiên không tại. Nhưng hắn hướng trở về, tất nhiên bất phàm. Nhiếp mị nương hòa lâm bá rất nhanh ra đón. Bao quát phục thị La Quân nha hoàn Bích Nguyệt cũng kích động ra đón. Công tử ra, ngài rốt cục trở về. Lâm bá cao hứng nói ra, Bích Nguyệt cũng là nhiệt liệt, chỉ có nhiếp mị nương, nàng yên tĩnh nhìn lấy La Quân, mắt bao hàm thâm tình. Nhiếp mị nương đối La Quân là có đặc thù tình cảm. La Quân mỉm cười, hắn nói ra, tất cả mọi người từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lâm bá nói ra, cực khổ công tử ra nhớ nhung, mọi người chúng ta đều rất tốt. Sau đó, là quân hướng nhiếp nghị nương cười một tiếng, nói ra, đã lâu không gặp. Ta đi sắp xếp người trước chuẩn bị cho ngươi nước nóng tắm rửa, sau đó cho ngươi chuẩn bị chút thịt rượu. Nhiếp nghị nương nói ra, đó là rất tốt, là quân cười một tiếng, hắn lập tức ngắm nhìn bốn phía, liền quái hỏi, Kiều cô nương đâu? Nhiếp mị nương nói ra, Kiều cô nương vẫn luôn tại phủ, bất quá có lúc sẽ ra ngoài đi dạo. Đợi chút nữa hẳn là sẽ trở về. La quân nghe nói Kiều ngưng còn tại Hoàng Thành, liền nhỏ khẽ thở vào một cái. Về sau, nhiếp mị nương để Bích Nguyệt tại La quân trong phòng chuẩn bị nước tắm. Cái kia nước tắm nhiệt độ phù hợp, đồng thời còn thả không ít cánh hoa. La quân không khỏi cười khổ, hướng Bích Nguyệt nha đầu nói ra. Công tử nhà người ta cũng không phải mỹ nhân, thả những thứ này lè lè cánh hoa làm gì. Bích Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói ra, những thứ này cánh hoa rất thơm đâu, mà lại có ngưng thần hiệu quả. Có thể là đồ tốt đâu, ngài tẩy nhất định sẽ rất dễ chịu. Là quân nói ra, tốt à, ngươi ra ngoài đi. Ta muốn tắm rửa. Bích Nguyệt lập tức nói ra, nô tỳ phục thị công tử ra ngài tắm rửa thay quần áo đi. Là quân lập tức nói ra, không dùng, ta tự mình tới tốt. Thiên Châu là xã hội phong kiến, như Bích Nguyệt Phục Thị La Quân, cũng nhưng nói là thông phòng nha đầu. La Quân muốn đem ngủ, đó là thiên kinh địa nghĩa, căn bản đều không cần phụ trách nhiệm. Chỉ bất quá, La Quân điểm ấy phòng tuyến cuối cùng vẫn là có. Hắn lại ưa thích nữ nhân, cũng không có khả năng đến tùy ý ngủ một cái nha hoàn. Bích Nguyệt thực cũng biết La Quân tính cách, nàng gặp La Quân cự tuyệt, cũng không nói thêm lời, quay người ra khỏi phòng, đồng thời đem cửa đóng. Là quân thoát sạch sành xanh, sau đó ngâm mình ở trong bồn tắm. Cái này một cái chớp mắt, là quân cảm thấy sảng khoái không. Giống như là bên ngoài kẻ lãng tử rốt cục về đến nhà. Hắn dễ chịu hài lòng nửa năm, hưởng thụ cái này thật vất vả được đến thời gian nhàn hạ. Ước chừng sau 10 phút, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Là quân lập tức nghe được là Kiều Ngưng trở về. Cô nương, bên ngoài phòng, bích nguyệt hướng Kiều Ngưng chào la quân trở về kiều ngưng thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe êm tai bích nguyệt nói ra đúng cô nương kiều ngưng nói ra tốt ngươi lui ra đi vâng bích nguyệt biết kiều ngưng cùng công tử ra quan hệ không ít tự nhiên cũng không dám nghịch lại kiều ngưng về sau kiều ngưng đẩy cửa vào trở tay lại đem cửa phòng quan kiều ngưng rất mau tới đến la quân trước mặt nàng một thân quần dài màu đỏ xuất trần tuyệt sắc rung động lòng người cùng cực nhưng mà đây hết thảy đều không trọng yếu trọng yếu là nàng là la quân chỗ sâu thích nữ nhân kiều ngưng nhìn thấy la quân cũng là xuất phát từ nội tâm cao hứng cùng vui sướng nàng cười nhẹ nhàng nhìn về phía la quân ngươi lần này rời đi còn thật đầy đủ lâu hơn một năm kiều ngưng nói ra la quân tuy nhiên không mặc quần áo nhưng người tại trong bồn tắm ngược lại không xấu hổ hắn cùng kiều ngưng ở giữa vốn là cũng không cần xấu hổ là rất lâu, hắn đột nhiên một tay cầm ra, liền dựa vào pháp lực chi thủ đem Kiều Ngưng bắt lấy, sau đó kéo một cái. Kiều Ngưng lập tức ngã vào đến trong bồn tắm mặt, cái này bồn tắm rất lớn, hai người ở bên trong không có chút nào chen. Bất quá Kiều Ngưng cũng lập tức thành ướt súng, nàng kinh hô một tiếng, môi son vừa mở, là quân lập tức hôn tới. Đây là một cái hừng hực hôn, nồng hậu dày đặc tới cực điểm. Cũng ngọt ngào tới cực điểm. Kiều Ngưng vốn là còn chút oán trách, nhưng rất nhanh cũng đắm chìm trong dạng này yêu thương chi. Hai người lộ ra điên cuồng cùng cực. Sau một hồi khá lâu, mới rời môi. Kiều Ngưng tóc toàn bộ ướt nhẹp, mà lại váy cũng ẩm ướt, nàng vũ mị gợi cảm tới cực điểm, trắng như tuyết vai cũng trần trụi bên ngoài. Ngươi, Kiều Ngưng choáng sinh hai gò má, nói ra, ngươi lần này trở về, làm sao như thế khác biệt. Là quần đem nàng ôm vào trong ngực, nói ra, há, làm sao khác biệt? Giống như biến là khí chất, Kiều Ngưng nói ra, ta có thể cảm nhận được ngươi suy nghĩ thông suốt, tựa hồ là không cố kỵ gì. Đây là một cái rất tốt trạng thái, khó trách ngươi tu vi tiến triển nhanh như vậy. Ta có thể cảm nhận được ngươi pháp lực bành trướng." La Quân nói ra, "Không sai, gần đây xác thực nghĩ thông suốt một ít chuyện, cũng không có ý định lại lề mề chậm chạp đi xuống." "Hả? Nghĩ thông suốt cái gì?" Kiều Ngưng nói ra. "La Quân nói ra Mặc kệ thế tục ánh mắt thấy thế nào, mặc kệ hắn, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Những cái kia loạn thất bát tao sự tình, quản nó làm cái gì? Ta chỉ biết là ta thích Kiều Ngưng, Kiều Ngưng cũng yêu ta. Cho nên, ta sẽ không còn có bất cứ chút do so dự nào. Từ nay về sau, ngươi là ta nữ nhân. Kiều Ngưng môi đỏ khẽ nhếch. Nàng rất kinh ngạc, kinh ngạc tại La Quân bá đạo. Có thể bá đạo như vậy lại làm cho nàng vô cùng hưởng thụ tuy nhiên như thế miệng nàng nhưng vẫn là không muốn thỏa hiệp nói ra ai nói ta còn không có đáp ứng ngươi đây la quân nói ra không phải do ngươi hắn đại thủ lập tức bắt đầu ở kiều ngưng thân thể tác quái kiều ngưng nhất thời thân thể mềm mại mềm mại như thủy la quân sau đó còn nói thêm kiều ngưng ta lần này đến muốn nói với ngươi chuyện tuy nhiên ta quyết định không lại làm oan chính mình nhưng ta cũng muốn trưng cầu ngươi đồng ý thế nào ngươi nói Kiều Ngưng nói ra, là quân thực tế, cũng coi như đến sát phạt quyết đoán. Nhưng mỗi lần đối đãi hồng nhan chi kỷ, có nhiều do dự. Lúc trước, hắn tại Lâm Thiến sinh đẹp thân thể có rất nhiều bồi hồi cùng do dự. Tại Đinh Hàm thân thể cũng thế, về sau hắn chảm đai dối, thu Đinh Hàm, cùng Lâm Thiến xinh đẹp thẳng thắn nói ra, làm đến suy nghĩ thông suốt, về sau liền một đường đột nhiên tăng mạnh, thần cản giết thần. Mà lại về sau, Lạc Ninh chết, Trần Phi Dung chết, Linh Nhi xuất thế để La Quân lần nữa trở nên do dự, bồi hồi lên. Cho nên hắn đối Kiều Ngưng bồi hồi, đối trầm mặc nùng cũng cự tuyệt qua. Đây cũng là La Quân cho tới nay, Tu Vi Thủy Trung vẫn là có chỗ cực hạn, pháp lực không rất tinh khiết nguyên nhân vị trí. Nhưng lần này, hắn lần nữa quyết định chặt đứt đai dối, tiến bộ dũng mãnh. Đại khái cũng là bởi vì Linh Nhi thức tỉnh, cho La Quân đầy đủ dũng khí. La Quân liền nói ra, ta trước cùng ngươi nói mấy chuyện. Kiều Ngưng nói ra, "Tốt, ngươi nói." La Quân nói ra, "Thứ nhất, Linh Nhi đã tỉnh lại, mà lại bởi vì nàng là thiên mệnh giả thân phận, cũng chúng tinh điện bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Ta cùng nàng ở giữa, lấy được thông cảm, chúng ta quan hệ càng sâu lúc trước. Trong lòng ta không chỉ có yêu ngươi, cũng vô cùng yêu nàng." Dưới đáy chữ liền quảng bá vị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Điểm này, ta minh bạch, Kiều Ngưng nói ra, Nàng đồng thời buông lỏng một hơi, nói ra, nàng tỉnh, cái này rất tốt, thật rất tốt. Nàng là thật cảm thấy vui vẻ. Kiều ngưng tâm lý ức chế không nổi ái la quân, có thể vừa nghĩ tới mê man tư đồ linh nhi, nàng liền cảm giác rất là có lỗi với nàng. Tư đồ linh nhi vì la quân dâng ra não hạch, thời gian dài ngủ say. Sâu như vậy thích, kiều ngưng không dám khinh nhờn. Mà bây giờ, tư đồ linh nhi tỉnh. Kiều Ngưng cảm thấy mình không tất yếu có nặng như vậy gánh nặng trong lòng. Còn La Quân nói hắn thích Từ Đồ Linh Nhi, cái này Kiều Ngưng cũng là tuyệt đối tin tưởng, cũng tuyệt đối có thể lý giải. Nam nhân tâm luôn luôn rất rộng rất rộng, có thể thích rất nhiều nữ nhân. Nhưng lòng của nữ nhân lại chỉ có thể vận chuyển một người nam nhân. La Quân sau đó còn nói thêm, chuyện thứ hai là trầm mặc nùng sinh nhi tử ta. Trong nội tâm của ta cũng là có nàng. Cái này ta biết. Kiều Ngưng nói ra, La Quân nói ra, Nhi tử ta ở bên kia, cuối cùng ở thế tục chi, nhưng ta không có cách nào cùng Mặc Nùng cho hắn hoàn toàn bình thường thân thế. Ta cùng Mặc Nùng loại quan hệ này cũng không cho thế tục lý giải. Ta mặc dù không quan tâm thế tục, nhưng lại sợ thế tục hội bao phủ Nhi tử ta, cho nên ta dứt khoát dự định tổ chức một trận có một không hai hôn lễ, mời những nhân sâm kia thêm, để bọn hắn thấy rất rõ ràng, rõ ràng. Trước kia ta luôn luôn sợ cùng các người bất cứ người nào nói lên hắn nữ nhân. Nhưng bây giờ, ta không có ý định lại có bất kỳ né tránh. Tốt, suy nghĩ thông suốt, đây mới là tu sĩ chúng ta cần phải có phong phạm. Kiều Ngưng nói ra, cái này rất tốt, là quân, ta ủng hộ ngươi. Mà lại, ta có thể giúp ngươi. Ta ngân xa vương đều nguyện ý làm la quân người nữ nhân, người khác, còn có cái gì cảm thấy ủy khuất. La quân không khỏi kích động, hắn một miệng hôn nàng môi đỏ, sau đó nói, cảm ơn ngươi, Kiều Ngưng. Kiều Ngưng vũ mị cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi nói cho ta biết, trừ Linh Nhi bên ngoài, ngươi yêu nhất người nào. Cứ việc nàng có thể tiếp nhận những chuyện này, có thể nữ nhân cũng có nữ nhân đánh nhau. Mà nam nhân gặp phải chuyện này, phương pháp tốt nhất là ba phải. Nhưng La Quân đã yêu cầu suy nghĩ thông suốt, không biết né tránh bất cứ chuyện gì. Ta đối Linh Nhi cùng ngươi, phải nói là không phân khác biệt. Còn Đinh Hàm cùng Tống Ninh, càng nhiều là trách nhiệm đi. Dù sao, ta cùng giữa các nàng khoảng cách càng lúc càng lớn, đây là không có cách nào sự tình. Tống Ninh sự tình, ta đã nói với ngươi, ta vốn là không nghĩ tới muốn cùng nàng cùng một chỗ, nhưng ở ngày đó tình thế lúc, ta thực sự vô pháp cử tuyệt. Mà cùng mặc nùng ở giữa, cơ duyên xảo hợp đi. Huống chi, nàng hiện tại cho ta sinh con trai, ta càng thêm không thể đổ cho người khác. Kiều Ngưng cũng rất là hài lòng. Cũng không phải là nàng không có chính mình độc lập suy nghĩ, mà là bởi vì nàng chính là ngân Sa Vương, nàng tu vi cùng La Quân ở gần nhất. Hai người nhiều lần linh tu, tâm ý tương thông, nhiều lần kinh lịch sinh tử. Lẫn nhau đối lẫn nhau tâm ý, thật sự là lại quá là rõ ràng. "Tốt, người không lại dùng nói, ta đều hiểu, La Quân, ta chỉ cần ngươi biết, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ cần ngươi đối với ta tâm ý không thay đổi, ta liền thỏa mãn." kiều ngưng nói như vậy la quân cảm động không ta biết ngươi tâm trần duyên là ngươi nhiễm cho nên ngươi cũng phải đi đối mặt mà ta muốn làm là để ngươi an tâm đi độ trần duyên kiều ngưng chậm rãi nói ra giờ khắc này hai người mặc dù không có linh tu nhưng tâm lại chăm chú dựa chung một chỗ tựa như la quân nói hắn cùng đinh hàm tống ninh ở giữa bây giờ càng nhiều đã là trách nhiệm hắn cùng đinh hàm Tống Ninh ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, không thể ngăn cản. Đến mức trầm mặc nùng, trầm mặc nùng đối La Quân cũng không có nhiều giải. Cho nên, nhiều khi, tại La Quân cần có nhất nàng thời điểm, nàng ngược lại là thúc thủ vô sách, cũng nhiều lần hiểu lầm qua La Quân. La Quân có thể cùng áo đen tố trinh linh tu, cùng kiều ngưng vô số lần linh tu, nhưng lại chỉ có thể cùng trầm mặc nùng thịt tu. Trầm mặc nùng bây giờ tuy nhiên tu vi cũng tới, nhưng là la quân như lão sư đồng dạng ân cần dạy bảo đem mang đến la quân vẫn luôn là tại cứu trầm mặc nùng cho trầm mặc nùng cho nên giữa hai người xác thực không thể làm đến tâm linh tương thông không cách nào đạt tới tâm linh tầng diện yêu mến mà la quân cùng kiều ngưng còn có tư đồ linh nhi thì rất là khác biệt tư đồ linh nhi xưa nay không cho la quân phiền não bởi vì nàng minh bạch la quân tâm cũng lý giải chỗ khác cảnh kiều ngưng cũng như thế là quân tại hai người bọn họ nơi này, là có rất ít phiền não, cũng sẽ không đi tận lực khiêng kỵ một ít gì. Đây là môn đăng hộ đối tầm quan trọng. Cũng là bởi vì này, là quân tại Lam Tử Y trước mặt, vĩnh viễn là học sinh, là bằng hữu Không có khả năng sinh ra ái tình, bởi vì môn không đăng hộ không đối. Cho nên, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là khả năng không lớn cùng La Quân sinh ra cái gì diệu tình cảm. Làm Linh Tuệ Hòa Thượng nói La Quân cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn Linh Tu Lúc, Minh Nguyệt Tiên Tôn là trực tiếp cự tuyệt. La quân lúc này hôn kiều ngưng, hắn không cố kỵ nữa, cũng không nhẫn nại nữa. Liền trực tiếp tại trong bồn tắm đem kiều ngưng lột sạch sành xanh, về sau liền đem nàng ôm đến giường. Một đêm này, phòng cuồng vũ gấp, hồng loan trướng, kiều ngưng rốt cục đem lần thứ nhất hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho La Quân. Đây mới thực là hồn xác giao dung, tâm ý tương thông. Làm hai người tránh thức hòa vào nhau lúc, làm lạc hồng thấm ướt ga giường lúc, Kiều Ngưng nước mắt tuôn ra. Đó là hạnh phúc vui sướng nước mắt. Kiều Ngưng, ta yêu ngươi, chúng ta mãi cho đến vĩnh viễn, có được hay không?" La Quân tại nàng bên tai nhẹ giọng nỉ non, nói dễ nghe tình thoại. Kiều Ngưng hạnh phúc ân một tiếng. La Quân cùng Kiều Ngưng mấy lần hoan ái về sau, liền ngủ thật say. Khi tỉnh dậy, là muộn 8 giờ. Bởi vì La Quân là buổi trưa trở về. Hai người đồng thời mở mắt lẫn nhau ánh mắt chạm nhau, nói không nên lời ngọt ngào. Người tiểu tử này, thật giống như ta nhỏ rất nhiều tuổi đây. Kiều ngưng nắm La Quân cái mũi nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đối với tu sĩ tới nói, tuổi tác cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Kiều ngưng nói ra, cái kia ngược lại là. La Quân tay tại trước ngực nàng tác quái, nói ra, nếu không, người cũng giúp ta sinh con trai, thế nào? Kiều ngưng nói ra, thuận tự nhiên đi lại nói, người không sợ ta cho ngươi sinh đầu nhỏ bạc cá mập. La quân ngượng cười hai tiếng, nói ra, người còn nhớ rõ cái này việc sự tình a? À. Đây là bởi vì trước đó La quân vẫn có chút lo lắng, lo lắng kiểu ngưng nếu như sinh con, là người sống loại còn là sống tiểu ngân cá mập. Về sau hắn chả bị kiều ngưng hung hăng khinh bỉ. Mà cho tới bây giờ, là quân hiểu hơn yêu tinh tu luyện thành người, chính là từ đầu đến chân, thoát thai hoán cốt. Cũng đã là tránh thức nhân loại, không có khả năng lại đi sinh một đầu tiểu ngân cá mập, trừ phi là như một ít yêu thú đã thành thân thể, lại giữ lại thú hồn. lúc đối địch thể hiện ra cường đại thú thân, vân vân. mà kiều ngưng là từ đầu đến chân triệt triệt để để tu luyện thành nhân loại, chính là là chân chính người. xem như tiểu ngân cá mập thì tính sao? đó cũng là người hài tử của ta a. À. là quân nói ra, ta cũng như thế sẽ phi thường thương hắn, sủng hắn hai người tình ý kéo dài, ngay vào lúc này, bên ngoài Bích Nguyệt Thanh âm truyền đến. Công tử ra, cô nương, tô cô nương đến tìm hiểu. Tô cô nương, kiều ngưng không khỏi buồn bực, hỏi La Quân nói, cái kia tô cô nương. Ta cũng không biết a à. La Quân nói ra. Hắn sau đó lập tức nhớ tới, liền nói ra, là tôi yên nhiên đâu, ta đến thời điểm là mượn dùng thiên trì các truyền tống trận. Chắc là nàng biết, liền tới bái phòng ta kiều ngưng nói ra cái kia mau dậy đi la quân nói ra ừm hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế cái này bảo ta làm sao xuyên kiều ngưng nhìn lấy cái kia còn ướt đẫm váy có chút tức giận nói ra la quân cười ha ha một tiếng lập tức theo phòng bị tu di bên trong tìm một bộ xinh đẹp váy nói ra xuyên bộ này vẫn là lần ngươi cùng ta cùng một chỗ lúc mua kiều ngưng lúc này mới đổi giận thành vui nói ra cái này còn tạm được hai người rất nhanh chỉnh lý tốt dung mạo, sau đó ra khỏi phòng. Bích Nguyệt ở bên ngoài bảo vệ, thấy thế hành lễ nói ra, công tử ra, cô nương. La Quân gật gật đầu, nói ra, mang chúng ta đi gặp tô cô nương. Vâng, Bích Nguyệt nói ra, tô yên nhiên trong sảnh đường chờ lấy, nàng lấy một thân quần áo màu đen, có chút tư thế hiên ngang. Nhiếp Mị Nương ở một bên bồi tiếp nói chuyện. La Quân cùng Kiều Ngưng là dắt tay xuất hiện. Tô Yên Nhiên, rất lâu không thấy người càng sao sáng La Quân vừa vào đại sảnh liền vừa cười vừa nói Tô Yên Nhiên nhìn thấy La Quân cùng Kiều Ngưng như vậy ngọt ngào nhưng cũng không ngoài ý muốn nàng sớm đoán được hai người này hội cùng một chỗ ngược lại là Nhiếp Mị Nương cái kia một cái chớp mắt ánh mắt có chút phức tạp hoặc nói là chua xót đi nhưng nàng cuối cùng cái gì đều không biểu lộ ra Nhiếp Mị Nương để nha hoàn cho La Quân cùng Kiều Ngưng trà nàng đứng dậy nói ra các người trò chuyện ta đi chuẩn bị bữa tối, tô cô nương ở chỗ này ăn bữa cơm bữa đi. Tô yên nhiên mỉm cười, nói ra, ta ngược lại thật ra nghĩ, là không biết là quân có hoan nghênh hay không. Là quân cười một tiếng, nói ra, ta tự nhiên là hoan nghênh, mà lại mị nương đều mở miệng, nàng là có thể làm thiếu uy phủ chủ. Tô yên nhiên nói ra, vậy ta từ chối thì bất kính. Sau đó, là quân cùng kiều ngưng ngồi xuống. Tô yên nhiên dò xét là quân, sau đó ánh mắt cổ quái, nói ra, là quân, người hãy thành thật nói cho ta biết, người tu vi đến mức nào. Là quân sờ mũi một cái, nói ra, người cảm thấy thế nào. Tô yên nhiên hít sâu một hơi, nói ra, ta cảm giác không ra, ta ở trước mặt ngươi, cảm thấy mình giống như đối mặt nhất tôn viễn cổ ma thần. Ngươi muốn bóp chết ta, là trong nháy mắt công phu. Là quân nhìn nhiều tô yên nhiên liếc một chút, hắn nói ra, ngươi cảm giác này rất chân thực, ngươi bây giờ vẫn là tại cửu trọng thiên sơ kỳ bồi hồi, lấy ta hiện tại lực lượng, muốn giết ngươi thật là trong nháy mắt công phu. Vậy là ngươi, tô yên nhiên rung động không? La quân nói ra, tầng 10 đỉnh phong, khoảng cách hư tiên cách xa một bước. Bất quá, cho dù là gặp phải hư tiên, ta cũng không nhất định đánh không thắng. Kiều ngưng ở một bên đều bị kinh ngạc, nàng vẫn luôn dừng lại tại cửu trọng thiên đỉnh phong. Lại là không nghĩ tới là quân gia hỏa này, cách một năm khoảng chừng thế mà tiến bộ đến khủng bố như vậy a à. Quả nhiên không hổ là thiên mệnh chi vương a à. hiện tại ngươi ở trên trời châu chi, đã tính được là nhất phương cự phách. Lúc này mới mấy năm, lúc trước ta lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi tu vi còn kém xa ta. Mà bây giờ, ta lại là kém xa ngươi, quá kinh khủng, quá bất khả tư nghị, tô yên nhiên nhịn không được sợ hãi thán phục liên tục. Tô yên nhiên lưu lại ăn bữa tối, đồng thời, là quần đang ăn thôi bữa tối về sau, tại đại sảnh nói chuyện phiếm thời điểm, hắn không khỏi nói ra, cái này nhoáng một cái hơn hai năm thời gian, người tu vi tựa hồ vẫn luôn không có tiến bộ. Tô yên nhiên không khỏi phiền muộn, liền kiều ngưng cũng nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Tô yên nhiên nói ra, người nghĩ rằng chúng ta đều là người dạng này biến thái sao. Người không biết tu vi tu luyện tới chúng ta tình trạng này, mỗi muốn tiến lên trước một bước, cũng phải cần thời gian mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, thậm chí rất nhiều người già chết cũng khó khăn tiến nửa bước sau. La Quân nói ra, đó là bởi vì không có đại lượng đan dược cung ứng đi. Tô Yên Nhiên nói ra, ai có thể có nhiều như vậy đan dược cung ứng đâu. Ta cũng một mực dựa vào ngươi cho ta cái viên kia thần đan, thuận tiện còn có một số phổ thông thiên đan chờ một chút tới tu luyện công lực. Tiến triển quá chậm. La Quân cười một tiếng, nói ra, Tô Yên Nhiên, trước kia sự tình, ta không muốn lại sách bất quá chúng ta đã quen biết một trận, đó còn là muốn cho ngươi chút chỗ tốt. Tới đi, đem người phòng bị tu di cho ta, ta cho ngươi điểm đồ tốt. Há, Phật gì tốt, Tô Yên Nhiên nhất thời đến hứng thú. Nàng lập tức đem phòng bị tu di cho La Quân. La Quân cấp tốc vận chuyển ra 10.000 mai thuần dương đan đến, sau đó trực tiếp phóng tới Tô Yên Nhiên phòng bị tu di bên trong. Tô Yên Nhiên tiếp nhận phòng bị tu di, sau đó cảm ứng, lập tức cảm ứng được bên trong lượng lớn đan dược nàng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối môi đỏ mở ra hình nàng cấp tốc lấy ra một cái thuần dương đan cảm ứng phẩm chất là tốt thuần dương đan tuy nhiên không tính linh đan nhưng là người tu đạo lương phẩm cái này thuần dương đan chính là nguyên khí của tiên giới ngưng luyện mà thành đồ tốt tuyệt đối đồ tốt tô yên nhiên không khỏi khuôn mặt đỏ rực nàng hưng phấn tới cực điểm trời ạ à, là quân người thật sự là quá người đối với ta thật sự là quá tốt thế mà cho ta nhiều như vậy đan dược ta có những đan dược này muốn đến tầng 10 đều là ở trong tầm tay a à, tô yên nhiên hưng phấn đến nói năng lộn xộn lên nàng nói tiếp là quân nếu không dạng này ta cũng làm ngươi tiểu thiếp đi chỉ cần về sau ngươi cho ta cung ứng đầy đủ đan dược ta làm cho ngươi thiếp cũng không sao tô yên nhiên vốn là ngạo khí như tử nhưng lúc này cũng thần phục tại đan dược phía dưới là quân không khỏi nhịn không được cười lên hắn nói ra không dùng những đan dược này cũng đầy đủ ngươi dùng chúng ta vẫn là thật tốt làm bằng hữu đi tôi yên nhiên nghe vậy không khỏi khẽ giật mình sau đó cười ha ha một tiếng nói ra ngươi nên không phải sợ kiều cô nương sinh khí a chúng ta tu sĩ đều là thoải mái tính tình ngươi có thần thông như thế nhiều mấy cái nữ nhân lại cái gì vội vàng ngân sa vương ngươi không có hẹp hòi sao như vậy kiều ngưng mỉm cười không kiêu ngạo không tự ti nàng nói ra ngươi nói đúng tu sĩ cầu thoải mái, cầu suy nghĩ thông suốt. Chỉ cần La Quân nguyện ý, ta quả quyết sẽ không ăn dấm cùng cự tuyệt ngươi. Nhìn La Quân ý tứ đi. Nàng là chân tâm thực ý. Chỉ cần La Quân ưa thích, nạp cái tội yên nhiên làm thiếp, cái này không có gì vội vàng. Tội yên nhiên liền lại cười không ngớt nhìn về phía La Quân, nói ra, thế nào? Ta làm cho ngươi thiếp, cái này không ủy khuất ngươi đi. La Quân khoát khoát tay, nói ra, ngược lại là không có ủy khuất ta, bất quá ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm bằng hữu đến tốt vậy được rồi tôi yên nhiên ngược lại là thoải mái nói ra đã ngươi cự tuyệt vậy coi như la quân nói ra dễ nói tôi yên nhiên còn nói thêm người như thế khẳng khái ta cũng không thể không có qua có lại nói đi người muốn tìm ta giải cái gì la quân nói ra thiên trì các tình báo đều là sinh ý người tùy ý dò gì cũng không tốt lắm đâu tôi yên nhiên nói ra ta có nhất định quyền hạn ngươi cứ hỏi đi la quân nói ra tốt vậy ta từ chối thì bất kính ta muốn hỏi ngươi như hôm nay châu tình thế là như thế nào tình thế tôi yên nhiên nói ra trước kia là tạo thế chân vạc hiện tại là bốn đại thế lực tranh bá cái này bốn đại thế lực ngươi cũng sẽ không lạ lẫm đại khang hoàng đế cùng chúng ta thiên trì các hợp tác bây giờ đã bao trùm tại thần tộc chi thần tộc bây giờ một mực ẩn núp không có bất kỳ cái gì động tác trời cao tông Vũ hóa môn cũng là như thế. Giống sát kiếp không tồn tại một dạng, hiện tại thiên châu, bình tĩnh đến quả thực là thật không thể tin. Sát kiếp vẫn chưa đi qua, thậm chí có thể nói, còn không có chính thức triển khai. Không biết đến cùng cái này bình tĩnh sau lưng, sẽ còn nhấc lên như thế nào sóng gió tới. Là quân trầm giọng nói ra. Tô yên nhiên nói ra, cái này sao, thiên chỉ các đều dự đoán không đến. Cho nên, vẫn là thuận tự nhiên đi, dù sao chúng ta muốn quan tâm, cũng là quan tâm không tới. Hoàng đâu, La Quân nói ra, bây giờ Hoàng Tu Vi đến mức nào đâu. Tô Yên Nhiên nói ra, Hoàng Tu Vi tiến triển cực nhanh, hắn đến đạo ngã nhóm thiên trì các trợ giúp. Đồng thời trường sinh đại đế đều ra tay trợ giúp hắn tu luyện, lại thêm hắn vốn là tuyệt thế mới, lại có hay không cùng đan dược. Bây giờ hắn thực lực, thâm bất khả chắc, dù sao chúng ta thiên trì các đều không tra được, trường sinh đại đế sẽ không theo chúng ta lộ ra những vật này mà lại dựa vào quan hệ hợp tác chúng ta bây giờ cũng không có làm sao đối hoàng thêm nhiều giám thị. a à, la quân gật gật đầu. tô yên nhiên nói ra nhưng có một chút có thể khẳng định hắn tu vi vẫn tại ngươi chi. la quân nói ra đó là tự nhiên. hắn đón đến nói ra ta muốn cùng các ngươi làm sinh ý. há sinh ý tô yên nhiên nhất thời đến hứng thú nói ra thiên trì các mở cửa làm ăn chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền tài, đều có thể hợp tác với chúng ta. Riêng là ngươi, bây giờ còn có nhiều như vậy đan dược, cái kia càng tốt nói. La Quân mỉm cười. Tô Yên Nhiên nói ra, nói đi, ngươi muốn làm cái gì sinh ý. La Quân nói ra, ta có một người bạn, tu vi cực cao, đến động tiên cảnh kỳ. Động tiên cảnh kỳ, Tô Yên Nhiên hoảng sợ, nói ra, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Cảnh giới kia chính là truyền thuyết cảnh giới. Hiển nhiên, ta không có có tâm tư đến lái cái này trò đùa. La Quân nói ra, tốt a, à, Tô Yên Nhiên cũng biết là Quân tính cách, ngay sau đó nói ra, người muốn chúng ta làm cái gì. Ta người bạn này, tại một lần cùng tiên giới thiên quân giao thủ chi, đại luân hồi thuật, bây giờ xa vào đến vô tận ngủ say cùng luân hồi chi. Ta muốn biết, các người thiên chỉ các có biện pháp nào không đem cứu tỉnh. Mà lại, ta thân thể có đối phó đại luân hồi sách liệt diễm thần đan nếu như các người có thể bài trừ nàng thân thể đại luân hồi thuật, đan dược sự tình, dễ thương lượng. Tiên giới thiên quân, Tô Yên Nhiên cảm thấy hoảng sợ cùng không thể tin. Tiên giới thiên quân chính là truyền thuyết chi truyền thuyết, nghe nói có hủy diệt tinh thần lực lượng. Tính toán tại tiên giới chi, cũng là nhất phương kiêu hùng nhân tài kiệt xuất. Động tiên cảnh cao thủ, chỉ sợ ở trên trời quân trước mặt, cũng là không đáng chú ý. Tô Yên Nhiên nói ra. Tô Yên Nhiên, người liền cái này đều biết ngươi kiến thức quả nhiên bất phàm la quân nói ra Tô yên nhiên nói ra ta chấp trưởng hoàng thành thiên chỉ các đã đã nhiều ngày tiên giới sự tình theo thiên chỉ các tàng thư các cũng giải không ít la quân nói ra cho nên ngươi nhìn có thể hay không để cho các ngươi trường sinh đại đế xuất thủ cứu tỉnh ta người bạn này Tô yên nhiên nói ra cái này nàng trầm ngâm một cái trước mắt nói ra chuyện này quá lớn ta không làm chủ Trường sinh đại đế từ trước đến nay sẽ không cùng chúng ta câu thông, cho nên ta cũng không biết, hắn đến tột cùng hội sẽ không xuất thủ. Sau đó, tôi yên nhiên còn nói thêm, như vậy đi, ta trở về thương lượng một phen. Nếu như có thể thực hiện lời nói, ta lại đến cùng ngươi liên hệ. La Quân nói ra, như thế rất tốt. Về sau, tôi yên nhiên liền rời đi. Đối với Lam Tử Y ngủ say sự tình, Kiều Ngưng là sớm biết. Cho nên, nàng cũng rất rõ ràng La Quân tâm tình. Là Quân chỗ lấy lấy cái này một gốc giả, dạ, cũng là tâm sớm có ý nghĩ này. Hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng dù sao vẫn là lưu giữ một chút hy vọng. Ba đồ đâu, là Quân đột nhiên nghĩ đến ba đồ, liền hỏi Kiều Ngưng. Kiều Ngưng liền nói ra, ba đồ vẫn luôn đang cùng theo ta tu luyện, bất quá hoàng thành chi cấm bay, có lúc nó cũng cảm thấy biệt khuất. Trước mấy ngày hồi đại nhạn tháp, đại nhạn tháp, là quần ánh mắt xa xăm lên hắn nghĩ tới bị Hoa Thiên Anh giết chết Hạc Vương Tiêu Vũ, hắn nghĩ tới tại trời cao trong tông, cái kia trưởng quản thần thú cảnh không động tổ sư cùng chứa Khánh Vũ Triệu Bá toàn hai người kia. Bọn họ là tại Lăng Vân Phong Thiên Cô Phong, sống sờ sờ bức tử ba đồ mẫu thân tiểu linh. Những tạc nhân kia, khi dễ chính mình lúc đó nhỏ yếu, như thế vu hám, bức bách, mà chính mình trừ phẫn nộ, cái gì đều làm không. Rất tốt, các khoản đó cũng nên bắt đầu tính toán. La Quân Ngầm nói ra hắn sau đó lại hỏi kiều ngưng ba đồ tu luyện thế nào kiều ngưng nói ra bây giờ đã là thái hư thất trọng thiên tu vi dương cánh ở giữa cũng có thể phù diêu ngàn dặm thần thú dù sao không phải người tu luyện tốc độ còn là nhân loại muốn chậm ta đã cho nó rất nhiều đan dược la quân nói ra ta minh bạch làm sao đột nhiên nhớ qua thẳng thương cảm kiều ngưng gặp la quân thần sắc thăm thẳm không khỏi hỏi La Quân nói ra, ta tựa hồ còn có một chuyện muốn làm. Ừm, sự tình gì, Kiều Ngưng nói ra. La Quân nói ra, năm đó ta đi vào Thiên Châu kiếp nổ là bởi vì trời cao tông, trời cao tông đem huynh đệ chúng ta ba người mang sau khi trở về, lại ba đồ sự tình, ta đã nói với ngươi. Nhưng ta không có nói tỉ mỉ hôm đó ở trên trời cô phong sự tình. Bọn họ ngay trước mặt ta, nói rồi đồ mẫu thân tiểu linh là ta tòng thần thú cảnh bên trong trộm ra. Sau cùng ngay trước mặt ta, đánh chết tiểu linh, ta còn bị vội vã trốn tới. Hạc phương tiêu vũ, cũng là bởi vì này mà chết ở hoa thiên anh tay. Nguyên lai like còn có dạng này sự tình, kiều ngưng không khỏi tức giận, nàng sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, trời cao tông nhân thật sự là ánh mắt thiển cận, vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ, thế mà đưa ngươi bước đến mặt đối lập. La quân nói ra, ta phải đi một chuyến trời cao tông. Chỉ là, kiều ngưng nói ra, chỉ là bây giờ ngươi tuy nhiên tu vi tăng nhiều, thế nhưng còn chưa đủ đến đối kháng toàn bộ trời cao tông đúng hay không ngươi muốn làm gì kiều ngưng là rất giải la quân cho nên la quân vừa mở miệng nàng biết la quân tâm tư la quân nói ra không sai cái này thật là ta cần muốn cân nhắc sự tình kiều ngưng nói ra ngày đó sự tình muốn nói rõ ràng cũng không khó chỉ là đối với trời cao tông mà nói người thủy chung là ngoại nhân la quân nói ra điểm này ta minh bạch trời cao tông những nát đó sự tình, bọn họ cao tầng chưa hẳn không có chút nào rõ ràng. Ta người ngoài này, còn kiêm mang là trời cao tông phản đồ. Ta như vậy tìm đi qua, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ngươi muốn tìm Hoàng, Kiều Ngưng nói ra. Là quân nói ra, tìm Hoàng phái người lược trận cho ta, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Đời này không có tuyệt đối công bình, nhưng sẽ có trái ngược nhau công bình. Nếu như song phương quyền đầu không sai biệt lắm thắng, cái kia muốn giảng đạo lý. Kiều Ngưng nói ra, Hoàng chưa chắc sẽ đáp ứng ngươi. Hắn tựa hồ không quá ưa thích nhúng tay thiên mệnh giả sự tình, riêng là ngươi sự tình. La Quân nói ra, mỗi thời mỗi khác, nếu là Hoàng không nguyện ý lược trận, ta mang theo thiếu uy phủ đi đầu quân trời cao tông. Nhìn xem Hoàng có phải hay không bỏ được. Kiều Ngưng nói ra, hắn tất nhiên không nỡ. Hoàng trí tuệ không phải là trời cao tông có thể nghĩ trời cao tông lúc trước tuy nhiên trước hết nhất khai quật các ngươi nhưng lại cũng không đủ trọng dụng mà hoàng lại một mực tại thầm trợ giúp ngươi tòa này thiếu uy phủ là hắn cho ngươi trồng căn trước đó tuy nhiên lộ ra vô tình chút nhưng bây giờ đến xem vẫn là đối ngươi có chỗ tốt la quân cười một tiếng nói ra chính là bởi vì minh bạch điểm này cho nên ta mới có lòng tin để hoàng lai like vì ta lược trận mặt khác la quân còn nói thêm đem ba đồ gọi trở về đi có một số việc nó cần phải tham dự. Kiều Ngưng gật đầu, nói ra, tốt. La Quân sau đó lại cười một tiếng, nói ra, nay ngày không còn sớm, chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi đi thôi. Hết thảy đều đợi ngày mai lại nói. Kiều Ngưng khuôn mặt đỏ lên, nói ra, người cái tên này, làm sao tổng là nghĩ đến loại chuyện này. La Quân cười ha ha một tiếng, nắm ở nàng mềm mại vòng eo, nói ra, còn có thật nhiều đồ tốt muốn cho ngươi đây. Kiều Ngưng cũng tùy ý La Quân bài bố đến gian phòng giường la quân tự nhiên là tới trước một vòng phiên vân phúc vũ kiều ngưng thân thể để hắn lưu luyến quên về vui đến quên cả trời đất mà lại kiều ngưng thể chất rất tốt cũng có thể một mực phụng bồi một vòng kích tình sau đó la quân nói ra dẫn người đi chỗ tốt há địa phương nào la quân đem cái kia to lớn phòng bị tu di lấy ra chờ một chút ta trước mặc quần áo kiều ngưng nói ra không dùng ha ha dù sao cũng không có người có thể trông thấy. Linh tuệ hòa thượng sớm bị ta phong tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Là quần nói mang theo kiều ngưng lách mình tiến cái kia phòng bị tu di giấu trong bảo khố. Hai người đều là không mảnh vải che thân, như vậy hành động lại thật giống là vào vườn địa đàng Adam và Eva đây. Kiều ngưng tuy nhiên cường đại vô cùng, giờ phút này cũng cảm giác ngượng ngùng. Bất quá lập tức, nàng ánh mắt bị cái này tàng bảo khố hấp dẫn lấy nhiều như vậy bảo bối nhiều như vậy đan dược trời ạ à, cũng đều là thuần dương đan khó trách người xuất thủ hào phóng như vậy đây kiều ngưng nhịn không được sợ hãi thán phục liên tục la quân nói ra linh tuệ hòa thượng trước kia tại tiên giới đều là đi ngang ra hỏa hắn chân tàng khẳng định bất phàm hiện tại rất nhiều thần thông giả đều đang tìm kiếm linh tuệ hòa thượng đã từng lưu lại tàng bảo khố đây ta hiện tại tìm tới cái này một tòa tàng bảo khố phải nói là linh tuệ hòa thượng nhỏ nhất một tòa tàng bảo khố cái này tàng bảo khố bên trong mặc dù không có quá bao nhiêu lợi hại pháp bảo có thể bằng nhiều như vậy đan dược đã là có thể thế tục một chút đại môn phái những đan dược này có thể bồi dưỡng được nhiều ít cao thủ a kiều ngưng nói ra người vận khí này thật sự là thật là không có chuẩn la quân nói ra thế thì cũng không hoàn toàn là vận khí linh tuệ hòa thượng trước kia cũng không phải thiện nam tín nữ nếu là đần một điểm bị hắn bắn cũng không biết Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra, vậy cũng đúng. La Quân theo rồi nói ra, người bây giờ cách tầng 10 cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Như vậy đi, người hấp thu đầy đủ thuần dương đan, sau đó chúng ta linh tu, nhìn có thể hay không giúp ngươi sông mở tầng này bích chướng. Kiều Ngưng nhất thời hưng phấn, nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người ngồi xếp bằng. Kiều Ngưng lộng lẫy thân thể mềm mại lộ tại La Quân trước mặt, không khỏi để La Quân có chút thay lòng đổi dạ. Hắn nói ra, nếu không người vẫn là mặc quần áo đi kiều ngưng đương nhiên biết là quân tâm tư nàng nói ra người cái tên này thật sự là đầy đủ có thể ta lại không là quân cười ha ha một tiếng sau đó là quân ngoác liền chụp tới rất nhiều thuần dương đan tiếp cận 10 ngàn mai thuần dương đan bị la quân đưa tay ở giữa luyện hóa cỗ này thuần dương chi khí tại la quân pháp lực khống chế phía dưới đồng thời không tán đi mà chính là hình thành một đầu thuần dương chi long thuần dương chi long vây quanh la quân cùng kiều ngưng xoay tròn. La quân cùng kiều ngưng cấp tốc linh tu thành công, âm dương pháp lực hình thành. Đón lấy, bọn họ liền bắt đầu hấp thu thuần dương chi long. Vô cùng thuần dương chi khí hướng kiều ngưng nguyên thần bên trong quán chú mà đi. Kiều ngưng nguyên thần cùng não vực lại hình thành cầu nối. La quân là làm hộ pháp nhân vật, một khi phát hiện thuần dương chi lực quá mức cường hãn, không có thể hấp thu. Như vậy La Quân trợ giúp Kiều Ngưng đến hấp thu cửu trọng thiên đỉnh phong đến tầng 10 cái này bích chướng, cực kiên cố. La quân là hấp thu hư tiên đan hoàn, mới một lần hành động đột phá cửu trọng thiên đỉnh phong ràng buộc. Mà lại trước đó, La quân tích xúc đã rất là hùng hồn. Bất quá La quân cũng không tiếp tục muốn hút thu người khác thần thông cùng lực lượng đến để thăng chính mình, như thế nhân quả quá nặng. Chính là như áo đen tố trinh như vậy nhân vật, cũng là kém chút chết tại nhân quả phía dưới. Áo đen tố trinh có thể một đường thôn vệ hắn người tinh nguyên lực lượng, là bởi vì có lôi điện tôi thể. Nhưng cho dù là lôi điện tôi thể, sau cùng áo đen tố trinh vẫn là không có đào thoát vận rủi. Nếu không phải áo trắng tố trinh lấy mệnh trả lại, áo đen tố trinh liền cũng chết. Là quần trước đó cái viên kia hư tiên đan hoàn lực lượng cũng không có hấp thu xong, sau cùng ngưng luyện thành một khỏa siêu cấp đan hoàn, có thể 10 cái thần đan lực lượng. Bây giờ còn đặt ở phòng bị tu di chi đây đến mức cái này thuần dương đan, thật sự là không thể tốt hơn. Tu sĩ thuốc bổ, mà lại thuần dương không tạp chất, không có bất kỳ cái gì nhân quả tại. Chính là là thuần túy nguyên khí của tiên giới ngưng luyện ra tới. Kiều ngưng trong não vực, nguyên khí của tiên giới chấn động liên tục, vô số tế bào não khai phát. Vô số lực lượng, pháp lực, dinh dưỡng, thần thông hướng về tầng kia kiên cố bích chướng đánh giết tới. Cái này, có vô cùng đạo lý muốn tiêu trừ, lý giải, lĩnh hội có vô số phương trình thức đồ vật bình thường, cần phá giải. Đây là một cái cực khó khăn không quá trình. Cũng không đủ lĩnh ngộ, khó có thể tiến lên. Cũng không đủ dinh dưỡng, khó có thể xông phá. Cái này, còn có vô cùng tâm ma quấy phá, nếu là tích xúc được đến rất dễ dàng, tâm trí không thấy, bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào, lập tức hội tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lần lượt trùng kích, lần lượt phá giải. Là quân cảm giác kiều ngưng còn mệt hơn, kiều ngưng thì là kiên cường. Vô số thuần dương chi lực tưới tiêu. Ba canh giờ, thoáng qua đi qua. Một tiếng ẩm vang, tầng kia kiên cố bích trướng rốt cục sông mở. Cái này một cái chớp mắt, kiều ngưng não vực bên trong, vô số tế bào não như lôi đình mưa to tưới tiêu xuống. Vô số tế bào não nở hoa kết trái, phát ra vô cùng pháp lực tới. Kiều ngưng lực lượng đạt tới 300 triệu liệt mã bôn đằng chi lực. Chọn vẹn tăng lên gấp đôi lực lượng còn nhiều hơn. Bây giờ, là quân lực lượng là 2 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Phổ thông tầng 10 đỉnh phong cao thủ chính là 1 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực, là quân là cái siêu cấp biến thái, cho nên mới sẽ cường hãn gấp đôi. Làm tử y hư tiên cảnh đỉnh phong lúc, cũng mới 3 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Cho nên kiều ngưng 300 triệu liệt mã bôn đằng chi lực, đã rất là lợi hại. Nàng bây giờ một trưởng vỗ ra ngoài, liền có thể đạt tới biển động chi công có thể. Giờ khắc này, kiều ngưng hưng phấn tới cực điểm chủ động hướng la quân hiến hôn nồng nhiệt la quân người biết không ta vốn cho rằng ta cả đời này đều khó mà thực sự tầm người có thể sau khi biết ngươi không đến ba năm ta tu vi tăng trưởng trước kia lợi hại mấy lần ngươi thật sự là ta cứu tinh vậy ngươi phải làm sao cảm tạ ta la quân cười ha ha nói ra lấy thân báo đáp kiều ngưng nói ra ha ha la quân cười to ngay sau đó hai người tại cái này chống trải trong đại sảnh điên cuồng lăn cùng một chỗ, thích cùng một chỗ. Trong nháy mắt, đã hừng đông, La Quân cho Kiều Ngưng một triệu viên thuần dương đan, vốn là La Quân xuất thủ muốn cho một trăm triệu, nhưng Kiều Ngưng cự tuyệt, nói ra, một triệu viên, đầy đủ ta tu luyện thời gian rất lâu. Người cái tên này có nhiều việc, tiêu hao cũng nhiều. Giữ lấy chính mình trước dùng đi, chờ ta không, ta lại tìm ngươi muốn. Thế thì cũng được, La Quân không có lại kiên trì. Hai người mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng. Tia nắng ban mai vẩy chiếu trong sân, Kiều Ngưng hồng quang đầy mặt. Đây là một cái hạnh phúc nữ nhân cơ bản đặc thù a. À? Sao, muốn nói còn xấu hổ. La Quân ước định cử hành hôn lễ thời gian chỉ có 8 ngày, cho nên hắn cũng bắt đầu bối rối. Kiều Ngưng nói ra, ta hướng bà Đồ thông qua dấu ấn tinh thần phát ra tin tức, nó ngay tại gấp trở về. La Quân nói ra, cái kia tốt. Kiều Ngưng nói ra hiện tại ta bồi ngươi đi gặp hoàng đi la quân gật gật đầu đang khi nói chuyện bên ngoài tiếng bước chân truyền đến la quân không khỏi cười một tiếng nói ra nhắc tào tháo tào tháo đến hoàng người tới tào tháo là ai kiều ngưng không khỏi hỏi la quân vội ho một tiếng nói ra sau này hãy nói quản gia lâm bá lúc này đem một tên thái giám nghênh tiến đến cái kia thái giám không là người khác chính là hoàng trước người tâm phúc thường lão. Thường lão tại cung có thần bí khó lường địa vị, tuy là thái giám, lại làm cho người kính sợ. Nhiều ít đại quan gặp thường công công cũng phải gọi âm thanh thường lão. Lúc này thường lão tự mình đến đây, đủ để chứng minh hoàng đối La quân coi trọng. "Thường lão, La quân trước ôm quyền chào." Kiều Ngưng cũng cùng theo một lúc trước khi đi tới. Thường lão mỉm cười, nói ra, "Hoàng nghe nói thiếu tướng quân trở về, rất là tưởng niệm." Cho nên phái lão nô đến đây mời thiếu tướng quân vào cung một lần. Kiều Ngưng liền nói ra, hoàng hẳn là sẽ không để ý ta cùng theo một lúc đi thôi. Thường lão cười cười, nói ra, Kiều cô nương nói giỡn, hoàng vẫn luôn nhắc tới Kiều cô nương ngài đâu. Nói là ngài theo không chủ động đi cung ôn chuyện, nếu là Kiều cô nương cùng đi, hoàng tất nhiên cao hứng. Kiều Ngưng liền nói ra, vậy thì tốt, ta cùng đi. Bên ngoài chuẩn bị tốt xe ngựa sang trọng, Thường lão nói ra, lão nô chờ ở bên ngoài đợi hai vị la quân nói ra làm phiền thường lão sau khi rời khỏi đây la quân cùng kiều ngưng về đến phòng đổi một thân so sánh trang trọng y phục kiều ngưng lấy một thân quần dài trắng lúc này áo nàng trắng hơn tuyết da như mỡ đông quả nhiên là mỹ tới cực điểm khiến người ta nhìn đến tâm thần muốn say làm sao ánh mắt đều nhìn thẳng hôm nay mới phát hiện ta rất xinh đẹp sao Kiều Ngưng hướng La Quân nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. La Quân ôm Kiều Ngưng, hắn nói ra, ta nhớ tới vừa mới bắt đầu khi thấy ngươi, khi đó ngươi theo biển tới, ta kinh hồn bạt vía. Ở trước mặt ngươi, ta không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là không nghĩ tới, giờ này ngày này, chúng ta sẽ hôn dày đến trình độ này. Kiều Ngưng nao nao, đầu nàng tựa ở La Quân đầu vai, liền nhẹ nói nói, qua nhiều năm như vậy, một mình ta hành tẩu giang hồ. Nhìn quen thế gian lạnh lùng, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đi ưa thích một người nam nhân. Nhưng khi người đem cái kia một cái chân quý thần đan cho sắp chết ta lúc, người tránh thức đi vào trong lòng ta. Người nói người không nghĩ tới chúng ta hội thân mật như vậy, ta cũng không nghĩ tới, ta kiều ngưng có thể như vậy đi thích một người nam nhân. Là quân nói ra, con đường này có người làm bạn, ta đã thỏa mãn. Giữa hai người, nói không hết vuốt ve an ủi cùng yêu thương. Hồi lâu sau, mới đi ra ngoài. Thường lão một mực tại ngoài cửa chờ đợi, hắn tuy nhiên tại hoàng trước mặt rất được tin một bề, nhưng nhưng xưa nay không ngạo mạn tự đại. Tại bất luận cái gì đại thần trước mặt, đều lấy nô tài tự cho mình là. Hắn càng là điệu thấp, mọi người lại càng không dám khinh mạn. Hoàng cung phái ra xe ngựa, tự nhiên lộng lấy không, mà lại điêu long mài phượng xem xét biết là hoàng gia uy nghiêm. Là quân cùng kiều ngưng xe, thường lão lập tức, mã phù đánh xe, liền tiến về hoàng cung đến hoàng cung về sau là quân cùng kiều ngưng trước tiên ở trong điện dưỡng tâm nghỉ ngơi chờ đợi mà hoàng còn đang tảo triều thường lão nói ra thiếu tướng quân kiều cô nương hoàng hoàn tảo triều hội đến đây gặp nhau hai vị an tâm chớ vội lão nô cái này liền sắp xếp người chuẩn bị cho các người sớm một chút là quân nói ra thường lão khách khí trong điện dưỡng tâm cổ kính mà dưỡng tâm điện bên ngoài là cái viện tử trong viện sắc màu rực rỡ có chút xinh đẹp là quân dò xét bốn phía, hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp đại khang hoàng đế Hiên Chính Hạo. Khi đó, Hiên Chính Hạo tại chính mình tâm chính là có vô cùng uy nghiêm, giữa hai bên, tựa hồ có ngày hào khoảng cách. Mà bây giờ, chính mình tâm tính thì tầm thường rất nhiều. Tựa hồ cái kia Hiên Chính Hạo cũng không còn là như vậy thật cao tại. Đây là thực lực mang đến Mỹ Diệu A, là quân ngầm cảm thán. Đồng thời, là quân khóe mắt liếc qua đảo qua bên người Kiều Ngưng. Nàng là xinh đẹp như vậy, hào hoa phong nhã. Ta nhất định phải càng thêm cường đại mới có thể bảo vệ cẩn thận các nàng yên ổn vượt qua trận này sát kiếp. La Quân cùng Kiều Ngưng cũng không có đợi bao lâu, đang ăn qua một chút bánh ngọt về sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Có thái giám hô, thánh giá đến. La Quân cùng Kiều Ngưng đứng dậy. Cái kia hoàng hiên chính hạo liền lấy rõ ràng áo mãng bào màu vàng tiến đến, hắn vẫn là như thế thanh tú, tuổi trẻ thậm chí vẫn là không giận tự uy khiến người ta suy nghĩ không thấu La Quân cùng Kiều Ngưng không mình hành lễ giờ này khác này La Quân tự nhiên cũng sẽ không hướng Hoàng được quỷ lễ đây là một cái coi trọng thực lực vấn đề mà Hiên Chính Hảo cũng sẽ không so đo Hiên Chính Hảo tại tiến đến trong nháy mắt cũng đang đánh giá La Quân cùng Kiều Ngưng La Quân cùng Kiều Ngưng cũng đang lặng lẽ dò xét Hiên Chính Hảo tham kiến Hoàng La Quân nói ra Miễn lễ, Hiên Chính Hạo nói ra, hắn sau đó bệ vệ ngồi tại bài, cung nữ lập tức dâng trả tới. Hiên Chính Hạo nói ra, là quân, kiều cô nương, ngồi đi. Tạ Hoàng, hai người nói, sau đó liền phân biệt ngồi xuống tại Hiên Chính Hạo dưới tay. Là quân phát hiện, hắn y nguyên nhìn không thấu Hiên Chính Hạo. Hắn y nguyên cảm thấy Hiên Chính Hạo thâm bất khả chắc, hắn có thể giết chết ta. Đây là La Quân cảm giác. La Quân liền minh bạch, xem ra hiên chính hạo tuy nhiên không phải thiên mệnh giả. Nhưng hắn tu luyện tốc độ cũng thật sự là khủng bố, thật không thể tin. Là quân, kiều cô nương, xem ra các ngươi lần này tiến bộ đều rất lớn a. Là quân người tuy nhiên còn không phải hư tiên, ta nhìn bình thường hư tiên lực lượng, kém xa ngươi. Còn có kiều cô nương ngươi, tựa hồ cũng mới vừa gia nhập đến tầng 10A. Hiên chính hạo nói ra. Là quân cùng kiều ngưng nhất thời giật mình. Chỉ cảm thấy hiên chính hạo quả nhiên là lợi hại, mắt sáng như đuốc, đem hai người bọn họ thật sự là thấy rất rõ ràng, thật sự rõ ràng à. Hoàng mắt sáng như đuốc, mà tướng bội phục, là quân nói ra, hắn đón đến, còn nói thêm, cho tới nay, hoàng đối với ta thiếu uy phủ đều chiếu cố có thừa, mà tướng vô cùng cảm kích, cho nên chuẩn bị chút lễ mọn, hy vọng hoàng ngài không muốn ghét bỏ. Hiên chính hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, là quân người tuy nhiên chúng tinh điện nhưng cũng vẫn là đại khang thần tử. Chấm trông non thiếu uy phủ, vốn là chuyện đương nhiên. Bất quá, chấm đối như lời ngươi nói lễ mọn cũng có chút hứng thú, lấy ra cho chấm xem một chút đi. La quân ngay sau đó xuất ra một cái đan hoàn tới. Cái này đan hoàn là la quân thôn vệ côn bằng đan hoàn về sau, dinh dưỡng quá mức bành trướng, hắn trực tiếp đem ngưng luyện ra tới. Một cái đan hoàn, hiệu quả có thể 10 cái thần đan mà lại bên trong còn có côn bằng yêu thú pháp tác cùng đạo lý đan dược này tính được rất là quý giá hiên chính hạo thân thủ nắm vào trong hư không một cái liền đem cái kia đan hoàn bắt vào tay chỉ một cái chớp mắt hiên chính hạo đem cái này đan hoàn giá trị biết rõ ràng ừm cái này đan hoàn thật không tệ bất quá hắn vẫn chưa có quá kinh hãi vui la quân mỉm cười nói ra mà tướng còn có đồ tốt đây hắn sau khi nói xong liền đem tàng bảo khố thuần dương đan vận chuyển đi ra. Trong nháy mắt, 10 triệu thuần dương đan theo tàng bảo khố bên trong vận chuyển đi ra. Không khí chi, lít nha lít nhít đan dược bay múa, tựa như thuần dương chi long. Nguyên khí của tiên giới, thuần dương đan, tinh thuần như thế, số lượng nhiều như thế, Hiên Chính Hạo cũng không khỏi biến sắc. Hắn vui mừng không thôi, về sau vung tay lên, đem tất cả đan dược đều thu nhập đến hắn pháp bảo Thiên Long bát bộ phù đồ huyền tháp chi. Là quân, người phần này lễ, rất nặng a. À. Hiên chính hạo nói ra, xem ra, người là đến bảo tàng khổng lồ. Người có thể xuất thủ 10 triệu thuần dương đan, chấm đoán người tàng bảo khố, chỉ ít còn có mấy trăm triệu đan dược đi. Là quân cũng không giấu giếm, nói ra, hoàng quả nhiên lợi hại. Kiều ngưng lại là nhớ mày. Hiên chính hạo nói ra, chẳng lẽ ngươi không sợ chấm đối người cưỡng đoạt sao. Là quân nói ra, hoàng nếu là muốn, chỉ cần mở miệng mà tướng tuyệt không dám chống lại. Hiên chính hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, là quân, người quả nhiên đầy đủ giải chấm. Đừng nói ngươi không có cửa chủ tầng kia quan hệ tại, cho dù ngươi chỉ là phổ thông thần tử, chấm cũng không có bị ổi đến phải dùng loại thủ đoạn này đạo lý. Huống chi, người vẫn là thiên mệnh chi vương, trời cao tông không có có ánh mắt, chấm lại sẽ không phạm sai lầm giống nhau. Chỉ là trước kia mấy lần, chấm cũng không cùng ngươi cứu giúp, ngươi tâm còn hận chấm. La Quân nói ra, không có. Hắn đón đến, nói ra, nếu là liền điểm này đều thấy không rõ lắm, La Quân có mặt mũi nào tới gặp Hoàng Ngài đâu. Tốt, rất tốt, Hiên Chính Hạo nói ra. Hắn nói tiếp, La Quân, nói đi, người đã cho chấm nặng như vậy lễ. Chấm cũng không thể bạch lấy chỗ tốt, người nói một chút đi, người muốn cái gì. Kiều Ngưng ở bên nghe, lập tức vui mừng trong bụng. Khả La Quân lại như cũ không có lấy trời cao tông sự tình, ngược lại nói nói, làm tử y đại luân hồi thuật, lâm vào hôn mê. Mà tướng tay có liệt diễm thần đan, nhưng không biết hoàng ngài có biện pháp nào không giải cứu lam tử y. Hiên chính hạo ánh mắt phẩy một cái, trầm giọng nói ra, nàng quả nhiên ứng kiếp. Ừm, la quân nói ra, hoàng lời này lại là ý gì? Hiên chính hạo nói ra, lam tử y có lam tử y kiếp số. La quân nói ra, lam tử y vừa mới độ ma kiếp không lâu, kiếp số này cũng tới quá mau một chút a à. Hiên chính hạo nói ra, đây là vô lượng sát kiếp, cũng là mệnh kiếp đếm. Hoàng là thông qua ma điển tính ra đến, La Quân nói ra. Hiên chính hạo khoát tay, nói ra, ma điển đã tính toán không ra chuyện tương lai, như hôm nay nói che đậy thiên cơ, tương lai đại thế, vận mệnh, ai cũng coi không ra. Cái kia Hoàng làm sao biết, đây là Lam tử y kiếp số. La Quân nói ra, Hiên chính hạo nói ra, Lam tử y chính mình nói. La quân nói ra, vậy ngài nhưng có giải cứu chi pháp. Hiên chính hạo nói ra, nếu như chấm đoán không sai, Lam tử y cần phải tại tinh chủ chỗ đó a. À? La quân nói ra, không sai. Hiên chính hạo nói ra, nếu thật là vì tốt cho nàng, khuyên ngươi không muốn gấp gáp như vậy cứu tỉnh nàng. Nàng hiện tại như vậy, ngược lại là an toàn nhất. Lời này nói thế nào? La quân nói ra. Hiên chính hạo nói ra, nhìn ngươi nghĩ như thế nào, chấm cũng chỉ có thể nói đến thế thôi. Là quần hơi hơi thở dài, hắn cũng biết, hiên chính hạo cũng không tính xuất thủ. Cũng có lẽ, là căn bản không có bản sự này. Dù sao, làm tử y tu vi đã là động tiên kỳ, nàng đều không thể chống lại pháp thuật, hiên chính hạo tự nhiên cũng là không thể. Lại là mình si tâm vọng tưởng. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn, là quân cũng thoải mái. Hắn sau đó nghĩ đến cái gì, liền còn nói thêm, tinh chủ tương lai chi chủ, tựa hồ y nguyên có thể thôi toán thiên cơ. Hiên chính hạo nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra, tinh chủ lai lịch, chấm có thể đoán được một chút. Hắn có thể thôi toán ra tương lai thiên cơ, cũng không quái. Lai lịch ra sao, hoàng, ngài có phải không có thể cáo chi, mà tướng vô cùng cảm kích, là quân nói gấp. Hiên chính hạo khoát khoát tay, nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. Là quân không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì. Sau đó, La quân nói ra, đúng, Hoàng, trước mắt mà tướng có chuyện xác thực cần Hoàng ngài hỗ trợ. Tốt, người nói, Hiên Chính Hạo lập tức nói ra. La quân nói ra, ngày đó có mà tướng trời cao trong tông, bị người ta vu cáo, về sau lại cùng Hoa Thiên Anh định ra ước hẹn 3 năm. Bây giờ 3 năm kỳ hạn cũng kém không nhiều, cái này cái cọc ân oán, mà tướng cũng muốn cùng trời cao tông này kết. Chỉ là mà tướng một người, cũng khó có thể tìm trời cao tông đòi hỏi đến một cái công đạo. Cho nên, Hiên Chính Hạo nói ra, người ý tứ, chấm minh bạch. Như vậy đi, chấm mang các cao thủ, tự thân vì ngươi lược trận. Đa tạ hoàng, là quân nghe vậy không khỏi đại hỷ. Hiên Chính Hạo nói ra, người đánh tính toán lúc nào tiến về trời cao tông. Là quân nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền có thể. Chỉ là còn phải xem ngài ý tứ. Hiên Chính Hạo nói ra, Người đã gấp gáp như vậy, cái kia chấm cũng theo ngươi. Như vậy đi, ngươi về trước đi. Chấm cũng muốn chuẩn bị một phen, 7 giờ tối, ngươi đến Hoàng Cung đến, chúng ta đến lúc đó xuất phát. Kiều Ngưng nói ra, là không biết, cái kia Hoa Thiên Anh có thể hay không vừa tốt không tại trời cao trong tông. Nếu là phốc cái hư không, cũng thật phiền toái. Ta là quân ở đây thề với trời, 3 năm về sau, ta nếu không thể giết Hoa Thiên Anh, liền ngay tại chỗ tự vận chết. Vĩnh viễn, không được siêu sinh. Vân Hải bốc lên chi, là quân trong suy nghĩ tựa hồ là hồi đến ngày đó. Một cái chớp mắt ấy, thật đã thời gian ba năm. Ba năm thời gian, hắn rốt cục có thể đối mặt Hoa Thiên Anh. Hạc Vương Tiêu vũ chết, tựa hồ còn ở trước mắt. Tiên Hạc Tiểu Linh, ở trước mặt mình bị không động trưởng lão tươi sống đánh chết. Cái kia cửa ải tại trời cao tông hết thảy trí nhớ, đều là để hắn cảm thấy bi phẫn khó nhịn. Cái kia hết thảy, rõ mồn một trước mắt, tựa hồ phát sinh ở hôm qua. Là quân, người bây giờ tựa hồ không có cái gì vừa tay pháp bảo. Kiều Ngưng có chút bận tâm, nói ra, ta cái này cổ lôi phù cho ngươi đến dùng. Là quân nói ra, không dùng, không có pháp bảo, không cách dùng bảo bối đi. Kiều Ngưng nói ra, này lại để ngươi phần thắng giảm bớt đi nhiều. Là quân nói ra, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Kiều Ngưng thấy hắn như thế thuyết pháp, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ba đồ tại La Quân bên người bay múa, bây giờ ba đồ đã dài đến thần tuấn dị thường. Vốn là nó không hội trưởng nhanh như vậy, loại này thần thú tiên hạc trưởng thành kỳ là rất chậm chạp. Bất quá kiều ngưng một mực dùng đại lượng đan dược nuôi nấng ba đồ, ba đồ cũng lớn đến càng nhanh hơn. Cà 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 cà, ba đồ vui sướng kêu. La Quân cũng nghe không hiểu ba đồ đang nói cái gì, bất quá, ba đồ ngược lại có thể nghe hiểu La Quân lời nói bây giờ ba đồ thân có pháp lực hai người lời nói mặc dù có chút không thông nhưng la quân có thể dùng ý niệm cùng ba đồ câu thông giao lưu ba đồ đối năm đó sự tình đã có một ít cảm giác bây giờ la quân muốn đi báo thù ba đồ tự nhiên là hoan hỷ hoàng hiên chính hạo lấy tử kim loan giá ở trên không bay múa phía sau hắn cùng thập đại áo đen thiết vệ la quân cùng kiều ngưng thì là lấy đại kim đan hóa thành côn bằng bay múa mà đi Đoàn người này, theo gió vượt sóng, tại kim sắc dưới ánh mặt trời cấp tốc phi hành, tại vân vụ chi lao nhanh. Cổ người ánh mắt tiên, nói chung cũng là như vậy hình thái. Là quân, kiều cô nương, hiên chính hạo tại loan giá bên trong ngồi, bỗng nhiên mở miệng hô. Là quân cùng kiều ngưng dưới chân ra tốc, liền là đi vào loan giá bên người. Hiên chính hạo một chân thực sự đến loan giá phía trước, cùng La Quân cùng Kiều ngưng cơ hồ là đứng sóng vai. Chấm năm đó từng bị nhân loại quan ở trong phòng thí nghiệm xem như quái vật đồng dạng nghiên cứu. Về sau theo môn chủ sát phạt thiên hạ, vốn dĩ cảm thấy thiên hạ sự tình không qua như thế. Tới giờ này ngày này mới phát giác trước kia chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng a. Hiên Chính Hạo có chút hít cảm khái. Là quân nhất thời lòng sinh cảm khái, hắn làm sao không là như vậy cảm xúc a. Hiên Chính Hạo nói ra, có điều, mặt còn có tiên giới. Cái vũ trụ này Quá lớn, chúng ta cảm thấy lấy trước chính mình là ếch ngồi đáy giếng, cũng có lẽ bây giờ chính mình vẫn bất quá là ếch ngồi đáy giếng A. Như vậy Hoàng, ngài chí nguyện là cái gì? Hoặc nói, ngài nghĩ đến đến một cái kia bỉ ngạn. Là quần nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói ra. Hiền chính hạo nao nao, sau đó nói, vấn đề này, rất có ý tứ. Vậy người trước nói cho chấm, người muốn bỉ ngạn là cái gì? Là quần cũng là khẽ giật mình lại là không nghĩ tới hiên chính hạo hội ngược lại hỏi hắn. Hắn liền trầm ngâm. Cái này thật là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề, cũng là la quân thường xuyên sẽ muốn, nhưng lại nghĩ không ra một cái nguyên cớ vấn đề. Ta bị ngạn, mang theo ta người yêu, thuận lợi vượt qua sát kiếp đi. Thoát khỏi thiên đạo khống chế, thăm dò vũ trụ minh mông. La quân chậm rãi nói ra. Kiều ngưng nghe rõ ràng, nàng nhìn la quân liếc một chút, cái nhìn này chi, bao hàm thâm tình. Hiên Chính Hạo nghe, nói ra, rất tốt đẹp nguyện vọng, có thể đại khái, không có người có thể thoát khỏi thiên đạo khống chế đi. Chỉ cần ngươi còn sống, tại thiên đạo chi hạ, ngươi vận mệnh, thuộc thiên đạo khống chế, chấm nguyện vọng, cùng ngươi ngược lại cũng kém không nhiều. Hy vọng có thể đến giúp môn chủ, hy vọng đại khang có thể bình an lâu dài, hy vọng càng hy vọng nhiều, là càng nhiều dục vọng cùng tham lam. Muốn trường sinh, là tham lam, nhớ nhà người bình an, cũng là dục vọng hy vọng làm hết sức mà thôi hắn giọng nói lại là mang theo nói không nên lời tiêu điều la quân cùng kiều ngưng tâm đồng lúc chấn động bây giờ đại khang hoàng đế hiên chính hạo tu vi thâm bất khả chắc trưởng khống đại khang vương triều cùng thiên chỉ các hợp tác ở trên trời châu chi chính là là tuyệt đối cự bá đại kiêu thế nhưng là tại đối mặt thiên đạo lúc hắn lại là như thế hèn mọn cái này chính là bởi vì hắn càng cường đại càng biết mình tại thiên đạo trước mặt nhỏ bé A. Vận mệnh vô thường, cái này vô thường không chỉ là nhầm vào phổ thông người dân, càng là nhầm vào hắn dạng này cao thủ A. Là quân hít sâu một hơi, hắn biết, vẫn luôn biết thiên đạo khủng bố. Cho nên, hắn mới phải càng thêm suy nghĩ thông suốt, không phải vậy lời nói, lúc đó càng thêm chết không táng sinh chi địa. Trời cao tông rất nhanh ở trước mắt, cái kia trời cao tông tại thập vạn đại sơn ở giữa, bị vân vụ lượn lờ, phiêu phiêu miểu miểu chi, thật giống như tại bầu trời. Bây giờ trời cao tông, đã từ chi 30 vị trí đầu 8 ngọn núi tăng trưởng đến 45 ngọn núi. Mỗi thêm ra một vị cửu trọng thiên cao thủ, liền sẽ thêm ra một ngọn núi tới. Cái này là cao thủ tự lập môn hộ. Mỗi một tòa ngọn núi hình thành về sau, phong chủ đều có thể đạt được càng nhiều tu luyện tài liệu cùng tư nguyên, cũng có thể thu môn đồ khắp nơi, lớn mạnh trời cao tông trời cao tông loại này tấn thăng cơ chế làm cho cả trời cao tông càng thêm vui vẻ phồn vinh lúc này đi vào trời cao tông về sau mọi người bị ngăn ở trời cao tông hộ tông đại trận bên ngoài đại trận này chủ yếu là miễn phải bị ngoại nhân quấy dày nhưng rất khó ngăn lại chân chính cao thủ bất quá cao thủ một khi xông tới cũng sẽ bị đại trận giám thị nếu như muốn chống cự ngoại địch còn cần trong tông cao thủ đồng loạt ra tay thi triển pháp lực như thế đại trận mới có thể phát huy suốt thần diệu chi dụng. Lần này Hiên Chính Hạo đến đây, cũng không phải là muốn tuyên chiến, cho nên cũng sẽ không cưỡng ép sông trận. liền để cho thủ hạ mở miệng. Cái kia áo đen thiết vệ trước một bước, khí dồn đan điền, quát to, đại khang hoàng đế đến đây bái kiến sơn môn. Hắn liên tiếp hô ba tiếng, cái này ba tiếng liền tại toàn bộ trời cao trong tông, thậm chí thập vạn đại sơn ở giữa vang vọng thật lâu. Trời cao cung vân cung bên trong, trưởng giáo trí tôn vân hóa ảnh ngay tại khoanh chân tu luyện. Hắn cũng nghe đến cái thanh âm này. Vân hóa ảnh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, hắn tới làm cái gì? Cũng là vào lúc này, hai tên thái trưởng lão cấp tốc đến đây bái kiến vân hóa ảnh. Cái này hai tên thái trưởng lão theo thứ tự là Tống Cảnh, hướng Nam Sơn. Hai vị thái trưởng lão tầm thường là chủ trì trời cao tông các loại sự vật, bao quát tại tiếp tiên đài truyền đạo cũng là bọn hắn hai người sự tình. Tống cảnh hòa hướng Nam Sơn sau khi đi vào, trước hướng Vân Hóa ảnh chào. Vân Hóa ảnh nói ra, hai vị trưởng lão không cần phải khách khí. Tống cảnh nói ra, trưởng giáo chí tôn, thanh âm này, ngài nghe được. Vân Hóa ảnh nói ra, bản tôn xác thực nghe được. Tống cảnh nói ra, lão hủ đã bên ngoài xem xét, lần này đại khang hoàng đế chỉ đem 10 tên thiết vệ tới. 10 tên thiết vệ, Vân Hóa ảnh nói ra. Hướng Nam Sơn nói ra, cái này đại khang hoàng đế, quả thực đáng hận. Bây giờ hắn là tự chui đầu vào lưới, chúng ta liền trực tiếp bắt hắn lại. Vân hóa ảnh không khỏi cười một tiếng, nói ra, Nam Sơn trưởng lão, người nghĩ gì thế? Cái này đại khang hoàng đế, quỷ còn tinh, hắn sẽ làm tự chui đầu vào lưới sự tình. Hướng Nam Sơn nói ra, lão hủ tự nhiên biết điểm này, nhưng lão hủ cũng tỉ mỉ xem xét một phen. Nếu là chúng ta toàn lực xuất thủ, có thể để hắn không có chút nào hoàn thủ cơ hội, Vân hóa ảnh khoát khoát tay, nói ra, mặc kệ hắn có cơ hội hay không hoàn thủ, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, trời cao tông không làm được như thế không phóng khoáng sự tình. Đại khang hoàng đế là đối thủ không sai, nhưng hắn đã dám chỉ đem 10 tên thiết vệ đến đây, vậy nói rõ hắn thành ý. Người ta có đảm lượng đến, chẳng lẽ ta trời cao tông không có tiếp đãi đảm lượng sao? Tống cảnh nói ra, trí tôn nói đúng, bất quá dưới mắt, trí tôn dự định tiếp kiến hắn sao? Vân hóa ảnh nói ra, đó là đương nhiên. Hắn đón đến, nói ra, tống trưởng lão, làm phiền ngươi mời bọn họ toàn bộ vào đi. Tống cảnh nao nao, nói ra, lão hủ chỉ sợ bọn họ không có can đảm này tiến đến. Vân hóa ảnh từ tốn nói, người khác có hay không can đảm này, bản tôn không biết. Nhưng bản tôn biết, đại khang hoàng đế đã dám đến, nhất định có can đảm này tiến đến. Đi thôi. Tốt, tống cảnh gặp vân hóa ảnh nói như thế, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người ra ngoài. Trời cao bên ngoài tông mặt, Kiều Ngưng lo lắng nói ra, Hoàng. Chúng ta thực lực, chỉ sợ vẫn là đơn bạc một điểm. Như vậy sông tới, trời cao tông nếu là không phóng khoáng, sinh ác ý, chúng ta tình cảnh sẽ rất khó khăn. Hiên chính hạo nói ra, yên tâm đi, sẽ không. Chấm đối vân hóa ảnh rất là dài. Kiều Ngưng gặp Hiên chính hạo như thế chắc chắn, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Về sau, cái kia tống cảnh chỉ huy hai tên đệ tử đời hai đến đây gặp nhau lão hủ gặp qua đại khang hoàng đế tống cảnh ba người hóa thành thần hồng bay tới sau đó tại tử kim loan giá trước kết thúc tống cảnh ôm quyền tham kiến hiên chính hạo hiên chính hạo cũng là không kiêu căng nói ra dễ nói không biết các hạ xưng hô như thế nào tống cảnh nói ra lão hủ tống cảnh há nguyên lai là trời cao tông thái trưởng lão hiên chính hạo nói ra tống cảnh hơi kinh hãi nói ra nghĩ không ra lão hủ lai lịch đại khang hoàng đế thế mà như vậy rõ ràng hiên chính hạo cười nhạt một tiếng chuyển đổi đề tài nói ra trưởng lão chúng ta có thể đi gặp vân hóa ảnh sao tống cảnh nói ra chí tôn đã lên tiếng mời chư vị đi vào chư vị hãy theo ta tới đi la quân cùng kiều ngưng hơi kinh hãi cái này vân hóa ảnh quả nhiên là cái nhân vật a à. thế mà cái gì đều chẳng quan tâm liền để bọn hắn đoàn người này đi vào Tại tống cảnh chỉ huy phía dưới, mọi người rất nhanh tới tiếp tiên đài. Về sau, liền trong mây thiên cung. Cái kia nguy nga cung điện, còn có rất nhiều hoa viên, hoa dị thảo chờ một chút, đều hiện lộ rõ ràng một cái danh môn đại phái khí phái cùng vinh diệu. Hiên chính hạo chỉ huy cả đám, trực tiếp trong mây cung, liền tại vân cung bên trong, nhìn thấy đã lâu vân hóa ảnh. Cái kia vân hóa ảnh ngồi ngay ngắn bài, một thân áo trắng như tuyết, liền như xuất trần trích tiên. Vân hóa ảnh xem ra, La Quân đều muốn trẻ tuổi, càng La Quân đến anh Tuấn. Vị này tuổi trẻ trưởng giáo trí tôn xem ra ôn nhuận như ngọc, kỳ thực nội tâm phong mang tất lộ, mỗi tiếng nói cử động, đều tự có trình tự quy tắc cùng thao lược. Vân cung bốn phía chỗ tối, tất cả trưởng lão, cao thủ đều đã thủ hộ một bên. Chỉ cần trưởng giáo trí tôn một khi ra lệch, lập tức muốn đem đại khang hoàng đế bắt cầm lên. Hiên chính hảo, vân hóa ảnh đồng thời không đứng dậy nghênh đón, mà chính là ngồi ngay ngắn tại chỗ, từng chữ từng chữ nói ra. Ba chữ này, ý nghĩa phi phàm, đại biểu vân hóa ảnh đã biết đại khang hoàng đế lai lịch. Hiên chính hạo cười nhạt một tiếng, hắn nói ra, vân hóa ảnh, ta hôm nay đến, không có gì có khác ý tứ. Bất quá là bởi vì ta có một cái thần tử cùng ngươi trời cao tông một tên đệ tử có ước định tại thân. Cho nên hôm nay, ta tới. Há, ước định, cái gì ước định, vân hóa ảnh lạnh nhạt nói ra. La Quân lập tức tách mọi người đi ra, hắn nói ra, trưởng giáo trí tôn, không biết ngài có phải không còn nhớ rõ ta. Hắn thân thể hơi hơi không người, vẫn là hành lễ. Đây là hắn đối cường giả tôn trọng. Như đối phương bất quá là cái tiểu môn tiểu phái, tu vị yếu ớt người. Như vậy đối phương gặp hắn, cái kia đến hành lễ, còn phải tiếng kêu tiền bối. Vân hóa ảnh nhìn về phía La Quân, hắn từ tốn nói, nhớ đến. Lúc trước, Người cùng ngươi hai cái huynh đệ là ta trời cao tông tiếp dẫn tới. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi rất nhanh phản bội sư môn mà ra. La Quân nói ra, phản bội sư môn mà ra, thật sự là bị bất đắc dĩ. Bất quá ta thủy chung nhớ đến lần thứ nhất nhìn thấy trí tôn lúc, trí tôn phong thái để tại hạ kinh diễm bội phục. Nói như vậy lên, hiện tại là bản tôn để ngươi thất vọng. Vân hóa ảnh mỉm cười, nói ra. La Quân nói ra, sao dám. Hắn đón đến, nói ra, làm ngày thứ nhất lần gặp Chí Tôn, Chí Tôn để cho chúng ta huynh đệ theo cái nhập môn đệ tử làm lên, nói là cho dù chúng ta chính là thiên mệnh giả, nhưng trời cao tông là coi trọng công bình, công chính. Lời nói này, Thủy Trung đều tại ta bên tai vang lên. Vân hóa ảnh nói ra, bản tôn cũng nhớ đến, nhìn ngươi tư thế, là muốn vương giả trở về. La quân nói ra, tại hạ chút bản lãnh này, không đủ tại trời cao tông dương oai. Điểm này tự mình hiểu lấy, tại hạ vẫn là có. Nhưng là, chút bản lãnh này, luôn có thể cùng trí tôn báo cáo một chút chuyện ngày đó. Không phải ta là quân có lỗi với trời cao tông, mà chính là trời cao tông bước ta không thể không rời đi. Vân hóa ảnh khẽ nhíu mày, hắn nói ra, tốt, người nói đi. Là quân tâm lý rất rõ ràng, vân hóa ảnh chưa hẳn đối chuyện ngày đó hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là lúc này, hắn chỉ có hai loại lựa chọn. Một là giả bộ như không biết, sau đó cho La Quân một cái công đạo để quan hệ lẫn nhau, không đến mức như vậy cừu hận. Hai là hắn triệt để hộ thủ hạ người, các loại đánh ra la quân, sau đó lại đến kế hoạch năm đó sự tình. Bất quá bây giờ xem ra, phân hóa ảnh lựa chọn loại thứ nhất phương thức giải quyết. Nhưng hắn đến cùng là làm sao nghĩ, cũng không có người biết. La quân liền đem ngày đó không động trưởng lão cùng thủ hạ chớ khánh vũ, triệu bá toàn bức bách hắn, đồng thời đánh chết tiểu linh sự tình nói ra. Hiên chính hạo bọn người ở tại một bên nghe, đồng thời không nói lời nào. Mà cái kia hai tên thái trưởng lão tống cảnh hòa hướng Nam Sơn lại là liếc nhau, ánh mắt phức tạp. Vân hóa ảnh nghe xong, sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Tựa hồ đối với những chuyện kia, đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn la quân liếc một chút, nói ra, cho nên, năm đó ngươi không cách nào lấy lại công đạo, hôm nay ngươi là muốn ở đây đòi lại. La quân nhìn về phía vân hóa ảnh, hắn ánh mắt kiên định nói ra, không sai. Nếu như Chí tôn không nguyện ý cho cái công đạo này, vậy hôm nay tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, luôn có một ngày, đều muốn đem cái công đạo này đòi lại. Công đạo chưa hẳn tại nhân tâm, nhưng công đạo nhất định là tồn tại. Ta không tin, ta mãi mãi cũng không có lấy lại công đạo tư cách. Lúc này, vân hóa ảnh bên cạnh tống cảnh nói ra, trí tôn, sự kiện này vẫn chỉ là hắn lời nói của một bên, chưa hẳn tất cả đều là thật. Vân hóa ảnh khoát khoát tay, nói ra, ngày đó một cái vừa vào sơn môn tam đại đệ tử, lại thế nào ngu xuẩn, cũng sẽ không đi thần thâu thú cảnh tiên hạc. Còn quang minh như vậy chính đại, bị tìm, còn chết cũng không nhận sai. Cho nên, những chuyện này, không cần tra, đã rõ ràng. Vân hóa ảnh sau đó vừa nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, nếu như người nguyện ý trở lại trời cao tông, như vậy bản tôn có thể đem ngươi thu làm quan môn đệ tử. Ban thưởng ngươi một ngọn núi, rất nhiều pháp bảo, đồng thời hội xử trí ngày đó vô hãm người người, cho người hài lòng bản giao. Người có thể nguyện ý trở về, người muốn công đạo, đây là bản tôn có thể cho người công đạo. Là quân nói ra, trí tôn nói giỡn, tại hạ bây giờ đã là hoàng bên người thần tử, tuyệt không có khả năng thay đổi lề lối. Vân hóa ảnh nói ra, đã như vậy, cái kia người chính là trời cao tông phản đồ. Đây là sắt sự thật, đến mức không động bọn người chỗ phạm tội được, chúng ta hội tại nội bộ dựa theo trời cao tông quy củ đến xử lý. Vân hóa ảnh trong lúc nói chuyện nhàn nhạt nhiên nhiên, có lý có cứ, tiến thối vừa vặn. Người nào cũng nhìn không ra, trong lòng của hắn đến cùng là đang suy nghĩ gì. Là quần nào nào, hắn cảm thấy mình lần này tựa hồ là đâm vào lấp kín mềm tường. Ngay vào lúc này, hiên chính hạo mở miệng, hắn nói ra, là quần chính là đại khang thần tử, thụ đại khang che chở. Vân hóa ảnh nói ra, đại khang trước kia cũng là trời cao tông trúc quốc. Hiên chính hạo nói ra, cho nên, người cũng nói lúc trước. Vân hóa ảnh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Trời cao tông mặc dù là ngàn năm danh môn đại phái, tích xúc thâm hậu. Nhưng đại khang cũng sẽ không e sợ ngươi trời cao tông, nếu như ngươi muốn chiến, chấm phụng bồi tới cùng. Chỉ sợ ngươi hôm nay, đến đi không được, vân hóa ảnh từ tốn nói. Hiên chính hạo mỉm cười, nói ra, đã tới, nhất định đi. Ngươi có thể thử một chút. Vân hóa ảnh cười ha ha một tiếng, nói ra, hiên chính hạo, ngươi quả nhiên là cái nhân vật. Hắn đón đến, nói ra, đại khang xác thực không còn là trời cao tông trúc quốc. Là quân đã thuộc về đại khang, chuyện khi trước, lại là oan giả sai án. Xét thấy là quân nguyện ý nặng hơn nữa trở lại trời cao tông, vậy ta trời cao tông cũng không lại miễn cưỡng. Về sau, là quân cùng trời cao tông ở giữa, liền lại không liên quan, hắn lần này, quả thực là mưa gió cấp biến. Vị này tuổi trẻ trưởng giáo trí tôn, tâm tư rất được khiến người ta quả thực khó có thể phỏng đoán. Hiên chính hạo liền nói ra, vân hóa ảnh, đại khang cùng trời cao tông, bây giờ cũng là nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay chấm đến, đồng thời không có ác ý, là quân cùng người phái hoa thiên anh có sống tử ước đấu, ta hôm nay đến, chỉ cầu một cái công bình. Không biết người phái hoa thiên anh phải trang tiếp chiến. Hắn tại đến thời điểm, đã điều tra Hoa Thiên Anh là tại trời cao trong tông. Vân Hóa Ảnh liền hướng Tống Cảnh nói ra, Tống trưởng lão, người đi mời Hoa Thiên Anh tới. Đúng, Chí Tôn, Tống Cảnh nói ra. Tống Cảnh rất nhanh đi. Vân Hóa Ảnh cũng đối Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, mời ngồi. Hiên Chính Hạo liền cùng La Quân còn có kiều ngưng phân biệt ngồi xuống, mà thập đại áo đen thiết vệ đứng sau lưng Hiên Chính Hạo, giống như giống như tường đồng vách sắt. Chà, Vân Hóa Ảnh còn nói thêm. Vâng, lập tức có nữ đệ tử đến trà tới. Về sau, Vân Hóa ảnh nói ra, trà này chính là là sinh mệnh chi thụ thụ mầm đun nấu, dư vị kéo dài, phàm nhân uống này một chén, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, kéo dài tuổi thọ 50 năm. Hiên chính hạo nói ra, xem lao nhanh pha trộn trà sương mù, sinh cơ lượn lờ, liền biết rõ bất phàm. Vân Hóa ảnh mỉm cười, nói ra, không nghĩ tới, người ta còn có ngồi xuống uống trà cơ hội. Hiên chính hạo nói ra, chúng ta vốn không phải địch nhân, không có tan không giải được cừu hận. Đại Khang tuy nhiên trước đó là trời cao tông trúc quốc, nhưng cũng không có cả một đời đều làm trời cao tông trúc quốc đạo lý. Vân hóa ảnh nói ra, tu đạo giới, luôn luôn đều là cường giả vi tôn. Người có thủ đoạn, có bản lĩnh, bản tôn cũng là bội phục. Hiên chính hạo nói ra, dễ nói. Vân hóa ảnh còn nói thêm, không biết người thấy thế nào trận này vô lượng sát kiếp. Thiên Châu sau cùng hội là dạng gì đâu. Hiên chính hạo nói ra, không dùng chấm nói, người tâm cũng cần phải nắm chắc. Vân hóa ảnh nói ra, bản tôn chỉ có thể tưởng tượng một phen tương lai cảnh tượng, nhưng người khác biệt, người có thể dự toán thiên cơ. Hiên chính hạo nói ra, chấm ma điển, sớm đã không thể tính toán thiên cơ. Bất quá, chấm cảm giác cùng người kém không nhiều lắm. Nếu là mấy ngàn năm khó gặp vô lượng sát kiếp, chỉ sợ thiên châu bất luận cái gì người tu đạo đều không cách nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Máu chảy thành sông, liền là căn bản. Vân hóa ảnh nói ra, cho nên người vẫn luôn tại tuân theo thiên đạo, ý đồ đạt được thiên đạo tán thành, cầu cái mạng sống cơ hội. Hiên chính hạo nói ra, các ngươi lựa chọn phản kháng thiên đạo, mà chấm lựa chọn tuân theo thiên đạo. Các ngươi phản kháng, là bởi vì các ngươi cảm thấy thiên đạo không gì hơn cái này mà chấm tuân theo, chính là cảm thấy thiên đạo có vô cùng chịu uy nghiêm cùng tạo hóa năng lực. Vân hóa ảnh nói ra, sự thật chứng minh, ngươi là đúng. Ngươi cùng thần đế đã để thiên châu kế hoạch nhanh phải hủy bỏ, cái kia tinh chủ chúng tinh điện vừa đến, càng làm cho người cảm thấy như đứng ngồi không yên. Đây là thiên đạo tại gia nhận, thiên đạo nhận, từ trước đến nay đều là nhìn không thấy, tìm không đến. Nhưng vô hình chi, lại vô vi mà làm, hiên chính hạo nói ra. Vân hóa ảnh khe khẽ thở dài, nói ra, tu sĩ chúng ta, chính là muốn cầu cái bình an, lại không thể được. Hiên chính hạo nói ra, thiên hạ dung chuyển, chiến loạn nổi lên bốn phía, bách tính trôi giặt khắp nơi, người chết đói ngàn dặm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Khi đó, bách tính muốn cầu cái bình an, gì khó khăn. Bây giờ, sát kiếp nổi lên bốn phía, tu sĩ chúng ta liền cùng cái kia lưu ly bách tính không khác nhiều. Vân hóa ảnh nói ra, người ý tứ, bản tôn hiểu hiên chính hạo mỉm cười tất cả mọi người là người biết chuyện lời gì đều không cần nói rất rõ ràng chính trong lúc nói chuyện bên ngoài truyền đến truyền lệnh quan thanh âm thiên ưng phong phong chủ hoa thiên anh cầu kiến trưởng giáo trí tôn tiến đến vân hóa ảnh từ tốn nói sau đó một người xuất hiện tại ngoài cửa người này toàn thân áo đen khí vũ hiên ngang mặt mày như kiếm khí thế dọa người người đến không là người khác chính là hoa thiên anh Hoa Thiên Anh nhanh chân mà vào, hắn đi vào thời điểm, ánh mắt liếc qua bắn phá, chính là mưa gió cuồn cuộn, uy thế dọa người. Tu vi của người này, nghiêm chỉnh cũng đã đạt tới tầng 10 đỉnh phong. Hiên chính hạo thấy thế, hơi hơi thất thần. Kiều Ngưng cũng là bị kinh ngạc, đến mức ba đồ, thì sợ hãi trốn đến La Quân sau lưng. Hoa Thiên Anh ánh mắt cùng La Quân tiếp xúc, hai người mắt đồng thời lộ ra nhỏ nhỏ vẻ kinh ngạc. Hoa Thiên Anh sau đó thu hồi ánh mắt, tại vân hóa ảnh trước mặt 10 mét chỗ đứng nghiêm, không mình hành lễ, nói ra, thiên ưng phong phong chủ hoa thiên anh tham kiến trí tôn. Vân hóa ảnh từ tốn nói, hoa thiên anh, người có thể nhận biết trước mắt người này. Hắn chỉ chỉ la quân. Hoa thiên anh nhìn một chút la quân, sau đó nói, nhận biết. Giữa các ngươi phải chăng có ước hẹn ba năm, vân hóa ảnh hỏi. Hoa thiên anh nói ra, không sai. Vân hóa ảnh nói ra, tốt, bây giờ la quân tìm tới, Ngươi là có hay không dám tiếp chiến Hoa thiên anh ánh mắt nhàn nhạt Chỉ nói một chữ, dám Vân hóa ảnh nói ra Tốt, đã như vậy, cái kia như thế bình tĩnh Mời mọi người tìm tòi phẩm sách đô la lưới Nhìn lớn nhất toàn Ngày mai sớm, thiên hình đài, chính thức thử Hắn không có nói muốn lập tức thử Đại khái là tâm còn có chủ ý Hoa thiên anh nao nao Tựa hồ là có chút bất mãn Nhưng hắn vẫn là nói Đúng, trí tôn Vân Hóa Ảnh nhìn về phía La Quân cùng Hiên Chính Hạo, nói ra, cái này an bài, các ngươi không có ý kiến chứ. Hiên Chính Hạo nói ra, không có. Vân Hóa Ảnh nói ra, cái kia tốt. Hắn đón đến, hướng bên người Tống Cảnh nói ra, Tống trưởng lão, an bài khách quý vào ở. Chiêu cáo trong tông, ngày mai các đệ tử đều là đến thiên hình đài quan chiến. Vâng, Tống Cảnh nói ra. Hiên chính hạo bọn người được an bài tại vụ ẩn phong nghỉ ngơi, cái kia vụ ẩn phong phong chủ gọi là Bách Lý Vân, tu vi chính là tầng 10 sơ kỳ, cũng là phổ biến thụ môn đồ, được người tôn trọng chủ. Không hơn trăm bên trong vân lại cao ngạo, chính là tại la quân đoàn người này trước mặt, cũng phải là khách khí. Bởi vì hắn không có cái này ngạo khí tư bản. Bách Lý Vân tiếp đãi một phen, cũng an bài hiên chính hạo bọn người mỗi người vào ở. La quân cùng kiều ngưng quang minh chính đại ở chung phòng phòng. Ba đồ thì trốn đến phòng bị tu di bên trong tu luyện. Cái này trời cao tông tuy nhiên có thập vạn đại sơn, nhưng ba đồ cũng không dám khắp nơi bay loạn. Vạn nhất chọc tới người nào, cũng là rất nhiều không tất yếu phiền phức. Dù sao nơi này là người khác địa bàn. Không nghĩ tới, phân hóa ảnh như thế đáp ứng. Kiều Ngưng nói ra, sự tình tựa hồ thuận lợi đến có chút kỳ quặc. Ta vốn cho là, phân hóa ảnh hội bảo vệ Hoa Thiên Anh đây. Thật không biết, phân hóa ảnh tâm lý suy nghĩ cái gì. Là quân trầm giọng nói ra, Vân hóa ảnh lòng có đại bố cục, lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui, trong lòng của hắn là rõ ràng. Sự kiện này, hắn không muốn bao che khuyết điểm, cũng là muốn cho trong tông người một cái cảnh cáo. Mặt khác, cũng là có chủ tâm muốn cho Hoa Thiên Anh tiếp nhận khiêu chiến, mà luyện Hoa Thiên Anh. Dù sao, Hoa Thiên Anh tu vi không dưới ta, không có có nhất định hội bại đạo lý. Ta đoán chừng, tối nay Vân Hóa Ảnh vẫn là sẽ cho Hoa Thiên Anh một số bí mật vũ khí đi kiều ngưng không khỏi có chút bận tâm nói ra vậy ngươi ta cũng không thể tiếp nhận ngươi ra chuyện la quân mỉm cười nói ra yên tâm đi ta có thể làm được hắn kinh lịch quá nhiều sinh tử gian nguy cho nên cho dù là đại chiến sắp đến hắn tâm lý tố chất cũng là vô cùng tốt chính là vững như bàn thạch không khẩn trương chút nào màn đêm chi trời cao tông giấu ở thập vạn đại sơn chi tĩnh mịch không giống như là không tồn tại một dạng mây mù mờ mịt Xanh ngắt thành biển Trăng sáng treo cao, gió mát nhẹ nhẹ La quân một người rời đi vụ ẩn phong Hắn là hướng lên trời cô phong mà đi Thiên cô phong bên trong có hắn tiện nghi sư phụ Lăng Vân Phong Tuy nhiên Lăng Vân Phong không có dạy qua la quân cái gì Nhưng là la quân ân nhân cứu mạng Phần ân tình này, hắn cả đời khó quên La quân lấy kim đan côn bằng, cưỡi gió mà đi Trong nháy mắt, đi vào thiên cô phong Người nào dám xông thiên cô phong thiên cô phong, lập tức có đệ tử lớn tiếng quát lớn. Là quân thu kim đan côn bằng, hắn đứng tại thiên cô phong cái kia quen thuộc trong sân. Ban đầu là ở cái địa phương này, không động tổ sư cùng chứa khánh vô cùng triệu bá toàn hai người ở trước mặt hắn đem tiểu linh tươi sống bức tử. Khi đó, hắn đem chính mình vùi sâu vào hèn mọn nhất hạt bụi bên trong, chỉ muốn cầu cái bình an. Nhưng đối phương trung quy là không có cho hắn bình an. Hai tên đệ tử nhìn đến La Quân, lập tức nhận ra La Quân hắn là la quân một đệ tử nói ra là cái kia mưu phản đi la quân lúc trước hắn là ở chỗ này cùng không động tổ sư bọn người lên xung đột không nghĩ tới hắn thế mà còn dám trở về hắn tu vi giống như giống như rất đáng sợ bộ dáng nhanh đi thông báo sư tôn chuyện gì phát sinh ngay vào lúc này một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến đại sư huynh hai tên đệ tử kia lập tức cung kính hô bên kia liền đi tới một người người này chính là lăng vân phong đại đệ tử thiên tâm thiên tâm uy nghiêm vô song bây giờ hắn đi qua ba năm lịch luyện đã đến cửu trọng thiên sơ kỳ tu vi thiên tâm tại toàn bộ tam đại đệ tử chính là số một số hai tồn tại ở trên trời cô phong càng là quyền uy sâu nặng la quân nhìn hướng thiên tâm thiên tâm cũng lập tức nhận ra la quân la quân thiên tâm có chút ngoài ý muốn la quân cười nhạt một tiếng nói ra đại sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hắn đã từng cùng thiên tâm náo qua không thoải mái, bất quá không phải thâm cửu đại hận gì. Cho nên La Quân cũng không nhớ nhung trong lòng. Thiên tâm kiêng kỵ nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, vừa mới ta tiếp vào trong tông truyền tin, nói là ngày mai sư thúc tổ hoa thiên anh muốn cùng La Quân quyết chiến thiên hình đài. Ta vốn cho rằng bất quá là cái trùng tên, không nghĩ tới thật là ngươi. Hoa thiên anh chính là nhất đại đệ tử, mà thiên tâm chính là tam đại đệ tử. Cho nên xưng hô hoa thiên anh là sư thúc tổ, đó là một điểm mau bệnh không có. La quân nói ra, không sai, là ta muốn cùng hắn quyết chiến. Năm đó sự tình, cũng nên có cái rốt cuộc. Không tệ không tệ, thiên tâm nói ra, không nghĩ tới ba năm qua đi, người đã có khiêu chiến hoa thiên anh sư thúc tổ thực lực. Vương giả trở về, rất tốt. Hắn nói chuyện chi, không có bao nhiêu tâm tình, khiến người ta cũng đoán không ra hắn ý tưởng chân thật bất quá La Quân cũng lười đi đoán. Ta tới, là muốn gặp một lần sư tôn, La Quân nói ra. Vào đi, ngay vào lúc này, nơi xa thiên cô cung bên trong, Lăng Vân Phong thanh âm xa xa truyền đến. Thiên tâm liền nói ra, đã sư tôn cho gọi, ngươi liền đi đi. La Quân gật gật đầu, thân hình hắn lóe lên. Một giây sau, liền xuất hiện tại thiên cô cung một gian tĩnh mịch không trong mật thất. Cái kia mật thất chi, điểm đàn hương, vũ khí lượn lờ. Lăng Vân Phong toàn thân áo trắng, tĩnh tỏa tu luyện. Hắn thời gian tựa hồ luôn luôn như vậy tẻ nhạt vô vị, trừ tu luyện, còn là tu luyện. La Quân nhìn một cái, lập tức nhìn ra Lăng Vân Phong tu vi đến cửu trọng thiên đỉnh Phong, cách tầng 10 sơ kỳ chỉ là cách nhau một đường. Lăng Vân Phong còn chưa mở miệng, La Quân đột nhiên một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, 100.000 mai thuần dương đan bay ra ngoài. La Quân pháp lực khống chế, một trăm ngàn mai thuần dương đan trong nháy mắt hóa thành thuần dương chi long. Vô cùng thuần dương chi khí vây quanh Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong hơi kinh hãi, ngay sau đó liền minh bạch la quân ý tứ. Lòng hắn lóe qua cuồng hỉ, sau đó liền bắt đầu hấp thu cái này vô cùng thuần dương chi khí. Lăng Vân Phong tích xúc sớm đã đầy đủ, lúc này chính là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Cái kia thuần dương chi khí liên miên tưới tiêu, trong cơ thể hắn bích trướng dần dần buông lỏng. Lăng Vân Phong liên tục vận công, một lần một lần mãnh liệt trùng kích bích trướng. La Quân ở một bên vì hộ pháp, trưởng khống thuần dương chi long. Sau một canh giờ, Lăng Vân Phong một tiếng ẩm vang, rốt cục đem cái kia bích trướng mở lại, thuận lợi đến tầng 10 sơ kỳ. Tầng này bích trướng, quá mức kiên cố. Lăng Vân Phong mặc dù đã có rất thâm hậu tích xúc, nhưng vẫn là đều hướng không ra bích trướng. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm đan dược, muốn tại lúc khi tối hậu trọng yếu, mượn nhờ đan dược lực lượng đem bích trướng sông mở. Nhưng là cái này cửu trọng thiên đỉnh phong đến tầng 10 ở giữa bích trướng, muốn sử dụng đan dược đem sông mở. Đan dược này số lượng tuyệt đối là lượng lớn. Cho dù là trời cao tông dạng này đại phái, cho dù là lăng vân phong dạng này cao thủ, muốn đem những đan dược này tích lũy đầy đủ, cũng là cần thời gian rất lâu. Lăng vân phong vạn vạn không nghĩ đến, bối rối chính mình đã lâu nan đề, tại la quân như vậy vẫy tay một cái, giải quyết. Lăng Vân Phong lực lượng, trước đó trọn vẹn tăng lên gấp đôi còn nhiều. Hắn có thể cảm nhận được thể nội pháp lực lao nhanh như hải hùng vĩ, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ có thể uy tứ hải, nhìn xuống thiên địa. Là quân, đa tạ, Lăng Vân Phong đứng người lên, chân tâm thực ý cảm tạ. Là quân mỉm cười, theo rồi nói ra, tiếp, hắn lần này vận chuyển ra 9 triệu mai thuần dương đan. Trong chớp mắt, cả phòng đều là nồng đậm thuần dương đan cái này Lăng Vân Phong nói ra, là quân, ngươi làm cái gì vậy? Là quân nói ra, Lăng Vân Phong đại ca, không có ngươi, ta sớm liền chết. Những vật này, không tính là gì, ta chỗ này còn có rất nhiều, ngươi thu cất đi. Ta Lăng Vân Phong là cái không quan tâm hơn thua người. Luôn luôn không vì vật vui. Chỉ là lúc này, là quân cái này vừa ra tay thuần dương đan, hắn quả thực là cự tuyệt không? Tốt, phần tình nghĩa này, ta Lăng Vân Phong ghi lại. Lăng vân phong liền vẫy tay một cái đem thu sạch vào đến phòng bị tu di chi như thế về sau hai người liền bắt đầu ôn chuyện cái này từ biệt hai năm người tu vi tiến triển nhanh đến mức thật không thể tin hiện tại ta cũng không phải đối thủ của ngươi Lăng vân phong tuy nhiên không rõ lắm la quân cụ thể tu vi nhưng cũng biết hắn mình đã không phải la quân đối thủ sau đó có chút ít cảm khái nói ra la quân nói ra nhìn như phong cảnh cái tư vị chỉ có chính mình mới hội rõ ràng lăng vân phong nói ra vậy cũng đúng hắn theo rồi nói ra ngươi lần này khiêu chiến hoa thiên anh xem ra là đã tính trước la quân nói ra không dám nói đã tính trước chỉ là chuyện này là ta nhất định phải làm lăng vân phong nói ra không kêu không gấp rất tốt la quân nói ra bất quá ta ngược lại có chút lạ trước đó hoa thiên anh tu vi cùng vân phong đại ca ngươi khó phân trên dưới làm sao hắn tiến triển nhanh như vậy Lăng Vân Phong nói ra, đây chính là ta muốn nói với ngươi. Hoa Thiên Anh người này, cũng là có đại cơ duyên người. Hắn tại du lịch chi, đạt được linh vũ tiên tôn truyền thừa. Lấy linh vũ tiên tôn tinh huyết tu luyện, tiến triển thần tốc. Lần này, ta nhìn trưởng giáo trí tôn chỗ lấy đáp ứng Hoa Thiên Anh cùng ngươi quyết chiến, chính là muốn muốn thông qua ngươi, để Hoa Thiên Anh tiến vào hư tiên chi cảnh. Linh vũ tiên tôn, là quân không khỏi buồn bực. Lăng Vân Phong nói ra, Linh Vũ Tiên Tôn chính là tiên giới cao thủ, vài ngàn năm trước vẫn lạc tại địa cầu chi. Bất quá, hắn có vô số truyền thừa tản mát tại mỗi cái thế giới chi. Hoa Thiên Anh cũng chỉ là đạt được một tòa truyền thừa. La Quân nói ra, một tòa truyền thừa có thể để hắn tu luyện tiến triển nhanh như vậy. Xem ra, lần này Vân Hóa Ảnh cùng Hoa Thiên Anh còn có lớn lao át chủ bài, tất nhiên là cảm thấy mười phần chắc chín. Lăng Vân Phong nói ra, người phải biết, trưởng giáo trí tôn tâm tư là không kín đáo, luôn luôn đều là hắn đang tính kế người khác. Hắn hành sự xuất thủ, không biết không vô nghĩa. La Quân nói ra, vân hóa ảnh cũng không có người nói như vậy thần, hắn tại thần đế còn có đại khang hoàng đế tay, ăn thiệt thòi cũng không phải lần một lần hai. Lăng vân phong nao nao, hắn sau đó cười khổ một tiếng, nói ra, người đừng nghĩ đơn giản như vậy. Nói thế nào, La Quân nói ra. Lăng Vân Phong nói ra, nhưng hắn mỗi lần đều là hoàn hảo không chút tổn hại trở về, điểm này, người có thể tưởng tượng ra huyền diệu. Là quân nói ra, tính toán, những vật này không liên quan gì đến ta, suy nghĩ nhiều vô ích. Vân hóa ảnh có thể trở thành trời cao tông trưởng giáo trí tôn, tự nhiên là có chỗ bất phàm. Ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ, đối phó thế nào ngày mai chi chiến. Lăng Vân Phong nói ra, trưởng giáo trí tôn ước thành ngày mai, tự nhiên là có an bài hôm nay khẳng định sẽ truyền thụ hoa thiên anh một chút việt sát pháp khí lại thêm hoa thiên anh đến linh vũ tiên tôn truyền thừa cũng phải một chút thần khí pháp bảo cho nên người nhất thiết phải cẩn thận la quân nói ra cái này ta biết sau đó la quân cùng lăng vân phong lại trò chuyện một ít lời sau một canh giờ la quân rời đi thiên cô phong trở lại vụ ẩn phong về sau một tên áo đen thiết vệ lại là canh giữ ở bên ngoài phòng cái kia áo đen thiết vệ gặp la quân liền nói ra, Trần tướng quân, hoàng cho mời." La Quân đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, gật gật đầu, nói ra, "Tốt." La Quân đoán được Hiên Chính Hạo cũng là có chỗ bàn giao. Sau đó, La Quân đi vào Hiên Chính Hạo trước gian phòng mặt, hắn chả không có gõ cửa, bên trong Hiên Chính Hạo liền nói ra, "Vào đi." La Quân đẩy cửa vào, đồng thời trở tay đóng cửa. Hiên Chính Hạo ngay tại trước bàn nhìn lấy cái kia quyển ma điển, mà bàn điểm một chiếc đèn trong mà tướng tham kiến hoàng, La Quân hành lễ. Ngồi, Hiên Chính Hạo thu ma điển, nói với La Quân. Vâng, La Quân sau đó tại Hiên Chính Hạo đối diện ngồi xuống. Hiên Chính Hạo nhìn về phía La Quân, mỉm cười, nói ra, ngày mai chi chiến, có lòng tin sao? La Quân nói ra, không có có lòng tin, không tới. Hiên Chính Hạo nói ra, vậy thật đúng là khéo léo, phân hóa ảnh bên kia xem ra cũng là lòng tin mười phần nếu không có lòng tin mười phần, vân hóa ảnh chỗ đó hội thống khoái như vậy đáp ứng. La Quân nói ra, vậy chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Hiên chính hạo nói ra, chấm tìm ngươi đến, ngược lại không phải là muốn cho ngươi trước khi chiến đấu huy động. Mà chính là muốn để ngươi đoán một cái, vì cái gì vân hóa ảnh như thế hận chấm, lần này lại không đúng chấm động thủ. Ngươi phải biết, trời cao tông bên trong, còn có quá trưởng giáo trí tôn chờ một chút một đám viễn cổ cao thủ tồn tại chấm tuy nhiên khinh thường, nhưng những cái kia người xuất thủ, chấm cũng rất khó ứng phó. La Quân nhìn về phía Hiên Chính Hạo, hắn nói ra, mà tướng cũng vẫn luôn đang trách chuyện này. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, người không nghĩ ra đi. Mà tướng xác thực có chút nghĩ không thông, La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm liền nói cho người đi. Đó là bởi vì vân hóa ảnh không dám đánh cược biến số này. Biến số, La Quân không hiểu, Hiên chính hạo nói ra, bây giờ cục diện, rút dây động rừng. Chấm đến, để lòng hắn hổ nghi, hắn một là sợ chấm lại có hậu thủ gì, dù sao, hắn tại chấm tay, ăn thiệt thòi không ít. Thứ hai, hắn sợ môn chủ hội liên hợp đại khang cao thủ cùng thiên chỉ các tới tìm hắn tính sổ sách. Đương nhiên, hai thứ này đều không phải là hắn sợ nhất, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì thành bản. Đối chấm động thủ, đoán đánh giá thành bản quá lớn. Cho nên, Vân hóa ảnh chọn một động không bằng một tính. Thì ra là thế. La quân bừng tỉnh đại ngộ. La quân không khỏi bội phục hiên chính hạo. Người này không chỉ có là trí tuệ kinh người. Càng có siêu cường can đảm. Đây là làm một tên kiêu hùng đặc chất. Cũng khó trách hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong. Liền tay trắng khởi ra. Chế tạo ra dạng này một phen thế lực đi ra. Ngày mai chi chiến. Chấm không cần nhiều lời. Bởi vì chấm tin tưởng. Người nhất định sẽ thắng. Sau đó. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân không khỏi khẽ giật mình, nói ra, vì cái gì? Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, phân hóa ảnh cùng Hoa Thiên Anh còn cần làm chuẩn bị, điều này nói rõ, bọn họ còn không đủ. Tối Thiểu tới nói, lòng tin không đủ, mà ngươi thì lại khác, điểm ấy tình thế, chấm vẫn có thể nhìn ra. La Quân nghe vậy, cười một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, La Quân rời đi Hiên Chính Hạo gian phòng trở lại Kiều Ngưng trong phòng. Kiều Ngưng một mực chờ đợi đợi La Quân, La Quân cười một tiếng, nói ra, không còn sớm, chúng ta ăn giấc đi. Kiều Ngưng nói ra, ngày mai chi chiến. La Quân nói ra, đánh thôi, còn có thể thế nào? Kiều Ngưng gặp La Quân như vậy chấn định, tâm cũng lần nữa an bình. Đêm nay, La Quân yên tĩnh ôm lấy Kiều Ngưng, hai người không có dư thừa lời nói tới nói, nhưng lẫn nhau ở giữa, tĩnh mịch, thân mật, ăn ý, ấm áp, Ngày thứ hai sớm, mặt trời mọc, vạn trượng kim quang chiếu xuống trời cao tông 45 ngọn núi chi. Hôm nay trời cao tông náo nhiệt không? Cái kia thiên hình đài to lớn không, chính là đứng vững tại Vân Vũ chi. Thiên hình đài là lấy truy nguyên thần thạch chế tạo, cái kia truy nguyên thần thạch có thể hấp thu các loại năng lượng, pháp lực dư âm. Thiên hình đài thiết lập, chính là vì để môn phái người đến tiến hành tư đấu. Thiên hình đài, tức chảm Phạm Nhân, cũng làm quyết đấu chỉ dùng Thiên hình đài vốn là chỉ có khoảng 1000 mét vuông, nhưng ở trận pháp thôi động phía dưới, bên trong có thể dựng dục ra mấy trăm dặm đại không gian tới. Tại thiên hình đài bên ngoài bao khỏa một tầng vân vụ, vân vụ chính là trận pháp lực lượng nơi phát ra. Tại thiên hình đài bên ngoài, lại là có thể đem trong này tình huống nhìn một cái không sót gì. Lúc này, 45 ngọn núi các đệ tử, phong chủ, chỉ cần tại trời cao trong tông, liền toàn bộ tất cả tập hợp tại thiên hình đài bốn phía quan chiến. Chỉ một lúc sau, Vân Hóa Ảnh cũng cùng mấy vị thái trưởng lão đích thân tới, chính là ngồi ở kia lớn nhất mới trí tôn chi vị. Còn Hiên Chính Hạo, ngồi tại Vân Hóa Ảnh bên cạnh quan chiến. Kiều Ngưng thì tại Hiên Chính Hạo dưới tay, thập đại áo đen thiết vệ bảo vệ ở một bên, na đích đồ thì ngoan ngoãn đứng tại Kiều Ngưng bên người. Lăng Vân phòng dẫn chúng đệ tử, cũng đã đến đạt. Mà tại thiên hình đài, là quần thân mang áo trắng như tuyết. Hắn không tính là tư nho nhã cái kia chủng loại hình, nhưng lại từ có một loại cố định cùng trầm ổn tại thân. Đến ngước hoa thiên anh, hắn toàn thân áo đen trường sam, quanh năm không nói cười tùy tiện, liền giống như như băng sơn, lại như viễn cổ ma thần đồng dạng cường đại. Hoa thiên anh bây giờ tại trời cao tông chúng đệ tử, có thể xưng đệ nhất đại sư huynh. Hắn tu vi, để đông đảo đệ tử theo không kịp. Bây giờ hoa thiên anh xuất chiến, chúng đệ tử đối hoa thiên anh lòng tin 10 phần. Hoa thiên anh tại trong môn, nhân duyên cũng không tính tốt. Chúng đệ tử đối với hắn, kính sợ có phép, e sợ cho đi sai bước nhầm, bị đến vị đại sư này huynh của trách. Nhưng mặc kệ trước kia ân oán như thế nào, hôm nay là quân làm ngoại nhân tới khiêu chiến Hoa Thiên Anh. Trời cao tông đệ tử trong môn phái, vẫn là đều hy vọng Hoa Thiên Anh có thể thủ thắng. La quân cùng Hoa Thiên Anh đứng đối mặt nhau. Hoa Thiên Anh sắc mặt nhàn nhạt. La quân nhìn hướng Hoa Thiên Anh, hắn rốt cục mở miệng, nói ra, Ba năm trước đây, ta từng thề, đồng thời định ra cái này ước hẹn ba năm. Hôm nay, người không chết, chính là ta vong. Hắn giọng nói nhàn nhạt, nhạt, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lộ ra một loại thẳng tiến không lùi dũng khí cùng nói không nên lời thảm liệt ý vị. Đây mới thực là sinh tử chi chiến. Động thủ đi, Hoa Thiên Anh không chút nào nói nhảm. Tốt, La Quân nói ra. Trong chấp nhóm này, La Quân cùng Hoa Thiên Anh gần như đồng thời động hoa thiên anh tuy nhiên tự phụ nhưng cũng biết la quân đã dám chủ động tìm cửa nhất định là có chỗ ỉ lại cho nên hắn tuyệt không dám khinh thường ứng đối la quân thì là trong nháy mắt này liền triển khai đại na di thuật đi vào hoa thiên anh sau lưng la quân tốc độ cực nhanh chóng tiếp theo trong nháy mắt kiếm khí tung hoành hắn một chút vận chuyển đi ra tạo hóa kiếm quyết trung cực một kiếm tức là vạn kiếm quy nhất một kiếm kia tuy nhiên la quân tay không kiếm nhưng lại lòng có kiếm Kiếm này hiện ra toàn thân kim sắc, mang theo thiên lôi chi ý, kiếm quang lóe lên, giống như lôi quang giết ra. Một kiếm này, có phần có một ít đại hỗn độn lôi kiếm ý vị, nhưng chung quy là cùng đại hỗn độn lôi kiếm khó lường. Nếu là áo đen tố trinh tại, mặc kệ Hoa Thiên Anh có pháp bảo gì, truyền thừa, sát chiêu, vân vân, một chiêu đại hỗn độn lôi kiếm phía dưới, Hoa Thiên Anh lập tức thân tử đạo tiêu. Bất quá dưới mắt, dù vậy Hoa Thiên Anh cũng cảm nhận được La Quân kiếm phong sắc bén. Một kiếm này chém tới, liền tựa hồ là bên trong thiên địa, chỉ còn lại có cái này hung hãn một kiếm. Vô luận chính mình loại biến hóa nào, liền đều trốn không thoát cái này hung hãn một kiếm. Đến được tốt, Hoa Thiên Anh ha ha lại cười một tiếng. Hắn thân thể nhanh chóng lóe lên, tiếp lấy thân thể chuyển một cái, miệng phun phun ra một miệng xương mù màu trắng. Khẩu này xương mù màu trắng cấp tốc hóa thành một miệng ống ánh băng kiếm. Hoa Thiên Anh một kiếm nơi tay, mắt cũng không chấp, chính là chém xuống một kiếm. ầm ầm hai đạo kiếm quang rảo sát cùng một chỗ, trong nháy mắt, vô cùng ảo nghĩa, phù toàn bộ đụng vào nhau. Một giây sau, là quân kim kiếm vỡ vụn. Hoa Thiên Anh một dưới thân kiếm, chiếm phong. Là quân hơi kinh hãi, hắn cảm nhận được Hoa Thiên Anh một kiếm này cường đại pháp lực cùng ảo nghĩa. Chính là có linh vô tiên tôn một tia vi diệu truyền đạo tinh thần, là cái này một tia tinh thần đem la quân hết thảy lực lượng, trong nháy mắt tan giã. Linh vũ tiên tôn truyền thừa, quả nhiên lợi hại, la quân nói thầm, không gì hơn cái này mà thôi, hoa thiên anh cười lạnh một tiếng. Hắn tiếp lấy thi triển pháp quyết, cuồng vận pháp lực, đồng thời thân hình lấp lóe mấy cái nhảy vọt, vốn là chạy la quân mà đến. Nhưng lại đột nhiên tại la quân trước mặt biến mất, cẩn thận, bên ngoài kiều ngưng một tiếng kinh hô bởi vì hoa thiên anh đột nhiên tại la quân phía sau chống đi hiện đồng thời một chút chém ra tay băng kiếm kiếm quang lóe lên liền là tử vong hàng lâm hoa thiên anh một kiếm này quỷ mị chi mang theo tuyệt đỉnh sát cơ thì ra là thế la quân trong nháy mắt minh bạch hoa thiên anh cùng thiên hình đài trận pháp hòa làm một thể đây là văn hóa ảnh cho hoa thiên anh tiện lợi cùng sát chiêu tại ngày này hình thai hoa thiên anh chính là chiếm hết thiên thời điện lợi xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị. Mọi người đều lấy một hơi, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy, thắng bại đã phân, Hoa Thiên Anh Đại Sư Huynh quả nhiên lợi hại, đối phương bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Lăng Vân Phong mắt bắn ra tinh quang tới. Hiên chính hạo ánh mắt híp thành một đầu tuyến. Tại cái này lớn nhất thời khắc nguy cơ, là Quân thật không có né tránh. Một kiếm kia, chạm tại La Quân đầu. Người đi chết đi, Hoa Thiên Anh yên lặng trong lòng đọc một tiếng. Mấy năm qua này, lòng hắn cũng có ma chú ước hẹn ba năm một mực chưa từng quên hắn luôn cảm thấy là quân hội giết tới cho nên hắn cô dám có chút lười biếng hôm nay đây hết thảy rốt cục phải kết thúc a à, kiều ngưng bi thiết hiên chính hạo thất sắc lăng vân phong không dám tin chúng đệ tử gieo hò mà vân hóa ảnh lại là mặt lộ vẻ mỉm cười bởi vì hết thảy đều đã không có bất kỳ cái gì lo lắng một kiếm này chảm là quân chính là đại la kim tiên lại cũng là đường chết một đầu chỉ là lập tức la quân cho mọi người kinh diễm mời mọi người tìm tòi phẩm sách đô la lưới nhìn lớn nhất toàn bởi vì tại cái kia một cái trước mắt cả người hắn biến thành kim sắc cũng có thể nói là kim thân giống như là phật giáo kim cương bất hoại chi thân hoa thiên anh một kiếm này chảm la quân đầu lập tức phát ra phanh đến một tiếng vang giòn tia lửa trói lọi đây là sắt thép va chạm thanh âm là quân bình yên vô sự. Mà Hoa Thiên Anh vốn cho rằng là 10 phần chắc chín, lúc này lại không có thể gây tổn thương cho đến la quân tí tẹo teo, hắn không khỏi cũng là bị kinh ngạc. Cái này làm sao có thể? Hoa Thiên Anh hô. Phải biết, hắn một kiếm này lực lượng cũng không phải phàm nhân lực lượng. Một kiếm này có thể chảm phá sơn bờ sông, nhiều ít sát thương tính pháp khí đều có thể bị hắn một kiếm này chảm thành phấn vụn. Nhưng là như vậy một kiếm, thế mà không có thể đem la quân nhục thể phàm thai chém ra mảy may vết thương. Dạng này kết quả, quả thực là quá vượt quá người ngoài ý liệu. Quá không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, la quân cùng áo đen tố trình độ lục trọng lôi kiếp cường đại thân thể rốt cục hiển hiện ra. La quân thân thể tại lục trọng lôi kiếp chi thối luyện, sớm đã là cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. Tuy nhiên, âm dương pháp lực là bảo vệ la quân thân thể. Nhưng La Quân thân thể vẫn là đến một cái không thể tưởng tượng trạng thái. Đương nhiên, cái này Kim Thân cũng không phải vô địch. Cũng không phải là nói bất luận cái gì pháp lực đều công chi không dưới, nếu thật sự là như thế, La Quân há không phải muốn ma la còn muốn cường hoành hơn. Hoa Thiên Anh một kiếm này là thuộc về ám sát, đánh lén. Một kiếm chi lực cũng không có thể hiện ra cuồn cuộn giang hồ cường hãn pháp lực, cũng không có rất nhiều pháp lực quy tắc. Một kiếm này đem rất nhiều pháp lực đạo lý toàn bộ hóa thành vật lý công kích, cho dù là thêm linh vũ tiên tôn truyền thừa, cũng không có làm bị thương là quân tí tẹo teo. Hoa thiên anh một kiếm chưa từng hiệu quả, toàn trường ồn ào. Hoa thiên anh phản ứng cực nhanh chóng, lập tức thân hình lóe lên, chui vào đến thiên hình đài vân vụ trong đại trận đi. La quân thân thể lóe lên, tay xuất hiện lần nữa kim sắc cự kiếm. Hắn vận chỉ như kiếm, còn như thiên thần. Hoa thiên anh che giấu, la quân lập tức triển khai đại thiên nhãn thuật một đôi thần đồng cấp tốc hiển hiện ra, cái kia vô cùng vân vụ trực tiếp bị La Quân nhìn thấu. Đây là cái gì pháp thuật? Chúng đệ tử thấy thế không khỏi kinh hô. Vân hóa ảnh cùng Hiên Chính Hạo ngược lại là biết hàng. Ba nghìn đại đạo, đại thiên nhãn thuật, Vân Hóa ảnh nói thầm. Hiên Chính Hạo tâm cũng thầm nghĩ, tiểu tử này hàng lậu còn thật nhiều a. À. La Quân trong nháy mắt tìm được Hoa Thiên Anh, hắn bạo giống một tiếng, tiếp lấy một kiếm chém ra một kiếm trong nháy mắt hóa thành ngàn đạo kiếm quang. Tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quy nhất, một hóa vạn kiếm. Là quân đem bộ kiếm thuật này vận chuyển đến lô hỏa thuần thanh, đỉnh phong tạo cực. Lúc này là quân cùng Hoa Thiên Anh đều là xuất phát từ một loại thăm dò tính trạng hình dáng, người nào đều không có đến một lần thi triển tuyệt đỉnh sát chiêu cùng áp đáy hòm công phu. Ngàn nói kim sắc kiếm quang trùng trùng điệp điệp, tại vân vụ chi như ngàn đạo quang mang mỗi một đạo kiếm quang đều là sát khí ngang dọc, cuồn cuộn pháp tác đang lao nhanh. Chỉ là chiêu này, đã đầy đủ chấn nhiếp rất nhiều thần thông cao thủ. Hảo lợi hại kiếm thuật, Hoa Thiên Anh lần nữa ý thức được là quân chỗ bất phàm. Tiểu súc sinh này, mới 3 năm, làm sao tiến triển được nhanh như vậy? Mà lại kiến thức cơ bản hùng hồn vững chắc, quả thực là yêu nghiệt. Hoa Thiên Anh cảm giác mình trong nháy mắt đặt mình vào tại vô cùng sát cơ chi. Cái kia kim sắc kim quang lấp lóe mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa to lớn lôi lực, còn có vô cùng pháp tác lực lượng. Mỗi một đạo kiếm quang chi đô có vô số loại biến hóa, mỗi một đạo kiếm quang đều tựa hồ là một vị kiếm thuật đại sư. Hoa Thiên Anh bị kiếm quang bao phủ, phủ đầy sát cơ. Nguy cơ chi, Hoa Thiên Anh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hắn động tác như lưu quang châm lửa, trong nháy mắt pháp lực ngưng tụ đầu ngón tay, đầu ngón tay điểm hướng chiếc kia băng kiếm băng kiếm lập tức hóa thành mấy trăm ngàn đạo bạch sắc tinh tuyến. Những thứ này màu trắng tinh tuyến chính là hung hãn huyền minh chân khí, huyền minh chân khí đem vài trăm mét bên trong trong nháy mắt toàn bộ đóng băng. Tuyệt đối đóng băng, một cỗ hung hãn hàn băng chi ý lan tràn đi ra, để vài trăm mét bên trong không có một ngọn cỏ. Là quần kim sắc kiếm quang lập tức bị chết đông lại. Luyện, hoa thiên anh xuất thủ lần nữa. Cái kia đóng băng không gian chi, màu trắng tinh tuyến lập tức phản phệ, Màu trắng tinh tuyến tiếp xúc đến kim sắc kiếm quang, cấp tốc đem đông lạnh thành phấn vụn. La Quân lập tức cảm giác được chính mình cùng cái kia tất cả kim quang kiếm mất đi liên hệ. Huyền minh chân khí, quả nhiên lợi hại, La Quân ám đạo. Huyền minh đại thủ ấn. Màu trắng tinh tuyến hóa thành một đạo đại thủ ấn, cấp tốc xuyên phá hư không, vồ bắt hướng La Quân. Đến được tốt, La Quân trong nháy mắt điểm ra. Đại hỏa diễm thuật, địa ngục chi hỏa vô cùng địa ngục chi hỏa lập tức đốt cháy đi ra, liền đem cái kia huyền minh đại thủ ấn chết bao lấy, đồng thời luyện hóa. Huyền minh đại thủ ấn mấy lần muốn tránh thoát địa ngục chi hỏa, nhưng địa ngục chi hỏa lại như như giỏi trong xương. Huyền minh đại thủ ấn liên tục biến hóa, rốt cuộc thoát ly địa ngục chi hỏa. La quân cười lạnh một tiếng, vận chỉ như kiếm, một đạo kiếm quang chém tới, liền đem huyền minh đại thủ ấn phá thành phấn vụn. Hai người này liên tục giao thủ, lại là lẫn nhau đều không chiếm được tiện nghi. Đến đây kết thúc, hai người cũng không suốt toàn lực, liền đều là đang thử thăm dò thực lực đối phương. Mà thăm dò kết quả là, Hoa Thiên Anh cảm thấy La Quân thâm bất khả chắc. La Quân cũng có thể cảm giác ra Hoa Thiên Anh còn có vô cùng thủ đoạn không có thi triển đi ra. Bốn phía các đệ tử nín hơi quan sát, đại chiến như vậy là khó gặp. Nếu là thiên phú cao, có thể theo đạt được không ít kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ, kiều ngưng thủy trung đều đang lo lắng la quân an nguy nàng cũng không biết la quân bây giờ đến cùng đến trình độ gì trước kia nàng nhìn la quân thực lực là vừa nhìn thấy ngay bây giờ lại là cảm thấy la quân sâu không thấy đáy la quân cùng hoa thiên anh xuất thủ lần nữa hoa thiên anh tay xuất hiện một cái pháp trượng linh vũ pháp trượng lúc này trốn ở huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong linh tuệ hòa thượng kinh hô một tiếng rất lợi hại sao la quân khẽ nhíu mày La quân cùng linh tuệ hòa thượng giao lưu cũng tại trong trước mắt. Đối với tiên nhân đến nói, căn này pháp trưởng bây giờ không tính quá lợi hại, bởi vì linh vũ tiên tôn đã chết đi nhiều năm. Nhưng đối với đạo hữu người tới nói, vậy khẳng định là lợi hại. Linh tuệ hòa thượng nói ra, ta cái gì tiên khí chưa thấy qua, sơn hà xã tắc đồ, thần nông đỉnh, tinh thần thạch đều gặp. Cái này linh vũ pháp trưởng cũng coi như khó lường lưa thưa. La quân nói ra. Hoa Thiên Anh tay linh vũ pháp trượng vừa đến, sau đó, toàn thân hắn pháp lực rót vào linh vũ pháp trượng bên trong. Cái kia linh vũ pháp trượng cấp tốc biến lớn, như chống trời trụ lớn một dạng đem chọn cái thiên hình đài bao phủ ở phía dưới. Hiên chính hạo hơi biến sắc, nói ra, phân trưởng dậy, cái này linh vũ pháp trượng trước kia là tiên khí cấp bậc. Bây giờ tuy nhiên phẩm cấp ném không ít, nhưng cầm tới đối phó la quân, lại là đủ rất khủng bố. Vân hóa ảnh trầm giọng nói ra, La Quân còn không có cái gì triển lộ ra, chỉ sợ hắn cho chúng ta kinh hỉ cũng sẽ không thiếu. Chúng ta vẫn là rửa mắt mà đợi đi. Cái kia Linh Vũ Pháp Trượng hướng La Quân trấn áp xuống. La Quân ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Linh Vũ Pháp Trượng mặt có vô số phù đang lưu chuyển, đồng thời ẩn ẩn có núi non sông suối thoáng hiện. Cái này Linh Vũ Pháp Trượng áp đem xuống tới, tựa hồ là dùng một toàn bộ thế giới tại trấn áp La Quân. Quả nhiên khủng bố, La Quân ám đạo thiên hình đài bốn phía đều đã bị trận pháp khống chế lại, là quân cùng Hoa Thiên Anh không quyết ra thắng bại trước đó, ai cũng thoát đi không cái này thiên hình đài. Mà lại, thiên hình đài dưới đất là truy nguyên thần thạch. Loại này thần thạch có thể thừa nhận được năng lượng công kích, 10 phần cứng cỏi. Đào đất thuật cũng không cách nào phá vỡ. Huống chi, linh vũ pháp trưởng tốc độ cực nhanh, bất luận cái gì đào đất thuật đều không kịp thoát đi. Đó là chân chính điện quang thạch hỏa kim cương bất hoại chi thân cũng ngăn cản mất linh võ pháp trượng lực lượng. Là quân thân thể đồng thời không có cái gì có thể cùng linh vũ pháp trượng chống lại pháp khí. Phương pháp này khí nơi tay, giết la quân là đủ. Nhưng la quân hội này chết tại linh vũ dưới pháp trượng sao? Hiển nhiên không phải, la quân cùng áo đen tố trinh cùng một chỗ trải qua vô số chiến dịch, chỗ đối chiến cao thủ cái kia không phải có thông thiên triệt địa chi năng. La quân mặc dù là phụ trợ, thế nhưng dạng chiến đấu kinh lịch đối la quân tới nói là có chớ trợ giúp lớn. Đó là một nói không nên lời to lớn tài phú. Sau đó tại cái này một cái chớp mắt, la quân não vực chi thể hiện ra cuồn cuộn vô cùng pháp tác lực lượng. Đại hỗn độn lôi kiếm ảo nghĩa bị hắn một mực cái trong đầu. Đại linh hồn lôi kiếm. La quân đột nhiên một kiếm chém ra. Hắn không có hỗn độn chi lực, nhưng là hắn có linh hồn chi lực. Cuồn cuộn vô cùng linh hồn chi lực, khủng bố linh hồn chi lực. Theo La Quân thân thể vọt ra một đạo cự đại vô cùng lôi kiếm kiếm quang. Linh hồn ảo nghĩa ngút trời mà ra. Đạo này lôi kiếm chính là có vô cùng linh hồn chân lý. Sinh tử vô thường, thiên địa luân chuyển, còn có trừ Bồ Tát Phật lực, linh hồn chờ một chút, toàn bộ đều tại một kiếm này chi. Kiếm quang thoáng hiện. Cái kia linh vũ pháp trượng vốn là núi non sông suối hòa làm một thể, tại linh vũ pháp trượng quanh thân pha trộn tầng tầng thần diệu không gian quy tắc. Đối phương lực lượng rất khó tiếp xúc đến Linh Vũ Pháp Trượng. Chỉ là lúc này, Đại Linh Hồn Lôi Kiếm thế như trẻ tre, trực tiếp đem chỗ có không gian quy tắc phá hư, mãnh liệt chém giết tại Linh Vũ Pháp Trượng chi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Linh Vũ Pháp Trượng mặt xuất hiện vô số đạo vết nứt. Mạnh mẽ vô cùng Linh Vũ Pháp Trượng thế mà không chịu nổi La Quân một chiêu này Đại Linh Hồn Lôi Kiếm, này vỡ vụn. La Quân trong thân thể pháp lực nhanh chóng sói mòn cơ hồ là mất đi 50% pháp lực. Lấy hắn lực lượng, chỉ có thể một lần phát ra hai lần đại linh hồn lôi kiếm. Hắn lập tức vận chuyển thuần dương đan, mấy ngàn mai thuần dương đan bị la quân một miệng nuốt đi vào. Đại lượng nguyên khí tia chấp bổ sung tiến đến. Mà hoa thiên anh bởi vì linh vũ pháp trượng bị hao tổn, cũng theo phun ra một ngụm máu tươi tới. La quân thân thể ở trên không hư lập, hắn pháp lực cấp tốc bổ sung, tiếp lấy lại vận chuyển ra đại kim đan đại kim đan hóa thành vũ thần trưởng hung mãnh chém giết hướng cái kia linh vũ pháp trưởng. Liên tiếp ba trưởng bổ giết đi qua. Thứ ba trưởng lúc, cái kia linh vũ pháp trưởng một tiếng ẩm vang, này vỡ vụn. Lẽ nào lại như vậy? Hoa Thiên Anh nổi giận. Hoa Thiên Anh, người chịu chết đi. La Quân nhìn xuống Hoa Thiên Anh, lạnh lẽo nói ra. Một giây sau, hắn rốt cuộc triển khai hắn mạnh nhất pháp thuật. Linh hồn lốc xoáy. Màu đen lốc xoáy như hải dương một dạng, cấp tốc đem hoa thiên anh bao khỏa ở bên trong. Đó là cái gì? Lập tức có đệ tử kinh hô. Màu đen hải dương tại bầu trời hình thành vô số lốc xoáy, giống như vũ trụ hắc động, giống như lôi quang trùng điệp, giống như đại đạo chân đế. Hoa thiên anh cảm giác được chính mình xa vào đến thập bát trọng địa ngục bên trong, bốn phía đều là lệ quỷ địa ngục. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói, phá. Sau đó, hắn băng kiếm triển khai, một kiếm liền muốn phá vỡ sinh tử lộ. Hoa Thiên Anh một kiếm chém ra, huyền minh chân khí cùng linh vũ tiên tôn truyền thừa chi lực dung hợp lại cùng nhau. Một kiếm chém ra, ngàn dặm đóng băng. Cường hãn tuyệt luân huyền minh hàn băng phá giải hết thảy lực lượng. Là quân linh hồn lốc xoáy chi, vô số lôi từ khối động, chính là ức vạn khỏa lôi từ phân tử va chạm, trong nháy mắt liền đem Hoa Thiên Anh một kiếm này đại đạo áo nghĩa chém giết thành phấn vụn. Hoa Thiên Anh pháp thuật cũng bị trong nháy mắt tan giã. Hoa Thiên Anh chỉ cảm thấy một kiếm này chém ra đi, liền giống như như châu đất xuống biển, phản ứng gì đều không còn tồn tại. Cửu U18 thần chém, Hoa Thiên Anh lệ hống một tiếng. Hắn pháp lực tuôn ra, tiếp dẫn thiên địa hàn băng chi khí. Diệt, là quân vận chuyển linh hồn lốc xoáy, đem bốn phía hết thảy vật chất phong kín. Chính là Hoa Thiên Anh pháp lực cũng vô pháp cùng ngoại giới hàn băng chi khí sinh ra câu thông. Hoa Thiên Anh, người tử kỳ đến, là quân quát nói thanh âm hắn tựa hồ là theo cửu trọng thiên truyền đạt xuống tới. Hạo hán vũ trụ tinh không linh hồn lốc xoáy, vô cùng lôi từ rào sát, rất nhiều bồ tát, cao thủ, thần thú linh hồn lực lượng tại linh hồn lốc xoáy chi diễn biến. Hoa thiên anh chuẩn bị ở sau, hậu chiêu toàn bộ thi triển đi ra, nhưng toàn bộ đều bao phủ đến linh hồn lốc xoáy bên trong. Vô cùng tận linh hồn lực lượng tại xé rách lấy. Hoa thiên anh tinh thần dần dần khó có thể tập hợp, hắn pháp lực bắt đầu khó có thể vận chuyển, cái này vì sao lại dạng này không có khả năng đây rốt cuộc là pháp thuật gì hoa thiên anh tuyệt vọng lệ hống đồng thời hoa thiên anh trước mắt bắt đầu xuất hiện rất nhiều huyến cảnh linh hồn hắn tại bị ngoại giới mạnh mẽ linh hồn lực lượng lôi kéo hắn nhìn đến vô số oan hồn hướng hắn lấy mạng lòng hắn chí, không lại kiên định tinh thần suy yếu tình huống dưới là rất khó bảo trì linh hồn cứng cỏi ầm ầm suốt cục hoa thiên anh linh hồn nguyên thần toàn bộ bị linh hồn lốc xoáy xoắn nhập vào đi. Chỉ một giây, Hoa Thiên Anh thân thể liền thành một bộ thể xác. Hắn nguyên thần, pháp lực, mảnh vụn linh hồn toàn bộ đều đặt vào đến linh hồn lốc xoáy bên trong. Cái kia thiên hình đài bị linh hồn lốc xoáy bao trùm, như hắc hải cuồn cuộn, ba đào hung dũng. Cái kia tại bên ngoài quan sát các đệ tử, lớn nhiều đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, cảm thấy mình linh hồn nguyên thần tại dục dịch, tựa hồ có muốn thoát xác mà ra xúc động liền cũng tại lúc này, là Quân đem linh hồn lốc xoáy thu. Cái kia một cái linh hồn bổn nguyên hạt giống cũng tiến vào hắn não vực chi. Trang, chỉ còn lại có hoa thiên anh thi thể, lẻ loi trơ trọi ở nơi đó nằm. Là Quân cái chán có một tầng mồ hôi dịn. Trang chiến dịch này, hao phí hắn vô số tâm lực cùng nguyên khí. Nhưng mà kệ như thế nào, hắn đều đã thuận lợi đem hoa thiên anh cho giết. Hạc vương tiêu vũ thù, báo, đến mức cái kia không động tổ sư bọn người la quân cũng biết hắn không có cách nào đi giết này một số người bất quá mặc kệ như thế nào vân hóa ảnh có lẽ vẫn là sẽ có truy cứu đi la quân bây giờ tuy nhiên pháp lực đại tăng nhưng cũng làm không được muốn làm gì thì làm cấp độ có thể nói một trận chiến này vốn là không cần phiền toái như vậy la quân vừa mở chàng có thể tế ra linh hồn lốc xoáy đem hoa thiên anh diệt sát lấy hoa thiên anh tu vi cũng không phải linh hồn lốc xoáy đối thủ nhưng la quân không có làm như thế đây không phải la quân khiêm tốn mà là bởi vì trước muốn thử dò xét sâu cạn sau đó nhất kích mà la quân không có lưu lại một cái lắc mình đi vào kiều ngưng bên người kiều ngưng kích động không thôi ba đồ càng là cà cà kêu cũng là sung sướng không Vân hóa ảnh sắc mặt nhàn nhạt, nhạt hắn đồng thời không nói thêm gì thắng bại đã phân ân oán đã Hiên chính hạo đứng lên, nói với vân hóa ảnh, vân trưởng dậy, cáo từ. Hắn sau khi nói xong, liền tế ra tử kim loan giá, sau đó loan giá. Đi tốt, vân hóa ảnh rất có phong độ đứng lên, đưa mắt nhìn hiên chính hạo rời đi. Cái này là công bình quyết đấu, đã hoa thiên anh tài nghệ không bằng người, chết tại la quân tay. Như vậy vân hóa ảnh một phương, tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. La quân cùng kiều ngưng còn có ba đồ cùng hiên chính hạo, thập đại thiết vệ bọc hậu, rất nhanh, một đoàn người rời đi trời cao tông. Là quân một đoàn người sau khi đi, trời cao trong tông lại như vỡ tổ. Hoa thiên anh đại sư huynh chết. Tin tức này như ôn dịch một dạng, cấp tốc truyền bá ra ngoài. Chí tôn, chẳng lẽ tùy ý bọn họ rời đi? Một tên thái trưởng lão mắt có tức giận, hỏi vân hóa ảnh. Công bình quyết đấu, thiên anh tài nghệ không bằng người, chúng ta không có gì để nói nhiều. Vân hóa ảnh từ tốn nói, Thiên Anh chính là người tu đạo, hôm nay chết tại thiên hình đài, cũng coi như bị chết chỗ. Cực kỳ an táng hắn đi. Sau đó, hắn đứng dậy rời đi. Trời cao tông bên trong, đã định trước không thể bình tĩnh. Mà vân hóa ảnh thái độ cũng rất rõ ràng, cho nên sự kiện này mặc dù sẽ tại trời cao trong tông sôi trào, nhưng đồng thời sẽ không xuất hiện cái gì liền mang phản ứng. Cho dù là hoa thiên anh sư phụ lôi vân tổ sư cũng không có trách móc muốn đi báo thù bởi vì lôi vân tổ sư tâm lý rõ ràng, hoa thiên anh tu vi không kém hắn. Hắn xem như đi ra mặt, cũng bất quá là tự rước nhục, ngung cuồng bị mất tánh mạng. Chí tôn, chuyện này, tính như vậy sao? Lại một tên tổ sư cấp bậc người đến vân cung hỏi vân hóa ảnh. Vân hóa ảnh phất phất tay, nói ra, bản tôn sớm đã nói qua, nếu là công bình quyết đấu, cái kia thua, muốn nhận thua. Chẳng lẽ trời cao tông thua không nổi sao? Chỉ là trí tôn đi xuống đi, vân hóa ảnh lạnh lùng nói ra. Đúng, trí tôn, trải qua trận này, là quân thiên châu dương danh. Nhưng nói là uy danh hiển hách. Hoa thiên anh mấy năm này tình thế rất mạnh, đã là trời cao tông chúng đệ tử công nhận đệ nhất cao thủ. Mà cái này đệ nhất cao thủ chết tại nhân tài mới nổi la quân tay. Rất nhanh, liền có không ít người bắt đầu tra la quân lai lịch. Đồng thời, giả Lam Vương ba chữ này cũng bắt đầu ở Thiên Châu lưu truyền ra đi. La Quân rất sớm thời điểm, có ngoại hiệu là Già Lam Vương. Bây giờ theo hắn pháp lực tăng nhiều, nổi tiếng bên ngoài. Già Lam Vương ba chữ, càng thêm tác dụng uy lực. Nghe đồn chi, Già Lam Điện chính là chư thiên thần Phật hướng tới thần bí nói chàng. Già Lam Thần là Già Lam Điện giữ cửa chi thần. Già Lam Điện liền có thủ hộ chúng sinh chi ý. La Quân cái này Già Lam Vương tên, cực chắc chắn lúc chư thiên thế giới thứ đó lưu lại một chỗ cắm rùi hắn mặc dù không có nghĩ tới phải bảo vệ chúng sinh, nhưng vận mệnh lại cho hắn dạng này sứ mệnh. Lần này, vân hóa ảnh xem như bồi phu nhân lại xếp binh A. Tại trở về đường, Kiều Ngưng nhịn không được nói ra. Đồng thời có chút hưng phấn, hưng phấn là bởi vì La Quân thắng lợi. Bây giờ La Quân, cường đại đến để Kiều Ngưng có loại muốn y như là chim non nép vào người xúc động. Tựa hồ là trở lại cái kia gọi là mãng hoang tình trạng mới, nàng chỉ cần an tâm tại La Quân bên người, là quân có thể làm nàng chống trời, thủ hộ nàng an toàn. Hiên chính hạo thì nói ra, phân hóa ảnh lần này chỗ lấy đáp ứng quyết chiến, có mấy tầng ý tứ. Thứ nhất, hắn cũng cảm giác được la quân nhanh chóng phát triển. Không muốn đem la quân bước thành tử địch. Thứ hai, hắn muốn ma luyện hoa thiên anh. Thứ ba, cũng coi là lắng lại mâu thuẫn phong ba đi. Bây giờ trời cao tông, tựa hồ càng bất cẩn hơn nghĩ là muốn tu thân dưỡng tính, không gây phiền toái. La quân nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hiên chính hạo sau đó còn nói thêm, là quân, kiều ngưng, các ngươi đến chấm trong xe tới. Đúng, Hoàng, hai người tiến vào trong xe. Cái kia loan giá bên trong, mười phần rộng rãi hào hoa. Giống như là một gian gian phòng ngủ lớn. Tham kiến Hoàng, hai người hành lễ. Hiên chính hạo liếc nhìn hai người liếc một chút, nói ra, miễn lễ, ngồi đi. La quân cùng kiều ngưng ngồi xuống. La quân liền nói ra, lần này đa tạ hoàng vì mà tướng lược trận, nếu không có có hoàng ngài tại, mà tướng muốn báo thù này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hiên chính hạo cười một tiếng, nói ra, ngươi không cần cảm ơn chấm, lại nói, ngươi cũng cho chấm đủ tốt chỗ. Chấm vì ngươi làm chút chuyện này, không có ý nghĩa. Hắn đón đến, nói ra, lúc này là quân ngươi đan dược rất nhiều, bất quá, chấm cũng vẫn có một ít đan dược muốn cho ngươi. Hắn nói xong ném ra một cái phòng bị tu di cho la quân, nói ra, trong này là 10.000 mai ngưng tuyết đan, người thu. Là quần nào nào, hắn tiện tay tiếp nhận phòng bị tu di, đứng dậy nói ra, đa tạ hoàng. Hiên chính hạo nói ra, người đan dược mặc dù nhiều, nhưng ngưng tuyết đan cũng có ngưng tuyết đan hiệu, kéo dài tuổi thọ, trị liệu thương bệnh, chấm cái này ngưng tuyết đan đều là hữu hiệu. Phạm nhân nếu là ăn vào ngưng tuyết đan một viên, có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Đương nhiên, phạm nhân ung thư, ngưng tuyết đan cũng không có cách nào chữa cho tốt. Dù sao, chết sống có số. Là quân nói ra, cái này ngưng tuyết đan đối mà tướng tới nói, mười phần hữu dụng. Hiên chính hạo cười cười, nói ra, hữu dụng tốt. Hắn nói xong về sau, lời nói xoay chuyển, lại nói, hôm nay ngươi giết hoa thiên anh chỗ thi triển pháp thuật, chấm cách xa nhìn một chút, liền cũng phát giác thần diệu. Loại này thần diệu cùng huyền ảo, xem như chấm cũng vô pháp tham phá người cái này thuật pháp là làm sao tập đến có thể cùng chẫm nói một chút sao la quân nói ra cái này hiên chính hạo nói ra như không tiện vậy liền tính toán la quân nói ra nói rất dài dòng nhưng hoàng đã muốn biết mà tướng sao dám giấu diếm hắn đối hiên chính hạo còn là có rất sâu kính sợ đừng nhìn hiên chính hạo luôn luôn đều là ôn hòa có thừa nhưng la quân biết này người nội tâm sâu xa như biển đầy bụng trí kế tuyệt đối không thể khinh thường Riêng là lần này, hắn thế mà mang theo 10 tên thiết vệ liền dám đến trời cao trong tông bộ một hàng. Cái này một phần đảm lượng, làm thật là khiến người ta cảm thấy hắn là to gan lớn mật a. Phải biết, Hiên Chính Hạo cùng trời cao tông ở giữa quan hệ, tuyệt đối là tính toán không thoải mái a. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, như vậy đi, ngươi đừng nói trước, chấm đoán xem, ngươi xem coi thế nào. là Quân sững sờ, sau đó nói, được, Hiên Chính Hạo nói ra cái này thuật pháp, cùng linh hồn có quan hệ. Chuyên môn khắc chế linh hồn nguyên thần cùng pháp thuật, nhưng lấy người pháp lực cùng quy tắc đến xem, người tuyệt không có khả năng đem môn thuật pháp này luyện đến nước này. Chấm nếu là không có đoán sai lời nói, người chiêu này thuật pháp bên trong, hẳn là có người giúp ngươi giết không ít tuyệt đỉnh đại thần thông giả, sau đó đem mảnh vụn linh hồn đánh vào đến người cái này thuật pháp bên trong. Ít nhất là hư tiên lấy cao thủ năm tên. Là quân không khỏi thân thể chấn động, hắn từ đáy lòng bội phục, nói ra, hoàng liệu sự như thần, mà tướng bội phục. Kiều ngưng ở một bên cũng bị kinh ngạc. Hiên chính hạo mắt nhất thời lóe qua quả là thế thần sắc. Về sau, hắn vừa trầm ngâm một phen, liền nói ra, là quân, chấm cả đời này, rất ít mở miệng cầu người. Chỉ cần ngươi chịu đưa ngươi linh hồn này thuật pháp bản nguyên hạt giống phân cho chấm một cái, chấm tất có thâm tạ. Hắn không đợi La Quân mở miệng, còn nói thêm, người có chỗ không biết, chấm pháp thuật cùng người cái này linh hồn bổn nguyên có một loại nào đó chỗ tương tự. Audio điện tử võ tấn bền Hiên chính hạo thẳng thắn, nói ra, chấm ma điển chi, nếu là dung nhập ngươi linh hồn bổn nguyên, chấm liền có thể luyện hóa chư thiên thế giới linh hồn cuồn cuộn chi lực. Vạn nô đê tê vạn, c không mét cho đến lúc đó, ma điển hội dần dần tấn thăng đến tiên khí cấp độ. Cho dù chấm tương lai đối mặt tiên giới, cũng có sức đánh một trận. Kiều Ngưng bị kinh ngạc. Hiên chính hạo nói tới tình trạng này, quả thực là khủng bố đã đến. Kiều Ngưng đồng thời cảm thấy bất an, nếu như La Quân không dành cho Hiên chính hạo linh hồn bổn nguyên, Hiên chính hạo có thể hay không trực tiếp động thủ đoạt đâu. Đây là Kiều Ngưng lo lắng. Bởi vì cái này dụ hoặc đối với Hiên chính hạo tới nói, thật sự là quá lớn. Mà điểm này, La Quân hiển nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn thông tuệ nhạy bén, không kém Kiều Ngưng. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, liền nói ra, hồi hoàng, linh hồn bổn nguyên chính là mà tướng từ tự luyện chế đi ra, không thể tách rời. Hoàng nếu như nhất định muốn cái này mai linh hồn bổn nguyên hạt giống, biện pháp duy nhất là giết mà tướng. Hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nao nao, hắn cũng nhìn về phía La Quân. Hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Kiều Ngưng gấp chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, tâm thầm trách La Quân nói chuyện sao nhưng như thế trực tiếp a à. sau một lúc lâu Hiên Chính Hạo liền phất phất tay nói ra người lời nói chấm tin tưởng tức là như thế vậy liền tính toán La Quân nói ra Hoàng muốn giết mà tướng dễ như trở bàn tay Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng nói ra người đều chắc chắn chấm không sẽ giết ngươi cần gì thêm này nói chuyện Hoàng ân trọng mà tướng cảm kích La Quân cười một tiếng ngay sau đó lại nói tuy nhiên linh hồn bổn nguyên không cách nào tách rời, nhưng mà tướng đại thiên nhãn thuật bản nguyên hạt giống lại là có thể tách rời. Hắn sau khi nói xong, bắn ra một cái thần thông bản nguyên hạt giống, nói ra, đây là đại thiên nhãn thuật. Hiên chính hạo tiếp nhận, hắn đem hạt giống một chảo nơi tay, lập tức liền biết đây là tránh thức đại thiên nhãn thuật. Lại là không báu vật. Hiên chính hạo tâm hỉ vui mừng không, đồng thời chấn kinh, nói ra, hiếm có người nguyện ý đem chính mình thần thông phân cho người khác đây là đem khí vận tách ra đi la quân người thế mà như thế đem đại thiên nhãn thuật dạng này thần thông cho chấm chấm thật sự là khinh thường ngươi la quân cười một tiếng nói ra trong mắt ta những thứ này đều tính không được cái gì hoàng ngài giúp mà tướng khoái ý ân cừu phần ân tình này núi còn cao mà tướng bất quá là có qua có lại a à. hiên chính hạo nói ra người có dạng này lòng dạ chấm nếu là không có biểu thị cũng có vẻ hẹp hòi hắn đột nhiên cũng bắn ra một cái thần thông bản nguyên hạt giống, nói ra, tiếp lấy. La quân khẽ giật mình, tiện tay tiếp nhận. Đây là chấm đại siêu độ thuật, chính là ba nghìn đại đạo một môn thần thông. Hiên chính hạo nói ra. Đa tạ hoàng, la quân không khỏi đại hỷ. Hiên chính hạo cười một tiếng. La quân ngẫm lại, nói tiếp, một mã thì một mã, đại thiên nhãn thuật là đa tạ hoàng ngài lần này vì mà tướng lược trận cái kia thuần dương đan là cảm ơn hoàng ngài trông nom thiếu uy phủ. Bây giờ, mà tướng nhưng lại đến hoàng ngài đại siêu độ thuật còn có 10 ngàn mai ngưng tuyết đan, phần ân tình này, mà tướng cũng không thể không trả. Hắn sau khi nói xong, liền lại bắn ra một cái thần thông bản nguyên hạt giống. Đây là đại thôn vệ thuật, chính là 3.000 đại đạo bài danh phía trên thần thông, còn mời hoàng nhận lấy. La quân nói theo, hiên chính hạo tiếp nhận cái này thần thông hạt giống, hắn tỉ mỉ cảm thụ, liền biết rõ loại này từ quả nhiên là đại thôn vệ thuật thần thông bản nguyên. Cái này một cái chớp mắt, hiên chính hạo có chút thất thần. Tiểu tử này thân thể đến cùng có bao nhiêu bí mật cùng bảo tàng A. Hiên chính hạo tâm nổi sóng chập trùng, hắn là rất ít buồn vui chập trùng người, nhưng la quân cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Hiên chính hạo nói thầm, thiên đạo khí vận, quả nhiên khủng bố. Chấm cùng cả đời, sử dụng ma điển phiên vân phúc phú, sau cùng tâm đắc cũng giải rác là quân cái này thiên mệnh chi vương ngắn ngủi mấy năm thân thể thích xúc khiến người ta quả thực là muốn đỏ mắt phát cuồng hiên chính hạo nhận lấy đại thôn vệ thuật hắn cười khổ nói là quân người thật sự là cho chấm quá nhiều ngoài ý muốn a à. là quân cười một tiếng hiên chính hạo còn nói thêm đại thôn vệ thuật quá mức chân quý người nói đi còn có hay không cái gì cần chấm cho người hỗ trợ trước đó hiên chính hạo không thể trợ giúp là quân cũng không phải là hắn thật có quá nhiều e ngại mà là bởi vì hắn cũng tại thuận theo thiên thời, muốn để La Quân mau chóng trải qua luyện gia. Một cái thái hư cửu trọng thiên tu vi La Quân thật sự là quá mức yếu ớt. Đó cũng là Lam Tử Y ý, ý tứ. Đại nhân không buông tay, Tiểu Hai Tử vĩnh viễn không có cách nào trưởng thành. Mà La Quân cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, ngắn ngủi mấy năm đã trở thành đệ nhất cự bá đại kiêu. Cho nên dưới mắt Hiên Chính Hạo không lại nhìn xuống La Quân mà chính là dùng một loại so sánh bình đẳng phương thức đến cùng La Quân ở chung. Đây là theo La Quân thực lực tăng mang đến thân phận chuyển đổi. La Quân cũng không khách khí, nói ra, còn thật có một việc, đại khái là cần Hoàng Ngài trợ giúp. Hiên chính hạo cười cười, nói ra, mau nói. La Quân ngay sau đó nói ra, mà tướng dự định tại thế giới bao la bên trong chuẩn bị một trận có một không hai hôn lễ, giải quyết một cái thế tục trần duyên. Có một không hai hôn lễ, thế tục trần duyên hiên chính hạo ngược lại là trước nhìn một chút kiều ngưng kiều ngưng lập tức nói ra chuyện này không liên quan gì đến ta bất quá ta là tán thành cũng nguyện ý giúp trợ la quân hiên chính hạo cười ha ha một tiếng nói ra la quân người cái này phong lưu kình ngược lại là cùng năm đó môn chủ không có sai biệt a à. ngươi muốn làm sao cái có một không hai pháp la quân nói ra ta dự định ở trên không chế tạo một tòa thiên cung sau đó vân hải bốc lên lộng lấy, chấn nhiếp đám kia phàm phu tục tử. Chuyện này sao, lấy người ta thủ đoạn, cũng không khó. Hiên chính hạo nói ra, chấm có thể giúp ngươi, ngươi muốn trời cao cung, cái kia chấm cho ngươi tìm một kiện có một không hai pháp khí, sau đó ở trên không cho ngươi chế tạo tiên quả cây lạ, càng tìm tới cho ngươi thần thú đủ loại. Mặt mũi này, chấm tuyệt đối cho ngươi chống lên. Cái kia đa tạ hoàng, là quân đại hỷ, đồng thời, là quân cảm thấy mình quả nhiên vẫn là muốn không đủ chu toàn, Hắn chỉ muốn đến trời cao cung, nhưng Hiên Chính Hạo lại nghĩ đến tiên quả cây lạ, đủ loại thần thú. Những vật này một phụ trợ, cái kia càng thêm thật không thể tin. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, loại này bận bịu, ngược lại là không có chút nào khó xử. Mặt khác, vì biểu dương thân phận của ngươi, chấm sẽ cho ngươi phổ biến mời thần thông giả trước đi tham gia hôn lễ. La Quân nói ra, đa tạ. Hắn đón đến, còn nói thêm, thời gian có chút eo hẹp gấp mà tướng chỉ còn lại có chừng 7 ngày thời gian. Hiên chính hạo nói ra, không có vấn đề. Về sau, là quân nói ra, hoàng, vậy chúng ta như vậy ước định. Hôn lễ hết thảy thủ tục, giao cho ngài đến phụ trách. Mà tướng còn muốn trước cùng kiều ngưng đi xử lý một ít chuyện. Chúng ta tại thế giới bao la gặp lại. Hiên chính hạo nói ra, hôn lễ địa chỉ, không thể tại yến kinh hư không, điểm này, người cần phải minh bạch. Chấm đem địa điểm định tốt về sau, liền đi cùng ngươi thông báo tốt la quân nói ra yến kinh chính là tổ long chi khí hội tụ thủ đô bất luận cái gì đại thần thông giả cũng không thể tại yến kinh gây sóng gió cho nên hiên chính hạo mới nói địa chỉ không phải là tại yến kinh hư không la quân sau đó cùng kiều ngưng hướng hiên chính hạo cáo từ hai người trong nháy mắt thi triển đại na di thuật rời đi tại chỗ rất nhanh thời gian la quân cùng kiều ngưng đi vào cái kia bắc hải mặt biển ánh sáng mặt trời chính mạnh mặt biển sóng nước lấp loáng liếc nhìn lại trời xanh biển xanh hợp thành một đường lộng lẫy gió biển thổi lướt nhẹ qua không hài lòng la quân cùng kiều ngưng còn có ba đồ một đường phi hành hai người cũng không lấy ba đồ bởi vì ba đồ tốc độ cùng hai người lên vốn là chậm nếu là lại lấy ba đồ thân thể ba đồ càng thêm không được chúng ta hiện tại là muốn đi nơi nào kiều ngưng hỏi la quân la quân nói ra đi một chuyến minh nguyệt cung, nhìn xem minh nguyệt tiên tôn. Kiều ngưng nói ra, há, thì ra là thế. Đối với trước đó cùng minh nguyệt tiên tôn một hàng, Kiều ngưng là nghe La Quân kể rõ. Cho nên giờ phút này La Quân mau mau đến xem minh nguyệt tiên tôn, Kiều ngưng cũng cảm thấy là tại tình lý chi. Đúng, La Quân, người linh hồn bổn nguyên như thế thần. Cái kia hoa thiên anh tu vi, trong mắt của ta đều là khủng bố. Linh hồn người Pháp thuật vừa đến, hoa thiên anh liền không còn sức đánh trả hoàng còn nói có người linh hồn bổn nguyên trực tiếp có thể để ma điển tiến hóa thành tiên khí dạng này dụ hoặc chính là người của tiên giới cũng khó có thể ngăn cản ngươi lại đối hoàng thẳng thắn chẳng lẽ ngươi thật không sợ hoàng sẽ ra tay cướp đoạt kiều ngưng dễ nói nói la quân cười ha ha một tiếng nói ra ta còn thực sự không sợ hoàng sẽ ra tay cướp đoạt vì cái gì kiều ngưng hỏi la quân nói ra bởi vì hai chữ, lòng giả. Ta tin tưởng, Hoàng Tuyệt sẽ không đến đoạt thần tử đồ vật. Nhớ năm đó, Vũ Hóa Môn là kiến thức thiền cận, lại muốn đem Minh Nguyệt Tiên Tôn tinh thần toa cướp đi, về sau mới bước ra một cái Minh Nguyệt Tiên Tôn, bước ra một cái Minh Nguyệt Cung. Nếu là Tiên Tôn còn tại Vũ Hóa Môn, hôm nay Vũ Hóa Môn làm thế nào có thể bị trời cao tông áp một đầu? Mà Hoàng chính là không phải phàm nhân, hắn điểm ấy lòng giả đều không có, làm sao có thể đầy đủ đi đến giờ này ngày này? kiều ngưng nói ra cái kia ngược lại là xem ra người bây giờ không chỉ là tu vi tăng xem như kiến thức cũng muốn ta mạnh rất nhiều cái này không rất tốt là quân nắm ở kiều ngưng mềm mại vòng eo nói ra nữ nhân nên do nam nhân đến bảo hộ mà kiều ngưng mỉm cười vân hải cuồn cuộn rất nhanh là quân cùng kiều ngưng đi vào minh nguyệt cung hư không cái kia minh nguyệt cung cô độc một mình ở nước ngoài cơ hồ ngăn cách tại đảo hoang Minh Nguyệt cung hư không bố trí xuống hộ cung đại trận, ngoại nhân mơ tưởng tùy tiện xâm nhập. La Quân đi vào Minh Nguyệt cung hư không lúc, đột nhiên nhớ tới trước đó hắn lần đầu tiên tới Minh Nguyệt cung. Khi đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn bị giữ cân Thiên Châu đệ nhất cao thủ. Khi đó Minh Nguyệt Tiên Tôn, thủ vạn tiên triều bái, phong cảnh vô cùng. Lúc đó mình tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt, quả nhiên là thấp đến hạt bụi bên trong. Mà giờ này ngày này, chính mình lại đối mặt Minh Nguyệt Tiên Tôn. Tổng xem là khá ngẩng đầu Tầng 10 đỉnh phong tu vi Xác thực còn không thể tại minh nguyệt cung hung hăng càn quấy Nhưng là quân cái này tầng 10 lực lượng Lại là có thể lực áp cùng đẳng cấp cao thủ Treo lên đánh phổ thông hư tiên tồn tại Cho nên cho dù là tại minh nguyệt cung bên trong Là quân thực lực cũng có thể tính được là số 1 số 2 Là quân cầu kiến tiên tôn Là quân tại minh nguyệt ngoài cung hô to 3 tiếng 3 tiếng về sau Minh Nguyệt Cung trong đại trận bay ra hai tên nữ đệ tử. Cái kia hai tên nữ đệ tử trước nói ra, là công tử chính là Minh Nguyệt Cung bằng hiếu, bất quá tiên tôn đang lúc bế quan, không tiện gặp nhau. Ngược lại là cách sư thúc muốn chúng ta trước tới đón đưa công tử, công tử mời đến. Hai tên nữ đệ tử miệng cách sư thúc tự nhiên là Minh Nguyệt tiên tôn thủ tỏa đại đệ tử Ly Thiên Nhược. Là quân cùng Kiều Ngưng nhìn nhau, đón lấy, là quân hướng cái kia hai tên nữ đệ tử nói ra, Bên cạnh ta đồng bạn chính là ta đạo nữ, cũng là Tứ đại yêu tiên ngân Sa Vương. Nàng và ta đi vào chung, không có vấn đề gì a? À. Cái kia hai tên nữ đệ tử nói ra, không có vấn đề. Sau đó, là Quân cùng Kiều Ngưng bị hai tên nữ đệ tử đưa vào Minh Nguyệt cung bên trong. Minh Nguyệt cung bên trong 18 điện, tựa như tinh la kỳ bàn dày đặc, toàn bộ cung điện bị sơn thủy quay chung quanh, cực kỳ tráng quan bất luận cái gì một tòa hoàng gia viên lâm cũng không thể cùng minh nguyệt cung tướng la quân cùng kiều ngưng vào tới minh nguyệt cung rất nhanh được đưa tới cái kia ly thiên điện ly thiên điện bên trong ly thiên nhược cùng kiếm hồng bụi đều tại ly thiên nhược đem la quân xem như khách quý chính là tại so sánh tư mật trong sảnh tiếp kiến la quân cùng kiều ngưng lúc này ly thiên nhược khí thế y nguyên bất phàm tư thế hiên ngang nữ anh hùng mà lại nàng tự có một cỗ đại khí tại thân Bễ nghệ thiên hạ, vương giả chi phong. Đến mức kiếm hồng bụi, thì là nội liếm rất nhiều. Ly thiên nhược vẫn là tầng 10 đỉnh phong tu vi, mà kiếm hồng bụi là tầng 10 kỳ. Kiếm hồng bụi một thân quần dài màu đỏ, mỹ lệ chi, mang theo lãnh xương. Những thứ này tu vi rất cao nữ tử, không có chỗ nào mà không phải là nhân gian tuyệt sắc. Chính là sinh ra xấu xí hạng người, tại quá trình tu luyện, cũng có thể hướng tốt đẹp nhất phương hướng tiến hóa. Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi tại La Quân cùng Kiều Ngưng một đi vào thời điểm, chính là vô ý thức dò xét hai người này tu vi. Hai nữ đồng thời đều là bị kinh ngạc, đối với Kiều Ngưng vị này mới lên cấp tầng 10 cao thủ, kinh hãi trình độ còn không được tốt lắm. Bởi vì Ngân Sa Vương sớm nổi danh bên ngoài, mà lại, các nàng đối trước kia Ngân Sa Vương Kiều Ngưng cũng không thế nào giải. Cho nên, một cái tầng 10 cao thủ tu vi, còn sẽ không để Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi có bao nhiêu cảm giác đến kịch liệt vấn đề mấu chốt là các nàng là giải la quân a la quân trước kia là cái đồ ăn bức nha vừa mới qua đi hơn một năm đi ra hỏa này làm sao đột nhiên tu vi tiến triển khủng bố như vậy đâu ly thiên nhược trước đó nhìn la quân nàng là có một loại không sai tại tâm có thể tiện tay bóp chết la quân cảm giác nhưng bây giờ nàng thế mà đều cảm thấy la quân có chút thâm bất khả chắc la công tử tu vi tiến triển thật sự là thật không thể tin a Ly Thiên nhược bài trước khi nói ra. Là quân ôm quyền, nói ra, cách cô nương khách khí. Hắn trước kia gặp Ly Thiên nhược, muốn cân một tiếng tiền bối. Mà bây giờ, là trực tiếp xưng hô cách cô nương. Đây là thực lực phi tôn hiện thực. Ly Thiên nhược cũng không để bụng, nàng theo rồi nói ra, hai vị mời ngồi. Là quân cùng kiều ngưng liền là ngồi xuống. Kiếm hồng bụi liền cũng mở miệng, nói ra, là quân, người cái này từ biệt hơn một năm không thấy, hôm nay đột nhiên đến đây tất là có chuyện a à. la quân nói ra ta ngược lại không có chuyện gì chỉ là vừa khéo léo đi qua thiên châu liền muốn thăm viếng tiên tôn một phen không biết bây giờ tiên tôn thương thế như thế nào ly thiên nhược cùng kiếm hồng bụi nhìn nhau hai người ánh mắt lộ ra một tia thở dài ý vị la quân tâm liền rõ ràng tiên tôn thương thế đồng thời không chuyển biến tốt đẹp la quân khe khẽ thở dài nói ra ngày đó tiên tôn thụ thương hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ta thoát không can hệ không biết có thể hay không để ta nhìn một chút tiên tôn ly thiên nhược nói ra sư phụ ta trước đó nói qua việc này trách không được la công tử ngươi sư phụ vẫn luôn nghĩ tới la công tử ngươi an nguy bây giờ ngươi đại thành trở về sư phụ gặp ngươi chắc hẳn hiểu ý tình vui vẻ như vậy đi la công tử ngươi ở chỗ này trước làm nghỉ ngơi ta đi thông bẩm sư phụ la quân nói ra tốt như thế làm phiền Ly Thiên Nhược sau đó để kiếm hồng bụi an bài La Quân cùng Kiều Ngưng tại Ly Thiên Điện ở lại. La Quân tuy nhiên cũng gấp thế giới bao la sự tình, nhưng lúc này cũng là chỉ có thể đến đâu thì hay đến đó. Ly Thiên Điện phong cảnh tươi đẹp, xa có thể nhìn biển, gần có thể ngắm hoa. Không khí trong lành, gió biển thổi lướt nhẹ qua. Loại này phong cảnh cùng ngủ lại hoàn cảnh, nếu là đặt ở thế giới bao la, đó là đắt đỏ danh lam thắng cảnh. La Quân không cảm thấy kinh ngạc, trước tiên ở trong xương phòng cùng Kiều Ngưng vào ở. Kiếm hồng bụi sắp xếp người đưa Mỹ vị bữa trưa. Cái kia bữa trưa ẩm thực tinh Mỹ, răng nhỏ gạo, linh quả tươi canh, thần thú bắp thịt. Vân vân, một trận này bữa trưa thả ở trong nhân thế, chính là giá trên trời. Tiên nhân chi vật, mọi thứ đều là vật phi phàm. Là quân đối kiếm hồng bụi nói ra, đúng, kiếm cô nương, ta có nhiều thứ muốn tặng cho ngươi ly hôn cô nương, hy vọng các ngươi không muốn ghét bỏ thứ gì, kiếm hồng bụi nao nao. La Quân lập tức lấy ra triệu viên thuần dương tiên đan. Nồng hậu dày đặc thuần chủng thuần dương tiên đan trong phòng vần quanh, cực kỳ tráng quan. Kiếm hồng bụi chính là người tu đạo, lập tức phát giác ra cái này thuần dương tiên đan diệu dụng cùng chân quý. Một cái thuần dương đan, chưa hẳn chân quý cỡ nào. Nhưng như thế số lượng thuần dương đan, đó là người tu đạo thiên tài địa bảo A. Kiếm hồng bụi không khỏi nói ra, cái này La Quân, cái này quá quý giá, ta. La quân cười một tiếng, nói ra, ha ha, kiếm cô nương, các người khác khách khí với ta. Loại này thuần dương đan, ta còn có rất nhiều đây. Đây chỉ là tiểu nhỏ một chút y tứ. Như thế, ta không khách khí. Kiếm hồng bụi cũng thực cực tuyệt không dạng này dụ hoặc, ngay sau đó liền bàn tay lớn vồ một cái, đem tất cả thuần dương đan đều bắt bỏ vào đến phòng bị tu di bên trong. Kiếm hồng bụi cùng la quân, kiều ngưng hàn huyên sau một lúc, liền trước tiên rời đi. Các loại kiếm hồng bụi sau khi đi, Kiều Ngưng cùng La Quân cùng nhau ăn cơm. Kiều Ngưng uống một ngụm canh về sau, mỉm cười, nói ra, người cái tên này, thật đúng là khẳng khái A. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, người sẽ không ăn dấm đi, cho là ta đối kiếm hồng bụi các nàng có ý đồ. Kiều Ngưng trợn mắt chừng một cái, nói ra, đem ta muốn như thế ghen tị. La Quân nói ra, không, chỉ đùa một chút, Kiều Ngưng nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, người tựa hồ quá khẳng khái. Như thế cái đưa pháp, một tỷ thuần dương đan cũng dùng không bao lâu. Là quân nói ra, ta minh bạch người ý tứ, bất quá kiếm hồng bụi cũng trợ giúp qua ta. Cho nên, nếu là bằng hiếu, không thể không có một chút hồi báo. Lại nói, bây giờ tiền đồ hung hiểm, ta cũng không biết còn có thể đi bao xa, sống bao lâu. Đồ vật vẫn là nhiều đưa ra ngoài điểm tốt. Người người cũng quá bi quan. Kiều Ngưng nói ra, "Không phải ta bi quan, mà chính là lấy một loại khách quan cái nhìn đến đối đãi." La Quân nói ra, "Bất quá ngươi yên tâm, ta hội dốc hết toàn lực còn sống." Kiều Ngưng gật gật đầu, nói ra, "Ừm." Sau đó, La Quân bắt lấy Kiều Ngưng tay, nói ra, "Có ngươi ở bên cạnh ta, ta đã rất thỏa mãn." Hắn đây là tại cùng Kiều Ngưng thổ lộ cõi lòng, cứ việc Kiều Ngưng rất là rộng lượng, nhưng La Quân cũng tuyệt không nguyện ý đến ủy khuất Kiều Ngưng. Trước kia hết thảy, là không có cách nào, nhưng về sau, hắn sẽ không lại đi trêu hoa gẹo nguyệt đến để Kiều Ngưng thương tâm. Kiều Ngưng cũng minh bạch La Quân tâm tư, nàng mỉm cười, nói ra, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi tâm, ta minh bạch. Hắn hết thảy, ta thật không ngại, thân thể những vật kia, ta không có gì nhìn không thấu. Cảm ơn ngươi, Kiều Ngưng, La Quân nói ra. Giữa chúng ta, còn cần nói cái này sao? Kiều Ngưng có chút bất mãn. Là quân cười ha ha một tiếng. Sau khi ăn cơm xong, thời gian còn sớm, mà ly thiên nhược cũng một mực không có tới tin tức, muốn đến minh nguyệt tiên tôn cũng đang lúc bế quan, không tốt quấy dày. Là quân cùng kiều ngừng ước định, trước chờ đợi ở đây, đợi cái ba ngày tầm đó. Nếu là đến lúc đó, minh nguyệt tiên tôn một mực không ra. Vậy bọn hắn rời đi tính toán, dù sao cũng không có gì đặc biệt vội vàng sự tình. Ly Thiên Nhược đến La Quân thuần dương đan, đối La Quân càng là coi trọng mấy phần. Nàng cho La Quân cùng Kiều Ngưng thủ lệnh, có thể tại Minh Nguyệt Cung 18 điện tự do ghé qua, cũng có thể tự do ra vào. La Quân lúc này dù sao cũng rảnh rỗi, dứt khoát cùng Kiều Ngưng xem như ở chỗ này du lịch một phen. Đến mức ba đồ, nó cũng là Minh Nguyệt Cung khách nhân. Tại Minh Nguyệt Cung ăn ngon uống sướng, còn có thể tự do rong rồi ngang dọc, cho nên cũng là vui vẻ không. La Quân cùng Kiều Ngưng cũng là gần nhất mới đột phá cái này tầng quan hệ cuối cùng, hai người như keo như sơn, giống như tân hôn đồng dạng hận không thể thời thời khắc khắc đều dính chung một chỗ. Đêm đến đợi, hai người ở giường không tránh khỏi là phiên vân phúc vũ. Bình thường lúc này, linh tuệ hòa thượng đều là bị phong kín tại cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. La Quân cũng không muốn tại làm chuyện này thời điểm, bên cạnh còn có người tại quan sát. Mà linh tuệ hòa thượng gần đây cũng không có việc gì vẫn luôn tại Huyền Hoàng Thần cốc hạt giống bên trong tu luyện, cũng lười ý là Quân thị phi. La Quân bây giờ tu vi phóng đại, linh tuệ hòa thượng đang đánh nhau thời điểm, đã không giúp được cái gì. Bất quá, linh tuệ hòa thượng có thể xưng một bản bách khoa toàn thư, cho nên vẫn là có thể có lý luận cùng kiến thức cho La Quân cung cấp rất nhiều trợ giúp. A à dường, Kiều Ngưng vui sướng phát ra thở dài một tiếng. Nàng gối lên La Quân khuỷu tay, nói ra, ta xác thực không nghĩ tới nguyên lai like chuyện nam nữ còn có cái này hứa bao vui vẻ là quần tay đùa bớn kiều ngưng sợi tóc hắn cười cười nói thực mặc kệ là phàm nhân hay là tiên nhân tâm đều có dục vọng chỉ bất quá mỗi người dục vọng khác biệt tiên nhân dục vọng thực tế càng nhiều muốn trường sinh muốn đào thoát thiên đạo chế tài đây đều là tham niệm mà lại bọn họ cũng ưa thích nữ sắc sắc đẹp như ta tới nói trường sinh không trọng yếu trọng yếu là ngươi ở bên cạnh ta kiều ngưng nghe vậy nhất thời tâm ngọt ngào la quân còn nói thêm đến mức phàm nhân dục vọng đơn giản không phải nhét đầy cái bao tử hưởng thụ sắc đẹp hưởng thụ sinh hoạt đương nhiên cũng muốn sống lâu trăm tuổi chỉ cần cái bụng lấp đầy cái này chuyện nam nữ thật sự là có lớn lao sức hấp dẫn nói cho cùng dục vọng là vui vẻ cội nguồn cũng là tội ác thâm uyên nhìn chính chúng ta làm sao tới đem khống cái này độ kiều ngưng nói ra có đạo lý nhìn không ra người vẫn là cái triết học gia a à. la quân cười ha ha một tiếng nói ra người thế mà còn hiểu triết học gia kiều ngưng nói ra ta tại thế giới bao la cũng sinh hoạt qua một đoạn thời gian a à. la quân nghĩ đến cái gì đột nhiên tại kiều ngưng bên tai nói ra nếu không chúng ta chơi điểm kích thích cái gì kích thích kiều ngưng khuôn mặt đỏ lên bằng trực giác cảm thấy la quân lời này rất không đứng đắn la quân tại kiều ngưng bên tai nhỏ giọng thì thầm một phen Kiều Ngưng nhất thời mặt đỏ bừng, nói ra, cái này cái này quá điên cuồng đi. Ha ha, vì cầu hạnh phúc, điên cuồng lại như thế nào? La Quân nói ra, có thể vạn nhất bị người trông thấy đâu. Kiều Ngưng nói ra, PS, cô có C1622. La Quân lập tức ánh mắt dày đặc lạnh xuống, nói ra, vậy ngươi vẫn là đừng nói, chịu chết đi. Hắn tuy nhiên muốn biết đến tột cùng, nhưng cũng sẽ không vì chính là hồng quang sở khiên chế chính là hồng quang sướng sở hắn nhất thời cảm thấy miệng đầy đắng chát. Nếu là sớm biết sẽ có như thế một gốc dạ, hắn đánh chết cũng sẽ không xảy ra tới. Rất nhiều tai nạn cùng phúc báo, thường thường đều là tại trong chớp mắt. Ta chỉ muốn cầu một con đường sống, chính là hồng quang lệ hống một tiếng. Người trước tiên nói đi, nếu là ta cảm thấy người bí mật này đáng giá lời nói, ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Là quân lạnh lùng nói ra. Thực tế, là quân vẫn là vô cùng quan tâm minh nguyệt cung. Chính là hồng quang nao nao, hắn rốt cuộc cảm giác mình tìm tới một đường sinh cơ. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng cũng nhất định phải tranh thủ. Tốt, ta nói, ta nói, chính là hồng quang nói ra. Đón lấy, chính là hồng quang liền nói ra, minh nguyệt cung trưởng giáo trí tôn minh nguyệt tiên tôn thực tế đã bị thương nặng. Lập tức, phú hóa môn hai vị quá trí tôn hội liên hợp minh nguyệt cung người bên trong hướng minh nguyệt tiên tôn bước thoái vị, cái này có quan hệ gì với ta? cái này một cái chớp mắt là quần kinh hãi lên thiên trọng lãng. mặc dù như thế, hắn mặt ngoài vẫn là mây trôi nước chảy. chính là hồng quang hơi hơi ngẩn ngơ, hắn lập tức nói ra cái này. tin tức này, ngươi nếu là truyền đến minh nguyệt cung đại sư tỷ ly thiên nhược mà thôi, khẳng định sẽ có trọng thưởng. là quần nói ra minh nguyệt cung ban thưởng, ta còn không quá để vào mắt. bất quá, ngươi là làm sao biết tin tức này? có thể tin được không? Chính là Hồng Quang gặp La Quân rốt cục có một chút hứng thú, hắn nhất thời hưng phấn lên. Nói ra, nói đến, ta cũng là mới chiếm được tin tức này không lâu, tại trước 10 ngày, ta ngay tại trong biển sâu tu luyện, nhưng có hai cái nữ tu sĩ, các nàng là Minh Nguyệt cung người. Ta người này, mặc dù háo sắc, nhưng cũng vẫn là có điểm mấu chốt. Minh Nguyệt cung tại mảnh này mặt biển, chính là một phương bá chủ. Cho nên ta tuyệt sẽ không động Minh Nguyệt cung người, bất quá Minh Nguyệt cung người thế mà đêm khuya chạy đến đáy biển đến, đây quả thật là để ta cảm thấy tốt. Sau đó, ta núp trong bóng tối quan sát hai nữ nhân này muốn làm gì. Chính là Hồng Quang tiếp tục nói, ta một đường theo tới, phát hiện hai nữ nhân này lại là đang cùng vũ hóa môn người tiếp xúc. Cái kia người tới là vũ hóa môn quá trí tôn ám tuyến. Cái kia ám tuyến tu vi không thấp, không dưới ta. Bất quá chúng ta nhân ngư tộc tại trong biển sâu, có đặc thù ẩn tàng khí tức phương thức bởi vậy bọn họ cũng không có phát hiện ta ở trong tối nhìn trộm nguyên lai like, gần nhất một năm đã qua minh nguyệt cung mấy vị trưởng lão vẫn luôn đang hoài nghi minh nguyệt tiên tôn có thể là thụ bị thương cực kỳ nặng thế mà lại các nàng cũng rất không quen nhìn ly thiên nhược trưởng quản minh nguyệt cung các nàng mấy lần thăm dò rốt cuộc khẳng định minh nguyệt tiên tôn quả nhiên là thụ thương nhưng là mấy cái này trưởng lão tâm đối minh nguyệt tiên tôn quá mức kiêng kỵ vì lý do an toàn lặng lẽ cùng vũ hóa môn quá trí tôn liên hệ cũng là Minh Nguyệt Tiên Tôn sư phụ, Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn cũng phải ám tuyến trước đến gặp mặt, cái kia ám tuyến đang nghe báo cáo về sau, nói muốn trở về bẩm báo Tiêu Viễn Sơn. Ta đoán chừng, bọn họ rất sắp động thủ. La Quân cùng Kiều Ngưng nhìn chăm chú liếc một chút, hai người lập tức cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. La Quân thầm nghĩ, xem ra Minh Nguyệt cung nội bộ đồng thời không đoàn kết a. Minh Nguyệt Tiên Tôn toàn thịnh thời kỳ, không ai dám sinh hai lòng. Nhưng cuối cùng Minh Nguyệt Tiên tôn đối những trưởng lão kia là hà khắc, đối với mình đệ tử là yêu chuộng. Bởi vậy, một khi Minh Nguyệt Tiên tôn xảy ra vấn đề, như vậy những trưởng lão này hội dục dịch. La Quân tâm suy nghĩ lấy. Kiều Ngưng nhìn về phía La Quân, nàng biết đây là Minh Nguyệt cung một lần đại nguy cơ, mà La Quân như là đã biết, không có khả năng không đếm xỉa đến. Chúng ta có thể đi tìm Hoàng đến giúp đỡ." Kiều Ngưng nói ra. La Quân nói ra, Hoàng tuy nhiên trước mắt đối người ta không tệ, nhưng hắn chưa hẳn chịu giúp Minh Nguyệt Cung. Mà lại, hắn muốn đối mặt là vũ hóa môn quá trí tôn. Đại giới rất lớn, hắn là cái tính kế rõ ràng người. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, nói, và lại, Minh Nguyệt Cung phía dưới còn không rõ ràng lắm. Hoàng người tới, rất khó nói rõ ràng, mà lại, cũng sẽ triệt để đem tiên tôn thụ thương tin tức bạo lộ ra. Thật đến tình trạng kia, hoàng hộ đến nhất thời, cũng bảo hộ không được cả đời đừng nói rõ Nguyệt Cung các trưởng lão, xem như tuần này bị vùng biển cao thủ cũng sẽ đối Minh Nguyệt Cung thèm nhỏ rãi. Ngươi phải biết, Minh Nguyệt Cung tư nguyên cỡ nào phong phú, nhiều như vậy nữ tu sĩ, đều là những cao thủ kia thèm nhỏ rãi. Vậy làm sao bây giờ? Kiều Ngưng cũng lo lắng. Nàng và La Quân giao lưu, liền đều là dựa vào ý niệm, tuyệt sẽ không để chính là Hồng Quang nghe được. Kiều Ngưng tiếp tục nói, ta biết ngươi bây giờ tu vi phóng đại, lòng tin mười phần nhưng là đối mặt những cái kia quá trí tôn, còn có minh nguyệt cung trưởng lão, người tuyệt đối là không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Ta cũng biết, người không phải bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể tính tình. La Quân nói ra, hiện tại rất khó tìm ra ngoài viện binh, hết thảy tình huống, ta đều muốn trước gặp đến tiên tôn lại nói. Chuyện này, không thể lại trì hoãn, những người kia là bom hẹn giờ, có trời mới biết bọn họ lúc nào sẽ bạo phát đi ra. Kiều ngưng gật đầu, nàng còn nói thêm, cái thứ này xử trí như thế nào. Là Quân nhìn một chút phía dưới tội nghiệp chính là Hồng Quang, hắn nói ra, người này tội ác trồng chất, lưu chi khó lường. Nhưng ta đã đáp ứng tha cho hắn nhất mệnh, cũng là không thể nuốt lời. Như vậy đi, trước đem hắn nhốt lại, về sau chúng ta làm tiếp xử trí. Kiều Ngưng nói ra, cũng tốt. Là Quân ngay sau đó hướng chính là Hồng Quang nói ra, chính là Hồng Quang, ta tạm thời không giết ngươi, nhưng cũng không thể thả ngươi ngươi không nên chống cự, không phải vậy lời nói, ta trực tiếp dùng linh hồn lốc xoáy giết ngươi. Đúng, ta tuyệt không chống cự, chính là Hồng Quang vội vàng nói. Là quân lập tức một trưởng vỗ đi xuống, liền đem chính là Hồng Quang đập đã hôn mê. Sau đó, là quân vận chuyển đại phong ấn thuật, tại chính là Hồng Quang thân thể trong kinh mạch bố trí xuống cấm chế dày đặc. Như thế về sau, liền đem chính là Hồng Quang ném vào đến cái kia một cái hắc ám mạn đồ la bên trong chính là hồng quang pháp lực bị phong lấy hắn loại trạng thái này tuyệt không thể nào chạy đi la quân sau đó thu linh hồn bổn nguyên một miệng nuốt vào não vực chi đón lấy la quân cùng kiều ngưng trở về minh nguyệt cung hồi minh nguyệt cung tự nhiên là tiến quân thần tốc không có bất kỳ cái gì ngăn cản la quân trực tiếp tại ly thiên điện yêu cầu gặp ly thiên nhược điện chủ chính đang tắm la công tử người chớ có vô lễ cái kia thạch sùng tì nữ lập tức quát lớn La Quân không khỏi cực kỳ lúng túng. Kiều Ngưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Mà bên trong trong phòng ngủ, Ly Thiên Nhược thanh âm truyền tới. La Công Tử, Kiều Cô Nương, các người có việc gấp. Ly Thiên Nhược nói ra. La Quân nói ra, vô cùng khẩn cấp. Tốt, ta biết, Ly Thiên Nhược nói ra. Nàng vừa dứt lời anh, một giây sau đã mặc một thân tử sắc váy dài đi tới. Tóc nàng vẫn là ướt súng, mặt còn có trong suốt giọt nước khiến la quân không khỏi có chút hoài nghi nàng bên trong có phải là thật hay không hư không a à, không phải vậy làm sao nhanh như vậy đi ra pháp thuật lại cao hơn cũng sẽ không thể hiện tại mặc quần áo mặt a à. cao thủ tắm rửa cái kia cũng không phải mặc lấy nội y tẩy a à. đương nhiên lúc này cũng không phải nghĩ những thứ này lộn xộn sự tình thời điểm ly thiên nhược nhìn về phía la quân cùng kiều ngưng có chút khó hiểu nói chuyện gì phát sinh la quân liếc nhìn bốn phía nói ra, nơi này nói chuyện. Ly Thiên Nhược liền khiến tất cả nha hoàn tỷ nữ lui xuống đi, đợi những tỷ nữ này sau khi lui xuống, nàng vung tay lên, lập tức ở điện này bố trí xuống tuyệt đối cấm chế. Hiện ở chỗ này tuyệt đối tư mật, là công tử, đến cùng là chuyện gì? Ly Thiên Nhược nói ra. La Quân nói ra, hôm nay ta tại mặt biển cùng Kiều Ngưng du lịch, không có ý bắt một người. Người này, hắn nói đến đây, lười phải tiếp tục lắm lời liền đem chính là hồng quang theo hắc ám mạn đồ la bên trong cầm ra tới. Chính là hồng quang vừa nhìn thấy ly thiên nhược, lập tức biết lúc này người ở chỗ nào. Cách điện chủ, chính là hồng quang run giọng hô. Tình huống như thế nào, ly thiên nhược nao nao, nói, cái này ma làm nhiều việc ác, nhưng luôn luôn quen ẩn tàng, làm sao lại bị hai vị bắt lấy. La quân cùng kiều ngưng lập tức cảm giác được có chút quấn. Cái này tình huống thật, nói ra có như vậy một chút xấu hổ a à? mà chính là hồng quang mặc dù biết tình huống thật có thể mạng nhỏ bị nắm tại la quân tay chỗ đó dám hổ ngôn loạn như a à? kiều ngưng không tự chủ được khuôn mặt đỏ lên la quân thì vung tay lên nói ra ai nha cái này không trọng yếu á hắn đón đến nói ra chính là hồng quang người đem trước nói với chúng ta sự tình cùng cách điện chủ một lần nữa nói một lần vâng chính là hồng quang ngoan ngoãn nói ra ngay sau đó chính là hồng quang đem những cái kia phát hiện nói với ly thiên nhược ly thiên nhược được nghe về sau nhất thời biến sắc sự kiện này quá lớn lớn đến sẽ ảnh hưởng minh nguyệt cung vận mệnh cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng và sư phụ vận mệnh ly thiên nhược tại cái này một cái trước mắt sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như chuyện này là thật cái kia nàng thật đã đi tại nguy hiểm nhất rìa vách núi mà không biết ngươi nói thế nhưng là thật Ly Thiên nhược nhìn gần chính là Hồng Quang nghiêm nghị nói ra, chính là Hồng Quang dọa cho phát sợ, lập tức nói ra cách điện chủ sự tình thật giả ta cũng không thể nào phân biệt, nhưng ta dám cam đoan ta thấy chỗ nghe câu câu đều là thật sự phát sinh dạng này hoang ngôn ta sao dám tùy ý lập và lại Minh Nguyệt Tiên Tôn nếu là thụ thương ta xem như biên hoang ngôn cũng không có khả năng đem chuyện này biên đi ra a à. nếu là Minh Nguyệt Tiên Tôn không có có thụ thương. Như vậy sự kiện này một điểm uy tín đều không có a. À. Ly Thiên Nhược trong lòng trầm xuống, nàng mắt lóe qua lửa giận, nghiêm nghị nói, Phiền sanh hóa, Lăng Hà, các ngươi hai cái này lão yêu phụ, loạn thần tặc tử, phản, phản. Nếu không phải sư phụ ta, hai người các ngươi chết sớm thiên biến vạn biến. Bây giờ thế mà cùng ngoại nhân tới đối phó sư phụ ta. Cùng ngoại nhân cũng được, còn đi tìm Tiêu Viễn Sơn, các ngươi đáng chết, đáng chết. Ly Thiên Nhược hai mắt máu bắt đầu nóng. La Quân trực tiếp đem chính là Hồng Quang một lần nữa bắt bỏ vào đến hắc ám mạn đồ la bên trong. La Quân nói tiếp, cách cô nương, bây giờ không phải là phẫn nộ lúc đợi. Tiên tôn thụ thương sự tình cực bí ẩn, chính là Hồng Quang đã có thể nói ra, vậy nói rõ chuyện này cũng không phải vô sinh có. Chúng ta nhất định phải nhanh ứng đối, lôi đình bắt được phiền xanh hóa cùng lăng hà hai cái này trưởng lão. Không được, Kiều Ngưng lập tức nói ra. Ừm, Ly Thiên Nhược cùng La Quân đều kinh ngạc nhìn về phía Kiều Ngưng. Kiều Ngưng nói ra, còn không thể bắt hai người này. Vì cái gì, Ly Thiên Nhược lập tức hỏi. Kiều Ngưng trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, ta chỉ sợ Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ đã chui vào tiến đến, chúng ta như vậy tùy tiện ra tay, hội buộc bọn họ sớm hành động. Mà lại, chúng ta một khi động thủ trước, bọn họ liền sư suốt có tên, nói là chúng ta bên này vội vã hại Trung Lương, đồng thời nói cách điện chủ ngươi giam lỏng tiên tôn. Kể từ đó, vậy thì thật là có nỗi khổ không nói được a. À. Ly Thiên Nhược nghe vậy không khỏi dùng mình. Vấn đề này đã phát sinh 10 ngày, hai người kia xác thực có khả năng giấu vào tới. Kiều cô nương, nhờ có ngươi nhắc nhở, không phải vậy lời nói, ta chỉ sợ muốn nhưỡng xuống sai lầm lớn. Cũng nhờ có các ngươi kịp thời phát hiện chuyện này, không phải vậy minh nguyệt cung tại tay ta chính là rất là kỳ lạ hủy diệt cũng không tự biết ly thiên nhược theo rồi nói ra la quân thì nói ra lúc này chúng ta nhất định phải nhanh nhìn thấy tiên tôn sau đó lại tính toán sau tiên tôn tại minh nguyệt trong cung trải qua chìm đắm sâu đậm khẳng định có chút chính nàng ẩn tàng thủ đoạn ly thiên nhược gật đầu nói ra vốn là sư phụ một mực tại bế quan ta đi thông báo vài tiếng sư phụ đều không có trả lời lúc này xem ra ta chỉ có thể cứng rắn xông vào la quân gật đầu ly thiên nhược liền muốn triệt hồi cấm chế đợi một chút la quân nghĩ đến cái gì nói ra ly thiên nhược nói ra ừm la quân nói ra phiền sanh hóa cùng lăng hà tại minh nguyệt trong cung đến cùng là tu vi gì địa vị gì ly thiên nhược nói ra phiền sanh hóa cùng lăng hà đều là sư phụ ta đã từng trợ giúp hơn người lúc trước sư phụ ta còn không có sáng lập minh nguyệt cung lúc đã quảng thu cao thủ cái này phiền sanh hóa cùng lăng hà tại ta minh nguyệt cung nội địa vị cực cao chính là thái trưởng lão. Ta minh nguyệt cung thái trưởng lão hết thảy bốn vị, hai vị một mực tại bên ngoài tu luyện, vẫn chưa trở về. Bây giờ, tại cái này minh nguyệt cung bên trong, chính là ta thấy các nàng, cũng muốn được một cái lễ. Mà lại, phiền sanh hóa cùng lăng hà tu vi, đều tại hư tiên kỳ. Nếu không có sư phụ ta áp chế, hai người này thật có dám tạo phản đảm lược. Là quân những mày, vấn đề này, xác thực khó giải quyết. Hắn lại hỏi, vậy ngươi có thể điều động lực lượng có bao nhiêu? Vũ hóa môn bên trong, cao thủ đông đảo, còn có quá trí tôn tồn tại. Dựa theo đạo lý tới nói, tính toán tiên tôn toàn thịnh thời kỳ, vũ hóa môn cũng là có thể diệt sát minh nguyệt cung A. Ly Thiên Nhược nói ra, cái kia ngược lại sẽ không, sư phụ ta toàn thịnh thời kỳ, xem như vũ hóa môn mấy cái quá trí tôn xuất thủ, đơn đả độc đấu, đều không phải là sư phụ ta đối thủ. Trừ phi là cái kia vũ hóa môn quá tổ sư, tiêu linh xuất thủ chỉ là tiêu linh sớm đã biến mất mấy ngàn năm, không đề cập tới cũng được. Mà lại, Minh Nguyệt Cung bên trong còn có chính mình bí ẩn tồn tại, vậy cũng là vũ hóa môn kiêng kỵ. Và lại, sư phụ ta sớm đã câu thông một vị vô cùng lợi hại thật thần, cùng ta Minh Nguyệt Cung cùng nhau trông coi. Vị kia thật thần chính là viễn cổ chi thần, tu vi cùng sư phụ ta tại sàn sàn với nhau. Hắn như cùng sư phụ ta liên thủ, phát động Minh Nguyệt Cung bí ẩn pháp khí, vũ hóa môn nếu là đến đây, cam đoan có đến mà không có về. Nhiều năm như vậy, vũ hóa môn một mực kiêng kỵ, không phải là không có đạo lý. Ly Thiên nhược theo rồi nói ra. Là quân cùng kiều ngưng không khỏi vui vẻ, nói ra, thì ra là thế, đã tiên tôn chuẩn bị ở sau cường đại như thế, vậy chỉ cần báo cáo tiên tôn, làm vấn đề không lớn. Hắn đón đến, nói ra, bất quá vì lý do an toàn, chúng ta đi gặp tiên tôn vẫn là muốn thương nghị một chút bởi vì lo lắng cho ta ta cùng Kiều Ngưng như thế trở về, người lại bố trí xuống cấm chế, cái này đã gây nên phiền xanh hóa các nàng tai mắt chú ý. Sau đó chúng ta muốn là lại như thế Quang Minh Chính Đại đi gặp Tiên Tôn, bọn họ chỉ sợ sẽ phát giác được sự tình bại lộ, dứt khoát được ăn cả ngã về không. Kiều Ngưng nói ra, không sai, chúng ta không thể khinh thường. Cách điện chủ người biết bí mật, như Tiên Tôn có thể câu thông một vị Viễn cổ thật thần, như bí ẩn pháp khí phát động phiền xanh hóa cùng lăng hà khẳng định cũng đều biết. Ta nghĩ, cái kia bí ẩn pháp khí tuy nhiên cách điện chủ ngươi không có nói rõ, nhưng tiên tôn từ trước đến nay cũng không mang theo tại thân, chính là cùng minh nguyệt cung cái này địa lý vị trí có lớn lao liên quan, có lẽ là địa mạch chi đồ vật đi. Vô luận là phát động pháp khí, vẫn là câu thông thật thần, cái này đều cần lớn lao thời gian cùng pháp lực. Những vật này một lòng đối phó ngoại nhân có thể, muốn phòng ăn trộm không dễ ly thiên nhược nhìn nhiều la quân cùng kiều ngưng liếc một chút liền cảm giác hai người này thật sự là ông trời tác hợp cho mà lại tâm tư đều rất kín đáo lẫn nhau đền bù hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh la quân nói tiếp ta ý là cách điện chủ ngươi cấm chế rút lui sau khi đi không muốn xa cách ly thiên điện ngươi ở chỗ này xem như không có chuyện gì phát sinh mà ta cùng kiều ngưng hội làm bộ rời đi minh nguyệt cung về sau lại lặng lẽ vòng trở lại ngươi nói cho chúng ta biết như thế nào đi tìm tiên tôn là đủ Phòng trở lại Chỉ sợ cũng có khả năng bị đối phương phát giác A à. Ly Thiên Nhược nói ra la quân nói ra Chỉ cần ngươi để cho chúng ta tiến vào Minh Nguyệt cung hộ cung đại trận không bị phát giác Sau khi đi vào Ta có biện pháp ẩn tàng khí tức Không bị phát giác Ly Thiên Nhược nói ra Tốt, cái kia theo các ngươi nói xử lý Cái này hộ cung đại trận vẫn luôn là ta tại trưởng khống Để cho các ngươi thần không biết Quỷ không hay tiến đến không hề có một chút vấn đề. La Quân nói ra, như thế rất tốt, việc này không nên chậm chế chúng ta không thể lại có chỉ hoãn. Ly Thiên Nhược gật đầu. Lẫn nhau giao phó xong về sau, Ly Thiên Nhược triệt hồi cấm chế. Về sau, Ly Thiên Nhược liền nói ra, đã hai vị có việc gấp muốn rời khỏi, vậy ta không lại ép ở lại. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày khác giang hồ lại gặp nhau. Cáo từ, cách cô nương la quân cùng kiều ngưng ôm quyền hành lễ về sau hai người tìm ba đồ nhanh chóng nhanh rời đi minh nguyệt cung vừa đến minh nguyệt cung liền triển khai đại na di thuật như vậy rời đi trừ phi là đối phương có đại tu vi cưỡng ép đem đại na di thuật không gian trận pháp phá vỡ không phải vậy lời nói rất khó truy mà tại la quân cùng kiều ngưng rời đi về sau tại phiền xanh hóa quá ngọn núi cũng lập tức có mới biến hóa minh nguyệt cung bên trong Thái trưởng lão cũng không tại 18 điện chi. Thái trưởng lão đứng hàng quá ngọn núi. Quá ngọn núi là toàn bộ Minh Nguyệt cung phong cảnh tốt nhất, linh khí đủ nhất địa phương. Minh Nguyệt tiên tôn tuy nhiên hành sự bá đạo, nhưng đối mấy vị thái trưởng lão cũng là rất tôn trọng. Quá ngọn núi bên trong có bốn cái hành cung, mỗi cái hành cung chi ở lại một vị thái trưởng lão. Chính là ly thiên nhược không có phụng mệnh, cũng không được đi vào quá ngọn núi chi. Cho nên, Phiền sanh hóa đoàn người này muốn làm cái tư mật sự tình, vậy thật đúng là thần không biết, quỷ không hay. Phiền sanh hóa thành ngủ nghỉ cung gọi là sanh cung. Sanh cung bên trong, phiền sanh hóa, lăng hà, còn có tiêu viễn sơn, tiêu gặp vũ đều tại. Cái này tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ quả thật là đều tới. Lúc này, một tên nữ đệ tử theo bên ngoài đi tới. Đệ tử tham kiến sư phụ, sư thúc, còn có hai vị tiền bối nữ đệ tử kia không cung kính nói ra. Cái này nữ đệ tử lại là xưng hô phiền xanh hóa sư phụ, nhưng thực tế, nàng thân phận bây giờ là ly thiên điện đệ tử. Mà lại, ly thiên nhược đối nàng còn có phần là tín nhiệm. Nàng gọi là Triệu Yến, Triệu Yến sớm tại 3 năm trước đây, đã bị phiền xanh hóa thu mua. Phiền xanh hóa thu Triệu Yến làm đệ tử, cho Triệu Yến không ít chỗ tốt. Bởi vậy, cái này Triệu Yến cũng trung thành vì phiền xanh hóa làm việc. Chuyện gì phát sinh? phiền xanh hóa hỏi Triệu Yến. Triệu Yến nói ra, hồi sư phụ lời nói, vừa mới ly thiên điện bên trong, cái kia la quân cùng Kiều Ngưng đột nhiên có việc gấp muốn gặp ly thiên nhược. Ly thiên nhược bày xuống cấm chế, chỗ trong vòng đến cùng chuyện gì phát sinh, đệ tử cũng không có tìm kiếm đến. Phiền xanh hóa nhất thời bị kinh ngạc, mặt nàng như bao bọc một tầng lãnh xương. Hiện tại thế nào, cái kia tiêu viễn sơn ngược lại là không để ý lắm, hỏi. Triệu Yến lập tức nói ra, hồi tiền bối lời nói, cái kia la quân cùng kiều ngưng đã rời đi. Một bên lăng hà lập tức thở phào, nói ra, xem ra không có quan hệ gì với chúng ta. Phiền sanh hóa nói ra, việc này không thể chủ quan. Phiền trưởng lão, người quá cẩn thận, tiêu viễn sơn đệ tử tiêu gặp vũ từ tốn nói. Tiêu gặp vũ theo rồi nói ra, đã người đã xác định ta vậy sư muội tiêu minh nguyệt bản thân bị trọng thương, chúng ta còn ở nơi này thế mà khô cần ngồi ba ngày. Không biết người muốn chờ cái gì đừng nói là nàng bị thương nặng chính là không bị thương tổn chỉ cần có các người hợp tác với chúng ta cái kia tiêu minh nguyệt cũng không bay ra khỏi cái gì sóng tới lời nói không phải nói như vậy phiên xanh hóa nói ra tiêu minh nguyệt đến cùng là cái dạng gì người các người ta càng rõ ràng năm đó nàng có thể một người mưu phản vũ hóa môn đánh ra dạng này cơ nghiệp tới bây giờ càng thêm không thể coi thường nàng chúng ta sự tình thật là đã mười phần chắc chín có thể vạn nhất đâu Vạn nhất sự tình không đúng, đến lúc đó các ngươi phủi mông một cái chạy, chúng ta thế nhưng là một con đường chết a. À. Tiêu Viễn Sơn ánh mắt âm trầm, vừa mới phiền xanh hóa nâng lên Tiêu Minh Nguyệt mưu phản, đây là Tiêu Viễn Sơn trong lòng vĩnh viễn sỉ nhục a. À. Thế nhân nhắc lên Minh Nguyệt tiên tôn, tất yếu muốn lên Minh Nguyệt tiên tôn mưu phản vũ hóa môn sự tình. Lại sẽ nói đến Tiêu Minh Nguyệt là bị sư phụ nàng Tiêu Viễn Sơn sinh sinh bước đi. Tiêu Minh Nguyệt là phong cảnh có thể tiêu viễn sơn lại bị vĩnh viễn khắc vào sỉ nhục trụ mặt. Cho nên, đây cũng là tiêu viễn sơn chấp niệm. Tiêu viễn sơn nhất định muốn đem tiêu minh nguyệt bắt sống hồi vũ hóa môn, để cho nàng tiếp nhận vũ hóa môn chế tài. Như thế, tiêu viễn sơn mới có thể rửa sạch cái này một phần sỉ nhục. Minh nguyệt đứa nhỏ này, ta rất rõ ràng. Tiêu viễn sơn nói ra, nàng tu vi, thủ đoạn, thật là thế gian hiếm thấy. Gặp phụ A, người không cần thiết không nên quá tự phụ nếu là minh nguyệt không có có thụ thương chúng ta tại nàng khu vực này đó là lấy không tốt phiên trưởng lão phải cẩn thận một chút cái này không có sai như vậy chờ rốt cuộc muốn các loại tới khi nào tiêu gặp vũ hơi không kiên nhẫn phiên thanh hóa nói ra ta tại tiêu minh nguyệt bế quan bên ngoài bố trí xuống bí ẩn gặp long trận pháp mỗi ngày đều có thể hấp thu một chút nàng còn sót lại khí tức chỉ cần lại hấp thu hai ngày ta có thể hoàn toàn tuyệt tuyệt đối đối khẳng định nàng thân tình huống hai ngày, chỉ cần hai ngày thời gian. Tiêu Viễn Sơn nói ra, nhiều ngày như vậy cũng chờ, cũng không quan tâm hai ngày này. Phiền trưởng lão, chúng ta chờ người tin tức tốt, người cũng yên tâm, đối với Minh Nguyệt Cung hết thảy, ta cùng gặp Vũ đều không có hứng thú. Đến lúc đó, chúng ta bắt Tiêu Minh Nguyệt, lập tức sẽ rời đi. Về sau, cái này Minh Nguyệt Cung hạ hạ, đều thuộc về các ngươi. Phiền xanh hóa cùng Lăng Hà Đồng thời cười một tiếng, nói ra, như vậy đa tạ tiền bối. Tiêu Viễn Sơn khoát khoát tay, nói ra, không cần phải khách khí. La Quân cùng Kiều Ngưng rất nhanh trở về hồi Minh Nguyệt Cung, mà phiền xanh hóa tiếp tục để Triệu Yến nghiêm mật giám thị ly thiên điện nhất cử nhất động. Linh Tuệ Hòa Thượng có linh thai quyết, có thể ẩn trốn nhân khí hơi thở. La Quân cùng Kiều Ngưng để Linh Tuệ Hòa Thượng thi triển linh thai quyết vì bọn họ ẩn tàng khí tức. Còn ba đồ thì trực tiếp giấu vào phòng bị tu di bên trong, mà lại cũng làm khí tức ẩn tàng. Kể từ đó, lại tiến minh nguyệt cung liền càng thêm bảo hiểm. Là quân cùng kiều ngưng tu vi vốn rất cao, cho dù không có linh thai quyết, bình thường người cũng phát hiện không bọn họ khí tức cùng tung tích. Huống chi, ly thiên nhược trưởng khống hộ cung đại trận, còn đang vì hai bọn họ mở ra phương tiện chi môn đây. Nói đến, tiên tôn hai chữ, tôn quý không? Cái kia linh vũ tiên tôn năm đó ở tiên giới cũng là nhân vật tuyệt đỉnh, bất quá vẫn lạc nhiều năm, cho nên mới dẫn đến hoa thiên anh đến bộ phận truyền thừa, nhưng cuối cùng vẫn là chết tại la quân tay. Mà Minh Nguyệt tiên tôn tuy nhiên cũng được xưng làm tiên tôn, nhưng nàng cái này tiên tôn vẫn là thuộc tại địa cầu tiên tôn, thiên châu tiên tôn. Cùng linh vũ tiên tôn vẫn là không thể so sánh nổi. Dù vậy, Minh Nguyệt tiên tôn ở trên trời châu chi, đó cũng là số một số hai nhân vật. Lực lượng, bản lĩnh lực áp cửu ưu thiên đế những cái kia lão ma, bao trùm rất nhiều cao thủ chi. Lúc này, Minh Nguyệt tiên tôn trong lòng khu vực Minh Nguyệt điện bế quan. Minh Nguyệt Điện đồng dạng không tại 18 điện chi, mà chính là bao trùm tại tất cả ngọn núi cùng điện chi. Minh Nguyệt Điện cũng là toàn bộ Minh Nguyệt cung tâm đầu mối then chốt, một khi khởi động trận pháp, khởi động bí mật pháp khí, càng là lợi hại vô cùng, chấn nhiếp chư thiên thần ma. Cái này Minh Nguyệt Điện thần thánh không, không được triệu hoán, bất kỳ người nào đều không được đi vào Minh Nguyệt Điện. Đương nhiên, giống Ly Thiên Nhược, kiếm hồng bụi dạng này đệ tử vẫn là có đặc quyền, có thể tùy ý tiến vào Minh Nguyệt Điện. Còn người khác, tựa như phiền sanh hóa dạng này thái trưởng lão, cũng không thể tùy ý tiến vào minh nguyệt điện. Minh nguyệt tiên tôn luôn luôn đều là không nói cười tùy tiện, xem ra tha thứ, nhưng uy nghiêm cực thịnh. Có can đảm mạo phạm minh nguyệt tiên tôn người, chính là cung lão người, cũng không có cái gì kết cục tốt. Qua nhiều năm như vậy, minh nguyệt tiên tôn là minh nguyệt cung thần chỉ. Nàng uy nghiêm như mọi người đỉnh đầu đa mơ cổ chi kiếm, làm cho tất cả mọi người cũng không dám sinh bất luận cái gì lòng phản kháng tựa như phiền sanh hóa lăng hà dạng này thái trưởng lão cứ việc đối minh nguyệt tiên tôn sớm có bất mãn có thể hơn một năm nay các nàng đều đang một mực cẩn thận từng ly từng tí mưu đồ không có hoàn hảo nắm chắc tuyệt không dám tùy tiện hành động bởi vì các nàng sợ minh nguyệt tiên tôn loại kia e ngại sợ hãi là thâm nhập cốt tùy nhưng phiền sanh hóa cùng lăng hà đối minh nguyệt tiên tôn bất mãn cũng đến một cái giới hạn giá trị lúc này có một cái cơ hội như vậy các nàng cũng tuyệt không nguyện ý buông tha minh Nguyệt ngoài điện mặt có đệ tử ngày đêm chấn giữ những đệ tử này có đã bị phiền sanh hóa cùng lăng hà khống chế lại đây cũng là phiền sanh hóa cùng lăng hà có thể tiến quân thần tốc đồng thời bố trí xuống gặp Long trận pháp nguyên nhân lúc này là quân cùng Kiều Ngưng muốn muốn đi vào liền muốn trước giấu giếm được những đệ tử này muốn giết các nàng cũng không khó 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 tại như thế nào thần không biết quỷ không hay đi vào Minh Nguyệt Tiên Tôn bế quan địa phương, cũng có trận pháp thủ hộ. Cái kia trận pháp cũng không lợi hại, nhất định phải Tiên Tôn phát ra pháp lực mới có thể biến đến kịch liệt vô cùng. Bất quá từ trước đến nay, cũng là không có người nào dám xông vào Tiên Tôn trận pháp. Huống chi, Tiên Tôn nếu là toàn thịnh thời kỳ, có người dám xông vào trận pháp, Tiên Tôn cũng sẽ không hướng trận pháp phát lực, mà chính là trực tiếp đem diệt sát. Trận pháp này, bất quá là cái dám thị chi dụng. Tin tức này là quân tại Ly Thiên nhược nơi đó đã biết. Minh Nguyệt cung nội bộ trận pháp trùng điệp, từ bên ngoài là không có cách nào thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không chi thuật trực tiếp tiến đến, nhưng từ bên trong có thể trực tiếp chuyển rời đi ra bên ngoài. Bởi vì người bên trong muốn đi ra ngoài, cần thuận tiện. Nhưng bên ngoài người nếu có thể tùy tiện chuyển rời tiến đến, cái kia Minh Nguyệt cung người chẳng phải là quá không có cảm giác an toàn. Đối phương chẳng phải là muốn đến, muốn đi đi, không kiêng kỵ. La Quân cùng Kiều Ngưng tại Minh Nguyệt ngoài điện mặt chú ý đến thủ hộ Minh Nguyệt điện hết thảy 8 tên nữ đệ tử, 4 tên nữ đệ tử làm một tổ, ngày đêm thay phiên thủ hộ. Hiện tại, La Quân muốn cân nhắc là như thế nào thần không biết, quỷ không hay đi vào. Đại Na Di thuật là chuyển rời không đi vào, cái kia trận pháp bành trướng, bất luận cái gì chuyển rời, hư không thuật xuyên toa đều vô dụng. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói với Kiều Ngưng, những đệ tử này, tu vi đều không rất cao ta trực tiếp thi triển thuật pháp đưa các nàng vây khốn, sau đó lấy đại lôi âm phổ độ pháp đem độ hóa. Cứ như vậy, cũng không có phiền toái nhiều như vậy. Kiều Ngưng nói ra, tốt. Là quần ngay sau đó chợt lách người, tiếp lấy liền xuất hiện tại cái kia bốn tên nữ đệ tử trước mặt. Các nàng còn chưa mở miệng, là quần bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp đem cái này bốn tên nữ đệ tử bắt bỏ vào đến cái kia hắc ám mạn đồ la bên trong. Một giây sau, là quân lách mình tiến hắc ám mạn đồ la chi. Hắn cũng không nói nhảm, cấp tốc tế ra kim quang phù lục. Lấy hắn giờ này ngày này pháp lực, muốn độ hóa bốn người này, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Chỉ một cái nháy mắt công phu, bốn tên nữ đệ tử liền nhu thuận không xưng hô la quân là chủ nhân. Tốt, đi bên ngoài bảo vệ, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chúng ta tới qua. La quân phân phó như thế. Cái kia bốn tên nữ đệ tử liền nói ra, đúng, chủ nhân giải quyết cái này bốn tên nữ đệ tử là quân để kiều ngưng cũng thủ từ một nơi bí mật gần đó quan sát nơi này động tính. mà hắn thì chuẩn bị tiến vào minh nguyệt tiên tôn bế quan địa phương a à, hai cái trận pháp là quân đang chuẩn bị đi vào thời điểm lập tức phát giác được mật thất này bên ngoài dày đặc trận pháp có chút không đúng bởi vì ly thiên nhược tin tức truyền đạt là chỉ có một cái thủ hộ trận pháp là quân đầu là xoay chuyển rất nhanh hắn khôn khéo không lập tức nghĩ đến là chuyện gì xảy ra hắn đối cái kia nhiều một cái trận pháp tỉ mỉ giải một phen lập tức biết đó là lấy làm gì điêu trùng tiểu kỹ muốn phá mất rất dễ dàng Là quân ngầm nói ra thế nhưng là như cưỡng ép phá mất lập tức sẽ bị bố trận chi người biết mà lại loại trận pháp này là hấp thu khí thức ta như đi vào sẽ để cho hấp thu khí thức không thuần linh tuệ hòa thượng người linh thai quyết có thể đem ta khí thức hoàn toàn ẩn tàng để trận pháp này đều hấp thu không đến sao?" La Quân lập tức dùng ý niệm cùng linh tuệ hòa thượng câu thông. Cứ việc La Quân là dùng người thời điểm hô linh tuệ hòa thượng, không dùng thời điểm thường xuyên đem linh tuệ hòa thượng phong bế. Nhưng linh tuệ hòa thượng cũng sẽ không bởi vậy có cái gì lời oán giận. Hắn lập tức nói ra, không có vấn đề, đạo hữu. Cái kia tốt, La Quân nói ra. Khí tức lưu chuyển, chỉ cần không cảm giác được khí tức khác biệt, ta liền quang minh chính đại đi vào cũng sẽ không để bố trận pháp chi người phát giác được, La Quân nhất thời đã tính trước. Linh Tuệ Hòa thượng lập tức thi triển Linh Thai Quyết vì La Quân lần nữa ẩn tàng khí tức. Về sau, La Quân đem cái kia mật thất cửa phòng đẩy ra nhất đạo khe hở. Một giây sau, thân hình lóe lên, liền xuyên thẳng qua tiến mật thất chi. Cái kia bên trong mật thất, Minh Nguyệt Tiên Tôn ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Minh Nguyệt Tiên Tôn thân mang quần áo màu trắng, mặt như ngọc chính là tuyệt đại phong lưu sinh đẹp công tử. Nàng ưa thích giả trang nam trang. La Quân còn chưa thấy qua nàng cách ăn mặc thành nữ nhân trang dung, nếu là làm nữ nhân ăn diện, tất nhiên là tuyệt đại phong hoa. Giống Minh Nguyệt Tiên Tôn loại này tư sắc, nếu thật là nam tử, tại cổ đại nhất định là quan to quyền quý thích nhất độc chiếm. Mà nếu vì nữ tử thì là huynh quốc huynh thành, hại nước hại dân. La Quân vừa tiến đến, Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên mở mắt nàng mắt tuôn ra vô cùng hàn quang, trong nháy mắt, uy áp đem La Quân triệt để bao phủ. La Quân nhất thời hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn tuy nhiên thụ thương nghiêm trọng, nhưng cái này thời gian dài thân ở cao vị uy áp vẫn là rất khủng bố. Cũng là lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn thấy rõ ràng La Quân. La Quân, làm sao ngươi tới? Minh Nguyệt Tiên Tôn ngoài ý muốn cùng cực, sau đó trầm giọng hỏi. Nàng nói tiếp, làm tử y thế nào? La Quân liền nói ra, "Áo tím như cố tại hôn mê chi, ta đã tìm được trị liệu đại luân hồi thuật liệt diễm thần đan. Chỉ là ta đại số mệnh thuật bởi vì kiếp hỏa thiêu đốt, bây giờ đã biến mất. Cho nên tạm thời vẫn là không có cách nào cứu tỉnh áo tím." "Đại số mệnh thuật kiếp hỏa, số mệnh kiếp hỏa đều thiêu đốt, ngươi thế mà không có việc gì?" Minh Nguyệt tiên tôn nhất thời sắc mặt cổ quái, cảm thấy có chút không dám tin. La Quân nói ra, "Việc này nói rất dài dòng, các loại có thời gian." ta sẽ chậm chậm cùng tiên tôn ngài cho bẩm Mà lúc này lại có một cọc đại nguy cơ cần ngài đến giải quyết. Ngươi không cần phải nói, cái này cái cọc nguy cơ ta đã biết. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức nói ra. Ngài biết, là quân bị kinh ngạc. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, phiền xanh hóa bố cái kia gặp long trận pháp, ta sao lại không phát hiện ra được. Những thời giờ này đến nay, ta một bên nghĩ biện pháp khôi phục thương thế, một bên tận lực phóng thích một chút từng cường hóa khí tức, để cho nàng gọt rũa bất định la quân nói ra có thể tiếp tục như vậy không phải biện pháp phiền sanh hóa đã cấu kết tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ minh nguyệt tiên tôn nhất thời hoảng sợ sau đó minh nguyệt tiên tôn mắt lóe qua lửa giận phiền sanh hóa uổng bổn tọa không xử bạc với ngươi ngươi thế mà làm ra như thế không bằng heo chó sự tình đáng chết la quân nói ra tiên tôn cái kia tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ rất có thể đã tại minh nguyệt cung bên trong nếu là phiền sanh hóa cùng lăng hà đồng thời băng cùng bọn hắn bước thoái vị đến lúc đó cách cô nương khẳng định là khó có thể ngăn cản minh nguyệt cung phía dưới mặc kệ cỡ nào chung với ngài nhưng là chỉ cần biết rằng ngài là thụ thương cái này đại thế vừa đi các nàng khẳng định sẽ lựa chọn cùng phiền sanh hóa người tu đạo làm sao đều hiểu được su cắt tị hung người nói điểm này bổn tọa đương nhiên biết minh nguyệt tiên tôn thanh tú đẹp đẽ nhân thành chữ xuyên Là quần nói ra cách cô nương không phải nói ngài có thể câu thông một vị viễn cổ thật thần sao để hắn đến giúp đỡ đi minh nguyệt tiên tôn nói ra hắn sớm tại một năm trước chết chết tại hoa đại đế tay a à, là quần có chút cả lăm, nói ra ngài làm sao biết là chết tại hoa đại đế tay minh nguyệt tiên tôn nói ra sau khi chết lưu lại một tia khí thức nói cho bổn tọa còn muốn bổn tọa vì hắn giữ lại khí thức dùng cái này tục hồn cũng muốn bổn tọa báo thù cho hắn hắn nhưng lại không biết, bồn tỏa đã là tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn có thể bảo vệ hắn. Về sau cái kia tia tàn hồn này tiêu tán. La quân nói ra, hòa đại đế lăng tiền bối nhiều lần đã từng cứu qua ta, mà lại, lão nhân ra ông ta cương trực công chính. Đã hắn giết cái kia vị thật thần, chắc là vị kia thật thần nên giết. Tiên tôn, ta hy vọng ngài không muốn thật vì cái kia thật thần báo thù, đi tìm lăng tiền bối phiền phức. Bởi vì vô luận là tiên tôn ngài, vẫn là lăng tiền bối, đều là ta tôn kính người. La Quân cũng biết mình thấp cổ bé học, nhưng hắn nhất định phải khuyên một chút Minh Nguyệt tiên tôn. Mà lại ngày sau, Minh Nguyệt tiên tôn nếu thật là muốn cùng Hoa Đại Đế là địch, La Quân vô luận như thế nào cũng muốn tiến đến hòa giải. Đây là La Quân tuyệt sẽ không trốn tránh sự tình, càng là hắn vai trách nhiệm. Minh Nguyệt tiên tôn nao nao, nàng theo rồi nói ra, bổn tỏa cùng hắn chỉ là quan hệ hợp tác, nói không tình cảm gì đã ngươi đều nói như vậy, mặt mũi này, bổn tọa cho ngươi. Nàng sau đó đón đến, còn nói thêm, chỉ là lúc này, nói những vật này đều quá xa. Lần này, chỉ sợ bổn tọa là tai kiếp khó thoát. Hơn một năm nay đến bổn tọa ngày đêm khổ tu, nhưng chưa trị hiệu quả quá mức bé nhỏ, cơ bản không nhìn thấy cái gì hy vọng. Nàng nói tiếp, bổn tọa đã vô kế khả thi, như vậy đi, là quân, ngươi lặng lẽ ra ngoài, để thiên nếu các nàng lập tức đào tẩu đi bổn tỏa ở chỗ này hấp dẫn lấy các nàng lường trước có thể cho thiên nếu các nàng đào tẩu thời gian còn bổn tỏa đây là bổn tỏa mệnh số bổn tỏa sẽ ở các nàng đến trước đó đi đầu đoạn lại sẽ không cho các nàng làm nhục bổn tỏa cơ hội ngài không phải còn có bí mật pháp khí sao la quân lập tức hỏi minh nguyệt tiên tôn nói ra bí mật kia pháp khí nhất định phải phiền sanh hóa cùng lăng hà đến phụ trợ bổn tọa hơn nữa còn muốn bổn tỏa toàn thịnh thời kỳ mới có thể phát động Thực tế là dẫn động địa mạch chi lực. Cái này, là quân không khỏi ngây người. Điều này chẳng lẽ không có khác biện pháp, là quân tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy minh nguyệt tiên tôn chịu nhục mà chết. Hắn lập tức nói ra, ta ly hôn điện chủ các nàng xem như liều chết nhất chiến, cũng bình tĩnh bảo vệ tiên tôn ngươi chu toàn. Là quân, khác ngây thơ, minh nguyệt tiên tôn mắt lóe qua một tia vui mừng, nàng nói ra, ngươi là cái hảo hài tử, cũng khó trách áo tím đối ngươi phá lệ khác biệt. Chỉ là, người tu tiên này ở giữa chiến đấu, không phải dựa vào nhân số có thể chất đống. Một đại môn phái, đệ tử mấy vạn lại như thế nào? Như cũng ngăn cản không nổi một cái đại thần thông giả lực sát thương. Cái kia tiêu viễn sơn tu vi không phải là các người chỗ có người có thể ngăn cản. Huống chi còn có phiền xanh hóa, lăng hà, tiêu gặp vũ. Đến lúc đó, chỉ cần những đệ tử kia biết ta không được, các nàng đều sẽ đầu nhập vào phiền xanh hóa những người này. Cho nên, người lưu lại chỉ là chịu chết. Mà chịu chết sự tình, có cái gì tốt làm? Chúng ta những người này, lại có cái gì tốt giả mồm? bổn tỏa hy vọng người có thể giữ lấy hữu dụng chi thân, đến lúc đó cứu tỉnh áo tím, sau đó cùng áo tím cùng một chỗ, đến báo thù cho ta. Như thế liền coi như rất tốt. Là quân nói ra, không, không được. Hắn ngẫm lại, nói ra, nếu không chúng ta lặng lẽ rời đi. Ta dùng phòng bị tu di đem ngài đặt vào. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, như vậy sao được, người đừng quên bọn họ vẫn luôn đang giám thị bổn tọa. Chỉ cần bổn tọa một khi rời đi, bọn họ lập tức sẽ động thủ. Tại tiêu viễn sơn trước mặt, người đại na di thuật lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát. Có thể, là quân nói ra, không có cái gì có thể là, người tu đạo, phải hiểu được tối thiểu su cát tị hung, ngươi là người thông minh, lúc này phải nên làm như thế nào, trong lòng ngươi cần phải rất rõ ràng. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói như vậy. Là quân nói ra, ta đi mời cứu binh, ta cùng đại khang hoàng đế rất quen, ta cầu hắn xuất thủ. Hắn nói xong muốn rời khỏi. La quân, Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức gọi lại La quân, nói ra, người khác uổng phí tâm cơ, cái kia đại khang hoàng đế ta là giải. Áo tím nói với ta qua, cái kia người tuyệt không hội xử trí theo cảm tính. Mà lại, lấy hắn thực lực, còn chưa đủ lấy chống lại tiêu viễn sơn. Hắn hợp tác với thiên trì các, thiên trì các càng là lợi ích rõ ràng, sẽ không tới làm loại chuyện ngu này. Huống chi, hắn một khi đến, phiền xanh hóa các nàng càng có chuyện hơn nói. Là quần nói ra, có thể ta không thể trơ mắt nhìn lấy tiên tôn ngươi chết. Nếu là áo tím tỉnh, biết sự kiện này, nàng cũng sẽ không tha thứ ta. Ngươi đã hết sức, minh nguyệt tiên tôn nói ra, nếu là không đi, chết ở chỗ này, còn nói gì cùng áo tím bàn giao. Áo tím đến lúc đó vẫn chưa tỉnh lại, người mới là thiên cổ tội nhân. Và lại, áo tím sắp sửa trước đó, liền dặn dò bổn tọa phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Bây giờ sao cũng không có khả năng, ngược lại bổn tọa không có chiếu cố ngươi tí tẹo teo, ngược lại đưa ngươi liên lụy gây nên chết ở chỗ này. Trong thiên hạ này, cũng không có dạng này đạo lý. La Quân nói ra, tiên tôn cùng áo tím, đều xem như ta tiền bối. Nhưng thực tế, ta cũng đem hai vị xem như bằng hữu của ta. Chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử, tiên tôn ngài cùng áo tím vì ta sự tình, xuất sinh nhập tử. Ta hiện tại nếu là vứt xuống ngài mặc kệ, chính là không bằng heo chó. Hắn đón đến, nói ra, ta ngẫm lại, đi tìm đại khang hoàng đế đến giúp đỡ, xác thực không thực tế. Để thiên trì các xuất thủ, thiên trì các trừ trường sinh đại đế bên ngoài, còn lại người xuất thủ cũng không được. Mà cái kia trường sinh đại đế ta cũng không có bản sự này thỉnh cầu. Vì kế hoạch hôm nay, ta chỉ có đi mời hoa đại đế lăng tiền bối. Lăng tiền bối chân thực nhiệt tình, nhất định sẽ tới hỗ trợ hoa đại đế đến giúp đỡ minh nguyệt tiên tôn khẽ giật mình thời gian khẩn cấp ta còn phải trước đi một chuyến thế giới bao la tìm kiếm lăng tiền bối đã từng lưu lại một cái kim sắc huy chương dùng cái này đến câu thông lăng tiền bối la quân nói ra tiên tôn ta liền đi trước cái này minh nguyệt tiên tôn nói ra chỉ sợ y nguyên hy vọng xa vời nhưng luôn luôn một đường sinh cơ la quân nói ra ngay vào lúc này linh tuệ hòa thượng nhảy ra hắn nói ra bần tăng trước đó tại tinh chủ bên người đợi một năm từng nghe tinh chủ nói qua hoa đại đế bọn họ cùng thần đế cùng đi càng xa tinh cầu không biết là làm cái gì đi bọn họ cách địa cầu đã không biết có bao xa cho dù là đạo hữu người dùng kim sắc huy chương câu thông đến hoa đại đế chính là hoa đại đế thần thông vô địch hắn cũng không có bản sự này dựa vào hàng hạ một đạo hư không nguyên thần liền có thể chiến thắng tiêu viễn sơn bọn người a cho nên đạo hữu người lãng phí thời gian đi tìm hoa đại đế là không sáng suốt. Cái này, là quân ngây người, hắn theo rồi nói ra, nhưng ta đã nghĩ không ra hắn biện pháp. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thực biện pháp là có, Bần Tăng đã sớm nói, Minh Nguyệt cô nương thương tổn cũng không phải là pháp lực thương tổn, cũng không phải thân thể thương tổn. Mà là linh hồn hao tổn tinh thần, nhất định phải lấy đồng dạng linh hồn chi lực để đền bù. Loại này linh hồn chi lực, lại phải để ý một cái nhóm máu xứng đôi. Biện pháp duy nhất, là âm dương song tu, lấy âm dương đến thai ngén vạn vật. Cái này âm dương chi lực, có thể dựng dục ra minh nguyệt cô nương người cần thiết linh hồn chi lực tới. Cái này, là quân nhất thời nghẹn lời. Minh nguyệt tiên tôn thì là quả quyết nói ra, không được. Linh tuệ hòa thượng nói ra, minh nguyệt cô nương, người cũng là nhất đại tông sư. Chẳng lẽ không biết, chỉ có còn sống, mới có thể nói không được. Chết, hết thảy đều thành hư không. Người nói, bổn tọa minh bạch nhưng người người có thể làm ta, đồng thời không có nghĩa là ta có thể làm người người. bổn tỏa có bệnh thích sạch sẽ, không thể thỏa hiệp, tuyệt không cầu thả. Việc này không cần lại sách, nhắc đến cũng vô dụng. Cái kia âm dương song tu chi thuật, bổn tỏa cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. bổn tỏa cũng không có khả năng cùng la quân đạt tới linh tu cấp độ, sẽ chỉ là hại hắn. Minh Nguyệt Tiên tôn thái độ vô cùng rõ ràng cùng kiên quyết. La quân thật lòng cũng là phát run, hắn cũng không muốn đi đến một bước này. Cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong lòng cũng rõ ràng. Dạng này trạng thái, cũng rất không có khả năng song tu thành công. Minh Nguyệt Tiên Tôn Tu Vi tuy nhiên không bằng áo đen tố trinh, nhưng áo đen tố trinh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn tính cách là có rất lớn khác biệt. Minh Nguyệt Tiên Tôn là cao ngạo, phong cách quý phái, bài xích nam nhân. Mà áo đen tố trinh thì là trời sinh cô độc, một khi nam nhân đi vào nội tâm của nàng, liền sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Có nữ nhân, rất khó thích một người nam nhân, nhưng một khi thích, liền đời này không đổi. Có nữ nhân, là trời sinh chán ghét nam nhân, như Minh Nguyệt Tiên Tôn. Cái kia, cái này, bần tăng cũng không có cách nào. Linh Tuệ Hòa Thượng có chút ủ rũ nói ra. Linh hồn chi lực, là quần nghĩ đến cái gì, đột nhiên vận chuyển linh hồn bổn nguyên đi ra. Trong chấp nhóm này, vô cùng linh hồn lực lượng đem Minh Nguyệt Tiên Tôn bao trùm. Tiên Tôn, Ta không biết trong này có nhiệm vụ thích hợp ngươi hay không linh hồn chi lực, ngươi thử một chút xem sao." La Quân nói như vậy. "Ừm, Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi hơi ngoài ý muốn, nàng lập tức đắm chìm trong biển linh hồn chi. Lại có mênh mông như vậy linh hồn chi lực, còn có hư tiên, động tiên. Trong này rất nhiều linh hồn chi lực, thực lực còn tại ta chi, cái này sao có thể?" Minh Nguyệt Tiên Tôn giật mình lên, nàng tiếp tục nói, "Ngươi làm sao? Ngươi từ nơi đó làm dạng này linh hồn chi lực?" lấy thực lực ngươi, tiếp xúc đến cái này tùy tiện một cao thủ, người đều sẽ bị bọn họ xé rách thành toái phiến. La Quân nói ra, cơ duyên xảo hợp, tiên tôn, người trước nhìn có thể hay không chữa trị linh hồn ngươi. Minh Nguyệt tiên tôn gật đầu, nói ra, tốt. La Quân ở một bên thủ hộ, đồng thời nói với linh tuệ hòa thượng, che giấu khí tức, đừng cho cái kia gặp long trận pháp phát hiện bên trong manh mối. Linh tuệ hòa thượng nói ra, tốt, đạo hiếu. Hắn sau đó còn nói thêm, bất quá. Bất quá cái gì, La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi còn nhớ rõ ngươi số mệnh kiếp hỏa sao? La Quân nói ra, nhớ đến, làm sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thôn vệ hắn người tinh nguyên chính là làm trái thiên đạo, quấy nhiễu số mệnh cũng là làm trái thiên đạo, mà. Đem người khác linh hồn chi lực đền bù với bản thân trong não vực, hợp làm một thể, cũng là làm trái thiên đạo A. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, hắn nghĩ tới áo đen tố trinh, thiên đạo tại thần bí khó lường nhưng lại uy nghiêm không thể mạo phạm áo đen tố trinh chính, chính là dùng lôi đình thối luyện tạp chất sau cùng đều thua ở nhân quả chi hiện tại quản chẳng phải nhiều hậu quả là lúc sau mới có nếu như không vượt qua một kiếp này về sau hết thảy đều không cần nói la quân nói với linh tuệ hòa thượng vậy cũng đúng binh đến tướng chắn nước đến đất chặn đi linh tuệ hòa thượng nói như vậy Minh Nguyệt Tiên Tôn một mực trầm tĩnh tại biển linh hồn bên trong, nàng tham lam không ngừng hấp thu bên trong linh hồn chi lực. Rất nhiều động tiên cảnh cao thủ, trừ Bồ Tát chi lực chờ một chút, rất nhiều quy tắc, rất nhiều linh hồn đều bị Minh Nguyệt Tiên Tôn thành công hấp thu đi vào. Là quân chọn vẹn thủ nhất đêm. Linh Tuệ Hòa Thượng nhịn không được nói ra, trời ạ, à, Minh Nguyệt cô nương còn đang hấp thu, này làm sao? Chẳng lẽ nàng không thể hấp thu chút giáo huấn, Trước đó hao tổn tinh thần là bởi vì muốn muốn mạnh mẽ đột phá, thôn vệ quá nhiều hỗn nguyên quả. Cái này linh hồn chi lực, thượng vàng hạ cám, như vậy thôn vệ đi vào, hậu quả kia nghiêm trọng hơn A. À. Là quân cũng biết không tốt lắm, nhưng hắn có thể cảm nhận được minh nguyệt tiên tôn ngay tại tham lam hấp thu linh hồn chi lực. Đối với là quân tới nói, đồng thời không có cái gì. Bởi vì hắn linh hồn bổn nguyên linh hồn chi lực, như núi như biển cho dù là minh nguyệt tiên tôn cũng chỉ có thể thôn vệ đi chín châu mất sợi lông, không quan trọng cực kỳ. Nhưng La Quân lại lo lắng minh nguyệt tiên tôn hội xảy ra vấn đề. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, minh nguyệt tiên tôn nghe được linh tuệ hòa thượng lo lắng, liền nói ra, bổn tọa tu hành đại thôn vệ thuật nhiều năm, còn có thể đem những linh hồn này chi lực tạp chất thối luyện sạch sẽ. La Quân nói ra, nhưng là tiên tôn, nhân quả thối luyện không đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, nàng theo rồi nói ra, tốt. Đón lấy, nàng liền đình chỉ hấp thu. La quân liền đem linh hồn bổn nguyên thu sạch hồi não vực chi. Lúc này Minh Nguyệt Tiên tôn sắc mặt kiều mị mà hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt quang ngoại phóng. Một cỗ cường đại đến như hải như núi khí thức theo Minh Nguyệt Tiên tôn thân thể phát ra. La quân không khỏi kinh hỉ vạn phần, nói ra, tiên tôn, ngài khôi phục thực lực. Minh Nguyệt Tiên tôn như thế trầm ổn nhân vật, giờ phút này cũng không nhịn được hớn hở ra mặt, nói ra, là quân, người thật sự là giúp bổn tọa đại ân. Bổn tọa bây giờ không chỉ có thực lực hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn thành công đến động tiên cảnh kỳ. Bổn tọa trước đó thôn phệ vô dục thiên tinh nguyên đan hoàn, chính là muốn xung kích động tiên kỳ. Không ngờ lọt vào phản phệ, lần này, bổn tọa đã triệt để đem tất cả tinh nguyên sắp xếp một lần. La quân không khỏi đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. Minh Nguyệt Tiên tôn gật gật đầu, nói ra, La quân, người phần nhân tình này, bổn tỏa ghi lại. Là quân buông buông tay, nói ra, tiên tôn ngài 10 triệu đừng nói như vậy, ta cũng không có làm cái gì. Lúc trước ngài cùng vốn không quen biết, lại bởi vì áo tím một câu mà đi cam mạo đại hiểm. Ta làm ra một chút đồ vật, cùng ngài vì ta làm ra tướng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Minh Nguyệt tiên tôn cười một tiếng, nói ra, một mã thì một mã. Tốt, chúng ta không tỉ mỉ nói những vật này, lúc này còn có chính sự muốn làm. Ngài định làm gì, La là Quân hỏi. Minh Nguyệt tiên tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, làm thế nào? Đương nhiên là muốn như phiền sanh hóa cùng lăng hạ ý. Lần này, hai cái này tiến nhân phải chết, mà bổn tỏa cùng tiêu viễn sơn, tiêu gặp vũ tri ở giữa ân hoán, cũng nên triệt để kết. La Quân nói ra, tiên tôn nhưng xin phân phó, ta nguyện ý vì tiên tôn ngài ra sức châu ngựa. Lúc này, ngân sa vương kiều ngưng cũng ở bên ngoài, nàng cũng sẽ lưu lại giúp ngài minh nguyệt tiên tôn hơi hơi ngoài ý muốn nói ra ngân sa vương cũng ở bên ngoài la quân nói ra nàng là ta đạo lữ minh nguyệt tiên tôn không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra la quân ngươi thật đúng là cái phong lưu trùng tử la quân theo cười cười minh nguyệt tiên tôn còn nói thêm bất quá ngươi một năm này tiến triển có phần lớn bổn tọa nhìn ngươi tu vi mặc dù không có đến hư tiên nhưng là khí tức đã mạnh phi thường Bổn tọa nếu là không có phía Tây Vương giới chuyến đi, gặp ngươi, muốn hàng phục ngươi, chỉ sợ cũng muốn dùng chút thủ đoạn. Không giống trước đó, bóp chết ngươi cùng bóp chết con kiến một dạng không có khác nhau. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ngày hiện tại bóp chết ta, cũng cùng bóp chết con kiến một dạng không có khác nhau đây. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười ha ha một tiếng. Nàng đồng thời nói với Linh Tuệ Hòa thượng, thu ngươi linh thai quyết đi, nơi này giao cho Bổn tọa bổn tọa sẽ cho phiền xanh hóa hài lòng đáp án. Tốt, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng liền thu Linh thai quyết. Minh Nguyệt Tiên Tôn lại nói với La Quân, người để kiều ngưng vào đi, hai người các người giấu ở bổn tọa cái này trong mật thất. Nhưng là cách cô nương bên kia, La Quân nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, trước đừng để thiên nhược biết, dạng này cũng lại càng dễ thủ tín tại phiền xanh hóa các nàng. La Quân gặp Minh Nguyệt Tiên Tôn đã tính trước, ngay sau đó liền nói ra tốt ta hết thảy đều nghe tiên tôn ngài sau đó hắn liền đem kiều ngưng gọi tiến đến kiều ngưng sau khi đi vào nhìn thấy minh nguyệt tiên tôn khí thức cường đại không khỏi vui vẻ nói tiên tôn ngài thương thế tốt minh nguyệt tiên tôn gật gật đầu nói ra nhờ có la quân kiều ngưng không khỏi nghi hoặc nói la quân hắn chẳng lẽ là song tu nàng ngược lại là đầu óc chuyển rất nhanh cũng biết âm dương song tu chỗ lợi hại là quân nhất thời có chút xấu hổ, nói ra cái kia có sự tình. Minh Nguyệt Tiên Tôn giống như cười mà không phải cười, nhìn một chút Kiều Ngưng, nói ra người thật cảm thấy như vậy. Kiều Ngưng sau lưng mát lạnh, nàng nhất thời cảm nhận được Minh Nguyệt Tiên Tôn uy áp, cũng biết mình thuyết pháp này để Minh Nguyệt Tiên Tôn không cao hứng. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngược lại là không cùng Kiều Ngưng so đo, nàng nói ra Kiều Ngưng, là quân, bổn tọa dự định để hai người các người chờ đợi ở đây. Cái kia gặp long trận pháp, bổn tọa lúc này đã cảm thụ rõ ràng. Hai ngày này, phiền sanh hóa bọn người sẽ động thủ. Đến lúc đó, bổn tọa hy vọng các ngươi trợ giúp bổn tọa cùng một chỗ thôi động địa mạch trận pháp, đem đám người này toàn bộ vây khốn. Cần phải không thể để cho bọn họ trốn đi một cái. Kiều Ngưng nói ra, tiên tôn, chúng ta không có vấn đề. Minh Nguyệt tiên tôn gật gật đầu. Về sau, là quân cùng Kiều Ngưng tại mật thất bên trong một mực bồi tiếp Minh Nguyệt tiên tôn, kiều ngưng có đầy bụng nghi ngờ nhưng lại không tiện mở miệng muốn hỏi tại minh nguyệt tiên tôn trước mặt la quân cũng không tiện làm cái gì tiểu động tác cho nên cũng không tiện cùng kiều ngưng giải thích tới về sau kiều ngưng cũng lười suy nghĩ việc này dứt khoát vận công tĩnh sửa la quân bên này bình tĩnh không lay động lại là gấp xấu ly thiên nhược ly thiên nhược tìm đến kiếm hồng bụi thương lượng kiếm hồng bụi biết về sau cũng là hoảng sợ thất sắc lúc này Lý Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi cảm giác cho các nàng đã không thể chờ đi xuống. Nhất định phải lấy biện pháp, không phải vậy lời nói hội vạn kiếp bất phục. Lý Thiên Nhược để Kiếm Hồng Bụi đi triệu tập chỗ có tâm phúc để tử thủ vệ minh nguyệt điện. Tuy nhiên, người tu đạo đều hiểu được su cắt tị hung. Nhưng Lý Thiên Nhược cái này em kết nghĩa tử đối minh nguyệt tiên tôn trung thành tuyệt đối, chính là cận kề cái chết cũng muốn bảo vệ minh nguyệt tiên tôn. Lý Thiên Nhược một mực tại chủ tính, bố cục. Nàng cũng không có đi quá ngọn núi xem xét đến tột cùng, nàng cũng không ngốc, chấp trưởng Minh Nguyệt cung nhiều năm, cũng biết nếu như mình đi quá ngọn núi, đó chính là đã đi là không thể trở về. Mà tại quá ngọn núi, phiền xanh hóa bọn người lại là càng ngày càng chắc chắn Minh Nguyệt tiên tôn đã thụ thương không nhẹ. Các nàng cũng phát giác Ly Thiên Nhược có thể có thể biết một ít gì, nhưng Ly Thiên Nhược lực lượng căn bản không đủ gây sợ. Chuyện này, nếu như một mực bình tĩnh như vậy, phiền xanh hóa tâm lý khả năng còn không quá an tâm mà lúc này nhìn đến Ly Thiên Nhược như vậy trắng sám bố cục, nàng tâm càng phát ra lòng tin 10 phần. Dạng này không được, tuyệt đối không được. Tại Minh Nguyệt ngoài điện mặt, Ly Thiên Nhược tập kết chỗ có tâm phúc đệ tử cùng một đám cao thủ. Còn mặt khác 16 điện điện chủ, các nàng vẫn chưa đến đây, bởi vì Ly Thiên Nhược còn không có thông báo các nàng tới. Nơi này tình huống cũng để cho cái kia dư điện chủ nhóm có chút không rõ ràng cho lắm. 18 điện điện chủ Toàn bộ Phụng Minh Nguyệt Tiên Tôn vì sư tôn. Nhưng chỉ có Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng bụi mới là Minh Nguyệt Tiên Tôn tay nắm tay dạy dỗ đến đệ tử. Còn hắn điện điện chủ, rất nhiều đều là Minh Nguyệt Tiên Tôn mời chào, cũng cùng các nàng từng có ân huệ. Tất cả mọi người tính được cùng chung chí hướng đi cùng một chỗ, tổ kiến Minh Nguyệt cung uy trấn ở nước ngoài. Nhưng nói cho cùng, những điện chủ này nhóm cũng không phải là không phải phản đối Minh Nguyệt Tiên Tôn mà chính là các nàng không thể là vì Minh Nguyệt Tiên Tôn đi mất đi tính mạng mình. Ly Thiên Nhược lộ ra nôn nóng không? Nàng rất muốn xông vào tìm sư phụ thương lượng đối sách, nhưng lại không quá dám đi quấy nhiễu sư phụ. Phải đi gặp gặp sư phụ, kiếm hồng bụi nói ra. Ly Thiên Nhược gật gật đầu. Tại Ly Thiên Nhược chuẩn bị tiến vào Minh Nguyệt trong điện thời điểm, cái kia mặt khác 16 điện điện chủ xuất lĩnh chúng đệ tử bay tới. Cái kia hư không bóng người xuyên thẳng qua, không ngừng thoáng hiện các đại điện chủ cùng nhau đến đây, mọi người rơi xuống đất, liền xuất hiện tại ly thiên như cùng kiếm hồng bụi trước mặt. chăm dặm nguyệt điện chủ bài trước khi nói ra, cách điện chủ, đây là có chuyện gì? người xuất lĩnh nhiều đệ tử như vậy vây lại minh nguyệt điện, cái này là muốn làm gì? vẫn là nói, minh nguyệt điện xảy ra chuyện gì? bôn nguyệt điện điện chủ luyện như yên cũng trước nói ra, đúng vậy a, à, cách điện chủ, tựa hồ phát sinh đại sự, mà chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả a. À? Chẳng lẽ ngươi đem chúng ta hắn điện cũng làm làm ngoại nhân? Những điện chủ này nhóm, tầm thường đều có chút không quá chịu phục Ly Thiên Nhược. Mặc kệ Ly Thiên Nhược có phải hay không có bản lĩnh thật sự, nhưng Ly Thiên Nhược chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn đại đệ tử. Ly Thiên Nhược chỉ cần có tầng này vầng sáng tại, đông đảo điện chủ liền sẽ một mực sợ hãi nàng, nhưng lại đối nàng không quá chịu phục. Bây giờ, mọi người đương nhiên cũng nghe thấy được không tầm thường vị đạo. Cho nên lúc này từng cái từng cái ngôn ngữ đều có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Ly Thiên Nhược cho tới nay chính là thiên tri kiêu tử, đừng nói là không sao cả đem những điện chủ này để vào mắt. Là tầm thường gặp thái trưởng lão, đó cũng là cái mũi hướng lên trời. Lúc này nàng gặp nạn, liền lập tức cảm nhận được những người này khí diễm lớn lối. Nàng tâm không khỏi có lửa, nhưng nhưng cũng biết lúc này không phát tác được. Các vị điện chủ, Ly Thiên Nhược hít sâu một hơi, nàng thật sự là không biết nên nói thế nào mới có thể để cho những điện chủ này nhóm đứng tại nàng bên này. nếu là chúng điện chủ đều nguyện ý giúp nàng, nguy cơ lần này cũng không có khó như vậy lấy vượt qua. chỉ là ly thiên nhược cũng biết tường đổ mọi người đẩy a. À. các vị điện chủ, lúc này thật là phát sinh một kiện đại sự. ly thiên nhược trầm giọng nói ra, có người cấu kết phố hóa môn tiêu viễn sơn còn có tiêu gặp vũ muốn muốn làm phản. cái này lời vừa nói ra, nhất thời chúng điện chủ ồn ào. Cách điện chủ, người chuyện này là thật, trăm dặm nguyệt nghiêm nghị hỏi. Ly Thiên Nhược nói ra, bực này đại sự, ta sao dám hổ môn loạn ngữ. Người nào cấu kết bọn họ, việc này, cung chủ biết không? Một vị khác thanh sơn điện điện chủ tàng hoa lập tức hỏi. Ly Thiên Nhược nói ra, cấu kết người, chính là chúng ta thái trưởng lão phiền xanh hóa còn có lăng hà. Cũng chỉ có hai người này, mới có dạng này gan chó. Việc này, cung chủ biết không, tàng hoa hỏi lần nữa. Ly Thiên Nhược hơi hơi ngẩn ngơ. Chẳng lẽ cung chủ đã ra chuyện, chăm dặm nguyệt hỏi. Những điện chủ này nhóm, toàn bộ đều là nhân tinh. Ly Thiên Nhược lời vừa nói ra, các nàng lập tức liên tưởng đến rất nhiều khả năng. Ly Thiên Nhược nói ra, ta còn không có báo cáo sư phụ, sư phụ bây giờ đang lúc bế quan, ta muốn chính mình trước đến giải quyết. Giải quyết, bôn nguyệt điện điện chủ lập tức nói ra, vậy sao ngươi giải quyết? ly thiên nhược người đang nói đùa gì vậy cái này là chuyện nhỏ sao bôn nguyệt điện điện chủ luyện như yên thần sắc nghiêm nghị nàng nói ra như như lời ngươi nói là thật đây là minh nguyệt cung sinh tử tồn vong chi đại sự còn không mau thông bẩm cung chủ giải quyết việc này ly thiên nhược nói ra nàng không biết nên nói thế nào cung chủ đến cùng làm sao lập tức hắn điện điện chủ đều phát giác được không đúng sau đó cùng kêu lên chất vấn ly thiên nhược chuyện này quá nghiêm trọng Cung chủ, tại lúc này, phiền sanh hóa rằng giặc thanh âm truyền đến, cung chủ đã bị ly thiên nhược trưởng khống lấy, cái này loạn thần tặc tử muốn muốn làm phản, muốn lấy cung chủ chi vị mà thay vào. Chư vị điện chủ, các ngươi không cần thiết không nên bị ly thiên nhược hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa bịp. Nàng tiếng nói hạ thấp thời gian, liền thấy bóng người lóe lên. Đón lấy, phiền sanh hóa liền xuất hiện tại chàng. Sau đó, lại có người ảnh thiểm động, cái kia tiêu viễn sơn, tiêu gặp vũ cùng lăng hà đều tới đồng thời quá ngọn núi các đệ tử các cao thủ cũng cùng đi đồng thời đem minh nguyệt ngoài điện vây đều cho bao vây lại tiêu viễn sơn tiêu gặp vũ chúng điện chủ thấy hai người này không khỏi thất sắc hai cái này đều thuộc về là viễn cổ cao thủ a nếu như không có minh nguyệt tiên tồn tại chúng điện chủ thấy hai người này xác thực là có chút phát run nếu là phiền xanh hóa cùng lăng hà đứng tại chúng điện chủ bên này các nàng cũng còn có chút niềm tin mà bây giờ phiền sanh hóa cùng lăng hà cấu kết tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ, đây thật là để chúng điện chủ đều cảm thấy kinh hồn bạt phía A. Phiền xanh hóa, người quả nhiên là muốn phản, ly thiên nhược nhìn thấy tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ, trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc. Đồng thời nàng giận không nhịn nổi, nói ra, phiền sanh hóa, lăng hà, sư phụ ta đối đãi các người ân trọng như sơn, các người thế mà phản bội sư phụ ta, các người đáng chết. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ lúc này lại là mắt lạnh nhìn, đồng thời không nói lời nào. Mà Lang Hà lập tức nói ra, Ly Thiên Nhược, đáng chết là ngươi. Là ngươi mưu toàn đoạt được cung chủ chi vị, đem cung chủ thầm đả thương, sau đó khống chế cung chủ tâm trí. Cung chủ chính là nhân vật cái thế, trong thiên hạ, ai nhưng đánh thương cung chủ. Nếu không phải là thân cận người vội vàng không kịp chuẩn bị, cung chủ làm sao có thể đầy đủ thụ này trọng thương. Hôm nay, chúng ta chính là muốn thanh quân chắc, ly thiên nhược, kiếm hồng bụi, các ngươi đại nạn đến. Hồ ngôn loạn ngữ, lẽ nào lại như vậy, kiếm hồng bụi lập tức cả giận nói, sư phụ ta lớn nhất căm hận là tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ hai người này, các ngươi cùng bọn hắn cấu kết cùng một chỗ, rõ ràng là muốn ngư hại sư phụ ta. Lúc này, các ngươi thế mà đổi trắng thay đen, ngươi cho rằng chúng điện chủ đều không có chính mình phân biện lực sao. Ly Thiên nhược mắt bốc lửa, nhưng giờ phút này, nàng trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ thật đến phiền sanh hóa bọn người thế mà không kiêng nể gì như thế xem ra là đã chắc chắn sư phụ bị thương nặng ly thiên nhược liền cũng biết đại thế đã mất hết thảy đều xong tốt vậy chúng ta để chúng điện chủ phân biệt phân biệt phiền sanh hóa cười lạnh liên tục tiêu viễn sơn tiền bối cùng tiêu gặp vũ tiền bối lần này tới chính là cung chủ phái người tới mời đến nàng không muốn cả một đời bị người khống chế lại, tuy nhiên cung chủ cùng hai vị tiêu tiền bối từng có cửu hận. Nhưng nói cho cùng, đều có tình thầy trò nghĩa. Bây giờ, tiêu viễn sơn tiền bối cùng tiêu gặp vô tiền bối bất kể hiểm khích lúc trước tới, chính là muốn tiêu diệt các ngươi hai cái này phản đồ, cứu ra cung chủ. Ta nhổ vào, ly thiên nhược trùng điệp phun ra một miếng nước bọt, phiền xanh hóa, người ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen. Sư phụ ta chính là chết, cũng sẽ không đi cầu trợ tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ Người nói ta khống chế sư phụ ta vậy thì tốt ta để sư phụ ta ra đến nói chuyện phiền sanh hóa nói ra tốt cái kia một đám điện chủ nhóm từng cái từng cái trâu đầu ghé tai do dự mà những đệ tử kia cũng đều là tâm hoảng sợ tại lúc này minh nguyệt trong điện, minh nguyệt tiên tôn thanh âm truyền tới bên ngoài chuyện gì phát sinh như thế ồn ào minh nguyệt tiên tôn áo trắng đai lưng ngọc Mặt ngọc xinh đẹp công tử bộ dáng, nàng nhàn nhạt, nhạt nhiên nhiên đi tới, trong lời nói mặc dù nhạt nhạt, lại có loại lớn lao uy nghiêm tồn tại. Nàng đi tới trong nháy mắt, phiền xanh hóa cùng Lăng Hà trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, lại là có loại không hiểu hoảng sợ. Các nàng đối với Minh Nguyệt Tiên Tôn e ngại cùng kiêng kỵ chính là thâm nhập cốt thủy. Mà hắn điện chủ, các đệ tử cũng lập tức hành lễ quỳ xuống. Đệ tử các loại tham kiến cung chủ, các đệ tử toàn bộ quỳ xuống những điện chủ kia nhóm cũng được tuần lễ gặp mà duy chỉ có không có hành lễ quỳ xuống là phiền sanh hóa lăng hà tiêu viễn sơn tiêu gặp vũ còn có quá ngọn núi những đệ tử kia những đệ tử kia cũng là muốn hành lễ thế nhưng là cuối cùng vẫn nhớ kỹ phiền sanh hóa các nàng bàn giao minh nguyệt tiên tôn sau khi đi ra lạnh lùng liếc nhìn mọi người tại đây nàng ánh mắt vốn là rơi vào tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ thân thể sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi Tiêu Viễn Sơn mỉm cười, nói ra, Minh Nguyệt Đồ Nhi, ta nghe được ngươi cầu cứu, lập tức tới. Tuy nhiên giữa chúng ta có chút ân oán, nhưng cuối cùng đều là sư đồ. Ngươi nếu có khó, vi sư sao lại thấy chết không cứu. Tiêu gặp vũ ở bên cũng là cười nhạt, cười cất giấu một tia âm u lạnh ý. Bồn tọa tìm ngươi cầu cứu, Minh Nguyệt Tiên Tôn bỗng cảm giác rất là kỳ lạ. Nàng sau đó cười một tiếng, nói ra, chuyện cười lớn đi phiền xanh hóa hít sâu một hơi, nàng tới nói, cung chủ, chúng ta biết ngươi đã bị ly thiên nhược ám toán, đồng thời khống chế tâm trí. Ngươi không cần sợ, hôm nay chúng ta là đến giải cứu ngươi. Giải cứu bổn tòa, Minh Nguyệt Tiên Tôn cười cười, nàng nói ra, phiền trưởng lão, ngươi đến cùng là tại nói chút thứ chó má gì. Phiền xanh hóa cười lạnh, nói ra, cung chủ, bây giờ ngươi tâm trí bị cáo, chúng ta như có chỗ đắc tội, cũng tất cả đều là vì Minh Nguyệt cung ngàn năm đại kế, còn xin ngươi đừng trách móc. bổn tỏa cái dạng này, giống như là bị khống chế tâm trí sao. Minh Nguyệt Tiên Tôn từ tốn nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, vị cung chủ này phong thái vẫn như cũ, uy nghiêm càng sâu, xác thực nhìn không ra có chút nào không thỏa chỗ. Xem như Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng trần tâm đều sinh ra một loại ảo giác, chẳng lẽ sư phụ thật không có bị thương sao? Lúc này, phiền xanh hóa cười lên ha hả, nàng mặt hướng Ly Thiên Nhược, nói ra, Lý Thiên Nhược, người thật đúng là thật bận rộn vì a. À. Ta thật bận rộn vì. Ly Thiên Nhược bị phiền xanh hóa như thế đương nhiên chỉ trích tức giận đến kém chút nổ phổi. Phiền xanh hóa nói ra, sư phụ ngươi đưa ngươi nuôi lớn, xem ngươi như chính mình ra, dạy ngươi thông thiên pháp thuật. Bây giờ ngươi lại đem sư phụ ngươi khống chế lại, để cho nàng người không ra người, quỷ không quỷ. Ngươi nỡ lòng nào a? À. Sư phụ ngươi tính tình, chúng ta người nào không biết? Nàng nếu là không có bị người khống chế, giờ phút này nhìn thấy tiêu viễn sơn tiền bối cùng tiêu gặp vũ tiền bối, chỗ đó sẽ còn nói nhiều lời như vậy, trực tiếp xuất thủ. Không sai, lập tức, bôn nguyệt điện điện chủ luyện như yên phụ họa nói ra, ta quá giải cung chủ tính tình, như phiền trưởng lão thật cấu kết tiêu viễn sơn tiền bối bọn người, giờ phút này cung chủ chỗ đó sẽ còn nói nhảm, trực tiếp động thủ giết. Cung chủ há có thể thụ bực này làm nhục, ly thiên nhược, ta sớm cảm thấy người có chút không đúng, lúc này luyện như yên nên tính là cái thứ nhất hướng phiền xanh hóa quy hàng người người ở đây cái kia không phải khôn khéo như quỷ người phiền xanh hóa dám làm động tác này cái kia nhất định là có chỗ ỉ lại cái này ỉ vào chính là minh nguyệt tiên tôn thụ thương từ khi minh nguyệt tiên tôn hơn một năm trước trở về có khác biệt lớn minh nguyệt cung các cao tầng sớm có hoài nghi bây giờ bất quá là chứng thực tâm suy nghĩ a à. mà lúc này minh nguyệt tiên tôn đi ra chỉ là quát lớn, lại không động thủ. Cái này cũng hiển nhiên không phải minh nguyệt tiên tôn phong cách. Chuyện này, xem ra khó bề phân biệt, nhưng thực tế, những người này tâm cả đám đều tựa như gương sáng. Ly Thiên nhược cùng kiếm hồng bụi trong lòng như có lửa đốt, hai người không tự giác đi vào minh nguyệt tiên tôn trước mặt. Sư phụ, đám này kẻ trộm hôm nay quyết tâm muốn phản ta minh nguyệt cung. Ly Thiên nhược cùng kiếm hồng bụi quỳ tại minh nguyệt tiên tôn trước mặt. Ly Thiên nhược tiếp tục nói, đệ tử vô năng, nhưng hôm nay chính là thân tử đạo tiêu, cũng phải nỗ lực hộ ngài Chu Toàn. Kiếm Hồng bụi hốc mắt đỏ lên, nói ra, đệ tử cùng đại sư tỷ hôm nay không đi, liền ở chỗ này cùng ngài cộng đồng sinh tử. Sau đó, nàng lại đứng dậy bảo vệ Minh Nguyệt tiên tôn, nhìn chung quanh mọi người, nghiêm nghị nói ra, hôm nay người nào muốn động sư phụ ta một sợi lông, theo ta kiếm Hồng bụi thi thể dẫm lên. Ly Thiên Nhược cúng sục sôi quát nói, lại thêm ta Thật sự là biểu hiện được trung thành tuyệt đối, tình thâm nghĩa trọng a." À. Lăng Hà cười lên ha hả, đồng thời vỗ tay tán thưởng. "Đón lấy." Nàng lại sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, "Chỉ tiếc không có người hội các ngươi làm, thụ các ngươi lừa gạt." "Phiền xanh hóa, Lăng Hà." Minh Nguyệt Tiên Tôn mở miệng, sắc mặt nàng nhàn nhạt, nhạt. "Phiền xanh hóa nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, nàng nói ra, "Cung chủ, người bây giờ tâm trí bị khống chế lại, nói cái gì, chúng ta đều không có cách nào nghe ngươi." Bất quá ngươi không cần phải gấp gáp, chúng ta sẽ mau chóng giải cứu ngươi. Bổn tọa tâm trí không có bị người khống chế lại." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, điểm này, bổn tọa tin tưởng trong lòng ngươi rõ ràng, các vị đang ngồi ở đây trong lòng cũng đều rõ ràng. "Phiền sanh hóa, ngươi là bổn tọa Minh Nguyệt cung lão nhân, bổn tọa không muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Hiện tại, bổn tọa cho ngươi sau cùng cơ hội, quỳ xuống đến, nhận lầm. Nếu không, đợi đến bổn tọa xuất thủ, đến lúc đó ngươi đừng trách bổn tọa đáng sợ vô tình. Tiêu Minh Nguyệt, Tiêu gặp vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, đều lúc này, người còn trang cái gì tỏi. Những người này, một cái kia là phàm phu tục tử. Sẽ bị như người loại này cố làm ra vẻ cho đe dọa đến. Minh Nguyệt tiên tôn không để ý Tiêu gặp vũ, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy phiền xanh hóa cùng lăng hà, nói ra, nếu như các ngươi bây giờ quay đầu, bổn tỏa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi vẫn là quá ngọn núi thái trưởng lão, sau này tất cả mọi người không được nhắc đến chuyện hôm nay ai dám chống lại bổn tọa giết không tha như thế nào phiền xanh hóa cùng lăng hà trầm mặc đi xuống cái này một cái chớp mắt hai người tâm thiên nhân giao chiến các nàng cơ hồ muốn muốn quay đầu tiêu viễn sơn lạnh lùng nhìn lấy hắn lúc này có thể xuất thủ nhưng hắn hết lần này tới lần khác không xuất thủ hắn muốn minh nguyệt tiên tôn đến nhấm nháp loại này chúng bạn xa lánh tư vị hắn muốn minh nguyệt tiên tôn hết hy vọng sau một hồi khá lâu, phiền xanh hóa chậm rãi nói ra, cung chủ, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ngươi lại đợi chút. Nàng đột nhiên mắt hàn quang lóe lên, một giây sau, nàng liền hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn xuất thủ. Phiền xanh hóa nhất trưởng hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn chộp tới. Hư không chi, năng lượng phun trào, một đạo bàn tay lớn màu tím hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn bao bọc tới. Phiền xanh hóa ngang nhiên xuất thủ cái kia bàn tay lớn màu tím chính là nàng hư tiên cảnh tinh thần áo nghĩa chi sở tại. Đương nhiên, một trường này là đang thử thăm dò sâu cạn. Ly thiên nhược cùng kiếm hồng bụi hơi hơi thất sắc, hai người lập tức phát giác phiền xanh hóa cái này tùy tiện nhất trưởng lợi hại. Cái này bàn tay lớn màu tím chi, vô cùng tinh thần ảo nghĩa nhấp nhô, pháp lực bành trướng mãnh liệt, cuồn cuộn chi cất giấu các loại sát cơ. Một cái ứng đối không tốt, liền gặp nhiều thua thiệt nhưng ly thiên nhược cùng kiếm hồng bụi dù sao cũng không phải ăn chay, hai người đều là minh nguyệt tiên tôn đệ tử đắc ý. Ly thiên nhược thủ pháp ấn liên kết, khẽ quát một tiếng, sau đó, liền chém ra thiên đạo đao cương. Ly thiên nhược bản mệnh pháp lực chi ngọn nguồn chính là thiên cương đao, từng đạo thiên cương, lực sát thương khủng bố vô cùng. Trong nháy mắt, ly thiên nhược liền đem cái này bàn tay lớn màu tím chảm thành phấn vụn. Phiền xanh hóa hơi kinh hãi, nàng lại là không nghĩ tới ly thiên nhược thiên cương đao bén nhọn như vậy. Cho tới nay, nàng nên cũng không dám xem thường ly thiên nhược. Biết ly thiên nhược là minh nguyệt tiên tôn dốc lòng vun trồng đồ đệ, cái này ly thiên nhược tuy nhiên tự ngạo từ lớn hơn một chút, nhưng cũng là có chân tài thực học. Phiền sanh hóa một chiêu thất bại, liền cũng biết tính toán là mình toàn lực xuất thủ, cũng rất khó cầm xuống kiếm hồng bụi cùng ly thiên nhược. Lăng sư muội hai người này gian ngoan không thay đổi, chúng ta đồng loạt ra tay phiền xanh hóa trầm giọng nói ra. Lăng Hà gật đầu, phiền xanh hóa lại hướng cái kia chúng điện chủ, chúng đệ tử quát nói, hôm nay chúng ta xuất thủ, chỉ vì nội tặc. Chư điện chủ, đệ tử ở một bên quan chiến là đủ. Chờ chúng ta đuổi bắt phía dưới phản đồ về sau, sẽ cùng chư vị chúc mừng. Đây là nội chiến, cho nên mọi người có thể bảo trì vách tường xem. Mà nếu như là đơn thuần tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ xâm phạm, như vậy hội làm cho cả minh nguyệt cung đệ tử chống cự, Lúc này, cả đám tự nhiên cũng là ước gì ở một bên nhìn lấy. Người nào cũng không muốn cầm tánh mạng đi ra thu được. Thắng thua đối mọi người mà nói, cũng không có khác nhau quá nhiều. Bất quá là thay cái lo liệu việc nhà làm chủ nhân mà thôi. Phiền xanh hóa cùng Lăng Hà tiếp lấy đồng thời xuất thủ. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ vẫn chưa xuất thủ, hai người bọn họ tùy tiện xuất thủ, dễ dàng kích thích Minh Nguyệt cung đệ tử phản cảm. Dù sao, bọn họ là người ngoài mà tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ chỉ cần đứng ở chỗ này đã đưa đến tác dụng bởi vì bọn hắn đại biểu thắng lợi thiên bình tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ đứng ở chỗ này mọi người cũng mới hiểu ý hướng về phiền sanh hóa cùng lăng hà chỉ cần không phải phiền sanh hóa hai người thật sự là bắt không được ly thiên nhược bên này hai người bọn họ chọn một mực không xuất thủ hai người bọn họ muốn chỉ là minh nguyệt tiên tôn đây là cùng phiền sanh hóa còn có lăng hà ước định đến lúc đó phiền xanh hóa bắt được Minh Nguyệt Tiên Tôn, sẽ đem giao cho Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn hội Mỹ danh nói là muốn mang Minh Nguyệt Tiên Tôn đi trị liệu thương thế, cũng vì khôi phục tâm trí. Vân vân, đây là một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác. Đi, Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi đột nhiên bắt lấy Minh Nguyệt Tiên Tôn, sau đó liền thân hình lóe lên, trong nháy mắt đến cử tiêu chi. Vân vụ cuồn cuộn, đại chiến hết sức căng thẳng. Minh Nguyệt cung chính là chúng người tâm huyết, Ai cũng không nguyện ý trong cung chiến đấu, đem Minh Nguyệt cung căn cơ hủy hoại. Cái kia một đám đệ tử nhóm, điện chủ nhóm cũng toàn bộ bay trên trời hư không quan chiến. Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Gặp Vũ cũng theo bay đi. Tại rộng lớn bầu trời chi, Phiền Xanh Hóa còn có Lăng Hà chiêu chiêu tàn nhẫn. Ly Thiên như thiên cương đao vỡ nát vô số pháp lực công kích, đồng thời từng đạo đao khí bao phủ Phiền Xanh Hóa. Phiền Xanh Hóa cười lạnh liên tục, tại hư không chi tế ra chấn thiên kiếm nàng kiếm pháp sắc bén, pháp lực cuồn cuộn, đồng thời hình thành kiếm vực, nàng chính là hư tiên sơ kỳ, cảnh giới cao ly thiên nhược một bậc. Mà lại, kiếm vực nhìn trời cương đao có rất tốt áp chế hiệu quả. Hai người chiến đấu một trận về sau, ly thiên nhược rơi xuống hạ phong. Ly thiên nhược liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Mà lúc này kiếm hồng bụi thảm hại hơn, đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Mắt thấy, ly thiên nhược cùng kiếm hồng trần chân muốn nuốt hận tại chỗ, Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi hai người thân hình lóe lên, đột nhiên cùng nhau đối mặt Minh Nguyệt Tiên Tôn. Sư phụ, đắc tội, đồ nhi quyết không thể để ngươi chịu nhục, liền trước đem ngươi giết, đệ tử các loại rất mau tới cùng ngươi. Ly Thiên Nhược lệ hống một tiếng. Sau đó, nàng chém ra một đạo kiếm cương. Đạo này kiếm cương là chém về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn đầu lâu. Từ nhỏ nuôi đến đại đồ đệ hướng sư phụ chém ra thảm thiết nhất một kiếm nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn hốc mắt lại hơi hơi đỏ. Thiên Nhược, Hồng Trần, Vi Sư không có nhìn lầm các ngươi. Minh Nguyệt Tiên Tôn tâm nhẹ giọng nỉ non. Cùng lúc đó, phiền xanh hóa cùng lăng hà kiếm lực, trưởng lực cùng một chỗ chạy giết tới. Đó là khủng bố tuyệt luân lực sát thương, như vực sâu biển lớn đồng dạng diệt tuyệt khí tức chạy tuôn đi qua. Cái này khí tức khủng bố đem ly thiên nhược bao phủ, đem kiếm hồng trần bao phủ, đồng thời cũng đem minh nguyệt tiên tôn bao phủ. Đáng chết, tại lúc này, Tiêu Viễn Sơn không khỏi thất sắc, bởi vì hắn nhìn đến Minh Nguyệt Tiên Tôn tựa hồ cũng muốn là tại phiền sanh hóa cùng Lăng Hà Tay, mà hắn cùng Tiêu Gặp Vũ muốn xuất thủ đã không kịp. Như là không thể mang sống Tiêu Minh Nguyệt hồi Vũ Hóa môn thụ thẩm, như vậy đây hết thảy đối với Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ tới nói, đều là không có chút ý nghĩa nào. Có thể đây hết thảy đều đã trễ. Tiêu Viễn Sơn tâm nổi giận, nhưng lại bất lực. Cũng tại lúc này, Ly Thiên Nhược kiếm cương chém về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn vị trí hiểm yếu. Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên cười, nàng nụ cười long lanh, Thiên Nhược, tiếp đó, giao cho vi sư đi. Nàng sau đó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Ly Thiên Nhược kiếm cương đạn thành phấn vụn. Một giây sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn vừa xảy bước ra, liền đứng cách Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi phía trước, thay hai người bọn họ ngăn trở cái này khủng bố, như vực sâu biển lớn công kích. Tất cả diệt tuyệt khí tức, khủng bố lực sát thương chạy tuôn đi qua. Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, lúc này nàng, giống như là đứng tại sơn băng địa liệt trước, mặt không đổi sắc áo trắng tôn giả. Điêu trùng tiểu kỹ, Minh Nguyệt Tiên Tôn mi tâm chi đột nhiên mở ra một con mắt, cái này mắt pha trộn biến hóa, nhìn như rất nhỏ, sau cùng lại làm cho người cảm thấy bên trong chất chứa một tòa vũ trụ. Trong nháy mắt, đại thôn phệ thuật triển khai. Cái kia tất cả khí tức, lực sát thương đều bị Minh Nguyệt Tiên Tôn thôn phệ đi vào. Minh Nguyệt Tiên Tôn đại thôn phệ thuật, đó cũng không phải là la quân đại thôn vệ thuật có thể tướng. Theo vừa mới sơn băng điện liệt, nhật nguyệt vô quang, đến lúc này, bất quá là trong chớp mắt, bên trong thiên địa chính là một mảnh trong sáng. Phong khinh vân đạm, bạch vân du du. Tốt giống cái gì cũng không có xảy ra. Cái này một cái chớp mắt, chúng điện chủ hoảng sợ. Cái này một cái chớp mắt, chúng đệ tử hoảng sợ. Cái này một cái chớp mắt, phiền xanh hóa cùng lăng hà sắc mặt trắng bệch, tham kiến cung chủ chúng điện chủ lập tức quỳ đi xuống chúng đệ tử cũng lập tức quỳ đi xuống đó là núi kêu biển gầm trận thế vạn chúng quy tâm không còn có người dám có bất kỳ ý đồ không tốt trừ đã xuống đài không được phiền xanh hóa cùng lăng hà ly thiên nhược cùng kiếm hồng bụi sau một hồi khá lâu mới phản ứng được sau đó hai người vui đến phát khóc loại này vui sướng không cách nào hình dung không cách nào đánh giá nhưng lại lại chân thật như vậy cùng vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây hết thảy, quá mức mỹ hảo. Ngươi không bị thương tổn, phiền xanh hóa âm thanh run rẩy lên, nàng không thể tin, nói, không có khả năng, ta rõ ràng, ta rõ ràng tra được ngươi thụ nghiêm trọng thương tổn. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Lăng Hà lại là phản ứng rất nhanh, quỳ đi xuống, nói ra,